Chương 2147, Bế quan. Có tạp dịch lời nói, có thể trợ giúp chính mình xử lý rất nhiều sự tình. Xích Hồng quận chúa nói, đối với chúng ta mà nói, phần lớn thời gian khả năng đều đang bế quan bên trong. Ngoại môn đệ tử cũng có một mảnh linh dược vườn, tuy nhiên không lớn, lại cũng cần người chăm sóc, những sự tình này giao cho tạp dịch không còn gì tốt hơn. Có tin tức gì không, việc vặt cũng có thể giao cho tạp dịch đến xử lý. Như là hàng năm nguyên linh cấp cấp cho một ngàn trái nguyên linh thạch thì có thể làm cho tạp dịch đi nhận lấy. Tô Tử mặc lật ra vài cái trong tay sách cổ chỉ vào trong đó một tờ nói ra, tại đây viết, nguyên linh các hàng nằm cấp cho nguyên linh thạch, cũng có thể tạm thời không nhận lấy, đặt ở nguyên linh các gửi lại. Đợi cần thời điểm, sẽ cùng nhau lấy ra. Xích Hồng quận chúa hỏi, "Vậy ngươi bình thường tu luyện dùng cái gì ạ?" Tô Tử mặc cười cười, không có trả lời. Lúc trước hắn tại Long Nguyên Tinh bên trên, gặp được cái vị kia Long tộc thiếu nữ từng đưa cho hắn một cái túi đựng đồ, bên trong có một nghìn vạn khỏa nguyên linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện 20000, 30000 năm thời gian. Ít nhất tại đây 1000 năm ở trong, hắn cũng sẽ không thiếu khuyết nguyên linh thạch. Hắn là thanh liên chân thân, lúc tu luyện vô cùng có khả năng sẽ có cái gì dị tượng tiết lộ có tạp dịch tại bên người ngược lại không quá thuận tiện sinh hồng quận chúa lại khuyên bảo một hồi tô tử mặc lời nói dịu dàng cự tuyệt đi thẳng tới chỗ ở của mình càn khôn thư viện ngoại môn đệ tử có mấy vạn chi chúng số lượng to lớn đại. có thể dù vậy từ ngoại môn đệ tử lãnh ngộ so mặt khác địa cấp tông môn huyền cấp tông môn nội môn đệ tử cũng cao hơn tô tử mặc chỗ ở ở vào một tòa tú lệ ngọn núi dưới chân bên cạnh là rủ xuống thiên thác nước hình thành một phương mây mù lượn lờ hồ nước chung quanh thảo mộc phong phú cây xanh dấm mát thậm chí có một ít sóc tiên hạc thần dị yêu thú tại phụ cận đi đi lại lại những yêu thú này cũng không sợ người mặc dù là một ít hung mánh dị thú nhìn thấy có chứa thư viện thân phận lệnh bài tu sĩ cũng không có bất kỳ tính công kích ngoại môn đệ tử chỗ ở cũng không đơn giản một cái cự đại sân nhỏ phân thành phòng luyện công luyện đan thất luyện khí sư thậm chí tạm dịch nô bột nghỉ ngơi trụ sở tại đây nhà cửa bên ngoài còn có một mảnh to như vậy dược viên linh viên có thể tùy ý gieo trồng một ít linh thảo tiên dược tô tử mặc tiến vào trong sân tay cầm thân phận lệnh bài rót vào nguyên khí cái này miếng thân phận trên lệnh bài đường vân đột nhiên tách ra từng đạo vầng sáng chui vào cái này sân nhỏ tất cả hẻo lánh sau đó thân phận trên lệnh bài vầng sáng dần dần nhạt đi tông môn sổ tay trong đều có ghi lại nói như vậy chỗ này sân nhỏ liền là có người và ở sẽ có một mình kết giới cấm chế tồn tại không có, có chủ nhân cho phép đồng môn tu sĩ không cách nào tự tiện xông tới tô tử mặc đi vào phòng luyện công khoanh chân mà ngồi thật dài thở ra một hơi phi thăng đến nay thẳng đến lúc này hắn mới tính toán chính thức an định lại không cần bốn phía trốn chết không cần lại lo lắng tùy thời hội hai vạ đến nơi theo tu vi phát triển tu luyện độ khó cần có thời gian cũng sẽ dần dần gia tăng cái này một ngàn năm thời gian nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, tô tử mặc có hy vọng đột phá đến địa nguyên cảnh thất trọng thậm chí tu luyện tới thất giai địa tiên đình phong từ hiên tiên quốc tàng thư lâu áo thơ trắng nữ tử đã theo bản long sơn mạch trở về đang tại đọc qua một bản cổ tịch cũng không lâu lắm sau lưng truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân không che giấu chút nào cứ như vậy đạp 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 chạy tới áo thơ trắng nữ tử không quay đầu lại có thể đoán được người đến là ai tại đây tàng thư lâu ở bên trong như vậy không có quy không có cụ chỉ có nàng cái vị kia đệ đệ tỷ tỷ nghe nói có cái kia tô tử mặc tin tức người chưa tới một giọng nói trước chuyển tới đánh vỡ trong tàng thư các yên lặng áo tơ trắng nữ tử khẽ nhũ mày quay người nhìn lại chỉ thấy một vị mày kiếm mắt sáng nam tử chính sải bước đi tới trong ánh mắt ẩn có mũi nhọn phun ra nuốt vào khí thế bức người người tới chính là mười vạn năm qua thần tiêu đại lục ở bên trên danh khí lớn nhất yêu nghiệt vân đình quân vương vân đình gặp áo tơ trắng nữ tử hai đầu lông mày có chút giận dỗi rất nhanh ý thức được cái gì ngượng ngập cười một tiếng hạ giọng nói tỷ ngươi đừng mắng ta ta nói nhỏ chút là được Tang thư lâu ở bên trong không cho phép lớn tiếng ồn ào. bởi vì này sự kiện vân đình từng bị hắn vị tỷ tỷ này giáo hấn qua thiệt nhiều lần chỉ có điều lần này nghe được tô tử mặc tin tức vân đình trong nội tâm kích động trong lúc nhất thời quên việc này bị kích động chạy tới áo thơ trắng nữ tử thần sắc hơi trí hoãn ánh mắt tại vân đình trên người giò xét thoáng một phát gật đầu nói lần này bế quan thu hoạch không tệ đột phá đến thiên nguyên cảnh rồi đó là tự nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai vân đình dương lên đầu ngạo nghễ nói cái kia tô tử mà hôm nay là cái gì tu vi có lẽ bị ta rơi xuống rất nhiều cảnh giới a hắn hôm nay là lục giai địa tiên tốc độ tu luyện bên trên là so ngươi trên lệch đi một tí áo tơ trắng nữ tử nói vân đỉnh khép cười một tiếng nói lục giai địa tiên đây ừ, tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh chỉ có điều gặp được ta đối thủ như vậy hắn tương lai cũng chỉ có thể đánh phải ta phía dưới ta lời còn chưa nói hết ngươi không có gì có thể tiêu ngạo. áo tơ trắng nữ tử nói ngươi tu luyện so với hắn nhanh là vì ngươi chuyên tu kiếm đạo lại từng kế thừa hai đại kiếm đạo bí điển đạt được như vậy cơ duyên còn có tiên quốc vô cùng vô tận tài nguyên mà hắn chỉ có một mình một người còn thời thời khắc khắc đều bị người đổi giết khó giữ được tánh mạng tịch các ngươi cất bước bản tựu bất đồng ai cao ai thấp thật đúng là khó mà nói nếu là đổi lại hoàn cảnh hắn chưa hẳn cũng không bằng ngươi vân đình trong nội tâm không cam lòng tự nhiên không phục đang muốn tranh luận áo thơ trắng nữ tử tiếp tục nói huống chi tu sĩ tầm đó so đấu tốc độ tu luyện vốn là không có gì tất yếu huống chi ngươi tại địa nguyên cảnh tu luyện quá nhanh căn cơ bất ổn cái này tại tương lai vô cùng có khả năng là cái thai hoàng ẩm vân đình nói đúng vậy so đấu tốc độ tu luyện xác thực không cần phải nhưng ta cùng với hắn như tái chiến một hồi hắn thì càng không là đối thủ rồi cái kia cũng chưa chắc áo tơ trắng nữ từ lắc đầu nói nếu là cùng giai một trận chiến ngươi cùng hắn tầm đó thắng bại không biết tuyệt không có khả năng vân đình khua tay nói ta tại thất giai địa tiên thời điểm liền đem tứ đại tiên tông sở hữu địa tiên cường giả đà bại ta mặc dù không có tham gia địa bảng chi tranh nhưng ta vân đình như nói mình là địa tiên thứ hai ai dám đảm đương đệ nhất hắn tô tử mặc dựa vào cái gì áo thơ trắng nữ tử cười cười đem tiên tông đại tuyển sự tình chi tiết giảng thuật một lần vân đình nghe được hai mắt sáng lên không có chút nào sợ hãi trong đôi mắt chiến ý ngược lại càng ngày càng thịnh áo thơ trắng nữ tử thấy như vậy một màn âm thầm gật đầu năm đó ở đế phần bên trong bị thua cũng không ảnh hưởng đến chính mình vị đệ đệ ngược lại đem của hắn đạo tâm ma luyện được càng thêm cứng cỏi vân đình không có tham gia địa bảng chi tranh nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn đã là toàn bộ thần tiêu đại lục ở bên trên công nhận đệ nhất địa tiên thất giai địa tiên thời điểm có thể quét ngang tứ đại tiên tông chờ hắn tu luyện tới cựu giai địa tiên thời điểm ai là đối thủ nhưng lúc này vân đình nhưng trong lòng sinh ra một tia hối hận sớm biết như thế hắn tự áp chế cảnh giới một một ít lại làm đột phá như vậy có thể tại vạn năm trên đại hội cùng tô tử mặc tái chiến một hồi hôm nay hắn đã tu luyện tới thiên tiên không cách nào nữa tham gia vạn năm đại hội địa bảng chi tranh vân đình đột nhiên cười lớn một tiếng nói không sao ta sẽ tại thần tiêu tiên hội bên trên đợi lấy hắn đến lúc đó giác trục thiên bảng ta cùng với hắn cuối cùng có một trận chiến chương 2148, không phần thiên hoang đại lục thương lang sân mạch võ đạo bản tôn dựa theo cơ giao tuyết nhắc nhở liền đem nàng trôn ở chỗ này cũng không ly khai mà là ở chỗ này Lặng lặng thủ hộ gần một năm thời gian kỳ thật đối với võ đạo bản tôn mà nói hạ giới đã không có gì đáng giá quyền luyến nhưng hắn vẫn không có ly khai bởi vì có một việc hắn thủy trung nghĩ mãi mà không rõ cơ giao tuyết như thế nào sẽ vẫn lạc cơ giao tuyết thiên phú cũng không phải là cực kém trái lại tại tu hành mới bắt đầu nàng cựu có được thiên linh căn tuyệt đối là thiên tư vô cùng tốt chi nhân tiêu tính toán nàng thiên phú cực kém những năm gần đây này võ đạo bản tôn mượn đảo hiệu chi thủ đưa cho nàng vô số thiên tài địa bảo tiên đan thần dược có thể nói hạ giới có thể tìm kiếm được bảo vật võ đạo bản tôn tìm khắp đến làm cho nàng ăn bảo nhiều như vậy bảo vật coi như là một cái thân thể phạm thai phạm nhân ba ngàn năm thời gian cũng có thể đột phá phản hư cảnh rồi nhưng cơ giao tuyết tu vi lại thủy chung trì trệ không tiến có chút kỳ quái chính là cơ giao tuyết thọ nguyên ngày từng ngày suy giảm nhưng nàng dung nhan lại không có nửa điểm giả yếu dấu hiệu đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đã qua một năm võ đạo bản tôn canh giữ ở cơ giao tuyết trước mộ phần suy tư về sở hữu khả năng chẳng lẽ nói cơ giao tuyết tại khi còn sống từng bị người nào lạng yên không một tiếng động đánh xuống nguyên rủa võ đạo bản tôn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu đây quả thật là có khả năng nguyên rủa chi lực biến hóa kỳ lạ khủng bố quả thật có thể có loại này ảnh hưởng chỉ là vu tộc người trong sớm được điệp nguyện diệt sạch loại này nguyên rủa lại là từ đâu mà đến huống chi lúc trước hắn từng dò xét qua cơ giao tuyết tình huống thân thể cũng không phát hiện gì thường. Võ đạo bản tôn ánh mắt rơi vào cách đó không xa mộ phía trên. Hắn trầm ngâm hồi lâu, hay vẫn là làm ra quyết định, khai phần kiểm tra thoáng một phát cơ giao tuyết thi thể tình huống. Mặc dù nhưng hành động này đối với người chết không tôn, nhưng võ đạo bản tôn quyết không cho phép cơ giao tuyết cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc. Những năm gần đây này, hắn đạt được thần giới rất nhiều nguyên linh thạch, hơn nữa luyện hóa vân u vương đạo quả, đã tu luyện tới mệnh luân cảnh đệ bắt trọng. Năm đó, hắn không thể dò xét ra cái gì dị thường, hôm nay hắn tu vi tình tiến, quyết định lại kiểm tra một phen. Nếu là thật sự có người nào đó, âm thầm đánh xuống người liền rủa hại chết cơ giao tuyết cho dù là trên đội tận bích lạc xuống hoàng tuyển hắn cũng muốn đem người này cầm ra đến võ đạo bản tôn tiến lên huy động ống tay áo phá vỡ mổ bên trên bùn đất lộ ra bên trong quan tài cái vị này quan tài là võ đạo bản tôn chặt cây một cây dưỡng hồn một chỗ chế tạo đi ra có thể làm được vạn năm bất hủ bất hủ minh vương Nhật châu tự là dưỡng hồn một chỗ luyện chế võ đạo bản tôn xuề bàn tay ra năm ngón tay vốn lượng cách hư không nhẹ nhàng một chảo trực tiếp đem nắp quan tài xốc lên nắp quan tài nhấc lên rơi đích sắt võ đạo bản tôn sửng sốt mặc dù dùng tâm tính của hắn trong đôi mắt cũng hiện lên ra vẻ không thể tin được thần sắc khiếp sợ làm sao có thể võ đạo bản tôn lại tiến lên vài bước hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại lại ngưng thần nhìn lại còn là giống nhau kết quả trong quan tài là không cơ giao tuyết thi thể không cánh mà bay trong quan tài chỉ để lại cơ giao tuyết khi còn sống xuyên lấy cái tiết kiệm tô tử mặc vì nàng chế tạo cựu được có hơi trắng bệnh trường bảo mà cơ giao tuyết thi thể nhưng không thấy rồi võ đạo bản tôn như thế nào đều không thể tưởng được khai hỏng quan tài về sau hội lại như thế này một cái kết quả cơ giao tuyết là ở trước mắt hắn mất đi cũng là thân thủ của hắn mai táng ở chỗ này đã qua một năm võ đạo bản tôn một tấc cũng không rời căn bản không có ly khai qua tuyệt không có khả năng có người nào đó đem cơ giao tuyết thi thể lấy đi nhưng sự thật trước mắt tự là cơ giao tuyết thi thể tại võ đạo bản tôn mí mắt dưới đáy biến mất không thấy gì nữa hắn thậm chí không có một điểm phát giác võ đạo bản tôn tiến lên đem quan tài bên trong cái kia kiện quần áo cầm lấy cái này trên mặt quần áo còn lưu lại lấy một tia mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, võ đạo bản tôn đem cái này quần áo thu lại ngừng chân trầm tư hắn tặng du lịch hạ giới vô số giao diện được chứng kiến rất nhiều quỷ dị thần kỳ lực lượng nhưng đều không pháp giải thích trước mắt chuyện này võ đạo bản tôn vốn là muốn vạch trần cơ giao tuyết vẫn lạc mê hoặc lại không nghĩ rằng lâm vào một cái càng lớn mê hoặc bên trong thiên lang võ đạo bản tôn trong nội tâm khẽ động theo trong túi chữ vật đem một giọt máu tươi triệu hắn đi ra cái này giọt máu tươi bên trong ẩn chứa một đạo đến từ thượng giới linh thức võ đạo bản tôn tin tưởng một ngày nào đó hắn biết bay thăng lên giới cho nên hắn không có đem thiên lang chém giết mà là tạm thời giữ ở bên người tương lai phi thăng thượng giới có thể sẽ có chỗ lợi gì thiên lang biết được rất nhiều chỉ có điều miệng hắn rất cứng rất nhiều thứ cũng không chịu lộ ra võ đạo bản tôn không chế nghiệp hỏa kiếp hỏa võ hồn chi hỏa cùng long hoàng chi diễm bốn đạo hỏa diễm về sau đối với hắn không ngừng tiêu đốt trả tấn hắn mới dần dần khuất phục Trấn ngục đỉnh lai lịch tự là thiên lang theo như lời chủ nhân vĩ đại ngươi có cái gì phân phó giữa không trung dọn huyết dịch này biến ảo thành một đầu nhỏ bé lang yêu bộ dạng thần sắc hèn mọn đối với võ đạo bản tôn cúi đầu lộ ra định nọt ánh mắt thiên lang ngăn không được võ đạo bản tôn bốn đạo hỏa diễm đã nhận hắn làm chủ võ đạo bản tôn đem cơ giao tuyết thi thể biến mất chuyện này nói một lần mới hỏi nói ngươi cũng đã biết cái này là nguyên nhân gì thiên lang nghe xong cũng là vẻ mặt mê mang tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm thiên lang nói nếu là thi thể hủ hóa cũng tất nhiên sẽ ở quan tài trong lưu lại dấu vết nếu là thi thể bị chuyển di tại chủ nhân vĩ đại trước mặt đó căn bản tiểu không khả năng a à. chuyện này không liên quan đến cái gì che giấu thiên lang không cần phải giấu diếm võ đạo bản tôn cũng không có sử dụng hỏa diễm đi đốt cháy hắn đứng tại chống trải quan tài trước trầm mặc hồi lâu đột nhiên hỏi Tại thượng giới, còn có luân hồi, còn có địa phủ, có. Thiên Lang lập tức đáp, ngữ khí khẳng định. Bất luận là cái gì sinh linh, vẫn lạc về sau, đều tiến vào lục đạo luân hồi. Tại U Minh địa phủ bên trong, lưu lại dấu vết. Thượng giới một ít tương giả, tu luyện tới chân nhất cảnh đệ tam trọng, thậm chí có thể lưu lại hồn phách tân ký. Trải qua lục đạo luân hồi, ân ký bất diệt, tương lai có thể chuyển thế trung sinh. Nếu là có người tiếp dẫn, một lần nữa tu luyện, đạt tới chân tiên về sau, thậm chí có khả năng tỉnh lại kiếp trước trí nhớ. Võ đạo bản tôn nhẹ gật đầu. Thanh liên chân thân tại thượng giới lưu lạc những năm này, tiêu từng nghe nói qua một mấy thứ gì đó chuyển thế tiên nhân truyền thuyết, chỉ là hắn còn chưa gặp phải qua. Không nghĩ tới muốn trở thành chuyển thế tiên nhân điều kiện, như thế hà khắc. Khi còn sống ở kiếp này tu vi, nhất định phải đạt tới chân tiên cảnh mới có thể. Cơ Giao Tuyết vẫn lạc, tự nhiên không có khả năng có cái gì hồn phách chân ký. Nhưng nếu như Thiên Lang theo như lời, bất luận cái gì sinh linh, vẫn lạc về sau, tại địa phủ bên trong đều lưu lại dấu vết. Một ngày kia, hắn có lẽ tiến về địa phủ đi xem một cái chỉ sợ cũng chỉ có như thế mới có thể cởi bỏ cơ giao tuyết trên người cái này nghi hoặc võ đạo bản tôn thở khẽ một hơi huy động ống tay áo đem cái này không phần trôn bên trên nhẹ lẩm bẩm nói đi thôi là thời điểm đã đi ra đi đâu thiên lang hỏi thượng giới võ đạo bản tôn đáp chương hai nghìn một trăm bốn mươi chín ma vực nghe được thượng giới hai chữ thiên lang trong đôi mắt lóe ra một tia kích động nhưng rất nhanh tiểu thu liễm biến mất không thấy gì nữa võ đạo bản tôn đem thiên lang một lần nữa thu vào trong chữ vật đại túi chữ vật trong góc ngân quang lập lòe trong lòng của hắn khẽ động, đem đạo này ngân quang đem ra. Đây là một cái mặt nạ màu bạc, đến từ thượng giới, cũng là một kiện bảo vật. Chẳng những có thể dùng che lấp dung mạo, còn có thể ngăn cách người bên ngoài thần thức dò xét. Lúc trước Thiên Lang tiểu là gợi lại tại đây trương ngân sắc mặt nạ bên trong, đi theo chấn ngục đỉnh cùng một chỗ, theo thượng giới rơi xuống dưới đến. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, đem cái này trương ngân sắc mặt nạ mang lên mặt. Cái này trương ngân sắc mặt nạ mỏng như cánh ve, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, không chút nào ảnh hưởng hô hấp, lộ ra một đôi thâm thủy như bên hai con người. Lần này phi thăng, không biết hội rơi vào cái gì địa điểm bởi vì thanh liên chân thân phi thăng thời điểm từng tao ngộ qua chặn giết lần này xuất phát từ cẩn thận võ đạo bản tôn vẫn là có ý định đeo ngân sắc mặt nạ huống chi thanh liên chân thân vừa mới tại thượng giới dừng chân nếu là võ đạo bản tôn phi thăng đi lên về sau dùng tướng mạo sẵn có bày ra người có thể sẽ cho thanh liên chân thân dựng nên thêm nữa định nhân mang đến rất nhiều không cần phải phiền thoái võ đạo bản tôn thân hình chậm rãi lên không nhìn qua thương khung tản mát ra một đạo đại thừa cảnh viên mãn thần thức xúc động tiên tiếp võ đạo bản tôn hôm nay tu luyện tới mệnh luân cảnh bắt trọng dựa theo hắn suy tính, có lẽ đã đột phá địa tiên, đạt tới thiên tiên cấp bậc. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, đối với thần thức khống chế, đã là xuất thần nhập hóa. Những năm gần đây này, hắn vì cảm ngộ thiên kiếp chi lực, còn từng mấy lần triệu hoán thiên kiếp, tu luyện ra kiếp hỏa. Tại hạ giới, chỉ cần tu luyện tới đại thừa cảnh viên mãn, phát ra thần thức, có thể gây ra thiên kiếp hàng lâm. Đối với cái này dạng lấn thiên giấu diếm địa chi cử, võ đạo bản tôn sớm đã thuần thục. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen rậm rạp, lôi đỉnh cuồn cuộn, uy áp tùy ý, thiên kiếp hiện hiện. Một màn này, khiến cho không ít ngày hoang tu sĩ chú ý ở trong đó thì có một ít tô tử mặc cố nhân như là tiểu bản tử lanh nu kỷ thành thiên cô vân tại mọi người nhìn soi mói chỉ thấy một vị mặc áo bào tím mang theo ngân sắc mặt nạ thân ảnh tắm rửa lấy thiên kiếp chi lực toàn thân quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp như là cự mãng lôi điện chậm rãi phi thăng đạo này thân ảnh phi thăng quá trình không có nửa điểm dừng lại cái kia hủy thiên diệt địa thiên kiếp đối với người này như là gãi ngứa trong nháy mắt tứ cựu thiên kiếp tiêu tán đạo này thân ảnh màu tím cũng triệt để biến mất tại thương khung cuối cùng lúc này đây hắn đi thật lãnh nu nói khẽ mọi người im lặng trên mặt của mỗi người đều là thần sắc cảm khái mang theo một tia ly biệt vẻ u sầu bọn hắn tuy nhiên cùng tô tử mà quen biết rất sớm nhưng mấy ngàn năm thời gian cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện tới phi thăng thượng giới cấp độ thậm chí trong bọn họ có người khả năng cuối cùng cả đời đều không thể phi thăng mà đi kỳ thanh thiên nói mỗi người vận mệnh tất cả không giống nhau cũng là không cách nào muốn nhờ cuộc đời này có thể cùng tô huynh quen biết liền đã không có gì tiếc bối. chúng ta hảo hảo tu luyện ba năm không được tiểu tu luyện ba vạn năm một ngày nào đó chúng ta cũng có thể phi thăng đi lên tiểu ban tử cực kỳ lạc quan vừa cười vừa nói không chuẩn à đến lúc đó đại ca tại thượng giới đã tung hoành một phương lập bất thế bi danh chúng ta phi thăng đi lên cũng có thể đi tìm nơi nương tựa hắn mọi người bèn nhìn nhau cười trong lòng nỗi buồn ly biệt cũng nhạt rất nhiều riêng phần mình tán đi võ đạo bản tôn thân bất do kỷ cảm nhận được một cỗ cực lớn dẫn dắt chi lực bao vây lấy chính mình hướng phía phía trên phi hành mà đi lúc ban đầu hắn bao quát phía dưới còn có thể chứng kiến phía dưới thiên hoang đại lục theo khoảng cách càng ngày càng cao thiên hoang đại lục nhỏ bé như ở trước mắt cắt bụi cuối cùng triệt để theo trong tầm mắt của hắn biến mất lại không biết qua bao lâu võ đạo bản tôn cảm giác mình tựa hồ xuyên qua một tầng màng mỏng hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa chung quanh vờn quanh lấy nhàn nhạt tiên địa nguyên khí không có gì bất ngờ xảy ra tầng kia màng mỏng có lẽ tựu là thượng giới cùng hạ giới ở giữa hàng rào bình chướng võ đạo bản tôn có chút thoáng dây rủa, dùng hắn mệnh luân cảnh bắt trọng sánh vai thiên tiên lực lượng còn thì không cách nào dây rủa trói buộc tại trên người mình loại này dẫn dắt chi lực võ đạo bản tôn xuyên qua thành từng mảnh tinh hải hồi lâu sau đỉnh đầu của hắn bên trên hiện ra một tảng lớn bóng đen, không nớt vô tận. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân hình của hắn phảng phất trốn vào thời không đường hầm. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, võ đạo bản tôn thân hình mới ổn định lại. Lại có phi thăng giả lên đây. Tính cả người này, đã gom góp đủ 100 nhân số, đem người nọ đã nằm đến, chuẩn bị xuất phát. Võ đạo bản tôn vừa mới đứng lại, trung quanh liền truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm. Hắn chuyển động ánh mắt, nhìn khắp bốn phía. Hắn đứng tại một chỗ cùng loại với tế đàn đồng dạng khu vực, trung quanh bắt đầu khởi động lấy có chút nồng đậm thiên địa nguyên khí, so thiên hoang thần giới cái kia chỗ không gian muốn nồng đậm nhiều lắm tại đây chỗ tế đàn trung quanh còn đứng lấy mười cái tu sĩ mỗi người đều xuyên lấy trường bảo màu đen tướng mạo hung ác toàn thân tản ra dày đặc mùi máu tanh võ đạo bản tôn thần thức quét qua cái này mười cái tu sĩ tu vi khác nhau nhưng đều là huyền tiên có rất nhiều thất giai huyền tiên có rất nhiều bát giai huyền tiên tu vi cao nhất chi nhân là kiểu giai huyền tiên tại hắn trường bảo màu đen bên ngoài còn hất lên một kiện áo giáp nhìn về phía trên hẳn là cái này mười mấy người thủ lĩnh tại cách đó không xa còn quỳ chín mươi chín người tu sĩ mỗi người tu sĩ đều là mình đầy thương tích sắc mặt tái nhợt trong đôi mắt lóe ra hoảng sợ cùng sợ hãi tu vi cảnh giới đều là nhất giai huyền tiên xem cái dạng này cái này chín mươi chín người tu sĩ đều là vừa vặn phi thăng không lâu này cái kia cái hạ nhân ngươi xử ở đằng kia làm gì còn không cút cho ta xuống một vị lục giai huyền tiên hướng phía võ đạo bản tôn đi tới trong miệng mắng chửi đây là đầu cái giao diện võ đạo bản tôn có chút rộng mở túi chữ vật đột nhiên hỏi loại này khí tức thiên lang cẩn thận cảm thụ một phen trong mắt sáng rõ nói tại đây hẳn là thiên giới ma vực võ đạo bản tôn nhẹ gật đầu Thiên giới cực kỳ rộng lớn, có thể đại khái phân thành tam đại khu vực: Cựu Tiêu Tiên vực, Cực Nhạc tinh thổ, còn có Ma vực, tam đại trong khu vực gian, dùng kiến một cách xa nhau. Hắn cùng với Thanh Liên Chân Thân tuy nhiên đều phi thăng đến thiên giới, nhưng không tại một khu vực nội, khoảng cách quá xa rồi. Đừng nói Cựu Tiêu Tiên vực cùng Ma vực tầm đó, tựu la chín đại tiên vực tầm đó, dùng Thanh Liên Chân Thân cất lực, không có bất kỳ ngoại ý mớn, còn phải đi lên mấy chục năm. Ma vực. Võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Cái kia đi tới Lục Gia địa Tiền, gặp Võ đạo bản tôn còn không có phản ứng, không khỏi giữ tợn cười một tiếng máng vô chi thứ đồ vật còn ở nơi này cùng tà trang từng phi thăng giả mới tới thượng giới đều cho là mình là thiên hạ trí tôn nhưng trong mắt bọn họ sở hữu phi thăng giả đều là trở bên trên thịt cá có thể tùy ý xâm lược người này chuẩn bị cho cái này vừa mới phi thăng áo bào tím nam tử một bài học làm cho hắn ăn điểm đau khổ nhận rõ sự thật quỳ trong đám người có một vị lao giả mặt lộ vẻ không đành lòng cất giọng nói vị đạo hữu này ngươi đổi mau xuống đây à nghe theo mệnh lệnh miễn cho gặp thai bay vạ gió cái gì thai bay và gió võ đạo bản tôn quay đầu nhìn qua lão giả nhàn nhạt mà hỏi. Vị Lao giả này thở dài một tiếng, nói, người trẻ tuổi, ngươi vừa mới phi thăng, còn không rõ ràng lắm tình huống. Bất luận ngươi tại hạ giới có thân phận gì địa vị, có nhiều vang dội thanh danh, phi thăng đến nơi đây, đều chỉ có thể túi đầu nhận mệnh. Ngươi chứng kiến bên cạnh những thi cốt kia sao? Những người kia đều là không nghe lời, bị bọn hắn giết chết. Chương 2150, toàn bộ chết rồi. Tại nơi này tế đàn trung quanh, xác thực che kín lấy từng chồng bạch cốt. Có thi thể, thậm chí còn treo mới lạ huyết nục, nhìn về phía trên cũng không có vẫn lạc bao lâu. lao giả kia, Tự ngươi nói nhiều. Một vị khắc thất giai huyền tiên vung trong tay khóa sát, trùng trùng điệp điệp quật xuống. Ba. Vị lao giả này trên người lập tức nhiều ra một đạo vết máu, da chóp thịt bong. Lão giả kêu lên một tiếng, toàn thân run dậy thoáng một phát, thần sát thống khổ, không dám lên tiếng nữa. Cái này một lát sau, vị kia lục giai huyền tiên đã đi tới tế đàn phụ cận. Người này cất bước tiến lên, thò tay chụp vào võ đạo bản tôn ngân sắc mặt nạ, trong miệng mắng, đã đến ma vực, còn mang theo mặt nạ, cho lão tử hại xuống. Võ đạo bản tôn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, trở tay phật động ống tay áo trực tiếp chịu tại vị này lục giai huyền tiên trên người. Phốc. Vị này lục giai huyền tiên thân thể tại chỗ nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diện. Toàn trường yên tĩnh. Cái kia 10 cái áo đen tu sĩ vốn là vẫn còn chuyện trò vui vẻ, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người dáng tươi cười đều cứng tại trên mặt. Tay chân đều bị khóa sắc khóa lại, quỳ trên mặt đất 99 người tu sĩ cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, thần sắc hoảng sợ. Cái kia trong mắt bọn hắn, cường đại đến căn bản không cách nào chống cự thượng giới tu sĩ, lại bị cái này phi thăng giả, tiện tay một đạo ống tay áo tiểu đánh chết. Làm sao có thể? đồng dạng đều là phi thăng giả người này như thế nào sẽ có được như vậy lực lượng cường đại không riêng gì bọn hắn mê hoặc cái kia mười cái thượng giới ma vực tu sĩ cũng đều nghĩ mãi mà không rõ xương sờ ở tại chỗ võ đạo bản tôn chậm rãi đi xuống tế đàn hướng phía cái kia mười mấy người bước đi trong mọi người cầm đầu áo giáp màu đen nam tử trước hết nhất kịp phản ứng nhanh chóng phát ra thần thức tại võ đạo bản tôn trên người dạo qua một vòng nhưng người này trong nội tâm càng thêm mê hoặc dùng thần trí của hắn tu vi vậy mà dò xét không xuất gia vị này phi thăng giả tu vi cảnh giới điều này sao có thể một vị vừa mới phi thăng hạ giới tu sĩ tuyệt không có khả năng so tu vi của hắn cảnh giới còn cao chẳng lẽ nói người này tu luyện nào đó ẩn nấp cảnh giới công pháp nhất định là như thế áo giáp màu đen nam tử làm ra phán đoán trên thực tế võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới đừng nói hắn dò xét không đi ra tiêu tính toán tu vi cảnh giới viễn siêu hắn thiên tiên chân tiên cường giả đến đây đều nhìn không ra võ đạo bản tôn sâu cạn võ đạo bất đồng tại tiên phật ma võ đạo bản tôn khai sáng ra một đầu trước nay chưa có đường sáng tạo mệnh luân cảnh mở ra trong cơ thể bí cảnh bộc phát tiềm lực mà ngay cả võ đạo bản tôn đều muốn cùng thanh liên chân thân lẫn nhau xác minh mới có thể đại khái suy đoán ra mệnh luân bí cảnh đối ứng cái nào tu chân cảnh giới những người khác lại làm sao có thể dò xét điều tra ra phi tham giả ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút áo giáp màu đen nam tử âm thầm truyền âm ở bên cạnh hắn hơn mười vị huyền tiên nhanh chóng tàn ra riêng phần mình tế ra phát bảo đem võ đạo bản tôn vây quanh nơi này là cắt vàng cung lãnh địa áo giáp màu đen nam tử gặp mọi người đã đối với võ đạo bản tôn hình thành vây kín xu thế trong nội tâm đại định người lạnh nói ở chỗ này động thủ giết người ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng tại ma vực hoàn toàn tiểu là mạnh được yếu thua luật rừng thiên lang thanh âm tại trong túi chữ vật vang lên tại địa phương khác có lẽ còn có thể trang giả vờ giả vịt nhưng ở ma vực tựu là huyết tinh cùng giết chóc tại đây mảnh thổ địa bên trên chỉ có nhất hung vô cùng tàn nhẫn nhất người mới có thể dừng chân các ngươi cắt vàng cung là cái gì phẩm cấp thế lực võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi tự nhiên là huyền cấp áo giáp màu đen nam tử ngạo nghệ nói nhưng rất nhanh trong lòng của hắn tựu bay lên một đạo mê hoặc cái này phi thăng giả làm sao có thể biết được thượng giới tông môn thế lực đẳng cấp phân chia võ đạo bản tôn không đợi hắn kịp phản ứng lại chỉ vào bên cạnh quỷ trên mặt đất cái kia chín mươi chín cái phi thăng giả hỏi ngươi muốn cho bọn hắn làm cái gì hạ giới phi thăng giả đi vào thượng giới tự nhiên là cũng bị chúng ta nô dịch một thời gian ngắn áo giáp màu đen nam tử nói nếu là ngươi biểu hiện được tốt ta có thể phái ngươi đi linh điển làm cái linh nông gieo trồng linh dược nhẹ lòng một ít nếu không phải mở mắt hắc hắc cái kia cũng chỉ có thể phái đi sâu trong lòng đất đi đào có rồi thanh liên chân thân phi thăng thượng giới về sau linh nông đào quáng đều đã làm võ đạo bản tôn mặc dù không có tự mình kinh nghiệm nhưng hai đại chân thân tâm ý tương thông nghe thế hai kiện sự tình nội tâm của hắn cũng bay lên một hồi mâu thuẫn động thủ nhưng vào lúc này áo giáp màu đen nam tử gặp võ đạo bản tôn tựa hồ có chút thất thần không chút do dự trực tiếp hạ lệnh vốn là tiểu kích động áo đen tu sĩ nhao nhao ra tay tế ra riêng phần mình pháp bảo phi kiếm hướng phía võ đạo bản tôn chém dụng ám sát xuống dưới áo giáp màu đen tu sĩ cũng liền bệ bộn nhất động tiên thuật thần thông bạo phát đi ra định thân thuật hô phong thuật lôi đình một kích từng đạo thần thông tiên thuật hàng lâm mấy liệt tới võ đạo bản tôn làm như không thấy thậm chí đều không có trốn tránh mặc cho cái này rất nhiều thần thông tiên thuật phát bảo phi kiếm hàng lâm tại trên người của mình thấy như vậy một màn những quỳ trên mặt đất kia phi thăng giả trong nội tâm không đành lòng nhao nhao tránh đi ánh mắt vừa rồi mở miệng nhắc nhở qua võ đạo bản tôn lão giả gặp võ đạo bản tôn ra tay bất phàm trong nội tâm còn dâng lên một tia hy vọng nhưng hôm nay hắn nhẹ nhàng thở dài coi như là cương cân thiết cốt bị nhiều như vậy tu sĩ vây công chỉ sợ cũng phải bị đánh được hải cốt không còn Áo giáp màu đen nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước đây, hắn không thể dò xét ra võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới, trong nội tâm còn có một tia lo lắng, nhưng hôm nay, có lẽ không có ngoại ý muốn rồi. Như thế mãnh liệt thế công, coi như là nhất giai điệu tiên đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Ý nghĩ này rơi xuống, rất nhiều thần thông tiên thuật, pháp bảo phi kiếm nhao nhau hàng lâm, như cuồng phong như mưa rào rơi đập tại võ đạo bản tôn trên người. Thần thông tiên thuật toàn bộ tán loạn, không thể kích thích một điểm rung động. Sở Hữu pháp bảo phi kiếm, đâm vào võ đạo bản tôn thân thể bên trên, cách quần áo lại truyền ra một hồi đinh đinh đang đang động tĩnh. Tại trước mắt bao người, những pháp bảo này phi kiếm toàn bộ vỡ vụn, biến thành một đống ảm đạm vô quang phế liệu, rơi lả tả trên đất. Hí. Ra tay áo đen tu sĩ sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi. Đây là cái gì thủ đoạn? Chỉ là vẫn không lúc ních, liền đem sở hữu thần thông tiên thuật, pháp bảo phi kiếm hóa giải. Trốn. Áo giáp màu đen nam tử trong đầu, chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy, thậm chí đều không có nhắc nhở các tu sĩ khác. Phanh. Phanh. Phanh phía sau của hắn chuyến đến từng đợt huyết nhục va chạm thanh âm làm cho người không rét mà run hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ thấy sau lưng trên chiến trường có một đạo thấy không rõ thân ảnh màu tím đang không ngừng tung hoành ngang dọc nga tại đạo này thân ảnh màu tím trước người tu sĩ toàn bộ hóa thành huyết vụ không một may mắn thoát khỏi toàn bộ chết rồi cái kia mười cái tu sĩ thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra cũng đã thân tử đạo tiêu áo giáp màu đen nam tử chỉ cảm thấy hai chân như luôn ra sợ tới mức can đảm đều đức không dám lại đi xem hít sâu một hơi dốc sức liều mạng trốn chết chỉ cần có thể chạy trốn tới gần đây cái kia chỗ linh quáng hắn thì có thể sống sót cái kia chỗ linh quáng có không ít địa tiên cường giả trấn thủ địa tiên cường giả tuyệt đối có thể đem cái này áo bảo tím tu sĩ chấn sát cũng không lâu lắm sau lưng tiếng va đập biến mất không thấy gì nữa một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, theo gió nhẹ phiêu tàn tới áo giáp màu đen nam tử không dám quay đầu nhìn lại hắn sợ mình phải nhìn cái kia nữa lạnh như băng ngân sắc mặt nạ cặp kia đạm mạc thâm thúy hai mắt chương hai nghìn một trăm năm mươi đoạt linh quáng phong an rất sợ hắn thân là hoàng sa cung cựu giai huyền tiên Coi như là cái không lớn không nhỏ thống lĩnh mang lấy thủ hạ trấn thủ chỗ này phi thăng tế đàn vài vạn năm đều không có ra qua cái gì sai lầm hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ bất luận là ai bất luận là cái gì sinh linh trùng tộc đều cũng bị bọn hắn chấn áp cho rằng nô bộc bất luận cái gì phản kháng giả hội đụng phải nhất nghiêm khắc trừng phạt thậm chí có khả năng mệnh tăng tại chỗ thượng giới không phải cái gì thế ngoại đảo nguyên chỗ này ma vực càng phải như vậy tràn đầy rết chóc cùng huyết tinh ma vực mỗi một tấc thổ địa phía dưới đều có thể đào ra không biết bao nhiêu bộ hải cốt từng phi thăng giả tại hạ giới vô địch nhưng phi thăng đi lên trong mắt bọn họ tiểu như cùng con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu có thể tùy ý đắn đo khi nhục từ xưa đến nay chưa bao giờ có cải biến nhưng lúc này đây cái này quy luật tự nhiên tựa hồ bị đánh vỡ phong an không cách nào tưởng tượng nguyên một đám vừa mới phi thăng người như thế nào sẽ có được như vậy khủng bố thân thể cái kia áo bảo tím tu sĩ thậm chí không có sử dụng mặt khác thủ đoạn chỉ là nương tựa theo thân thể mạnh mẽ đâm tới Tựa không có bất kỳ người có thể ngăn cản được sở hữu thần thông tiên thuật phát bảo phi kiếm cũng đỡ không nổi người này huyết nhục chi thân thể Phong An dốc sức liều mạng địa trốn chết, không dám quay đầu lại. Hắn đã đem nguyên thần thúc giục đến cực hạn, phóng xuất ra sở hữu tăng lên thân pháp thủ đoạn. Được phép hắn thoát được tốc độ quá nhanh, lại có lẽ là cái kia áo bảo tím tu sĩ có chỗ cố kỵ, đương hắn chạy trốn tới hoàng sa cung khoảng cách nơi đây gần đây cái kia châu nguyên linh mỏ lúc đều không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Mắt thấy hơn mười vị hoàng sa cung địa tiền, tụ tại phía trước nguyên linh mỏ phụ cận chấn thủ gió xét, Phong An sợ hãi cảm xúc mới hơi có giảm bớt. Hắn cường tráng khởi lá gan, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau lưng không có một bóng người cái kia áo bảo tím tu sĩ căn bản cũng không có truy tới dọc theo con đường này hắn đều là tự mình dọa chính mình phong an ngươi không tại tế đàn chỗ đó trấn thủ đến bên này làm cái gì một vị nhị giai điệu tiên chứng kiến hắn nhữ mày hỏi ngươi chạy cái gì vội vàng hấp tấp đã xảy ra chuyện gì doa thành cái dạng này chỗ này linh quang thống lĩnh khổng giật chậm rãi đi đến chú ý tới phong an trong đôi mắt còn chưa tán đi hoảng sợ trầm giọng hỏi lúc này phong an một đường trốn chết bất luận là nguyên thần hay vẫn là nguyên khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn toàn thân mồ hôi đầm địa sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía trên kinh hồn chưa định. Bái kiến Khổng sư huynh. Phong An nuốt nước miếng, mới lên tiếng, vừa mới tế đàn bên kia phi thăng đi lên một cái áo bào tím tu sĩ, đeo ngân sắc mặt nạ. Người này vừa mới phi thăng, tiểu ra tay đem ta những cái kia thủ hạ tất cả đều giết. Phong An đem chính mình chứng kiến một màn, một năm một mười miêu tả một lần. Hơn 10 vị điệu tiên nghe được đại cao mày. Chuyện này nghe như là đồng rồng hang hổ. Một cái vừa mới phi thăng hạ giới tu sĩ, làm sao có thể đem Hoàng Sa cùng một ít cao giai huyền tiên giết chết? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình cười lạnh. Phong An, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi cũng đã biết, tại chúng ta Hoàng Sa Cung, hầu ngôn luận ngữ, lừa gạt thượng tiên kết cục. Mấy vị điệu tiên thần sắc lệnh như băng, quát lớn một tiếng. Phong An vội vàng khoát tay nói, mấy vị sư minh, ta nói chắc chắn một trăm phần trăm, đều là ta tận mắt nhìn thấy à? Ngươi nói người kia cái gì tu vi cảnh giới? Không giật nhàn nhạt mà hỏi. Phong An trần trơ xuống, nói, tu vi của hắn cảnh giới, ta dò xét không đi ra. Ha 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 ha! Trong đám người chuyển đến một hồi cười vang. Không giật trong đôi mắt cũng xẹt qua một tia trào phúng, nói phong an hiện tại chỉ có lưỡng loại khả năng tính hoặc là ngươi là ở hầu ngôn luật ngữ hoặc là ngươi chúng nào đó ảo giác chi pháp chỗ đã thấy đều là biểu hiện giả dối ta phong an muốn nói lại thôi hắn muốn giải thích rồi lại không biết như thế nào mở miệng thậm chí trong lòng hắn đều có chút hoài nghi chẳng lẽ mình thật sự lâm vào nào đó viễn cảnh bên trong bị người lừa gạt nhưng vào lúc này không giật đột nhiên hỏi ngươi mới vừa nói chính là cái kia người xuyên lấy từ sắc trường bảo mang theo ngân sắc mặt nạ đúng vậy a à? phong an vô ý thức gật đầu sau đó hắn chú ý tới khổng giật đang nhìn xa xa thần sắc có chút cổ quái phong an quay đầu nhìn lại cái nhìn này thiếu chút nữa sợ tới mức hắn hồn phi phách tán chỉ thấy xa xa giữa không trung đang có một vị áo bào tím nam tử đạp trên hư không chậm rãi đi đến trong nháy mắt đã đi tới phụ cận khổng sư minh chính là hắn phong an quát to một tiếng người tới chính là võ đạo bản tôn hắn phi thăng thượng giới về sau hàng đầu mục tiêu tiểu là trước thu thập đại lượng tu luyện tài nguyên như là nguyên linh thạch ngưng nguyên đan những vật này hấp thu luyện hóa sớm ngày đột phá đến mệnh luân cảnh tự trọng hắn nghe nói kể bên này có một chỗ nguyên linh mỏ liền chuẩn bị ra tay cất đoạt thanh liên chân thân bởi vì huyết mạch đặc thù lại từng bị vân u vương đổi giết thân phận mất cảm phi thăng thượng giới về sau cố kỵ quá nhiều bó tay bó chân thanh liên chân thân tiến vào nguyên linh mỏ về sau cũng không dám có cái gì đại động tác chỉ là tại mạch khoáng phía dưới vụ trộm tu luyện cùng thanh liên chân thân bất đồng không có ai biết võ đạo bản tôn thân phận cũng không người nào biết hắn là ai võ đạo bản tôn mang theo ngân sắc mặt nạ hoàn toàn là không chỗ cố kỵ hắn hỏi thăm phong an một câu hoàng sa cung là cái gì phẩm cấp thế lực cũng là tại phán đoán cấp đoạt chỗ này nguyên linh mỏ về sau chỗ đem mặt lâm tình hình hoàng sa cung huyền cấp thế lực nói như vậy tu luyện đạt tới thiên tiên cảnh có thể khai tông lập phái thành lập huyền cấp tông môn thế lực đương nhiên từng huyền cấp tông môn thế lực thực lực đều có sự phân chia mạnh yếu như là đại tấn tiên quốc quần tinh môn tông chủ tinh vũ là cựu giai thiên tiên trong tông môn cũng không có thiếu thiên tiên cường giả dạ, cái này một loại tự là huyền cấp tông môn bên trong thượng thừa như tông môn tông chủ hoặc là thế lực thủ lĩnh chỉ là cấp thấp thiên tiên thực lực dĩ nhiên là tương đối yếu rất nhiều tại ma vực khổng lồ như vậy trong khu vực như là huyền cấp tông môn địa cấp tông môn như vậy thế lực phong phú vô số ma vực danh giới bên trên cơ hồ bao giờ cũng đều có tất cả đại tông môn thế lực tại buộc phát xung đột vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên tàn sát lẫn nhau tại đây không có gì trật tự hôn loạn không chịu nổi một ít tông môn thế lực khả năng thành lập không mấy năm sẽ hủy diệt võ đạo bản tôn lần này đến đây một mặt là muốn cấp đoạt chỗ này nguyên linh mỏ một phương diện khác hắn cũng muốn thử xem mệnh luân cảnh bắt trọng đến tột cùng có thể buộc phát ra như thế nào lực lượng là người giết ta hoàng sa cung tu sĩ không giật thần sắc lăng lệ ác liệt, chằm chằm vào võ đạo bản tôn chậm rãi hỏi, là ta. Võ đạo bản tôn bước chân không ngừng, tốt, cũng là thẳng thắn thành khẩn. Không giật cười lạnh một tiếng, âm thầm truyền âm chung quanh hơn mười vị địa tiên chuẩn bị động thủ. Vừa nói, ngươi là gan cũng không nhỏ, giết ta hoàng sa cung tu sĩ, không tranh thủ thời gian đào tẩu, còn dám chủ động tìm tới tận cửa rồi. Chỗ này nguyên linh mỏ thuộc về ta. Võ đạo bản tôn chỉ vào phía sau hắn cách đó không xa nguyên linh mỏ, ngựa khí lạnh nhạt, như là tại miêu tả một kiện đương nhiên sự tình. Ngươi nói cái gì? côn vọng, muốn chết phần đông hoàng sa cung điệu tiên giận dữ không đợi khổng giật hạ lệnh tiểu nhao nhao ra tay chương hai nghìn dung luyện nguyên linh mỏ hơn mười vị điệu tiên tu vi khác nhau nhưng vừa ra tay liền đều là đại thần thông từng đạo pháp bảo phá không tới hóa thành một mảnh rậm rạp chẳng trị quan điểm như là mưa như chút nước mưa to bao phủ xuống đến Võ đạo bản tôn đạp không mà đứng hai con ngươi thâm thúy chỉ thấy hắn vẫn không núc đích, trong cơ thể chuyển ra từng đợt nổ vang động tĩnh như là dây rủa nào đó xiềng xích mỗi một lần tiếng oanh minh về sau võ đạo bản tôn khí tức đều kéo lên một phần tại phía sau của hắn còn có thể hiện ra một vòng tử sắc quang trong mặt vang 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 trong nháy mắt võ đạo bản tôn sau lưng tử sắc quang trong mặt ngưng tụ ra lục trọng lục đạo mệnh luân hiển hóa tách ra lấy thần bí vầng sáng mỗi một đạo mệnh luân phía trên đều ngưng tụ lấy võ đạo bản tôn đạo cùng pháp cực kỳ rung động tại lục đạo mệnh luân chiếu dọi phía dưới võ đạo bản tôn tựa như một thần linh toàn thân đều tại lưu chuyển lên thần quang tràn ngập từ khí uy thế ngập trời không dùng kinh nhẫn, không giật bọn người thấy như vậy một màn thần sắc chấn động võ đạo bản tôn sau lưng cái chủng loại kia tử sắc quang trong mặt bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này bí thuật đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn vê anh vê trong khoảnh khắc rất nhiều thần thông pháp bảo hàng lâm xuống như sóng to gió lớn trùng kích tại võ đạo bản tôn trên người võ đạo bản tôn không tránh không né lù lù bất động chỉ thấy phía sau hắn lục đạo mệnh luân run nhẹ nhẹ tách ra từng đạo tử sắc quang trong mặt đem những thế công này đều hóa giải xuống hơn mười vị điệu tiên trong nội tâm kinh hãi không rất cũng là sắc mặt khó coi phải biết rằng như thế mãnh liệt thế công hàng lâm coi như là đổi chỗ mà xử hắn đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra nhưng trước mắt này cái thần bí người mặc áo tím vậy mà vẫn không nút ních liền đem tất cả mọi người thế công chống đỡ đỡ được trên lệch quá xa võ đạo bản tôn hai con ngươi có chút khép lại cảm thụ được địa tiên cảnh lực lượng chỉ là lúc này đây đối chiến hắn tự đã đại khái đoán được đến mệnh luân cảnh lục trọng đình phong tại trên lực lượng có thể cùng ngũ giai địa tiên đối chiến nếu là mệnh luân cảnh thất trọng đình phong tại trên lực lượng đủ để chấn áp hết thảy địa tiên cường giả võ đạo bản tôn trong lòng hiểu rõ tự không có ý định cùng những địa tiên này dây dưa các ngươi cũng tiếp ta một quyền võ đạo bản tôn mở hai mắt ra nhàn nhạt nói một câu cất bước tiến lên cách vài chục trượng khoảng cách hướng phía phía trước đánh ra một quyền một quyền thiên địa biến sắc mặc dù khoảng cách xa nhất tu vi cảnh giới cao nhất khổng giật tại một quyền này đánh sau khi đi ra đều cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố khí thế tịch của tới phảng phất muốn đưa hắn cho vùi một quyền này quá kinh khủng không có tận mắt nhìn thấy một quyền này vĩnh viễn đều không thể nhận thức cái loại cảm giác này thật giống như thế gian này không có bất kỳ sinh linh bất luận cái gì thần thông bí pháp, bất luận cái gì thần binh lợi khí, có thể ngăn cản được một quyền này. Thảm thiết khí tức đập vào mặt, hơn 10 vị điệu tiên sắc mặt trắng bệnh, cảm giác một hồi hít thở không thông, toàn bộ thân thể phảng phất đều muốn nổ. Trốn, ngăn không được. Hơn 10 vị điệu tiên trong đầu, hiện lên nguyên một đám ý niệm trong đầu, liền chống cự tâm tư cùng dũng khí đều không có. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Trong chốc lát, mọi người trước mắt hư không tựa hồ không chịu nổi một quyền này lực lượng, nhanh chóng lom xuống dưới. Mới vừa xuất thủ hơn 10 vị địa tiên, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực lớn hấp xả lực, căn bản khống chế không nổi thân hình hướng phía cái kia chỗ lõm xuống dưới hư không bay đi mọi người muốn trốn đều trốn không thoát Liên cửu giai điệu tiên không giật đều vẻ mặt hoảng sợ không ngừng hướng phía võ đạo bản tôn nắm đấm tới gần một màn này giống như là tất cả mọi người tại liều mạng hướng phía quả đấm của hắn đánh tới hơn mười vị điệu tiên rơi vào cái kia chỗ lõm trong hư không ngay sau đó võ đạo bản tôn một quyền này hàng lâm hủy diệt lực lượng phúc một đoàn huyết vụ hơn mười vị điệu tiên toàn bộ thân vẫn hình thần câu diện không một may mắn thoát khỏi liều mạng không rất hét lớn một tiếng bàn tay vồ vào trên túi chứa vật, tế ra sở hữu thần binh pháp bảo, một tia ý thức hướng phía Võ đạo bản tôn nắm đấm đem tới. Tách tách tách. Sở hữu thần binh pháp bảo đều vỡ vụn hóa thành bột mịn. Không giật chừng lớn hai mắt, vẫn không lúc ních, đứng ở giữa không trung, sắc mặt u ám, trong đôi mắt hào quang dần dần ảm đạm. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh nhạt, thu về bàn tay, hướng phía phía trước nguyên linh mỏ bước đi. Đường hắn cùng với khổng giật gặp thoáng qua về sau, khổng giật thân thể ầm ầm nổ, hải cốt không còn. Võ đạo bản tôn thần thức khế động, đem khổng giật bọn người túi chứa vật thu thập, đem bên trong nguyên linh thạch đại ngưng nguyên đang chờ tu luyện tài nguyên toàn bộ bỏ vào trong túi về phần những thần binh kia pháp bảo hắn căn bản không để vào mắt đừng nói là điệu tiên pháp bảo coi như là thiên tiên pháp bảo đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến nhục thể của hắn võ đạo tu luyện đúng là thân thể bất luận là võ đạo cửu biến hay vẫn là mệnh luân bí cảnh hắn căn bản đều là đang không ngừng đào móc thân thể tiềm lực võ đạo bản tôn dùng thân thể vi lò lớn dựng dưỡng, dưỡng trăm kinh dung luyện thần thông mở ra bí cảnh là thanh niên chân thân cũng không sánh bằng bản tôn thân thể những trong túi chữ vật này còn có một chút thần thông công pháp Võ đạo bản tôn tùy tiện đọc qua vài cái, phát hiện không đáng tu luyện, liền tiện tay ném đi. Hắn tại Thiên Hoang Đại Lục côn luân hư, dung luyện quá nhiều thần thông, xem rất nhiều sách cổ. Càng về sau, hắn tặng du lịch hàng tỷ tiểu thế giới, tại những tiểu thế giới trong này, lại từng đọc nhiều vô số thần công diệu nói. Tuy nhiên hắn vừa mới phi thăng, nhưng của hắn nhan giới chi khủng bố, viễn siêu thượng giới địa tiên, thiên tiên, hạ giới công pháp, tuy nhiên cùng thượng giới so sánh với, phần lớn đơn giản, nhưng có rất nhiều thần công diệu nói, đều là âm sai dương sai phía dưới, do thượng giới lưu truyền xuống. Thiên Hoang Đại Lục bên trên liền có thiên sát địa sát hai đại kiếm quyết trước mắt đối với võ đạo bản tôn mà nói là tối trọng yếu nhất cựu là tu luyện tài nguyên Những trong túi chữ vật này nguyên linh hạch chúng có vài chục vật và khối xa xa không đủ hắn tu luyện võ đạo bản tôn trực tiếp tiến vào nguyên linh mỏ bên trong mỏ hạ có không ít phi thang giả vẫn còn đào quáng tiêu tính toán nghe được thượng diện truyền đến động tĩnh cũng không dám đi ra ngoài dò xét võ đạo bản tôn tiện tay đem mỏ ở dưới trông coi chi nhân giết chết trầm giọng nói chỗ này nguyên linh mỏ đã đội chủ mỏ ở dưới tất cả mọi người có thể đi rồi võ đạo bản tôn thanh em không lớn lại truyền khắp nguyên linh mỏ mỗi hẻo lánh lúc ban đầu rất nhiều tu sĩ đều không thể tin được nhưng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều tu sĩ theo nguyên linh mỏ trong đi tới thoát đi nơi đây không đến cả buổi thời gian chỗ này nguyên linh mỏ cũng đã trở nên trống rỗng những phi thăng giả kia đi được sạch sẽ chỉ còn lại có võ đạo bản tôn một người võ đạo bản tôn nhìn qua chung quanh mạch khoáng trực tiếp khoanh chân mà ngồi thúc giục khí huyết võ đạo bản tôn thân ảnh trở nên như ẩn như hiện tại chỗ hiện ra một cực lớn lò luyện trung quanh thiêu đốt lên bốn đoàn hỏa diễm phảng phất hình thành bốn đầu hỏa long, quấn quanh tại lò luyện phía trên trong nháy mắt cái vị này lò luyện tiểu trở nên đỏ rừng rực liệt diễm đằng đằng bình thường mà nói nguyên linh mỏ bên trong có rất nhiều đá vụn tạp chất cần một chút đào móc nhưng cái này đối với võ đạo bản tôn mà nói không đáng kể chút nào võ đạo lò lớn bá đạo vô cùng ý cảnh khủng bố thậm chí có thể luyện hóa một phương thiên địa hôm nay võ đạo bản tôn thúc giục võ đạo lò lớn chính là muốn đem chọn đầu nguyên linh mạch khoáng dung luyện đi vào sở hữu tạp chất cặn bã tự nhiên sẽ bị lò luyện luyện hóa mà nguyên linh thạch bên trong thiên địa nguyên khí tắc thì sẽ bị võ đạo lò lớn hấp thu chương hai đại chiến hoàng sa cung hoàng sa cung huyền cấp thế lực tại ma vực như là như thế này tông môn thế lực nhiều vô số kể hoàng sa cung cung chủ cũng không phải là nhân tộc nơi đây vốn là một mảnh hoang mạc từng có một vị ma vực cường giả vẫn lạc không sai vị này ma vực cường giả máu tươi nhuộm dần hoang mạc tuy nhiên vẫn lạc nhưng vị này cường giả máu tươi vẫn đang ẩn chứa lực lượng khổng lồ tại vị này cường giả máu tươi tẩm bổ phía dưới cái này phiến hoang mạc bên trong thai ngén ra một đoàn cắt vàng chi tinh cái này đoàn cắt vàng chi tinh mượn nhờ vị này ma vực cường giả máu tươi cùng lưu lại truyền thừa chú ý cẩn thận, một chút tu hành, rất nhanh nhập đạo, cuối cùng nhất có sở thành tựu, ngưng tụ thân nhân, sáng tạo Hoàng Sa cung. Hoàng Sa cung thành lập đã vượt qua 10 vạn năm. Tại ma vực bên trong, vượt qua 10 vạn năm huyền cấp tông môn cũng không nhiều. Rất nhiều huyền cấp tông môn thế lực, cũng không lâu lắm, cũng sẽ bị những thứ khác tông môn thế lực chỗ chiếm đoạt. Hoàng Sa cung ở vào ma vực biên giới khu vực, có rất ít cường giả chú ý tới bên này, cho nên mới có thể tồn tại như vậy lâu. Tu luyện đến nay, cái này đoàn cắt vàng chi tinh với tư cách Hoàng Sa cung công chủ, đã tu luyện tới tiên nguyên cảnh ngũ trọng, tại hắn thống trị phiến khu vực này nội còn không có gì sinh linh có thể khiêu chiến quyền uy của hắn loại này biên giới khu vực nguyên linh mỏ cũng có chút rất thưa tớt hắn chủ quản hạt cái này phiến cương vực nội cũng không quá đáng ba đầu nguyên linh mỏ một ngày này hoàng sa cung cung chủ đang bế quan bên trong đột nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung tựa hồ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này nguyên linh thạch như thế nào so dĩ vang thiếu rất nhiều hoàng sa cung cung chủ hiện hóa ra chính là một người trung niên nam tử mặc hoàng bào đôi má gầy gò khô héo làn da thô ráp hai mắt cực kỳ lợi hại hắn một bên hướng phía bên ngoài bước đi một bên nhữ mày hỏi phía sau của hắn theo sau hơn mười vị tùy tùng đồng đều là điệu tiên tu vi những tùy tùng này nghe được hắn hỏi như vậy thần sắc đều có chút cổ quái vừa sợ lại đều tựa hồ có chút kiếm kỵ có tùy tùng muốn nói lại thôi như thế nào có người âm thầm động tay chân ngay cả ta tu luyện nguyên linh thạch cũng dám nuốt hoàng sa cung cung chủ sắc mặt trầm xuống lạnh giọng hỏi một vị tùy tùng vội và nói cung chủ thật sự là nhìn rõ mọi việc nguyên linh thạch sắc thực thiếu đi một tí cũng không phải có người dám nuốt vào ngài tu luyện tài nguyên mà là có một chỗ nguyên linh mỏ xảy ra vấn đề nguyên linh mỏ có thể có xảy ra vấn đề gì hoàng sa cung cung chủ trầm ngâm một chút chợt sắc mặt đại biến hỏi dò chẳng lẽ nói mỏ hạ đào xảy ra điều gì cổ xưa sinh linh nếu là vẫn là sinh linh khá tốt nếu thật là đào ra sống sinh linh mà ngay cả hắn đều muốn lựa chọn chống chết đây cũng không phải một vị tùy tùng nói ra cái kia chỗ nguyên linh mỏ bị một cái thần bí áo bào tím người chiếm cứ không có ai biết tu vi của hắn cảnh giới cũng không có ai là đối thủ của hắn bên ngoài đến tu sĩ hoàng sa cung cung chủ nhữ mày hỏi cái kia tùy tùng lắc đầu nói không phải nghe nói là một vị phi thăng giả chém giết khổng giật bọn người chiếm cứ cái kia chỗ nguyên linh mỏ về sau còn đem mỏ ở dưới phi thăng giả tất cả đều phóng đi nha phi thăng giả hoàng sa cung cung chủ trong nội tâm hơi an một cái hạ giới phi thăng giả có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. cái này háo bảo tím người đem mỏ ở dưới mặt khác phi thăng giả để cho chạy đây cũng là vì sao chuyện khi nào hoàng sa cung cung chủ hỏi có không sai biệt lắm mười năm rồi một vị tùy tùng nói mấy vị hộ pháp kiến cung chủ đang bế quan bên trong không dám quấy nhiễu từng xuất lĩnh cung trong tu sĩ tiến về chỗ đó muốn đem nguyên linh mộ đợt lại kết quả vị này tùy tùng hơi có dừng lại vụ trộm liếc qua hoàng sa cung cung chủ sắc mặt mới nói kết quả toàn bộ chết rồi hừ hoàng sa cung cung chủ sắc mặt tâm trầm chậm rãi nói phi thăng giả ta ngược lại muốn nhìn nơi nào đến phi thăng giả tại trên địa bàn của ta còn dám hung hăng càng quấy Chuyên lệnh xuống làm cho tiết hộ pháp cố hộ pháp triệu tập cung trong địa tiên đã ngoài tu sĩ bất kể là hay không đang bế quan toàn bộ cho ta tập hợp lại chuẩn bị xuất phát hoàng sa cung cung chủ vung tay lên đang đằng sắc khí, chỉ là cái kia hơn 10 vị tùy tùng vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn không núp đích. Ân, hoàng sa cung cung chủ ánh mắt quét ngang. Một vị tùy tùng nhút nhát e lệ nói, khởi bẩm cung chủ, tiết hộ pháp cùng cố hộ pháp đều chết hết. Vậy thì đi thông chi còn lại mấy đại hộ pháp. Hoàng sa cung cung chủ lạnh lùng nói, ta hoàng sa cung có thất đại hộ pháp, chẳng lẽ đều chết hết không thành? Chết năm cái, còn thừa lại hai cái, cũng đều do chạy. Cái kia tùy tùng gian nan nói. Hoàng sa cung cung chủ sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi, dương giọng nói, hoàng sa cung tu sĩ nghe lệnh tất cả mọi người đến đại điện trước tập hợp theo ta xuất trình nguyên linh mỏ xuống hơn mười năm thời gian chỗ này nguyên linh mạch khoáng đã bị võ đạo bản tôn dung luyện được thất thất bát bát hắn loại thủ đoạn này cực kỳ bá đạo đồng đẳng với là ở cưỡng ép cướp đoạt một chỗ nguyên linh mạch khoáng nguyên khí luyện hóa căn cơ hắn sau khi rời khỏi chỗ này nguyên linh mỏ trên cơ bản tiểu phế đi tiêu tính toán có người tiếp tục đào móc cũng đào không ra bao nhiêu nguyên linh thạch hơn mười năm thời gian dung luyện một chỗ nguyên linh mỏ cái tốc độ này tương đương khủng bố mặc dù là tại thượng giới cũng không có bất kỳ công pháp có thể đạt tới như vậy tốc độ tu luyện có thể có mạnh mẽ như thế bá đạo cấp đoạt hiệu quả chỗ này nguyên linh mỏ kích thước không lớn là một phương diện một phương diện khác là vì võ đạo bản tôn tu luyện ra bốn loại đạo hỏa bốn loại đạo hỏa ra chỉ phía dưới võ đạo lò luyện luyện hóa tốc độ cực kỳ kinh người đương nhiên võ đạo bản tôn muốn đột phá cần có thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ kinh người chỉ là cái này một chỗ nho nhỏ nguyên linh mỏ căn bản không cách nào thỏa mãn đột nhiên võ đạo bản tôn hình như có sở giác mở hai mắt ra ưu á nguyên linh mỏ ở chỗ sâu trong phảng phất có hai luồng ngọn lửa màu tím tại thiêu đốt rốt cuộc đã tới võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng chậm rãi đứng dậy vê vâng. anh một tiếng vang thật lớn võ đạo bản tôn thân ảnh nát đất mà ra hắn dưới chân nguyên linh mỏ bởi vì hơn mười năm dung luyện nguyên nhân phía dưới trống trải vô số cắt đá vỡ vụn ẩm ẩm sụp đổ khói bùi cuột cuộn hoàng sa cung cung chủ xuất lĩnh phần đông hoàng sa cung tu sĩ vừa vừa đến nơi đây tự thấy như vậy một màn không khỏi giận tím mặt tại ta hoàng sa cung át chủ bài bên trên dương ai nạp mạng đi hoàng sa cung cung chủ không chút do dự không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh hướng phía võ đạo bản tôn một chỉ lạnh giọng nói giết hắn cho ta lúc này đây hoàng sa cung xuất động địa tiên cường giả khoảng chừng hơn nghìn người thanh thế to lớn từ nay cả thiên tiên cường giả đều có hơn mười người hoàng sa cung cung chủ cũng không tin nhiều người như vậy ngưng tụ cùng một chỗ còn chấn không được một cái phi tham giả hơn mười vị tiên tiên đồng thời ra tay từng đạo tuyệt thế thần thông phá không mà đến hơn một ngàn vị địa tiên ra tay đại thần thông pháp bảo bí thuật che khuất bầu trời rậm rạp chẳng trị bao phủ xuống đến võ đạo bản tôn đạp không mà đứng mang trên mặt lạnh như băng ngân sắc mặt nạ, tại đây dạng thế công phía dưới, tựa hồ tùy thời đều bị dìm ngập. Nhưng phía sau của hắn, lục tục ngưng tụ ra từng đạo tử sắc quang trong mặt. Một đạo, hai đạo, bảy đạo, tám đạo. Tám đạo mệnh luân, toàn bộ phóng xuất ra. Sở hữu thần thông bí pháp, sở hữu thần binh lợi khí hàng lâm xuống, đều bị võ đạo bản tôn sau lưng tám đạo mệnh luân hóa giải vang tung tóe. Cái này tám đạo mệnh luân, ngưng tụ lấy võ đạo chi lực, ẩn chứa võ đạo ý chí, đan xen võ đạo chi pháp, phản phất vĩnh hằng bất hủ, không thể dung chuyện. Chương 2154, mệnh luân cảnh cựu trọng. đây là cái gì? hoàng sa cung cung chủ chờ hơn 10 vị thiên tiên, hơn một ngàn vị địa tiên thần sắc rung động trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. cái tiêu tám đạo tử sắc vầng sáng, tại nơi này áo bào tím người sau lưng dựng nên, đan sen vô số huyền diệu phức tạp phù văn, phảng phất có thể cuối cùng thiên địa huyền bí. hoàng sa cung cung chủ sống 20 mươi năm cũng chưa từng bái kiến thủ đoạn như vậy. tuyệt thế thần thông, thượng giới tuyệt thế thần thông phần đông, hoàng sa cung cung chủ tuy nhiên tu luyện thành công không có vài loại, nhưng bao nhiêu đều nghe nói qua. có thể hắn chưa bao giờ thấy qua thần thông như vậy dị tượng hơn một ngàn vị địa tiên cường giả tế ra đến pháp bảo cùng cái này tám đạo tử sắc quang chóng mặt va chạm đều nhao nhao vỡ vụn biến thành một đống phế liệu rơi là tả trên đất tiểu nay cả thiên tiên cường giả pháp bảo phía trên đều hiện ra từng đạo vết rách trên lệnh quá xa cái này điều này sao có thể là phi thăng giả cái này nhất định là từ đâu đi tới nơi này bên cạnh đỉnh tiêm cường giả võ đạo bản tôn nhìn qua ở đây phần đông ma vực tu sĩ lạnh như băng ngân sắc trên mặt nạ không có bất kỳ thân sắc cặp kia thâm thúy trong đôi mắt mơ hồ phản chiếu ra hai đóa hồng sắc hoa sen võ đạo bản tôn thúc giục nguyên thần trong tay liên tục biến ảo pháp quyết. Ở đây phần đông tu sĩ đột nhiên trở nên vô cùng khô nóng, trong cơ thể cốt cách bên trên, tạng phủ bên trên, huyết nục ở bên trong, lại luồn lên nhiều đám hồng sắc ngọn lửa. Do hướng nội bên ngoài mà sinh hỏa diễm, muốn trốn tránh đều không có cơ hội. A a a. Trong đám người phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Hơn 1000 vị điệu tiên cường giả trong cơ thể, toát ra từng đoàn từng đoàn màu hồng đỏ thâm hỏa diễm. Những tu sĩ này lớn tiếng gào rú, trong miệng mũi đều tại phún dung ra hỏa diễm. Chỉ là trong nháy mắt, những địa tiên này cường giả đã bị loại này màu hồng đỏ thâm hỏa diễm bao vây, luôn là một cái cái cự đại hình người hỏa cầu, rất nhanh hóa thành cho tàn. Những tu sĩ này cho cốt là yêu dị màu đỏ như máu, rơi rơi trên mặt đất, trồng chất thành hoa sen hình dạng, hồng liên nghiệp hỏa chuyên đốt nhân quả. Trên người ác nghiệp càng nặng, nghiệp hỏa thiêu đắc lại càng vượng. Mà ngay cả tuyệt thế thần thông đều ngăn cản không nổi nghiệp hỏa đốt cháy chi lực. Ở đây những địa tiên này cường giả, sao có thể chịu đựng được ở? Bất quá hai ba cái hô hấp đã bị đốt thành cho bụi. Còn lại hoàng sa cung cung chủ chờ hơn mười vị thiên tiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi những tiên tiên này đơn giản ỷ vào tu vi cảnh giới ỷ vào khí huyết hơi chút ngăn cản một lát nhưng nghiệp hỏa đốt người chi thống căn bản khó có thể thừa nhận loại này nghiệp hỏa chỉ là dựa vào khí huyết cùng thần thông căn bản áp chế không nổi trái lại có thiên tiên tế ra thần thông ngược lại dẫn tới nghiệp hỏa đại thịnh hoàng sa cung cung chủ bị thiêu đắc hiện ra nguyên hình một mảnh cắt vàng bị thiêu đắc đỏ bừng mỗi một hạt cắt đá hình như là từng hồ hồng bạo thạch phóng ánh sáng long lanh hoàng sa cung cung chủ ở giữa không trung cũng chỉ là nhiều chống đỡ mười mấy hơi thở sau đó những cắt đá này nhao nhao vỡ vụn tán đi sinh cơ thân vẫn tại chỗ hoàng sa cung lần này đến đây tu sĩ toàn quân bị diệt cái này cũng ý nghĩa hoàng sa cung từ nay về sau xóa tên võ đạo bản tôn huy động ống tay áo đem ở đây phần đông tu sĩ túi chữ vật toàn bộ thu thập đem bên trong nguyên linh thạch các thứ phẩm tụ lại cùng một chỗ phen này thu hoạch tuy nhiên so ra kém dưới chân cái này đầu nguyên linh thạch mỏ số lượng cũng có chút khả quan võ đạo bản tôn lấy ra một tờ địa đồ nhìn lướt qua hướng phía hoàng sa cung mặt khác hai nơi nguyên linh mỏ bước đi cũng không lâu lắm võ đạo bản tôn đến thứ hai chỗ nguyên linh mỏ hoàng sa cung cường giả cơ hồ đều vẫn lạc tại trước khi trong trận chiến ấy trấn thủ chỗ này nguyên linh mỏ bất quá là chút ít huyền tiên tu sĩ hoàng sa cung cung chủ vẫn lạc còn lại những tu sĩ này bất quá tiểu là chút ít đám ô hợp võ đạo bản tôn tùy tiện ra tay Tiểu đám đông giết được chạy chối chết tiến vào nguyên linh mỏ về sau võ đạo bản tôn y nguyên đem mỏ ở dưới phi thang giả phong thích sau đó tại đây chỗ nguyên linh mạch khoáng ở chỗ sâu trong tu luyện hắn phải nhanh một chút tu luyện tới mệnh luân cảnh cựu trọng dựa theo suy đoán của hắn bước vào mệnh luân cảnh cửu trọng hắn có thể quét ngang thiên nguyên cảnh, chấn áp hết thể thiên tiên cường giả. Tiêu tính toán gặp được chân tiên, có lẽ cũng có thể toàn thân trở ra. hắn hôm nay nếu là gặp được chân tiên, hơn phân nửa giữ nhiều lãnh ít. một phương diện khác võ đạo bản tôn vội vã tăng lên tu vi cảnh giới, cũng bởi vì mệnh luân cảnh về sau đường đã không có, hắn nhất định phải mau chóng tu luyện tới mệnh luân cảnh đỉnh phong mới có thể thấy rõ con đường tiếp theo, tiếp tục suy diễn võ đạo. võ đạo bản tôn tu hành cùng ba nghìn thế giới pháp môn tu luyện hoàn toàn bất động, không có bất kỳ người có thể chỉ điểm hắn tu hành. sau này mỗi một bước hắn đều chỉ có thể dựa vào chính mình. 50 năm. Võ đạo bản tôn ly khai chỗ này nguyên linh mạch khoáng, tiến về Hoàng Sa cung nơi thứ 3 nguyên linh mạch khoáng, sau đó tại đây nơi thứ 3 nguyên linh mạch khoáng ở chỗ sâu trong tiếp tục tu hành. Đệ 213 năm. Võ đạo bản tôn khởi hành ly khai, nơi thứ 3 nguyên linh mạch khoáng đã bị luyện hóa thành phế tích, nguyên khí khô kiệt. Võ đạo bản tôn vẫn là dừng lại tại mệnh luân cảnh bắt trọng phía trên. Mệnh luân cảnh tuy nhiên chỉ có cửu trọng, nhưng một tầng nhất trọng thiên, mỗi một đạo mệnh luân ở giữa lực lượng chênh lệch thật lớn. Võ đạo bản tôn muốn đột phá, cần nguyên linh thạch số lượng chi khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Ngàn vạn tiên tiên đột phá, cần có nguyên linh thạch số lượng, làm cho hắn toàn bộ luyện hóa, khả năng đều sẽ không khiến cho cái gì gợn sóng. Võ đạo bản tôn tiếp tục tại ma vực tiến lên đi, so sánh địa đồ, rất nhanh chọn chúng cái khác huyền cấp thế lực. Bát Kỳ Sơn, cái này huyền cấp thế lực tông chủ, là một đầu chín đầu mãng xà. Võ đạo bản tôn bắt trước làm theo, một đường quét ngang, đạp bái Bát Kỳ Sơn, đem cái này đầu chín đầu mãng xà chém giết, phóng thích sở hữu phi thăng giả, chiếm cứ Bát Kỳ Sơn bốn đầu nguyên linh mạch khoáng, tiếp tục tu luyện. Đệ 333 năm Võ đạo bản tôn đem bốn đầu nguyên linh mạch khoáng toàn bộ luyện hóa, lại lần nữa rời núi, hoành đẩy cái khác huyền cấp thế lực, tàng nguyệt quan đệ bốn trăm bảy mươi một năm, tử vi sát diệt đệ 565 năm trăm sáu mươi năm năm, hung ma cát diệt đệ sáu trăm tám mươi chín năm, tiêu hồn tự diệt đệ bảy trăm chín mươi sáu năm, cực hàn tông diệt đệ tám trăm năm năm, huyết hải cung diệt võ đạo bản tôn phi thăng ma vực đệ chín trăm chín mươi một năm, mệnh luân cảnh đột phá, ngưng tụ ra đệ cựu đạo mệnh luân cùng một thời gian, cái này phiến ma vực danh giới bên trên võ đạo bản tôn xuất hiện khiến cho cực chấn động lớn. Không đến ngàn năm thời gian, liên tiếp có huyền cấp thế lực bị quét ngang. Cái này áo bảo tím người đến lịch thần bí, thủ đoạn cường đại, không có chiếm cứ lãnh địa, ngược lại đem sở hữu nguyên linh mỏ chiếm lấy, phóng thích hạ giới phi thăng giả. Người này tu luyện về sau liền rời đi, sẽ không dừng lại. Có đồ đãi, vị này áo bảo tím người cũng là hạ giới phi thăng chi nhân. Tại kệ bên này một ít huyền cấp tông môn thế lực, cơ hồ là mỗi người cảm thấy bất an. Vốn là, những huyền cấp này thế lực tầm đó, còn thường xuyên buộc phát tranh đấu chém giết. Nhưng vì vậy áo bảo tím người xuất hiện, những huyền cấp này thế lực lại ngầm hiểu lẫn nhau tất cả đều an tính lại nghỉ ngơi lấy lại sức từng tông môn thế lực đều có phần đông tu sĩ đi theo dõi dò xét vị này áo bào tím người hành tung sớm làm chuẩn bị tại đây phiến ma vực biên giới cương vực bên trên mạch nước ngầm bắt đầu khởi động sắc cơ dầu diếm không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang âm thầm chằm chằm vào vị này áo bào tím người mọi người đối với áo bào tím người biết không nhiều lắm duy nhất có thể xác định tự là người này hiện lộ ra đến lực lượng còn không có đạt tới chân tiên cấp độ hai ngày này sửa sang lại đến tiếp sau tình tiết tập trụ rồi mấy chỗ địa phương đều chưa nghĩ ra, Tiểu Thủy Trung không nhúc nhích bút đi. Số lượng từ càng nhiều lại càng khó tả, mọi người thứ lỗi. Mấy ngày nay nếu buổi tối không có, đoàn người đi ngủ sớm một chút, đừng dáng chịu đi chờ. Chương 2155 Quen thuộc khí tức, Xích Minh Cốc vốn là ma vượt biên giới trong rất bình thường huyền cấp thế lực, nhưng gần một vạn năm qua cũng tại phụ cận nhanh chóng quật khởi. Có người nói, Xích Minh Cốc cốc chủ từng đạt được một phen đại cơ duyên, nộ nhập một chỗ cổ xưa di tích, đạt được một chương bản đồ cổ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chiến lược tăng vọt. Bách ngang cái này phiến danh giới bên trong một đám thiên tiên cường giả. Dạ. Về sau, Sích Minh Cốc Cốc chủ thoái ẩn, đã có mấy ngàn năm chưa từng hiện thân. Có đồn đãi, vị này xích Minh Cốc Cốc chủ bế quan tu hành, chuẩn bị đột phá, lại hiện ra thân thời điểm, đem bước vào chân nhất cảnh, trở thành một chân ma. Tại thượng giới bên trong, Huyền Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên tam cảnh tu sĩ, bất luận tu luyện cái đó nhất mạch đạo pháp, tại xưng hô hơn mấy ở không có khác nhau, đồng đều có thể coi tiền là vi huyền tiên, địa tiên, thiên tiên. Tương truyền, là vì loại tu luyện này hệ thống sáng lập chi nhân, vốn là người trong tiên đạo cũng có người nói thống trị một cái đằng trước kỷ nguyên đại đế đến từ tiên môn theo thời gian chuyển rời một ít giao diện mới bắt đầu có thuộc về mình đặc biệt xưng hô cùng loại với vu giới huyền vu địa vu cơ bản giống nhau thiên giới cũng như thế tại ma vực cùng cực nhạc tịnh thổ bên trong huyền nguyên địa nguyên thiên nguyên tam cảnh đối ứng tu sĩ xương hô nhưng bảo lưu lấy tiên môn truyền thống chỉ khi nào ngưng tụ đạo quả bước vào chân nhất cảnh xương hô cũng có chỗ cải biến ma vực chân nhất cảnh tu sĩ xưng là chân ma cực nhạc tỉnh thổ bên trong chân nhất cảnh tu sĩ xưng là la hán nếu là vị này xích minh cốc cốc chủ ngưng tụ đạo quả trở thành chân ma xích minh cốc đẳng cấp cũng sẽ nước lên thì thuyền lên trở thành địa cấp thế lực đến lúc đó kề bên này tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực đều muốn túi đầu xưng thần mấy ngàn năm qua xích minh cốc cốc chủ tuy nhiên đang bế quan bên trong chưa từng hiện thân nhưng xích minh cốc thanh danh lại càng phát ra cường thịnh chỉ vì xích minh cốc cốc chủ con trai độc nhất xích ly thiên tiên quật khởi tốc độ cực nhanh không thua gì xích minh cốc cốc chủ thậm chí còn hơn lúc trước tại xích minh cốc cái này phương viên mấy vạn dặm cương vực nội vị này xích ly thiên tiên hay vẫn là thiên nguyên cảnh bắt trọng thời điểm cũng đã là tung hoành vô địch có thể nói vị này xích ly thiên tiên so xích minh cốc cốc chủ năm đó còn cường đại hơn tại mọi người thấy đến xích ly thiên tiên càng thêm tuổi trẻ không đến mười vạn tuổi tiềm lực vô hạn tương lai thành tựu muốn so với xích minh cốc cốc chủ càng lớn một ngày này xích minh cốc trong tránh điện xích ly thiên tiên ngồi ngay ngắn ở trung tâm chỗ cao hai mắt hơi hít lại lóe ra hà quang nhìn qua ra tay phương một chúng tu sĩ trong tránh điện chúng có vài chủ người đều là thiên tiên tu vi hơn nữa những thiên tiên này tu vi không kém thấp nhất đều là thất giai thiên tiên trong đại điện những thiên tiên này cơ hồ đều là xích minh cốc tất cả đại hộ pháp trong cốc địa vị tôn quý dưới trướng đô thống dẫn không ít địa tiên huyền tiên tại xích ly thiên tiên hai bên trái phải liên tiếp vị trí của hắn ra tay phương còn ngồi hai người đều là cựu giai thiên tiên thiên trạch bích phong xích minh cốc tả hữu hộ pháp khởi bẩm thiếu chủ vừa mới nhận được tin tức cái kia áo bảo tím người lại lần nữa hiện thân xem hắn tiến lên lộ tuyến vô cùng có khả năng hội trải qua xích minh cốc thiếu chủ để cho ta mang ít nhân thủ định có thể đem người này đánh chết. Ra tay phương, một vị lưng hùm vai gấu đại hán đứng dậy, lớn tiếng nói: "Hồ hộ pháp, chỉ là bằng ngươi, sợ là còn đánh không lại người nọ." Bên cạnh một vị xấu xí hộ pháp có chút cười lạnh, mở miệng niệm ai: "Hừ, ta không được, chẳng lẽ ngươi có thể?" Hồ hộ pháp hai mắt trừng, lớn tiếng hỏi: "Ta tự nhiên cũng không được, muốn ta xem, chúng ta mấy người liên thủ, đều chưa hẳn là người nọ đối thủ." Người này lai lịch thần bí, chỉ sợ chỉ có thiếu chủ tự mình ra tay, mới có thể đem hắn trấn áp. Người kia nói: "Nghe được câu này, Xích Ly Tiên Tiên khỏe miệng, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, tựa hồ rất là thỏa mãn. Thiên Trạch, Bích Phong, các ngươi nói như thế nào? Xích Ly Thiên Tiên nhìn chung quanh hai vị hộ pháp. Thiên Trạch trầm giọng nói, thiếu chủ, ngàn năm qua, người này thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, đã liên tiếp tiêu diệt Hoàng Sa Cung, bắt Kỳ Sơn, Tà Nguyệt Quan, Tử Vi Sát, hung ma các trở gần 10 cái huyền cấp thế lực. Theo ta được biết, những trong thế lực này cũng có một vài thiên tiên cường giả tọa chấn, nhưng đều bị người này giết chết, người này lai giả bất tiện Lai giả bất tiện Xích Ly Thiên Tiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, tại trên địa bàn của ta không cho phép xuất hiện người như vậy ta muốn hắn chết thiên trạch nói theo ta thấy chúng ta không cần phải cùng hắn tranh phong chẳng thử đem hắn mời chào thu nhập dưới trướng bích phong có chút gật đầu nói thiếu chủ ta cũng đồng ý tả hộ pháp xích ly thiên tiên thần sắc lạnh lùng hỏi ngược lại như thế nào các ngươi là đối với xích minh cốc không có có lòng tin hay là đối với ta không tin rằng chẳng lẽ dùng thủ đoạn của ta vẫn không giết được người này toàn bộ ma vực ta không dám nói nhưng ở cái này mảnh thổ địa bên trên chân tiên phía dưới ta vi trí tôn thiếu chủ thủ đoạn tự nhiên là không ai bằng thiên trạch cùng bích phong hai người vội vàng nói dừng lại một chút thiên trạch lại nói chỉ là người này thủ đoạn không kém coi như là một nhân tài nếu là có thể bị thiếu chủ thu nhập dưới trướng sẽ tăng thêm thiếu chủ ý danh ân ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý xích ly thiên tiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng bích phong trầm ngâm nói như vậy đi như người này đến đây chúng ta trước cho hắn một cái cơ hội nếu là hắn thức thời thiếu chủ có thể thuận thế đem chi thu nhập dưới trướng như hắn không thức thời ngay tại chỗ giết chết có thể xích ly thiên tiên có chút gật đầu đối với cái này đề nghị rất là thỏa mãn mười ngày sau võ đạo bản tôn vừa mới đến xích minh cốc liền có một chúng tu sĩ chạy ra đón chào cầm đầu hai người đúng là xích minh cốc tả hữu hộ pháp thiên trạch bích phong lưỡng đại hộ pháp phát ra thần thức cẩn thận đánh giá võ đạo bản tôn đều không có nhìn ra cái gì trò đạo hữu thiếu chủ của chúng ta cho mời thiên trạch có chút chắc tay ôm quyền nói ra các ngươi thiếu chủ là ai võ đạo bản tôn mang theo lệnh như băng mặt nạ mà không biểu tình mà hỏi xích ly thiên tiên bích phong nói thiếu chủ của chúng ta đã chuẩn bị tốt tiến hội sẽ chờ đạo hữu nhập toạn võ đạo bản tôn đối với cái gì thiếu chủ cái gì yến hội căn bản không có hứng thú hắn mục tiêu duy nhất tự là tu luyện tài nguyên mau chóng tu hành suy diễn võ đạo võ đạo bản tôn đang muốn từ chối lại đột nhiên thần sắc khé động có chút mắt hí hướng phía xích minh cốc ở chỗ sâu trong nhìn lại ở bên kia hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà đã lâu khí tức một loại cực kỳ mãnh liệt hận ý phóng lên trời hận thiên hận địa tràn ngập cực kỳ cuồng bạo bi phẫn mặt trái cảm xúc thiên trạch gặp võ đạo bản tôn ngắm nhìn xa xa tựa hồ có vẻ siêu lòng đã nói nói bên kia tiểu là xích minh cốc tránh điện chỗ thiếu chủ đã đợi chờ đã lâu tốt đi xem võ đạo bản tôn vô ý thức nắm tay thản nhiên nói thiên trạch bích phong hai người cho rằng võ đạo bản tôn tố là như thế tuy nhiên nghe ra hắn trong lời nói mang theo một tia hàn ý nhưng lại không thật đúng huống chi thực như tiến vào xích minh cốc đại điện hết thể tiểu tại bọn hắn trong khống chế chương 2156 chiến đô thiếu chủ của chúng ta nghe văn đạo hữu năm gần đây chiến tích đối với đạo Hữu rất là thưởng thức xích minh cốc thiên trạch hộ pháp nói ra lúc này đây nghe văn đạo hữu sắp sửa cách nơi đây thiếu chủ cố ý thiết hạ yến hội còn mời kể bên này một ít tông môn thế lực tông chủ đến đây những đại nhân vật này nghe văn đạo hữu danh tiếng cũng muốn thấy phong thái thiên trạch lời nói này biểu hiện ra là ở lấy lòng võ đạo bản tôn nhưng trong lời nói lại để lộ ra hai tầng hàm nghĩa thứ nhất tự là vị này xích minh cốc thiếu chủ xích ly thiên tiên tại kể bên này cương vực nội vô cùng có hy vọng thứ hai tất cả đại tông môn thế lực tông chủ nhân vật trình diện nhưng thật ra là tại âm thầm đối với võ đạo bản tôn tạo áp lực võ đạo bản tôn hai con ngươi thâm thúy mang theo lệnh như băng ngân sắc mặt nạn người bên ngoài cũng nhìn không ra thần sắc của hàn Biến hóa nghe được thiên trạch lời nói này hắn cũng không có bất kỳ đáp lại bên cạnh bích phong có chút mắt hí đột nhiên hỏi còn chưa thỉnh giáo đạo hữu danh hảo hoàng võ võ đạo bản tôn mở miệng nổ ra hai chữ bích phong nhãn châu xoay động nhìn như không có ý nói bên ngoài có chút đồ đãi nói đạo hữu là từ hạ giới phi thăng đi lên loại lời này ta là không tin ta là tới tự hạ giới võ đạo bản tôn thản nhiên nói phi thăng không đến ngàn năm thiên trạch cùng bích phong hai người liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt hoài nghi chỉ là phi thăng ngàn năm làm sao có thể tiêu diệt một đám tông môn thế lực mọi người ngự không mà đi không bao lâu cũng đã đến xích minh cốc trong đại điện võ đạo bản tôn nhìn khắp bốn phía vừa rồi vẻ này quen thuộc khí tức ở này phụ cận chỉ có điều hôm nay lại biến mất không thấy gì nữa hắn trong lúc nhất thời không cách nào đoán được chuẩn xác vị trí đại điện chính phía trước trung tâm cao vị ngồi một vị tóc đen xích bảo nam tử hai mắt hẹp dài chính trên hướng cao nhìn xuống nhìn qua võ đạo bản tôn đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra hàn quang không có gì bất ngờ xảy ra vị này có lẽ tự là xích minh cốc thiếu chủ xích ly thiên tiên tại xích ly thiên tiên trợ thủ đắc lực phía dưới còn theo thứ tự ngồi hai hàng tu sĩ võ đạo bản tôn thần thức quét qua tự do xét điều tra ra cái này hai hàng tu sĩ đều là đỉnh tiêm thiên tiên cường giả ba ba bá võ đạo bản tôn tiến vào đại điện một khắc hai hàng thiên tiên cường giả nhao nhao ghé mắt có thần sắc lạnh như băng có chút mặt không biểu tình có không che giấu chút nào trên mặt ý. ha 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 xích ly thiên tiên không có đứng dậy có chút dương đầu nói chắc hẳn vị này tiểu là ngàn năm qua thanh danh lan truyền lớn thần bí áo bào tím người đi à nha thiên trạch đứng dậy trầm giọng nói khởi bẩm thiếu chủ đúng là người này hắn tên là hoàng võ hoàng võ xích ly tiên tiên khỏe miệng hơi vệnh nói người này số cũng là lơ lỏng bình thường vô cùng đại điện hai bên lập tức vang lên một hồi cười vang thiên trạch chỉ vào hai hàng một đám đỉnh tiêm thiên tiên cường giả giới thiệu nói vị này chính là vô song điện điện chủ vị này chính là tàn sát tiên các các chủ vị này chính là thiên la trại trại chủ vị này chính là phong hỏa tông tông chủ những người này danh hảo tự nhiên đều rất vang dội cái gì tàn sát tiên vô song thiên trạch một đường giới thiệu đi qua những thiên tiên này cường giả đều không có đứng dậy chỉ là lạnh lùng nhìn xem võ đạo bản tôn võ đạo bản tôn tựa hồ cũng không nghe thấy thiên trạch giới thiệu vẫn không nhúc nhích hai mắt nửa mở nửa khép tìm kiếm lấy cái kia một đám hận ý ngọn nguồn ba tàn sát tiên các các chủ kìm nén không được vô án hư lệnh nói hoang võ ngươi thật lớn cái giá đỡ đi tới nơi này xích minh cốc ở bên trong còn không hái được ngươi cái kia mặt nạ để cho chúng ta nhìn xem ngươi đích hình dáng tự là thiên la chạy trại, trại chủ cười lạnh nói ai biết ngươi là ở đâu xuất hiện bọn trốn nhát giấu đầu lộ đôi ở đây những tông chủ này đều là cái này phiến cương vực bên trong huyền cấp thế lực đã sớm nghe nói qua võ đạo bản tôn thủ đoạn nếu không có tại xích minh cốc ở bên trong bọn hắn cũng không dám cùng võ đạo bản tôn nói chuyện như vậy chư vị không cần tức giận xích ly thiên tiên ra vẻ rộng lượng khoát tay háo nói kỳ nhân làm việc tự nhiên kỳ dị vị đạo hữu này đã nguyện ý đeo mặt nạ tự đeo à Hoang võ còn không tạ ơn thiếu chủ của chúng ta thiên trạch đứng tại võ đạo bản tôn sau lưng mắt hí nói ra võ đạo bản tôn tiến vào trong đại điện không có đối với bất kỳ người nào hành lễ thậm chí liền một câu đều chưa nói đã khiến cho mọi người tại đây bất mãn. Xích Ly Thiên Tiên mặc dù không có nói rõ, nhưng trong đôi mắt đã loe ra một đám sắc cơ. Võ đạo bản tôn đột nhiên dậm chân, hỏi, cái này đại điện phía dưới là cái gì? Hắn mơ hồ bắt đến, vẻ này hận ý ngọn nguồn, hẳn là đến từ đại điện hạ phương. Phía dưới này là ta nuôi nốt chiến nô bên trong, xuất sắc nhất một cái. Nói, Xích Ly Thiên Tiên có chút đắc ý, nhìn về phía đại điện hai hàng tổng chủ, cười hỏi, không biết, lúc này đây chư vị mang đến người, có ai có thể không còn hơn của ta chiến nô. Xích Cách đạo hữu, lần này ta tìm được một đầu nuốt nguyệt thiên lang tuy nói huyết mạch không tinh khiết nhưng là cực kỳ hung mãnh có thể cùng đạo hữu chiến nô phân cao thấp vừa nói tàn sát tiên các các chủ huy động ống tay áo ném ra một cái cự đại lao lùng bên trong có một đầu chiều cao mười trượng thân hình khổng lồ toàn thân sinh ra ngắn màu bạc mao cự lang đầu cự lang này tu vi là huyền nguyên cảnh cựu trọng rộng rãi khẩu răng nanh mắt lộ ra hung quang toàn thân bộ lông lóe ra kỳ dị ngân sắc vầng sáng trong hai mắt mơ hồ phản chiếu ra hai đợt trăng tròn yêu dị vô cùng tương truyền lang tộc cái này nhất mạch có thể thôn phệ thương không trăng tròn Xích Ly Thiên Tiên cười to nói, "Tốt, tốt, tốt." Nuốt Nguyệt Thiên Lang, nhìn về phía trên ngược lại là thực lực không kém, cũng không biết có thể tiếp ta chiến nô mấy đao. "Xuất hiện đi." Xích Ly Thiên Tiên huy động bàn tay, trong đại điện mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích gầy gò thân ảnh, quần áo tả tơi, tay phải mang theo một thanh đen kịt trường đao, từ dưới đất vọt ra, toàn thân tràn ngập ngập trời hận ý. Người này tóc hai bù xù, mình đầy thương tích, trên người rất nhiều miệng vết thương, còn không có vậy, có chút huyết nhục cũng đã hư thối. "Giết." đạo này thân ảnh mới vừa tới đến trong đại điện liền trừng mắt đỏ thâm hai mắt hướng phía xích ly thiên tiên tiến lên hừ nhưng đi chưa được mấy bước xích ly tiên tiên cười lạnh một tiếng thần thức khẽ động người này trên người xiềng xích bên trên đột nhiên bắn ra một cây thật nhỏ gai nhọn hoát như là bùi gai bình thường lập tức đâm vào trong cơ thể của hắn trong khoảnh khắc người này trên người tiên huyết hoành lưu mà ngay cả người này xương bánh chè đầu đều bị bùi gai xuyên thủng hắn lại phảng phất cảm thụ không đến thống khổ không rên một tiếng chỉ là thân hình run rẩy thiếu chút nữa mới ngã xuống đất bên trên nhưng vẫn là hung dữ chằm chằm vào xích ly thiên tiên hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi hắc, hắc. bên cạnh tàn sát tiên các các chủ khẽ cười nói xích cách đạo hữu người cái này chiến nô bắt có chút lâu lắm rồi rõ ràng còn không có hàng phụ, còn muốn thi chủ không có quan hệ không nghe lời người ta biết chun chút tra tấn hắn xích ly Thiên tiên cười tủm tìm nói tại trên địa bàn của ta ai dám ngỗ nghịch ta cái này là kết cục xích ly Thiên tiên vừa nói một bên nhìn về phía võ đạo bản tôn hắn những lời này nói là cho võ đạo bản tôn nghe chỉ là võ đạo bản tôn hoảng như không nghe thấy chỉ là nhìn qua cách đó không xa chính là cái kia mình đẩy thương tích chiến ô, trên người tràn ngập một cố làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sắc cơ. Chương 2157 của ta quyền, ngươi tiếp được ở ư? Võ đạo bản tôn căn bản không có che giấu trên người sắc cơ, cả tòa đại điện, tại trong khoảng khắc đều tràn ngập khắc nghiệt chi khí. Khắp nơi tông môn thế lực tông chủ nhao nhao đứng dậy, thần sắc đề phòng, lạnh lùng nhìn Võ đạo bản tôn. Nơi này là xích Minh Quốc, thiên nguyên cảnh đỉnh tiêm cường giả đều tụ tập ở này, còn có xích Ly Thiên Tiên tòa trấn, mọi người tin tưởng Võ đạo bản tôn là có thông thiên thủ đoạn cũng là không nổi sóng gió gì. Ngươi biết hắn là ai? Võ đạo bản tôn ánh mắt rơi vào xích ly thiên tiên trên người, chỉ vào cách đó không xa vị kia bị bùi gai xiềng xích vây khốn thân ảnh, chậm rãi hỏi. Bởi vì ngân sắc mặt nạ vật che chắn, võ đạo bản tôn thanh âm phát sinh một ít cải biến, nhưng ngân sắc mặt nạ lại không thể che hết đạo này trong thanh âm, toát ra đến lạnh lạnh sát ý. Xích ly thiên tiên thần sắc không sợ, cười lạnh nói, hắn, bất quá là cái hạ giới phi thăng con sâu cái kiến, hôm nay chỉ là nô lệ của ta, sinh tử đều tại ta một ý niệm. Vậy sao? Võ đạo bản tôn nói, hắn cùng với ta đến từ cùng một cái giao diện nghe được câu này đại điện chúng người thần sắc khác nhau đạo thân ảnh kia trong hai mắt tơ máu tựa hồ nhạt đi một tí không dãy rủa nữa nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng thần sắc có chút mê mang vô song điện điện chủ cười nhạo nói như thế xem ra đồn đãi làm thật ngươi quả nhiên đến từ hạ giới tự coi như ngươi chiến lực cường đại cũng nhất định là cái hạ nhân mệnh phong hỏa tông tông chủ có chút khiêu mi treo tức nói dù thế nào ngươi còn muốn ra tay đem cái này chiến nô cứu đến ha 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 trong đại điện người phát ra một hồi cười vang xích ly tiên tiên trên cao nhìn xuống thần sắc ngạo nghễ chậm rãi nói hoàng võ ta cho ngươi biết hôm nay ngươi như không thần phục ta ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ly khai hoàng võ nghe được hai chữ này đạo thân ảnh kia toàn thân chấn động mạnh mà xoay người lại khó có thể tin nhìn qua võ đạo bản tôn chỉ có điều cách ngân sắc mặt nạ hắn nhìn không tới võ đạo bản tôn hình dạng trong lúc nhất thời cũng không dám xác nhận yến đại ca là ta võ đạo bản tôn đối với hắn nhẹ gật đầu cái này toàn thân quấn quanh lấy bụi gai xiềng xích tu sĩ đúng là thiên hoang đại lục tu la tiến bắc thần Tô Tử mặc hai đại chân thân toàn bộ phi thăng, mấy ngàn năm qua, rốt cục gặp được một cái đến từ thiên hoang đại lục, cùng hắn đồng nhất thế cố nhân. Thanh liên chân thân phi thăng đến nay, tại thần tiêu tiên vực tao nổ qua vô số lần hung hiểm, từng bước kinh tâm, dựa vào rất nhiều át chủ bài thủ đoạn, gặp được không ít cơ duyên kỳ ngộ, thậm chí có thiên hoang tiền bối bảo hộ, thanh liên chân thân mới dần dần quật thời, cuối cùng nhất bái nhập càn khôn thư viện, tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Thượng giới hoàn cảnh thực sự quá ác liệt. Thanh niên chân thân phi thăng về sau, cảnh ngộ còn như thế gian nan, huống chi là những người khác. Tu la cảnh giới tuy nhiên tu luyện tới huyền nguyên cảnh cựu trọng cực kỳ khó được nhưng trạng hướng thân thể của hắn cùng tinh thần tình huống đều trên lệch tới cực điểm đã bị dày vò đến không thành hình người võ đạo bản tôn thần thức đã sớm tại tu la trong cơ thể dò xét qua tu la nguyên thần lọt vào trọng thương trải rộng vết rách hắn sở dĩ còn có thể kiếm chát, buộc phát ra chiến lực hoàn toàn là vì nhục thể của hắn nương tựa theo trong cơ thể một loại hận ý chỗ đem ra sử dụng loại này hận ý mạnh thậm chí che đậy kín nguyên thần bên trên thương thế ngăn chặn nguyên thần thương thế mang cho thân thể mặt trái ảnh hưởng không thể không nói ly hận kinh xác thực là cực kỳ thượng thừa pháp môn hạ giới công pháp phần lớn ỉ lại ở dưới giới, giới chỗ hoàn cảnh linh khí pháp lực hoặc là huyết mạch cho nên tuyệt đại đa số công pháp tại phi thăng thượng giới về sau đều biến thành gân gà không cách nào nữa dùng nhưng ly hận kinh bất đồng ly hận kinh tu luyện căn bản ở chỗ trong nội tâm hận ý bất luận là tại hạ giới hay vẫn là thượng giới bất luận tu luyện căn cơ ở chỗ linh khí hay vẫn là thiên địa nguyên khí trong nội tâm hận ý đều thủy chung tồn tại có hận ý liền có thể tu luyện ly hận kinh cũng chính là bởi vì như thế tu la mới có thể ở tu luyện tài nguyên thiếu thốn bị nhốt dưới tình huống tu luyện tới huyền nguyên cảnh cựu trọng đương nhiên ly hận kinh cũng có nó thai hại mạnh liệt hận ý có thể tạm thời ngăn chặn tu la trên thân thể bị thương nhưng theo thời gian chuyển rời trong cơ thể thương thế không ngừng tích lũy càng phát nghiêm trọng cuối cùng nhất chắc chắn đi về hướng sụp đổ hủy diệt tiến bác thần có chút thở hồn hện mỗi một lần hô hấp bên trong đều tản ra dày đặc mùi máu tanh mặc dù nhìn không tới võ đạo bản tôn dung mạo thanh âm cũng có chút chênh lệch nhưng trong lòng của hắn tin tưởng trước mắt cái này háo bảo tím người là ai tại thiên hoang đại lục bên trên chỉ có một người có thể như vậy xưng hô hắn ngươi tiến bác thần nhìn qua võ đạo bản tôn trong đôi mắt lúc ban đầu hiện lên kích động dần dần tán đi ngược lại toát ra một vòng lo lắng hắn phi thăng về sau đã bị nhốt không sai hắn biết do đối mặt những địch nhân này đến cỡ nào cường đại kinh khủng bực nào cái loại này lực lượng hoàn toàn không cách nào chống cự tô tử mặc cũng chỉ là so với hắn sớm phi thăng hai nghìn năm hội trưởng thành đến cùng những cường giả này sánh vai tình trạng chính ngươi trốn a à. tiến bắc thần nói khẽ không có của ta cho phép hôm nay ai cũng đừng muốn rời đi Xích Ly Thiên Tiên lạnh lùng nói, huy động bàn tay, một hồi trong tiếng nổ vang, cái này tòa đại điện trầm trọng đại môn, nhanh chóng khép lại. Cái này tòa đại điện không có một gạch một ngói, đều là do kim loại hiếm khoáng thạch chối luyện chế. Một khi đóng lại đại điện chi môn, cơ hồ đồng đẳng với một tòa lao ngục, mặc dù là thiên tiên, dùng man lực cũng rất khó phá khai. Không tệ. Võ đạo bản tôn nhẹ gật đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không có của ta cho phép, hôm nay ai cũng đừng muốn rời đi. Cái này tựa hồ là đem Xích Ly Thiên Tiên lời nói, lặp lại một lần. Nhưng trong đại điện người, đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, không rét mà run giống như là muốn thai vạ đến nơi ý nghĩ này không rơi võ đạo bản tôn đột nhiên ra tay chỉ thấy hắn cất bước tiến lên trong thời gian ngắn đi vào xích ly thiên tiên trước người đưa tay là một quyền không có bất kỳ dư thừa động tác tự là bình bình đạm đạm một quyền nhưng một quyền này bên trong lại ẩn chứa võ đạo ý chí đan sen võ đạo bản tôn sở hữu đạo công pháp không thể dung chuyển vô kiên bất tội xích ly thiên tiên thần sắc đại biến trong mắt của hắn khinh thị cùng cuồng vọng lập tức biến mất không thấy gì nữa tại một quyền này bao phủ phía dưới hắn qua lại sở hữu kiêu ngạo vinh quang tự tin bị lập tức đánh hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong khí tức vật đổi sao rời xích ly thiên tiên thét dài một tiếng đem nguyên thần thúc giục đến cực hạ buộc phát ra tuyệt thế thần thông hắn căn bản không dám cùng võ đạo bản tôn đối chiến chỉ có thể vận chuyển vật đổi sao rời muốn đem một quyền này bạo phát đi ra lực lượng chuyển rời đến địa phương khác thần thông chi lực tràn ngập một đạo khủng bố lực lượng tại vật đổi sao rời dưới tác dụng bị xích ly thiên tiên hướng phía bên cạnh một chuyến trực tiếp hàng lâm tại vô song điện điện chủ trên người vị này vô song điện điện chủ cửu giai thiên tiên mới vừa vận tế ra pháp bảo không thể kịp phản ứng, đã bị đạo này tay đấm vênh thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần tại chỗ tịch diệt, liên tích huyết trọng sinh cơ hội đều không có. Xích Ly Thiên Tiên nhân cơ hội này, thân hình bạo rút lui tầm hơn 10 trượng. Đột nhiên, thân hình của hắn dừng lại, run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt toát ra vô tận hoảng sợ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Xích Ly Thiên Tiên thân thể cũng ầm ầm nổ, chân cụt tay đứt bay loạn, máu tươi rơi là tả trên đất. Không biết tự lượng sức mình. Võ đạo bản tôn có chút cười lạnh, của ta quyền, ngươi tiếp được ở ư? Vật đuổi sao rời, Tuy nhiên hóa giải võ đạo bản tôn hơn phân nửa tay đấm, nhưng một quyền này trong chất chứa võ đạo ý chí cùng võ đạo chi pháp hay vẫn là trùng kích tại xích ly thiên tiên trên người đem hắn thân thể đánh bại chương hai nghìn lục đạo luân hồi xích minh cốc trong đại điện mọi người khiếp sợ hoảng sợ biến sắc trong lòng mọi người xích ly thiên tiên đã sớm là cái này phương viên mấy chục vạn dặm thứ nhất thiên tiên không người là hắn đối thủ nhưng hôm nay xích ly thiên tiên thậm chí ngay cả cái này hoang võ một quyền đều tiếp bất trụ trong đại điện thiên tiên cường giả có vài chục vị nhiều mọi người tuy nhiên nhìn không thấu võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới nhưng ra tay buộc phát ra khí tức cùng lực lượng tất cả mọi người có thể cảm thụ được tinh tưởng một quyền này lực lượng cũng không đạt tới chân tiên còn bảo trì tại thiên tiên cấp bậc chỉ có như vậy một quyền trực tiếp gạt bỏ hai vị cựu giai thiên tiên vô song điện điện chủ hoàn toàn là đã nhận lấy cá trong chậu hai tường không đợi tiến lên động thủ cũng bởi vì xích ly thiên tiên vật đổi sao rời hình thần câu diện lực lượng như vậy như thế nào ngăn cản mọi người cùng nhau xông lên người này lực lượng cường thịnh trở lại cũng ngăn không được chúng ta hợp lực ra tay nhưng vào lúc này xích ly tiên tiên trong huyết vụ đột nhiên thoát ra một đạo thần quang thoát đi đến đại điện cuối cùng, nhưng lại xích ly thiên tiên nguyên thần. đạo này nguyên thần trên người, mặc một bộ nguyên thần hộ giáp. chỉ có điều, cái này nguyên thần hộ giáp bên trên trải rộng vết rách, đã triệt để phế đi. đây là một kiện nguyên thần pháp bảo. nếu không có có cái này pháp bảo, vừa rồi hắn đã thân tử đạo tiêu. xích ly thiên tiên một lần nữa diễn biến ra thân thể, thần sắc dữ tợn, hét lớn một tiếng. đại điện mọi người gặp xích ly thiên tiên tích huyết trọng sinh, đều là tinh thần chấn động, vốn là sinh lòng ý, hôm nay lại kích động, đàng đàng sắc khí. Giết. Thiên Trạch cùng Bích Phong hai người thân là Sích Minh Cốc tả hữu hộ pháp, trước tiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, một người tế ra một thanh phi kiếm, hướng phía Võ Đạo bản tôn đâm tới. Cùng lúc đó, hai người liên thủ, liên tiếp biến ảo chỉ quyết. Địa ngục đạo, Nga quỷ đạo, Súc sinh đạo, A tu la đạo, Nhân đạo, Thiên đạo. Hai người trong nháy mắt riêng phần mình phóng xuất ra ba đạo thần thông, ở giữa không trung nhanh chóng dung hợp va chạm, dần dần hình thành một cái cự đại luân hồi. Ngưng, Lục đạo luân hồi. Thiên Trạch, Bích Phong hai người tâm ý tương thông, đồng thời hét lớn. Lục đạo luân hồi, tuyệt thế thần thông, hơn nữa là tuyệt thế thần thông ở bên trong sát phạt công kích hung manh nhất thủ đoạn đủ để đứng vào top 10. tại thượng giới thậm chí truyền lưu lấy một loại truyền thuyết lục đạo luân hồi vốn là vô thượng thần thông chỉ có điều từ xưa đến nay cơ hồ không ai có thể có thể phá cái này đạo thần thông trong trọng yếu nhất đạo pháp theo thời gian truyền rời lục đạo luân hồi mới dần dần biến thành tuyệt thế thần thông có thể dù vậy đạo này tuyệt thế thần thông cũng tuyệt không tầm thường thiên tiên cường giả có khả năng lĩnh nộ phong thích thiên trạch bích phong hai người đều là cựu giai thiên tiên nhưng bất luận cái gì một người đều không thể một mình phóng thích nguyên vẹn lục đạo luân hồi cảm nộ lục đạo áo nghĩa chỉ là trong đó một mặt là trọng yếu hơn là nguyên thần không đủ cô động không đủ cường đại lục đạo luân hồi thích phóng lúc đi ra nguyên thần của mình trước sẽ bị lục đạo kéo vào nhập đột vào luân hồi bên trong không đợi giết người chính mình trước vẫn lạc như vậy tuyệt thế thần thông ai dám đơn giản phóng thích cho nên hai người cách khác lối tắt riêng phần mình lĩnh ngộ trong đó ba đạo phóng xuất ra lại dung hợp lẫn nhau liên thủ phóng thích lục đạo luân hồi nói đến đơn giản nhưng một chiêu này hai người không biết luyện tập bao nhiêu năm thất bại qua bao nhiêu lần hơi có một một chút lầm lỗi lục đạo cũng khó khăn dùng dung hợp hình thành luân hồi xu thế đây là hai người lớn nhất át chủ bài lục đạo luân hồi hàn lâm mà ngay cả xích ly thiên tiên đều muốn tránh đi mũi nhọn trong đại điện rất nhiều thiên tiên cường giả sắc mặt đại biến căn bản không dám tới gần sợ nguyên thần của mình bị lục đạo hút đi vào đột vào luân hồi võ đạo bản tôn hai con ngươi thâm thúy không lùi mà tiến tới đón giữa không trùng cực lớn mâm tròn xuống tới muốn chết thấy như vậy một màn xích ly thiên tiên hai mắt sáng ngời thiên trạch cùng bích phong hai người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng như thân thể lâm vào lục đạo luân hồi bên trong tất sẽ bị luân hồi chỗ cắn nát sụp đổ nguyên thần cũng sẽ đột vào luân hồi bên trong thân tử đạo tiêu muốn ngăn cản lục đạo luân hồi trừ phi dùng đồng dạng cấp bậc tuyệt thế thần thông tới đối chiến hoặc là tránh đi mũi nhọn muốn dùng thân thể hoặc là mặt khác thủ đoạn ngạnh kháng lục đạo luân hồi cái này là tại tự tìm đường chết đại điện mọi người phảng phất có thể chứng kiến sau một khắc võ đạo bản tôn hình thần câu diện một màn hô đương võ đạo bản tôn lâm vào lục đạo luân hồi về sau mọi người sắc mặt sắc mặt vui mừng dần dần cứng đờ chuẩn bị kinh ngạc kinh ngạc sợ hãi chỗ thay thế võ đạo bản tôn đạp không mà đứng lù lù bất động tóc đen cuồng loạn nhảy múa lục đạo luân hồi tại hắn quanh thân vân quanh vậy mà dần dần dừng lại đừng nói xoắn diệt hắn thân thể mà ngay cả võ đạo bản tôn một sợi tóc đều không thể làm bị thương không chỉ như vậy võ đạo bản tôn xâm nhập ngược lại làm cho lục đạo luân hồi hiện ra sụp đổ xu thế bực này thủ đoạn cũng lấy ra bêu xấu võ đạo bản tôn cười lạnh sự hiện hữu của hắn nguyên vốn là dị số nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành căn bản không vào luân hồi lục đạo luân hồi lực lượng tuy mạnh lại thương không đến hắn mảy may cho các ngươi biết một chút về cái gì mới là lục đạo luân hồi võ đạo bản tôn hai con ngươi sáng rõ toàn thân chấn động khí huyết bắt đầu khởi động đem chung quanh cự luân đánh sơ xác. ngay sau đó hai tay của hắn liên tục biến ảo pháp quyết nhanh chóng phóng xuất ra sáu đạo thần thông ở giữa không trung ngưng tụ hình thành một cái cự đại luân khí bầy tu hoảng sợ đây là dựa vào chính mình phóng xuất ra nguyên vẹn lục đạo luân hồi thiên trạch cùng bích phong hai người tới vừa so sánh với cao thấp lập phán còn nữa nói Thiên Trạch cùng Bích Phong hai người tuy nhiên có thể liên thủ ngưng tụ lục đạo luân hồi, nhưng đạo này tuyệt thế thần thông bên trên, bao nhiêu tồn tại một ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Mà võ đạo bản tôn lục đạo luân hồi, lại không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Tuy nhiên hay vẫn là tuyệt thế thần thông, nhưng cái này lục đạo luân hồi uy lực, so với Thiên Trạch hai người vừa mới phóng xuất ra muốn cường đại hơn rất nhiều. Võ đạo bản tôn từng tại Thiên Hoang Đại Lục Côn Luân Khư ở bên trong, dung luyện qua vô số thần thông bí pháp. Hắn có thể phóng thích lục đạo luân hồi, tự nhiên tại hợp tình lý. Chỉ có điều, võ đạo chi pháp, trọng tại tu luyện bản thân. Cho nên, võ đạo bản tôn phần lớn tại chiến đấu thời điểm rất ít vận dụng những thần thông này bị pháp ầm ầm trước một cái lục đạo luân hồi vừa mới sụp đổ giữa không trung càng lại độ hiện ra một cái càng tăng kinh khủng lục đạo luân hồi võ đạo bản tôn không vào luân hồi nhưng ở trường phần đông tu sĩ lại không thoát khỏi được lục đạo luân hồi dẫn dắt tuyển qua đứng núi chịu xào là thiên trạch bích phong hai người xích minh cốc tả hữu lưỡng đại hộ pháp liền một cái hô hấp đều không thể chống cự ở liền trực tiếp bị lục đạo luân hồi cuốn vào trong đó thân thể nghiền nát nguyên thần tịch diệt tại kề bên này bảy tám cái thiên tiên cương giả vội vàng phóng xuất ra tuyệt thế thần thông muốn tới chống lại nhưng những tuyệt thế này thần thông cùng lục đạo luân hồi đụng một cái nhao nhao tán loạn cái này bảy tám cái thiên tiên cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi bị túm vào luân hồi bên trong những người này pháp bảo binh khí tại lục đạo luân hồi nghiền áp rào sát phía dưới đều nhao nhao vỡ vụn hóa thành bột mịt thiên trạng tuệ tinh tập nguyệt chỉ lạc hoàng tuyển vê anh vê đại điện còn lại thiên tiên cường giả phóng xuất ra từng đạo tuyệt thế thần thông như hắc vân áp thành mưa to gió lớn nhấc lên sóng to gió lớn giữa không trung thần chói, kiếm khí tung hành hàn ý lạnh thấu xương từng kiện từng kiện pháp bảo phá không tới đan vào thành một chương dày đặc lưới lớn từ trên trời giáng xuống đem võ đạo bản tôn cùng lục đạo luân hồi toàn bộ bao phủ đi vào chương hai nghìn một trăm năm mươi chín chân ma xuất quan lục đạo luân hồi tuy mạnh lại ngăn không được phần đông tuyệt thế thần thông hợp lực trúng kích trong nháy mắt luân hồi vỡ vụn còn có phần đông tuyệt thế thần thông cùng pháp bảo hàng lâm xuống võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh sau lưng đột nhiên bắn ra ra chín đạo tử sắc quang trong mặt đan sen thần bí phù văn cố động lấy võ đạo chi pháp chín đạo mệnh luân võ đạo bản tôn trong cơ thể phản phất có từng đạo gông xiềng bị bức đứt, lực lượng không ngừng kéo lên những pháp bảo này thần thông hàng lâm xuống đều bị võ đạo bản tôn sau lưng chín đạo mệnh luân văng tung tóe đánh rơi quân lính tăng giã giống võ đạo bản tôn đột nhiên há miệng hét lớn một tiếng đạo này thanh âm vang lên trong hư không lại hiện ra từng đạo mắt thường có thể thấy được rung động như là nước gợn bình thường hướng phía bốn phía kích động đi qua tại đây tiếng gầm gừ ở bên trong phảng phất có rồng âm có phượng minh có hạt đều, có ngựa hí có sói chu có vượn gầm có hổ khiếu có chó sủa trong chốc lát phảng phất có vạn tộc sinh linh tại võ đạo bản tôn trên người phụ thể đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét bộc phát ra một đạo dung trời động địa tiếng hô đây là võ đạo bản tôn tại dung luyện rất nhiều âm vực bí pháp về sau sáng tạo ra đến âm vực chi thuật tên là vạn linh chi âm hàng tỷ sinh linh đồng thời phát động âm vực bí thuật cái này từng đạo gợn sóng gột rửa ra xét qua giữa không trung phần đông thiên tiên cường giả mọi người bị gợn sóng xét qua thân hình dừng lại thần sắc cứng đờ vốn là trong đại điện hay vẫn là thanh thế động tiên qua trong giây lát đột nhiên trở nên yên tĩnh im mắng phần đông thiên tiên cường giả thân hình nhao nhao đốn ở giữa không trùng vẫn không nhúc ních phảng phất thời gian tính chỉ không gian cứng lại sau một khắc những thân ảnh này nhao nhao nổ hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ như là huyết sắc pháo hoa bình thường ở giữa không trùng tách ra cái gì tàn sát tiên các các chủ ngọn gió nào hỏa tông tông chủ tại vạn linh chi âm xuống toàn bộ thân vẫn hình thần câu diện tu la tại võ đạo bản tôn che chở phía dưới không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng trong đại điện mọi người lại chết thương thảm trọng khoảng cách xa hơn một chút một ít tu sĩ cũng là thâm thụ trọng thương nhao nhao từ giữa không trung na xuống. Xích Ly Tiên Tiên mới vừa vận phóng xuất ra tích huyết trọng sinh, cải tạo thân thể, tại đây đạo âm vực bí thuật phía dưới, thân thể lại lần nữa nghiền nát. Trong đại điện, huyết vụ tràn ngập, tiêu thảm thiết liên tục. May mắn sống sót Thiên Tiên cường giả, thầm nghĩ mau chóng thoát đi nơi đây, nhưng cái này tòa đại điện chi môn đóng chặt, dùng bọn hắn thân thể bị trọng thương, cũng khó có thể đem hắn phá tan. Bên kia Xích Ly Tiên Tiên thân thể liên tục nghiền nát, khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên rất nhanh cải tạo thân thể, nhưng sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể suy yếu, cũng không có còn lại bao nhiêu chiến lực mọi người tuy nhiên là ma vực tu sĩ tu hành đến nay giết người vô số tâm ngoan thủ lạc nhưng giờ phút này lại bị võ đạo bản tôn sợ tới mức can đảm đều đức tại trong mắt mọi người cái này mang theo ngân sắc mặt nạ người mặc áo bào tím người mới thật sự là ma đầu cha nhưng vào lúc này xích ly thiên tiên theo trong túi chữ vật bóp nát một miếng đưa tin phụ lục gào rú một tiếng ngài lại không xuất quan hài nhi cùng xích minh cốc sẽ bị người đã diệt vừa dứt lời đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ cường hoành lực lượng chấn động khổng lồ mênh ngông uy áp bao phủ xuống đến đạo này uy áp đã xa xa vượt qua thiên tiên cấp bậc lực lượng phạm chủ. Xích Ly thiên tiên bọn người cảm nhận được cỗ hơi thở này, đều là tinh thần đại chấn, trong đôi mắt lại lần nữa giấy lên hy vọng sống sót. Là Xích Minh cốc cốc chủ xuất quan. Xem cái này đạo khí tức, hắn có lẽ đã ngưng tụ đạo quả, thành tựu chân ma. Ha ha ha, chúng ta không có việc gì rồi. Hoàng võ, chân ma xuất thế, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại thiên tiên cường giả đều hưng phấn lên, vừa rồi sợ hãi tan thành mây khói. Xích Ly thiên tiên cũng thẳng tắp thân hình, lạnh lùng nhìn võ đạo bản tôn, cắn răng lạnh giọng nói, Hoàng võ, cha ta đã xuất quan ta sẽ đem ngươi thuần dưỡng thành chiến nô cả đời cho ta đem ra sử dụng chân ma tu la toàn thân chấn động tu vi của hắn cảnh giới tuy nhiên không cao nhưng là tinh tưởng chân nhất cảnh cùng thiên nguyên cảnh chi ở giữa trên lệ đây quả thực là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng thiết tiệm bất luận là huyền nguyên địa nguyên hay vẫn là thiên nguyên sở hữu thủ đoạn cũng còn là vận chuyển thiên địa nguyên khí mà bước vào chân nhất cảnh lại hấp thu thiên địa nguyên khí nguyên khí đi qua đạo quả tẩy lễ lại lưu chuyển đi ra sẽ gặp hình thành càng thêm cô động cường đại chân nguyên nguyên khí hư vô mà chân nguyên ngưng thực cái này hoàn toàn là biến chất một khi cô động ra chân nguyên chân nguyên có thể huyễn hóa ra rất nhiều thần binh lợi khí phát bảo hộ giáp tùy tiện một đạo chân nguyên chi lực cũng đủ để đánh tan tuyệt thế thần thông cho nên chân nhất cảnh cường giả bất luận là chân tiên hay là chân ma rất ít gặp lại phóng thích thần thông trừ phi là đặc biệt cường đại tuyệt thế thần thông hoặc là vô thượng thần thông có thể thành sao tu la nhìn qua võ đạo bản tôn thần sắc lo lắng võ đạo bản tôn hôm nay bạo phát đi ra lực lượng đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn nhưng chỉ sợ không cách nào đối kháng một chân ma người chín đạo mệnh luân sợ là đánh không lại chân ma chi lực võ đạo bản tôn trong đầu thiên lang thanh âm vang lên theo ta thấy hay vẫn là trước rút lui thì tốt hơn dùng thân pháp của ngươi tốc độ coi như là mang theo một người cái này chân ma cũng chưa chắc đuổi theo kịp ngươi có cơ hội chạy ra tìm đường sống những năm gần đây này thiên lang thủy trung bị võ đạo bản tôn trốn nhốt đối với mệnh luân cảnh tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít huống chi thiên lang vốn là tiểu đến từ chính tượng giới nhãn lực ánh mắt tự nhiên sẽ không sai ai dám tại ta xích minh cốc dương ai một đạo rít gào tiếng vang lên lúc ban đầu còn ở phương xa, nhưng cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm, đã đi tới trên đại địa không. chân ma võ đạo bản tôn ngửa đầu nhìn lại, trong đôi mắt xẹt qua một tia thần quang kích động của hắn tu luyện chi đạo cùng ba nghìn thế giới pháp môn tu luyện đồng đều không giống nhau, cho nên hắn muốn phải thử một chút cái gọi là chân nhất cảnh, cái gọi là chân nguyên, cái gọi là chân ma đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu võ đạo bản tôn có cái này tự tin, tiêu tính toán song phương giao thủ hắn không địch lại bị thua cũng có thể mang theo tu la toàn thân trở ra rầm rầm đại điện mái vòm miền nát một đạo tản ra cuồng bạo khí tức thân ảnh nhanh chóng hạ xuống tới một đạo khủng đố nguyên thần bí thuật hướng phía võ đạo bản tôn trùng kích đi qua ân võ đạo bản tôn đại cao mày hắn không nghĩ tới vị này xích minh cốc cốc chủ vừa mới xuất quan không có sử dụng cái gì chân nguyên chi lực mà là trực tiếp thúc giục nguyên thần bí thuật theo cái nào đó góc độ mà nói đây đúng là không sơ hở tí nào lớn nhất sát phạt thủ đoạn chân nhất cảnh nguyên thần chi lực viễn siêu thiên nguyên cảnh nguyên thần bí thuật đi qua đạo quả lại phóng xuất ra uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần đừng nói là cựu giai thiên tiên liền là cả ma vực toàn bộ thiên giới thứ nhất tiên tiên chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi chân ma nguyên thần bí thuật vị này xích minh cốc cốc chủ trợt vừa ra tay là sát chiêu không để cho võ đạo bản tôn bất luận cái gì phản kháng cơ hội võ đạo bản tôn có chút chân trở nguyên thần tranh phong quá hung hiểm rồi hắn võ hồn tuy nhiên cố động có lẽ có thể kháng chủ đạo này nguyên thần bí thuật một kích nhưng chưa hẳn có thể lông tóc không tổn hao gì võ hồn một khi bị hao tổn hắn sở hữu thủ đoạn lực lượng đều muốn giảm bớt đi nhiều chương 2160, sáu mặt mươi quỷ mặt nạ để cho ta trở lại mặt nạ trong nhưng vào lúc này thiên lang thanh âm đột nhiên tại võ đạo bản tôn trong đầu vang lên võ đạo bản tôn đã sớm tại thiên lang linh thức phía trên gieo xuống cấm chế nếu là hắn thân vẫn đạo tiêu thiên lang đạo này linh thức cũng sẽ tùy theo vẫn lạc hắn cũng không lo lắng thiên lang dám tại loại tình hình này phía dưới có chỗ dị động võ đạo bản tôn thần thức khẽ động đem thiên lang linh thức đưa vào ngân sắc mặt nạ bên trong ngay sau đó võ đạo bản tôn đột nhiên cảm giác được trên mặt cái này trương ngân sắc mặt nạ truyền ra một hồi kỳ dị lực lượng chấn động tản ra lệnh như băng âm trầm chi ý ngay sau đó cái này trương ngân sắc mặt nạ phản phất biến hóa thành một vũng hồ nước thượng diện mơ hồ phản chiếu ra một chương dữ tợn hung tàn hắc khí lượn lờ mặt quỷ khủng bố làm cho người ta sợ hãi trong đại điện chứng kiến cái này khuôn mặt bàng tu sĩ tất cả đều dọa được sắc mặt tái nhợt cái này trương mặt quỷ tựa hồ có được một loại cường đại ma lực có thể câu dẫn ra mọi người ở sâu trong nội tâm sợ hãi làm lòng người thần sợ run mà ngay cả đã cứng lại đạo quả trở thành chân ma xích minh cốc cốc chủ đều là trong nội tâm dùng mình chứng kiến cái này khuôn mặt bàng hắn tâm thần đại loạn tựa hồ có vô số tâm ma điên cùng sinh sôi quần ma loạn vũ vừa mới ngưng tụ đạo quả, đều tại ẩn ẩn run rẩy, có một tia sụp đổ dấu hiệu. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn bí thuật hàng lâm, võ đạo bản tôn vừa mới thúc dục võ hồn chi hỏa, đang muốn tới đối chiến, xích minh cốc cốc chủ đạo này nguyên thần bí thuật, trước một bước trùng kích tại ngân sắc trên mặt nạ, chân ma cấp bậc nguyên thần bí thuật, uy lực mạnh, đủ để diệt sát bất luận cái gì thiên tiên cường giả. Nhưng đạo này nguyên thần bí thuật đâm vào ngân sắc trên mặt nạ, lại như đáng lưu nhập biển, tại ngân sắc trên mặt nạ kích thích từng đạo rung động, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bản tôn không có cảm nhận được bất luận cái gì nguyên thần chi lực trùng kích đương nhiên ngân sắc trên mặt nạ cái kia trương khủng bố khuôn mặt cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa võ đạo bản tôn có chút mắt hí cái này trương ngân sắc mặt nạ đến từ thượng giới cùng chấn ngục đỉnh cùng nhau ngã rơi xuống có thể kháng trụ thiên kiếp chi lực tự nhiên là một kiện bảo vật nhưng hắn không nghĩ tới cái này trương ngân sắc mặt nạ lại có như thế bí lực có thể ngăn cản được chân ma cường giả nguyên thần trung kích thiên lang tuy nhiên tại hắn chân áp phía dưới bất đắc dĩ lựa chọn thần phục, nhưng trên người của nó rõ ràng còn có rất nhiều bí mật như có cơ hội đến làm cho thiên lang đem những bí mật này tất cả đều nổ ra không nói mặt khác chỉ là thiên lang trong trí nhớ những công pháp kia bí thuật đối với võ đạo bản tôn mà nói tựu có rất lớn tác dụng dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt võ đạo bản tôn tạm thời buông ý nghĩ này giữa không trung xích minh cốc cốc chủ gặp ngân sắc trên mặt nạ cái kia trương mặt quỷ tựa hồ biến mất không thấy gì nữa liền cơ cơ đầu khít sâu một hơi chấn định tâm thần hắn tuy nhiên bước vào chân nhất cảnh ngưng tụ đạo quả nhưng bởi vì xích ly thiên tiên cầu cứu cảnh giới của hắn cũng không triệt để ổn định lại nếu là hắn nhiều hơn nữa xem vài lần cái kia trương mặt quỷ hắn trong thức hải đạo quả đều vô cùng có khả năng tại chỗ sụp đổ Xích Minh cốc cốc chú ý thức được, cái này trương ngân sắc mặt nạ, tuyệt đối là một kiện trí bảo. Không nói đến cái này trương mặt nạ có thể ngăn cản được nguyên thần của hắn bí thuật, chỉ là này mặt nạ vừa rồi hiện hóa đi ra mặt quỷ, chỉ sợ tiểu đại có lai lịch. Giết. Xích Minh cốc cốc chủ sát tâm nổi lên, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, thúc dục đến cực hạn, toàn bộ thân thể tựa như một cái hấp động thật lớn, điên cuồng hấp thu lấy thiên địa nguyên khí. Chân ma vận chuyển công pháp, hấp thu nguyên khí, như nuốt trôi bình thường, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Khổng lồ thiên địa nguyên khí theo đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể, toàn bộ dũng mãnh vào đạo quả bên trong, đi qua đạo quả tẩy lễ rèn luyện, chuyển hóa trở thành chân nguyên, lại phóng xuất ra, chạy qua tứ chi bát hải, kỳ kinh bát mạch. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Sau một khắc, sinh Minh cốc cốc chủ thân hình khẽ động. Tại hai tay của hắn tầm đó, đen kịt chân nguyên như là mực nước bình thường, mãnh liệt phiến cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh cực lớn trường đao, hướng phía Võ đạo bản tôn chạm giết đi qua. Võ đạo bản tôn thần sắc không sợ, hai con ngươi sáng rõ, trong cơ thể khí huyết nổ vàng, sau lưng chín đạo mệnh luân tử sắc quang chói mắt, càng phát ra hừng hực, cất bước tiến lên, một quyền đánh đi qua thật sự là không biết sống chết vậy mà dùng huyết nhục chi thân thể cùng chân nguyên đối kháng ha 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 vô tri hoa võ châu chấu đá xe tại xích ly thiên tiên bọn người trong mắt võ đạo bản tôn khí thế mặc dù không có rơi vào hạ phòng nhưng cử động của hắn giống như là tại lấy trứng trọi đá phủ du lay cây Và anh quyền đao chạm vào nhau bộc phát ra một tiếng điếc thai nhức góc nổ mạnh đại điện mọi người chừng lớn hai mắt thần sắc rung động ngay sau đó tại quyền đao va chạm chỗ bắn ra ra một đạo tử hát song sắc lực lượng vầng sáng như là hải triều bình thường hướng phía bốn phía bắt đầu khởi động quyết tán cả tòa đại điện tại khủng bố như vậy lực lượng trùng kích phía dưới hoàn toàn chống đỡ không nổi trực tiếp vỡ vụn sụp đổ vô số cự thạch lăn xuống bùi đất tung bay chỉ là một chiêu đội bính cái này tòa xích minh cốc đại điện liền đã biến thành phế tích xích ly thiên tiên bọn người chấn động rất xuống trên người bụi đất vội vàng ngưng thần nhìn lại chỉ thấy giữa không trung võ đạo bản tôn cùng xích minh cốc cốc chủ nhưng bảo trì quyền đao và chạm tư thế vẫn không nhúc ních phảng phất bị định ở giữa không trung hai người trung quanh nhưng có cường hoành lực lượng của quận hình thành một đạo bình chướng vô hình cái gì bùi đất đá vụn căn bản vào không được hai người trên người đều là trần thế bất nhiễm khí xích ly tiên tiên bọn người cắn chặt răng hấp một ngụm hơi lạnh cái này không biết ở đâu chui đi ra hoa võ vậy mà có thể kháng trụ chân ma lực lượng người ngăn không được nhưng vào lúc này xích minh cốc cốc chủ hét lớn một tiếng trong thức hải đạo quả ma khí lợn lờ sau đầu tách ra một đạo vườn sáng khí tức tăng vọn hai tay chân nguyên ngưng tụ ra ma đao núi nhọn đại thịnh võ đạo bản tôn toàn thân chấn động phía sau hắn ngưng tụ chín đạo mệnh luân cũng hiện ra từng đạo vết rách sụp đổ sắp tới đạp 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 võ đạo bản tôn liên tục lui về phía sau hắn mỗi một lần lui về phía sau dưới chân đều hiện ra một đạo hoa sen tuyệt thế thần thông bộ bộ sinh liên võ đạo bản tôn tại lui về phía sau trong quá trình mượn nhờ bộ bộ sinh liên đem dung manh vào lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm dưới chân hoa sen phóng xuất ra đi lông tóc không tổn hao gì chín đạo mệnh luân lực lượng cùng chân ma chân nguyên so sánh với hay vẫn là chênh lệch đi một tí trên thực tế bình thường mệnh luân cảnh cựu trọng chỉ có thể cùng cựu giai thiên tiên đối kháng chỉ có điều võ đạo bản tôn chính là võ đạo tri tổ nguyên vốn là dị số hắn dùng thân thể vi lò luyện luyện hóa vô số thần thông bí pháp sách cổ kinh văn lại có võ hồn chi hỏa long hoàng chi diễm kiếm hỏa hồng liên nghiệp hỏa bốn đạo hỏa diễm ngày đêm rèn luyện chịu đựng cái này cố nhục thân so thanh liên chân thân còn muốn đáng sợ cho nên võ đạo bản tôn mới có thể kháng trụ xích minh cốc cốc chủ một ít toàn thân trở ra không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ngăn ở ta một đao không chết xích minh cốc cốc chủ chằm chằm vào võ đạo bản tôn ngự khí xâm lánh, chậm rãi nói ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể tiếp được mấy đao lời còn chưa dứt xích minh cốc cốc chủ lại lần nữa thúc giục chân nguyên đen kịt chân nguyên tại ma trên đao vân quanh khiến cho ma đao lực lượng đại thịnh khí thế hung ác ngập trời hướng phía võ đạo bản tôn giết tới đây chương hai nghìn một trăm sáu mươi vô thượng thần thông đối mặt xích minh cốc cốc chủ thế công võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh không lùi mà tiến tới trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động lập tức thúc giục đến cực hạn ngay sau đó võ đạo bản tôn thân hình vậy mà biến mất không thấy gì nữa xích minh cốc cốc chủ một đao kia thất bại không khỏi thần sắc khẽ giật mình trước tiên tản ra thần thức ngưng thần đề phòng nhìn khắp bốn phía đây là cái gì thủ đoạn huyễn thuật ẩn thân thuật thuấn di xích minh cốc cốc chủ trong lúc nhất thời khó có thể làm ra phán đoán nếu là thuấn gian di động võ đạo bản tôn có lẽ đã hiện thân có thể tại ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ căn bản nhìn không tới võ đạo bản tôn tung tích quỷ dị chính là tại hắn cảm ứng bên trong võ đạo bản tôn còn ở nơi này hình như là đến từ bốn phương tám hướng không chỗ nào không có căn bản không cách nào phân biệt do cụ thể phương vị có gan tựu đi ra không muốn trôn trôn tránh tránh xích minh cốc cốc chủ lệ quát một tiếng ánh mắt sắp bén hai tay nắm chặt chân nguyên ngưng tụ ma đao, không dám buông lỏng. Người chạm ta một đao, cũng tới thử xem của ta huyết mạch dị tượng. võ đạo bản tôn thanh âm vang lên, Phiêu hốt bất định, tựa hồ đến từ từng cái nơi hẻo lánh, lại tựa hồ ngay tại xích minh cốc cốc chủ bên người. không riêng gì hắn, trong đại điện còn lại những người khác, kể cả xích ly thiên tiên bọn người cũng đều là kinh nghi bất định, Trứng mắt hai mắt, bốn phía nhìn quanh, muốn phải tìm đến thanh âm nơi phát ra. nóng quá. nhưng vào lúc này, một vị thiên tiên cường giả cảm giác toàn thân khô nóng, trung bình nhiệt độ tựa hồ đang nhanh chóng kéo lên. đảo mắt cũng đã đạt tới làm cho hắn khó có thể chịu được trình độ người này đã là mồ hôi đầm địa những thứ khác tiên tiên cường giả cũng đều sắc mặt đỏ bừng đầu đầy mồ hôi có người không chịu nổi triển khai thân hình hướng phía bên ngoài bay nhanh mà đi nhưng chưa có chạy ra rất xa tiêu đâm vào một khối cực lớn cứng rắn nóng hổi trên miếng sát, từ giữa không trung ngã rơi xuống a à, người này phát ra hét thảm một tiếng trên người của hắn bị bị phòng huyết nhục mơ hồ mạo hiểm quẩn quận thanh niên tiếng hét thảm này dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt sau một khắc chúng người thần sắc đại biến tại trung quanh của bọn hắn ẩn ẩn hiện ra một mặt đỏ bừng hình cung tường sát tiếp thiên liền địa như là một cực lớn lò luyện đem xích minh cốc bọn người dung nạp đi vào võ đạo bản tôn huyết mạch dị tượng thiên địa dung lô tu luyện võ đạo chủ yếu tu luyện đúng là thân thể huyết mạch không ngừng đào móc bản thân tiềm lực phóng xuất ra loại lực lượng này nói cách khác đạo này huyết mạch dị tượng là võ đạo bản tôn mạnh nhất thủ đoạn lực lượng đỉnh phong phi thăng trước khi võ đạo bản tôn mới dần dần đem đạo này huyết mạch dị tượng hoàn thiện hắn dùng thân thể làm căn cơ trong cơ thể coi là căn khôn dùng thân thể lò lớn thay thế thiên địa, tạo hóa vi công, âm dương vi than, vạn vật vi đồng, phụ dùng võ hồn chi hỏa, kiếm hỏa, long hoàng chi diễm, hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, là vi thiên địa dung lô. Đạo này huyết mạch dị tượng, có bốn đạo hỏa diễm gia trì, uy lực to lớn, vẫn chỉ là trong đó một mặt. Trong đó chất chứa đạo pháp huyền diệu, ý cảnh sâu xa, khí phách to lớn, cũng khinh thường cổ kim. Mọi người tại đây, bỏ tu la tại võ đạo bản tôn che chở phía dưới, bình yên vô sự, còn lại thiên tiên cường giả đều ngăn cản không nổi. Mấy trong cơ thể con người thoát ra từng đạo hỏa diễm, bất quá mấy hơi thở, liền bị thiêu đắc hình thần câu diện hải cốt không còn xích ly thiên tiên cũng thân tử đạo tiêu ta chính là chân ma chỉ là một đạo huyết mạch dị tượng ngươi còn muốn giết ta không thành xích minh cốc cốc chủ thần sắc dữ tợn lệ quát một tiếng hắn điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành đen kịt chân nguyên như là mực nước bình thường bao quanh toàn thân ngăn cản trong lò luyện không chỗ nào không có hỏa diễm nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn dần dần thay đổi sắc mặt tái nhợt xích minh cốc cốc chủ hoảng sợ phát hiện trên người hắn lưu chuyển chân nguyên tại đây tôn thiên địa dung lô đốt cháy phía dưới đã bắt đầu bốc hơi ý. Xích Minh cốc cốc chủ tâm thần đại trấn. Chân nguyên đều ngăn cản không nổi loại lực lượng này. Điều này sao có thể? Trừ phi, vô thượng thần thông. Xích Minh cốc cốc chủ trong mắt hoảng sợ, đều chuyển hóa thành hoảng sợ, hét lên một tiếng. Trừ hắn ra bên ngoài, ngân sắc mặt nạ bên trong, thiên lang thanh âm, cũng cơ hồ đồng thời vang lên, nói ra đồng dạng bốn chữ. Ban đầu ở Thiên Hoàng, võ đạo bản tôn đánh thần chi đại lục thời điểm, từng phóng thích qua một lần thiên địa dung lô. Nhưng này một lần, do vì hạ giới, uy lực xa xa không có phát huy ra đến. Đạo này huyết mạch dị tượng, cũng không có hoàn thiện. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn toàn lực thúc giục, không hề giữ lại phía dưới, bạo phát đi ra đáng sợ uy lực, đem Thiên Lang giật nảy mình. Thiên địa dung lô, tuy nhiên là huyết mạch dị tượng, nhưng ở Thiên Lang phán đoán ở bên trong, đạo này huyết mạch dị tượng đã có thể cùng vô thượng thần thông so sánh sánh vai. Thiên Lang tuy nhiên thần phục với võ đạo bản tôn, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, đối với cái này cái chủ nhân, có không nhỏ khinh thị. Nó có lưỡng đảm nhiệm chủ nhân, tự nhiên sẽ lẫn nhau đối lập. Võ đạo bản tôn tuy nhiên cường đại, nhưng cùng lúc trước hắn chủ nhân so sánh với, hay vẫn là kém quá lớn húng chi võ đạo bản tôn sáng lập võ đạo muốn mở ra một đầu trước nay chưa có con đường đây quả thực là khó như lên trời không có bất kỳ người có thể chỉ điểm hắn cho hắn cái gì trợ giúp đối với mặt khác sinh linh tu sĩ mà nói con đường phía trước minh xác mà võ đạo bản tôn con đường phía trước một mảnh xa vời từng bước kinh tâm đi nhầm một bước khả năng tựu là vượt sâu văn trượng thân tử đạo tiêu nhưng thiên lang như thế nào đều không nghĩ tới võ đạo bản tôn đạo này huyết mạch dị tượng vậy mà có thể bộc phát ra như vậy lực lượng sánh vai vô thượng thần thông là trọng yếu hơn là đây là võ đạo bản tôn huyết mạch của mình dị tượng không có người truyền thụ hoàn toàn là nương tựa theo bản thân tu hành diễn biến mà đến từ xưa đến nay có văn tự ghi lại vô thượng thần thông cũng không quá đáng tầm mười loại cực kỳ rất thưa thớt lĩnh ngộ bất luận một loại nào cũng có thể tại đồng bậc tung hoành vô địch tuyệt thế thần thông tuy mạnh nhưng đối với chân tiên chân ma mà nói đã không có bao nhiêu uy hiếp nhưng vô thượng thần thông lực lượng đủ để diệt sắt chân tiên chân ma thiên tiên phóng xuất ra tuyệt thế thần thông lực lượng tuyệt đối uy hiếp không được xích mình cốc cốc chủ mà thiên địa dung lô đã tại tan giá hắn chân nguyên chỉ có vô thượng thần thông lực lượng mới có thể đạt tới điều đó không có khả năng tuyệt không có khả năng xích minh cốc cốc chủ hai mắt trở lên hướng phía bốn phía rông lớn nói ngươi chỉ là thiên tiên cảnh giới làm sao có thể lĩnh ngộ vô thượng thần thông cái này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức đừng nói là thiên tiên coi như là từ xưa đến nay trần tiên chân ma cũng không có, có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ vô thượng thần thông vô thượng thần thông chính là chân nhất cảnh đại sát khí a a a xích minh cốc cốc chủ giống như phong ma cùng loạn giống lớn gọi nhưng không có bất luận cái gì đáp lại trung quanh của hắn chỉ có hừng hực liệt diễm thiên địa dung lô nhiệt độ còn đang kéo lên tại hắn chỉnh thể trung quanh đen kịt chân nguyên không ngừng bốc hơi đương khô cạn thời điểm huyết nhục của hắn cũng ngăn cản không nổi thiên địa dung lô uy lực xích minh cốc cốc chủ mới vừa vặn bước vào chân nhất cảnh cảnh giới cũng không triệt để ổn định lại vừa rồi bị mặt quỷ mặt nạ nhìn thoáng qua đạo quả thì có sụp đổ xu thế hôm nay tại thiên địa dung lô luyện hóa phía dưới của hắn đạo quả rốt cục chống đỡ không nổi hiện ra từng đạo vết rách sụp đổ sắp tới thả phù thiên địa vi lô này tạo hóa vi công âm dương vi thần này vạn vật vi đồng. thiên địa dung lô bên trong võ đạo bản tôn thanh âm ung dung vang lên tại đây đạo thanh âm phía dưới xích minh cốc cốc chủ đạo tâm sụp đổ cũng nhịn không được nữa trên người giấy lên hừng hực đại hỏa qua trong giây lát liệt diễm đằng đằng cũng không lâu lắm xích minh cốc cốc chủ đã là tan thành mây khói chương 2162, màu đen tàn đổ. xích minh cốc bên ngoài tụ tập không ít tu sĩ nhìn qua xa xa cái kia tiếp thiên liền địa liệt diễm đằng đằng cực lớn lò luyện vẻ mặt rung động xem địa bộ này liên cốc chủ đều là giữ nhiều lãnh ít cái này hạ giới áo bào tím người thật là đáng sợ, cốc chủ đã trở thành chân ma, hay vẫn là bị hắn vô tình diệt sát? ta đoán chừng a, người này có khả năng là cái gì chân tiên, chân ma truyền thế. trong cốc đại đa số tu sĩ đã sớm giải tán lập tức, còn lại những người này nhưng ôm lấy một tia hy vọng, cùng đợi kết quả cuối cùng. nếu là cốc chủ thân vẫn, chúng ta sau này đi đâu? vô song điện điện chủ, tàn sát tiên các các chủ, phong hỏa tông tông chủ bọn hắn, hơn phân nửa cũng đã chết ở bên trong rồi, những tông môn này thế lực, sau này khả năng cũng chống đỡ không nổi. không biết vị này áo bảo tím người có thể hay không thành lập cái gì thế lực nếu là hắn chịu ra mặt chúng ta quy thuận hắn ngược lại là một cái đừng ra tại những tu sĩ này trong nội tâm không có gì trung thành tín ngưỡng cũng không có cái gì lòng trung thành nắm tay người nào lớn bọn hắn sẽ thần phục với ai ma vực các nơi tình hình cũng phần lớn như thế không giống như là cựu tiêu tiên vực dùng tất cả đại tiên đế vi tôn dưới trướng có rất nhiều tiên vương thống ngự một phương danh giới ngay ngắn rõ ràng ma vực phía trên chiến loạn nhiều lần phát bao giờ cũng đều ở trên diễn lấy các loại chém giết tranh đấu không có cường giả che chở khả năng sau một khắc sẽ đầu thân chỗ khác biệt. Theo thời gian trôi qua, ở giữa thiên địa cái kia một cực lớn lò luyện dần dần tiêu tán, võ đạo bản tôn thân hình một lần nữa hiển hóa đi ra, chậm rãi đáp xuống. Dưới chân của hắn vốn là xích minh cốc đại điện đã biến thành một mảnh phế tích. Tại xích minh cốc cốc chủ thân vẫn chỗ, giữa không trung nổi lơ lửng một quả trứng nông lớn nhỏ hắc cầu, thượng diện che kín vết rách. Trong cái khe tàn mát ra yếu ớt vầng sáng, có nhàn nhạt màu đen xương mù lờ lờ. Đây là xích minh cốc cốc chủ đạo quả. Đạo quả chính là huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, tam nguyên quy nhất ngưng luyện ra, cả đời đạo pháp kết tinh cứng rắn vô cùng bất hủ bất hủ đương nhiên đây chỉ là tiên môn ma môn thuyết pháp tại cực nhạc tịnh thổ ở bên trong phật môn tu sĩ xưng là xá lợi tử tại thiên hoang đại lục bên trên thì có như vậy truyền thuyết một ít đắc đạo cao tăng tại vẫn lạc niết bàn về sau trải qua tuyến nguyệt thi thể hủ hóa huyết nhục khô kiệt lại sẽ có một khóa trứng ngống lớn nhỏ kết tinh vật còn xuất lại kỳ thật cái gọi là đắc đạo tức là bước vào chân nhất cảnh chứng đạo la hán thì ra là tiên môn trần tiên ma môn trần ma mà còn sót lại cứng rắn kết tinh vật là đạo quả thì ra là Phật môn xá lợi tử. Xích Minh cốc cốc chủ huyết nhục thi hải. tuy nhiên bị thiên địa dung lô luyện hóa, nhưng cái này khỏa đạo quả lại bảo tồn xuống. Võ đạo bản tôn đem cái này khỏa đạo quả cầm nơi tay trưởng, cẩn thận cảm thụ một phen. Cái này khỏa đạo quả ở bên trong, không chỉ có ẩn chứa nồng đậm chân nguyên, còn cô động lấy Xích Minh cốc cốc chủ đạo pháp, đối với hắn có chút tác dụng. Đương nhiên, cái này khỏa đạo quả rõ ràng so với Vân Vũ Vương phân thân cái kia khỏa đạo quả, trên lệch rất nhiều. Võ đạo bản tôn phi thăng ma vực đến nay, một đường hành đẩy, san bằng rất nhiều thế lực, cướp lấy luyện hóa nguyên linh mỏ cũng thu thập đến không ít thượng giới công pháp. Những công pháp này bí thuật, phần lớn bình thường, không vào được mắt của hắn. Nhưng hắn đối với chân nhất cảnh cũng đã không hề lạ lắm. Chân nhất cảnh, chia làm tứ trọng, theo thứ tự là quý nhất, thiên nhân, không minh, động vương. Cái gọi là quý nhất, có hai trọng hàm nghĩa. Thứ nhất là huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, tam nguyên quý nhất, lộ sắc làm thật nguyên. Thứ hai cũng là chỉ qua lại một thân đạo công pháp, cô động dung hợp, trở thành cuối cùng nhất một khỏa đạo quả. Xích Minh Cốc Cốc Chủ vừa vừa bước vào chân nhất cảnh, hắn chỉ có thể coi là là quý nhất kỳ chân ma mà gây tại điểm nguyệt trong tay chính là cái kia vân u vương phân thân ít nhất cũng là không minh thậm chí có có thể là động hư cấp bậc chân tiên thiên lang từng đối với võ đạo bản tôn đã từng nói qua tại thượng giới muốn chuyển thế chúng sinh chỉ có tu luyện tới chân nhất cảnh đệ tam trọng thì ra là không minh kỳ mới có thể không minh không minh võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm hai tiếng trong nội tâm xẹt qua một tia hiểu ra cái này minh chắc là có ưu minh địa phủ chi ý chỉ là không biết cái này không lại có thâm ý gì đột nhiên võ đạo bản tôn thần sắc khẽ động Ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đống cho tàn bên trên, khe như mày mặt lộ vẻ dị sắc. Đó là xích Minh Cốc Cốc Chủ Thi Cốt Huyết Núc, đốt cháy về sau tàn lưu lại, hắn túi chữ vật, tại Thiên Địa Dung Lô luyện hóa phía dưới, cũng đã hóa thành cho tàn, bên trong nguyên linh thạch cũng đã bị đốt cháy luyện hóa. Nhưng ở những cho tàn này thượng diện, lại coi như có một trương giấy đen tựa như thứ đồ vật, mỏng như cánh ve, lẳng lặng nằm ở cái kia. Võ Đạo bản tôn tiến lên, đem cái này trương giấy đen nhặt lên, tưởng tận xem xét một phen. Cái này trương giấy đen cực kỳ cổ xưa, coi như là cái gì sinh linh gia thú, cũng không hoàn chỉnh xem hắn biên giới lỗ hổng tựa hồ là ngoài chăn lực cưỡng ép xé mở đây là một tấm tàn đồ phải biết rằng liền xích minh cốc cốc chủ trong túi chữ vật thần binh pháp bảo đều bị thiên địa dung lô luyện hóa đốt cháy thành một đống nóng hổi dung nham cái này tấm tàn đồ lại bảo tồn xuống hoàn hảo không tổn hao gì hơn nữa năm đó có thể xé mở cái này tờ bản vẽ người lực lượng khẳng định vượt xa võ đạo bản tôn cái này tấm tàn đồ bên trên tựa hồ vẽ lấy một đạo thân ảnh chỉ có điều cái này tờ bản vẽ tàn phá không được đầy đủ thượng diện chỉ có thể nhìn đến đạo này thân ảnh hơn phân nửa thân thể lại nhìn không tới đầu đạo này thân ảnh trên người tựa hồ mặc một bộ đen kỵ táo giáp trong tay nắm binh khí cũng hiển lộ không được đầy đủ không biết là côn sắt hay vẫn là trường mâu võ đạo bản tôn chỉ là nhìn cái này tấm tàn đồ liếc liền đột nhiên cảm giác tinh thần của mình ánh mắt bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo lấy hám sâu trong đó cái này tấm tàn đồ bên trên sở hữu bức họa phản phất thoát rơi xuống tạo thành từng đạo thần bí phù văn rũ mánh vào võ đạo bản tôn trong đầu sau một khắc võ đạo bản tôn ở sâu trong nội tâm sinh ra đủ loại giết chóc hủy diệt cảm xúc hắn đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc chung quanh thiên địa nguyên khí tự liên tục không ngừng hướng phía nhục thể của hắn bắt đầu khởi động mà đến hắn căn bản không có thúc giục nguyên thần cả người giống như là một cái cự đại tuyệt qua điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí võ đạo bản tôn trên mặt làn da phía trên hiện ra từng đạo quỷ dị màu đen đường vân thần bí huyền ảo thân thể của hắn chung quanh cũng bắt đầu lượn lờ lấy từng đạo hát sắc ma khí hai mắt nước sơn đen như mực tràn ngập yêu dị hào quang cả người phảng phất lâm vào cuồng bạo không khống chế được trạng thái phía dưới đằng đằng sắc khí võ đạo bản tôn mang theo ngân sắc mặt nạ đưa lưng về phía tu la cũng nhìn không tới hắn trên mặt dị thường chỉ có điều tu la vẫn là có thể cảm giác được võ đạo bản tôn trạng thái tựa hồ có chút không đúng hắn đang muốn mở miệng võ đạo bản tôn toàn thân chấn động đột nhiên hai mắt nhắm lại trên người hắn ma khí dần dần tiêu tán trong đôi mắt hát mang cũng tùy theo rút đi chỉ có điều trên người hắn những màu đen kia thần bí đường vân vẫn là không có biến mất như là từng đạo lạc ấn khắc vào trên da rẻ của hắn đối với chung quanh thiên địa nguyên khí có cường đại lực hấp dẫn võ đạo bản tôn trong nội tâm khẽ động trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động võ đạo lò lớn liệt diễm tiêu đốt rất nhanh liền đem trên người những màu đen này đường vân cọ rửa sạch sẽ có chút ý tứ võ đạo bản tôn khỏe miệng có chút dơ lên nhẹ lẩm bẩm một tiếng hắn bàn tay nắm chặt đem cái này tấm tàn đồ khép lại không có nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn trở tay đem hắn thu vào trong chữ vật đại chương hai nghìn một trăm sáu mươi ba giấu hết đèn tắt võ đạo bản tôn đến xích minh cốc trước khi Tiêu từng nghe nói qua xích minh cốc cốc chủ từng tiến vào một chỗ cổ xưa di tích đặt được một tờ bảo đồ mới có thể tu vi tăng vọn sau đó tại đây phiến cương vực nội nhanh chóng cuộc khởi không có gì bất ngờ xảy ra cái gọi là bảo đồ có lẽ tựu là cái này trương màu đen tàn đồ cái này tấm tàn đồ nếu là chăm chú nhìn tâm thần cực kỳ dễ dàng đắm chìm trong đó bị tàn đồ bên trong đủ loại thu bạo giết chóc hủy diệt cảm xúc chỗ ảnh hưởng võ đạo bản tôn không có phòng bị phía dưới thiếu chút nữa trầm luân một khi tâm thần bị ảnh hưởng cái này tấm tàn đồ sẽ phát ra một loại kỳ dị lực lượng làm cho quan sát người trên người hiện ra từng đạo huyền diệu thần bí đen kịt ma văn loại này đen kịt ma văn đối với thiên địa nguyên khí có cực kỳ cường đại cuồng bạo cướp đoạt năng lực tại loại lực lượng này ra chỉ phía dưới tốc độ tu luyện tất nhiên hội tăng vọt. Đây cũng chính là vì sao, Sích Minh cốc cốc chủ sẽ ở trong thời gian rất ngắn, tu vi tinh tiến, thậm chí cuối cùng nhất bước vào chân nhất cảnh, ngưng tụ đạo quả, thành tựu chân ma. Cái này trương màu đen tàn đồ bên trên tuy nhiên họa chính là một đạo thân ảnh, nhưng cơ hồ có thể kết luận, thượng diện ghi chép chính là một loại cực kỳ thượng thừa ma công. Loại này ma công, thậm chí có thể ảnh hưởng đến võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn cảm thụ được dị thường, rất nhanh tựu dễ rùa đi ra. Mà ngay cả trên người hắn lưu lại đen kịt ma văn, đều bị hắn khí huyết cọ rửa được sạch sẽ võ đạo bản tôn lấy võ đạo lò lớn dựng dưỡng trăm kinh dung luyện công pháp nhưng lại sẽ không thật sự bị những kinh văn này công pháp có hạn chế hắn căn cơ là võ đạo dung luyện kinh văn công pháp mục đích là vì theo những công pháp này kinh văn ở bên trong nhìn thấy thiên địa huyền bí khai sáng ra thuộc về đạo của mình cùng pháp võ đạo bản tôn hội xem rất nhiều kinh văn công pháp thậm chí hội nếm thử tu luyện nhưng lại sẽ không lâm vào trong đó sẽ không tại trên người của mình lưu lại cái gì dấu vết muốn sáng tạo ra cùng tiên phật ma ba đạo bất đồng pháp môn chỉ có thoát khỏi cái này tam đại đạo pháp ảnh hưởng mới có thể thành công Võ đạo bản tôn hôm nay chiến lực, xa so thanh liên chân thân cường đại hơn, nhưng cảnh giới của hắn đã tu luyện tới bình cảnh, khó có thể bất quá đột phá. Muốn tái tiến một bước, hắn nhất định phải trước khai sáng ra bước tiếp theo đạo pháp. tiền phương của hắn là một mảnh hắc ám, vượt sâu và trượng, nhất định phải trước đem đạo sáng tạo ra đến, mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Mà thanh liên chân thân tắc thì bất đồng. Thanh liên chân thân tu vi cảnh giới tuy nhiên không kịp võ đạo bản tôn, nhưng tiền đồ của hắn minh xác thiên tiên về sau là chân nhất cảnh, chân nhất cảnh về sau là động tiên cảnh, động tiên cảnh về sau là đế cảnh, con đường tu hành giống như là một tòa nguy nga cao sơn. Thanh liên chân thân phía trước đã có tổ tiên dùng máu tươi cùng thi cốt trải thành một cấp cấp thêm đá, hắn chỉ cần nhặt cấp mà lên là được. Mà võ đạo bản tôn cần dựa vào lực lượng của mình. Tại ngọn sơn phong này bên trên, tạc ra nguyên một đám thêm đá lại hướng lên leo, như vậy so sánh xuống, thanh liên chân thân ngược lại càng thêm dễ dàng trèo lên đỉnh núi. Cái này tấm tàn đồ ngươi có thể nhận ra. Võ đạo bản tôn thần thức khẽ động, chuyến âm hỏi. Thiên lang đến từ thượng giới, còn nhận thức trấn ngục đỉnh, biết được rất nhiều cổ xưa bí mật có khả năng nhất biết rõ cái này tấm tàn đồ lai lịch không biết thiên lang nói bất quá cái này tấm tàn đồ thật có chút tuế nguyện rồi khả năng so ta còn muốn sớm thượng diện có lẽ ghi chép chính là một loại cực kỳ cường đại ma công điểm này cùng võ đạo bản tôn phán đoán đồng dạng màu đen tàn đồ bên trên ma công tuy nhiên có thể điên cuồng lướt đoạt thiên địa nguyên khí cực kỳ bá đạo nhưng dù nói thế nào cũng không kịp nổi võ đạo lò lớn đáng sợ võ đạo lò lớn có thể trực tiếp luyện hóa nghiêm chỉnh đầu nguyên linh mỏ đương nhiên cái này trương màu đen tàn đồ đối với hắn nhưng có trợ giúp rất lớn bản tôn muốn tại võ đạo bên trên về phía trước lại bước ra một bước muốn xem đại lượng công pháp kinh văn vượt lên thửa càng cường đại kinh văn công pháp bị võ đạo lò lớn dung luyện về sau nhìn thấy lĩnh ngộ ảo diệu trong đó đối với trợ giúp của hắn lại càng lớn năm đó tô tử mặc tại truyền đạo chi địa cũng là bởi vì đạt được rất nhiều truyền thừa tích lũy đại lượng kinh nghiệm năm nghìn tuổi tác nguyệt lắng động mới cuối cùng nhất lập đạo thương sinh bố vũ thiên hạ khúc khủng nhưng vào lúc này bên cạnh truyền đến một hồi trầm trọng tiếng ho khan đánh gãy võ đạo bản tôn trầm tư tiến bắc thần tuy nhiên thoát khốn nhưng những năm gần đây này hắn đụng phải quá nhiều tra tấn hoàn toàn là nương tựa theo trong nội tâm hận ý mới có thể trèo chống đến bây giờ hôm nay hắn thoát khỏi nguy cơ trong nội tâm chậm nhẹ hận ý hơi nhạt thương thế bên trong cơ thể tự hoàn toàn bộc phát tiến bác thần sắc mặt trắng bệnh ho ra mấy ngụm hát huyết trong cơ thể sinh mệnh khí tức cực độ yếu ớt đã là giàu hết đèn tát tiến bác thần trong thức hải nguyên thần bên trên tre kín vết rách ảm đạm vô quang tiếp tục như vậy chống đỡ không được bao lâu tiến bác thần sẽ thân tử đạo tiêu võ đạo bản tôn nhìn qua hiến bác thần trói chặt lông mày hắn chiến lược tuy mạnh thủ đoạn thông thiên nhưng đối với Yến Bắc Thần thương thế, nhưng lại không có biện pháp vô kế khả thi. Hắn trong túi chữ vật chưa từng có cái gì linh đan rượu dược, hắn cũng không cần. huống chi, hôm nay tiểu tính toán có cái gì linh đan rượu dược, cũng cứu không được Yến Bắc Thần. Mặc dù là thất hạ tiên sâm, cũng chỉ là có thể chị càng tu la thân thể, lại chị không hết nguyên thần của hắn. Bất luận là thượng giới hay vẫn là hạ giới, có thể chị càng nguyên thần linh đan rượu dược, quá mức rất thưa thớt. Mà Yến Bắc Thần thương thế, thật sự quá nặng đi. Yến đại ca, Võ đạo bản tôn khẽ gọi một tiếng, tâm tình trầm trọng. A à. Yến bác thần giống như có lẽ đã dự cảm thấy mình kết cục ra vẻ nhẹ nhõm cười cười nói tử mặc ngươi cũng không cần phải lo lắng chết liền chết rồi vừa vặn rơi xuống âm tàu địa phủ có cơ hội đi xem thiên nhiên võ đạo bản tôn trong nội tâm thở dài thần thiên nhiên tri tử đối với yến bắc thần đã kích thật lớn những năm gần đây này nếu không có nhớ thương lấy tìm kiếm cái kia hư vô mở mị địa phủ thần bí lục đạo luân hồi hắn cũng không có khả năng phi thăng đã sớm tự tuyệt tại thiên hoang đại lục nhưng võ đạo bản tôn thông qua thiên lang châu đó biết được nếu là không có tu luyện tới chân nhất cảnh không minh kỳ tiêu tính toán vất lạc tiến nhập địa phủ bên trong tiến bắc thần cũng tìm không thấy tần phiên nhiên hai người tu vi cảnh giới không đủ tiến vào lục đạo luân hồi tất nhiên sẽ bị xóa đi kiếp trước trí nhớ chuyển thế chúng sinh hai người cuộc đời này duyên phận đã chặt đứt bất luận yến bắc thần sống hay là chết đều không thể cải biến ô ô nhưng vào lúc này cách đó không xa truyền đến một hồi thú con tiếng kêu to ngay sau đó một đạo bóng trắng chạy tới tốc độ cực nhanh đi vào yến bắc thần bên chân không ngừng đảo quanh phát ra ô ô sổ sủi thanh âm đây là một cánh tay dài ngắn bạch điêu trên người bộ lông như tuyết không có một tia tạp sắc bạch điêu trong mắt đen nhánh ở bên trong lóe ra lệ quang tràn đầy lo lắng là người nha tiến bác thần nhìn qua bạch điêu muốn xoay người lại khẽ vớt bạch điêu đôi má lại tác động thương thế trên người quỳ ngồi dưới đất không khỏi cười thảm một tiếng cái này chỉ bạch điêu là ta phi thăng về sau gặp được ngược lại cũng có chút linh tính tiến bác thần nhẹ lẩm bẩm nói không nghĩ tới ta gặp rủi ro về sau ngươi thủy trung chưa có chạy dừng lại một chút tiến bác thần mới nói chỉ tiếc lần này ta muốn đi trước rồi ô ô bạch điêu thấp giọng gào thét như khóc như tố nghe tới làm lòng người đau Chủ nhân, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể cứu hắn. Nhưng vào lúc này, ngân sắc mặt nạ ở bên trong, Thiên Lang thanh âm tại Võ Đạo Bản Tôn trong thức hải vang lên. Chương 2164, Thiên Lang lai lịch. Nói, Võ Đạo Bản Tôn mở miệng, đổ ra một chữ. Thiên Lang nói, ta biết rõ một bộ công pháp, rất thích hợp cái này cá nhân tu luyện. A. À, võ Đạo Bản Tôn có chút mắt hí, hỏi, tu luyện bộ công pháp kia, tiến đại ca thương thế trên người có thể khỏi hẳn. Liên nguyên thần bên trên thương, đều có thể trị hết hắn dung luyện vô số công pháp thần thông cũng chưa từng nghe nói có thần kỳ như vậy công pháp vừa rồi cái kia trương màu đen tan đồ tuy nhiên lai lịch thần bí thượng diện ma công cũng là cực kỳ cường đại lại cứu không sống yến bắc thần thiên lang nói tu luyện bộ công pháp kia cái này tu la thương thế trên người khẳng định có thể khỏi hẳn nhưng nguyên thần của hắn chi thương nhưng không cách nào khép lại bộ công pháp kia cũng chỉ là có thể đem hắn nguyên thần bên trên thương thế tạm thời ngăn chặn giữ được tính mạng ý của ngươi là nói tu luyện bộ công pháp kia tiến đại ca nguyên thần chi thương vẫn có khả năng bộc phát võ đạo bản tôn nhũ mày hỏi thiên lang nói xác thực như thế nguyên thần thai họa ngầm hay vẫn là tồn tại nhưng ít ra bây giờ có thể bảo trụ tánh mạng của hắn về sau mới quyết định nói đến đây thiên lang có chút ngừng dừng một cái võ đạo bản tôn trong nội tâm khẽ động phát giác được cái này một tia dị thường lạnh lùng nói ngươi lời nói chưa nói xong thiên lang trần chờ một chút nói quanh co qua nói bộ công pháp kia cũng không hoàn chỉnh ta chỉ biết là một nửa ân võ đạo bản tôn ngữ khí biến đổi trong đôi mắt toát ra một vòng lành lạnh chi ý thiên lang cảm nhận được võ đạo bản tôn tâm ý sợ tới mức tâm thần run lên sợ võ đạo bản tôn lại tế ra bốn đoàn hỏa diễm đến tra tấn hắn thiên lang vội vàng giải thích nói ta thật sự chỉ biết là một nửa năm đó chủ nhân chỉ truyền thụ cho ta một nửa võ đạo bản tôn giữ im lặng một lời không nói hắn càng là trầm mặc thiên lang trong nội tâm lại càng sợ tiếp tục nói đây là ta năm đó chủ nhân sáng tạo ra đến ma công ma chấp phật đã chia làm thượng hạ hai thiên có thể so với cấm kỵ bí điện uy lực lớn ta biết rõ chỉ có ma chấp quyển sách cái này tu la trong nội tâm hận ý ngập trời mà hận ý tiêu thuộc về chấp niệm một loại tiêu tính toán thân thể của hắn đã giàu hết đèn tắt cũng có thể tu luyện ma chấp quyển sách trong lòng chấp niệm càng cường cái này bộ ma công uy lực lại càng lớn võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ cơ yêu tinh tại thiên hoang đại lục bên trên tương đối với hắn đã từng nói qua cố chấp được gọi là ma mà cái này bộ ma công tu luyện căn cơ tự là chấp niệm ly hận kinh cường đại căn cơ là trong nội tâm hận ý hận ý chỉ là chấp niệm một loại từ góc độ này đến xem ma chấp quyển sách xác thực so ly hận kinh cao minh rất nhiều cũng đúng như thiên lang nói tiến bác thần có ly hận kinh làm làm căn cơ trong nội tâm hận ý rào rạt thích hợp nhất tu luyện ma chấp quyển sách tu luyện cũng dễ dàng nhất chỉ là mặc dù là tu luyện ma chấp quyển sách tiến bác thần nguyên thần vẫn có lấy trí mạng thai hoàng ẩm tương lai còn có thể bộc phát người năm đó chủ nhân là ai võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi thiên lang là tới gần phi thăng thời điểm mới thần phục với võ đạo bản tôn cho nên võ đạo bản tôn tuy nhiên đem hắn nuốt mấy ngàn năm tới trao đổi lại cũng không nhiều nâng lên năm đó chủ nhân thiên lang trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói ra ta năm đó chủ nhân chính là từ xưa đến nay thiên giới trong vĩ đại nhất đế quân bà tuần quả nhiên là đế quân đối với cái này một điểm võ đạo bản tôn trước khi thì có qua phỏng đoán ba tuần đế quân thiên phú kinh người tinh thông phật ma hai đạo pháp môn sáng tạo ra ma chấp phật đã lại tu luyện tam thi đại pháp ngưng tụ ra tam đại phân thân phật thân thất tình thân lục dục thân đều là động tiên cảnh chiến lược mỹ tiên hắn đem bên trong một cỗ khống chế lục dục phân thân luyện hóa chế tạo trở thành một thanh đế binh kế đô đao ngưng tụ lấy lục dục chi lực chỉ có nghiệp lực mới có thể đốt cháy lục dục chấp trưởng kế đô đao hắn lại đem một cái khác cụ khống chế thất tình phân thân luyện hóa chế tạo thành mặt khác một kiện đế binh ma la mặt nạ ngưng tụ lấy thất tình chi lực chỉ có chấp nghiệm mới có thể chặt đứt thất tình nghe đến đó võ đạo bản tôn trong nội tâm khẽ động tựa hồ nghĩ đến cái gì nhưng không có lên tiếng đề cập ba tuần đế quân thiên lang trong giọng nói mang theo thật sâu kiêu ngạo tiếp tục nói ba tuần đế quân chặt đứt thất tình lục dục luyện hóa thành hai đại đế binh chiến lược đại trướng tung hành ma vực không người có thể địch rất nhanh thống nhất ma vực trở thành ma vực đệ nhất ma đế sau đó ba tuần đế quân thứ ba phân thân thì ra là phật thân bước vào đế cảnh chủ thân cùng phật thân dung hợp ma phật đồng thể khoáng cổ thức kim hắn đã là ma vực ma đế cũng là cực nhạc tịnh thổ phật đế hắn khoảng cách đại đế cũng chỉ có nửa bước xa thiên lang lời nói này không có che giấu thanh âm bên cạnh yến bắc thần cái con kia bạch điêu đều là thần sắc khiếp sợ võ đạo bản tôn cũng âm thầm gật đầu phật cùng ma hai chủng đạo pháp hoàn toàn bất đồng ma thân phật thân đều có thể bước vào đế cảnh đây đã là vượt qua tưởng tượng rung động cổ kim ma thân phật thân lại vẫn có thể dung làm một thể thiên phú số mệnh phách lực cơ duyên ý chí thiếu một thứ cũng không được. Ma tức là Phật, Phật tức là ma. Thống nhất ma vực về sau, ba tuần đế quân chinh phạt cực nhạc tỉnh thổ, muốn thống nhất ma vực cùng cực nhạc tinh thổ, thậm chí cuối cùng nhất thống nhất toàn bộ thiên giới, trở thành thiên giới chi chủ. Nói đến đây, Thiên Lang đột nhiên dừng lại. chậm mặc một chút về sau, Thiên Lang mới cô đơn nói, chỉ tiếc, cuối cùng hắn vẫn bị thất bại, táng thân tại cực nhạc tinh thổ. Ba tuần đế quân luyện chế đế binh, ma la mặt nạ, chính là ta trên mặt cái này trương ngân sắc mặt nạ a. À? Võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi, là. Thiên Lang cười thảm một tiếng, nói, ta chỉ là ma la mặt nạ bên trong nho nhỏ khí linh may mắn còn sống người bị thương nặng lưu lạc đến hạ giới ngươi cũng không phải là cái gì nho nhỏ khí linh võ đạo bản tôn thản nhiên nói ngươi từng là ba tuần đế quân thất tình phân thân thất tình phân thân vốn là động tiên cảnh vương giả ba tuần đế quân đem thất tình phân thân luyện hóa chế tạo ra ma la mặt nạ trở thành đế binh kỳ thật tựu là đang giúp giúp ngươi dùng một loại khác hình thức bước vào đế cảnh thiên lang im lặng không có phản bác chuyện này hắn dâu diếm xuống không có có nói rõ không nghĩ tới lại bị võ đạo bản tôn khám phá ta kiếp trước xác thực là thất tình phân thân thiên lang thản nhiên nói chỉ có điều ngươi đã đoán sai một kiện khác sự tình năm đó là vì một hồi đại chiến ta cùng với lục dục phân thân lọt vào trọng thương thân tử đạo tiêu ba tuần đế quân mới đưa nhục thể của ta luyện hóa trở thành ma la mặt nạ của ta nghiền nát nguyên thần bị luyện hóa trở thành kiện đế binh khí linh có thể trùng sinh thất tình phân thân cùng ba tuần đế quân tuy nhiên xuất từ đồng nguyên nhưng cả hai lại hoàn toàn bất đồng ba tuần có phật tính có ma tính chặt đứt thất tình lục dục bất luận là thất tình phân thân hay vẫn là lục dục phân thân cùng ba tuần tư tưởng đều hoàn toàn bất đồng như là thanh liên chân thân cùng võ đạo bản tôn thì có đồng dạng tư duy hai đại chân thân đều là tô tử mặc đều là hoa võ tuy hai mà một về sau thất tình phân thân lại bị luyện hóa thành ma la mặt nạ hắn nguyên thần vẫn lạc dùng khí linh phương thức trùng sinh là hôm nay thiên lang trùng sinh chi sau thiên lang hoàn toàn là một cái độc lập mới tinh tánh mạng đã chưa tính là thất tình phân thân cho nên hắn xưng ba tuần đế quân vi chủ nhân chương hai nghìn một trăm sáu mươi lăm địa phủ chi lộ võ đạo bản tôn tinh thông vật hiệu đối với ba tuần xưng hô thế này cũng không xa lạ gì tại phật môn sách cổ ở bên trong từng nhiều lần đề cập tới cái tên này cổ ma ba tuần chính là bên trong phật môn xưa nhất cường đại nhất nhất ác ma khủng bố hắn là cùng phật tổ đồng nhất thế tồn tại có đồn đãi phật đà sinh ra đời thời điểm ba tuần cũng tùy theo hàng lâm cùng phật cùng sinh tương truyền phật đà năm đó ở bồ đề thụ hạ ngộ đạo thời điểm ba tuần liền xuất linh tám tỷ ma chúng đến đây muốn trở ngại phật tổ tu hành buộc phát phật ma cuộc chiến đây là cực kỳ cổ xưa chiến tranh mặc dù là tại thượng giới cũng không biết phát sinh ở bao nhiêu kỷ nguyên trước khi được phép thượng giới sơ khai chúng sinh sinh sôi nảy nở vạn vật dã man sinh trưởng thời điểm sự tỉnh một trận chiến này tình hình sớm đã không người biết được nhưng kết cục là phật tổ đắc đạo ba tuần thảm bại trước khi tại thiên hoang đại lục bên trên chứng kiến cái này đoạn đi lại hay vẫn là tỉnh tỉnh hiểu hiểu hôm nay nghĩ đến năm đó trận này phật ma đại chiến vô cùng có khả năng là hai đại đỉnh phong đế quân quyết đấu cuối cùng nhất là phật tổ thành tựu đại đế ba tuần bại vong nếu như nói phật đà là phật môn trí cao vô thượng của phật cái kia ba tuần tự là xưa nhất ma trong trí tôn mà thiên lang vị này chủ nhân dám tự xưng vi ba tuần cùng xưa nhất ma đế cùng tên có thể thấy được dã tâm của hắn to lớn khí phách to lớn chỉ tiếc vị này khoảng cách đại đế chỉ có nửa bước xa đế quân vẫn bị thất bại vẫn lạc tại cực nhạc tỉnh thổ võ đạo bản tôn trầm ngâm không nói hồi tưởng thiên lang vừa rồi chỗ thuật thiên lang là ma la mặt nạ khí linh mà ma la mặt nạ lại là thất tình vân thân tạo thành tạo chỉ có chấp nghiệm mới có thể chặt đứt thất tình cho nên nói thiên lang mới hiểu được ba tuần đế quân sở sáng tạo ma chấp quyển sách hắn mục đích chính là vì không chế ma la mặt nạ hết thể đều lưu lót rồi ban đầu ở thiên hoang đại lục bên trên võ đạo bản tôn cũng cảm giác thiên lang lai lịch không nhỏ cái này ngân sắc mặt nạ một trong những nguyên nhân là trọng yếu hơn là thiên lang xương cốt rất cứng bị hắn bốn đạo hỏa diễm đốt cháy nhốt mấy ngàn năm mới cuối cùng nhất thần phục hôm nay nghĩ đến ngược lại là có thể lý giải kiếp trước của hắn chính là ba tuần đế quân thất tình phân thân một đời ma vương về sau dùng khí linh thân phận trùng sinh cũng là đế binh tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn không chịu khuất cư nhân hạ võ đạo bản tôn cùng hắn từng đã là chủ nhân so sánh với, xác thực kém quá nhiều tiến đại ca ngươi cũng đã nghe được việc đã đến nước này ngươi tu luyện ma chấp quyển sách mới có thể còn sống sót võ đạo bản tôn biết được ma chấp quyển sách lai lịch yên lòng mới lên tiếng khuyên nhủ tiến bác thần im lặng không nói trên người hắn tử khí lợn lờ ý chí tinh thần xa suốt tại hắn ở sâu trong nội tâm đã không có gì muốn sống dục vọng võ đạo bản tôn trong nội tâm thở dài trầm giọng nói thiên lang đã nói với ta thượng giới xác thực có địa phủ tồn tại không chỉ có là ngươi ta cũng muốn tiến về địa phủ nhìn một cái giải quyết xong một kiện tâm sự trong lòng của hắn còn đang nhớ thương lấy cơ giao tuyết thật sự tiến bác thần hai mắt tỏa sáng trong cơ thể tựa hồ nhiều hơn một chút khí lực dãy rủa lấy đứng dậy truy vấn thượng giới thực sự địa phủ địa phủ ở nơi nào như thế nào mới có thể tiến về địa phủ ha ha ma la mặt nạ ở bên trong thiên lang đột nhiên sủi cười một tiếng võ đạo bản tôn biết rõ ở trong đó khẳng định có cái gì thuyết pháp vội vàng thần thức đồn đãi làm cho thiên lang câm miệng dừng lại một chút hắn thử nói ra cái này ta cũng không biết mặc kệ như thế nào Miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có cơ hội. Không tệ, không tệ. Tiến bác thần nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lóe ra một tia sáng giỏi, tự lo nói ra, địa phủ cái kia loại địa phương, khẳng định không phải là người nào đều có thể đi, đối với tu vi cảnh giới nhất định có yêu cầu. Ta muốn tu hành, ma vương không được, tiểu ma đế, ma đế không được, tiểu tu luyện tới đại đế. Một ngày nào đó, ta có thể đi vào địa phủ, đi tìm thiên nhiên. Nghĩ lại đến tận đây, tiến bác thần nhìn qua Võ đạo bản tôn, nói, ta hảo. Tốt. Võ đạo bản tôn thần thức khẽ động làm cho Thiên Lang đem ma chấp quyển sách truyền thụ cho Hiến Bắc Thần. Hiến Bắc Thần có ly hận kinh làm làm cơ sở, trong nội tâm hận ý mãnh liệt, tu luyện ma chấp quyển sách như là như hữu thần trợ, lại lâm vào đốn ngộ trạng thái. Chỉ thấy hắn tại phế tích ở bên trong, ngồi trên mặt đất, trong cơ thể hận ý đủ loại chấp niệm diễn biến trở thành từng sợi hắc khí tại trên thân thể vần quanh. Hắn trên thân thể thương thế, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Mà ngay cả hắn nguyên thần bên trên vết rách đều bị một mảnh dài hẹp yếu ớt bộ lông hắc khí liên quan đến, như là đem những vết rách này may vá đồng dạng. Cái con kia bạch điêu tựa hồ cũng ý thức được yến bắc thần không chết được đang tại tu hành khẩn yếu con đầu lại trở nên cực kỳ yên tĩnh thành thành thật thật ghé vào yến bắc thần bên người võ đạo bản tôn lui ra phía sau vài bước thân thức truyền âm hỏi ngươi vừa rồi cười cái gì ta cười hắn vô trí a thiên lang ngữ khí miệng ai nói từ xưa đến nay ta còn không có nghe nói ai có thể tìm kiếm được địa phủ ở đâu cũng không có nghe nói cái gì người sống có thể đi vào địa phủ bên trong võ đạo bản tôn khẽ nhũ mày muốn đi vào địa phủ chỉ có một con đường thiên lang ngừng tạm cười hắc hắc nói tự là tử lộ hắn nếu là chết rồi tự nhiên sẽ hạ ưu minh địa phủ người sống nha cũng đừng nghĩ lấy tiến địa phủ rồi cùng tu vi cảnh giới cũng không có quan hệ Người như vậy xác định võ đạo bản tôn hỏi thiên lang nói cổ kim đại đế có mạnh hay không tu vi cảnh giới có cao hay không ta sống lâu như vậy cũng không có nghe nói có vị nào đại đế khi còn tại thế tiến vào qua địa phủ võ đạo bản tôn im lặng dựa theo thiên lang nói mặc dù có địa phủ tồn tại tiến bắc thần cùng tần phiên nhiên cũng không có biện pháp đoàn tụ tần phiên nhiên sớm đã truyền thế hai người vẫn là âm dương cách xa nhau những lời này hắn tự nhiên sẽ không đối với yến bắc thần nói rõ cái này dù sao cũng là yến bắc thần hy vọng sống sót võ đạo bản tôn không muốn làm cho điểm này điểm hy vọng tan vỡ yến bắc thần đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm võ đạo bản tôn cũng bắt đầu suy nghĩ kế tiếp đường đối với hắn mà nói trước mắt cần gấp nhất không tiếp tục cấp đoạt tài nguyên mà là sáng tạo ra kế tiếp võ đạo phát môn hắn cần bế quan ngộ đạo đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình khả năng trên vạn năm khả năng mười vạn năm cũng có thể có thể mấy chục vạn năm thậm chí khả năng vĩnh viễn đều không thể khai sáng tạo ra nhưng mặc kệ như thế nào võ đạo bản tôn chỉ có thể tiếp tục đi tới đích theo hắn đạp vào con đường này một khắc tựu nhất định hắn không cách nào quay đầu lại đại đạo độc hành nhìn thấy yến bắc thần tao ngộ làm cho võ đạo bản tôn tâm cảnh phát sinh rất nhiều biến hóa hắn vốn là không muốn muốn thành lập cái gì thế lực nhưng tại thời khắc này hắn động ý niệm trong đầu muốn tại ma vực bên trên sáng tạo một phương thế lực như vậy mới có càng lớn cơ hội tìm kiếm được phi thăng đi lên thiên hoàng cố nhân cũng có thể được đến càng nhiều nữa tin tức huống chi thế lực càng lớn nhân thủ càng nhiều hắn có khả năng bắt được công pháp bí thuật thì càng nhiều cái này đối với hắn khai sáng bước tiếp theo võ đạo pháp môn cực kỳ trọng yếu nhưng hôm nay hắn muốn bê quan nội đạo không giành phân thân sáng tạo thế lực khai cương thác đất chuyện này muốn giao cho một cái đáng giá tín nhiệm thủ đoạn cường đại có thể ở ma vực trong phiên vân phúc vũ người tiến bắc thần tự nhiên có thể tuyệt đối tín nhiệm tu luyện ma chấp quyển sách về sau tu vi cảnh giới cùng chiến lược cũng sẽ phi tốc tăng lên tiến bắc thần với tư cách trinh chiến xa trường đại tướng chém giết huyết chiến hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhưng nếu là chấp trưởng một phương thế lực lại không thích hợp lắm tiến bắc thần trong lòng có hận ý dây dưa chấp nhiệm quân thân nhiều khi đều không thể có thể làm ra lý trí phán đoán người này tuyển võ đạo bản tôn trong nội tâm khẽ động đã có quyết định chương hai nghìn một trăm sáu mươi thiên lang trùng sinh thiên lang ngươi nhưng từng nghĩ tới chân chính trùng sinh võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi nói thiên lang có chút khẽ giật mình cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi chủ nhân ngươi là nói võ đạo bản tôn nói để ngươi sống lại một đời có được độc lập sinh mệnh cùng nhục thân cái này trong lúc nhất thời thiên lang có chút không dám tin tưởng hắn mặc dù bị ba tuần đế quân lấy một loại phương thức khác trùng sinh nhưng hắn chỉ là một cái khí linh hắn không có thuộc về thịt của mình thân hắn số mệnh chính là thủ hộ lấy ma la mặt nạ coi như hắn có qua dạng này ý nghĩ ba tuần đế quân cũng quyết không cho phép ma la mặt nạ là đế khí nếu là hắn trở thành độc lập sinh linh chẳng khác nào cái này đế khí mất đi khí linh uy lực giảm nhiều thiên lang không có lập tức đáp ứng hắn có chút bận tâm đây chỉ là võ đạo bản tôn đối với hắn thăm dò thiên lang hơi trầm mặc nhắc nhở nói ma la mặt nạ nếu là không có khí linh tương lai khả năng mãi mãi cũng không cách nào khôi phục lại đế binh tầng thứ ta không quan tâm Võ đạo bản tôn nhàn nhạt nói rằng, ta nếu vô pháp bước vào đế cảnh, chỉ là một cái ma la mặt nạ, với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Ta như bước vào đế cảnh, một cái đế binh mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Võ đạo chi căn bản chính là nhục thân. Bản tôn nếu là có thể bước vào đế cảnh, hắn nhục thân chính là cường đại nhất đế binh. Ma la mặt nạ đối với hắn mà nói, càng lớn trợ giúp là che giấu tung tích. Nghe đến đó, Thiên Lang trong lòng dần dần bắt đầu hưng hực. Nếu là có thể thoát khỏi ma la mặt nạ, có được máu thịt, độc lập tồn tại, đây chính là hắn chỗ một mực theo đuổi cảnh giới. Hắn lúc trước rơi vào hạ giới, thủy chung đi theo huyết ma đạo quân bên thân. Cũng không phải là hắn không muốn chiếm cứ huyết ma đạo quân nhập thân, mà là hắn lực lượng, cho dù là huyết ma đạo quân cũng không chịu nổi. Hắn nếu là đối huyết ma đạo quân đoạt xá, huyết ma đạo quân nhập thân, trực tiếp liền sẽ sụp đổ, sẽ còn xúc động hạ giới phát tác. Cho nên, Thiên Lang liền chờ đợi huyết ma đạo quân có thể phi thăng, hắn lại đi đoạt xá, hoặc là mặt khác tìm kiếm một bộ thân thể thích hợp. Chỉ bất quá, về sau Tô Tử Mạc Hành không xuất thế, truyền đạo thiên hạ, bố võ môn Dân, còn ngưng tụ ra võ đạo bản tôn dạng này dị số đem hắn triệt để chấn áp cầm tù thiên lang trong lòng không cam lòng thủy trung không chịu khuất phục trừ rồi sâu trong nội tâm tiêu ngạo hắn còn muốn lấy một ngày nào đó thoát đi ra ngoài đoạt xá một bộ nhục thân chúng sinh trở về về sau mắt thấy võ đạo bản tôn lấn thiên giấu giếm mà tại hạ giới chiến lực không ngừng kéo lên tiềm lực không nhỏ tương lai có lẽ cũng có thể có thành tựu lại suy nghĩ một chút đã từng chủ nhân đã bỏ mình thiên lang mới lựa chọn thần phục mà bây giờ một cái cơ hội như vậy liền bày ở trước mặt ngươi thật chịu để ta đoạt xá chúng sinh Thiên Lang vẫn là không dám tin tưởng, lại lần nữa hỏi nói. Không sai. Võ đạo bản tôn nói, ngươi đã kêu Thiên Lang, dưới mắt nơi này thì có một bộ thích hợp người nhục thân. Một bên nói xong, võ đạo bản tôn huy động ống tay áo, đem cách đó không xa phế tích đánh ra một cái hố to. Bên trong đang nằm một bộ thân hình to lớn, toàn thân sinh trưởng màu bạc lông ngắn lang yêu. Thôn Nguyệt Thiên Lang. Đây là đồ tiên các các chủ mang tới yêu thú, cấp 9 huyền tiên cảnh giới, vừa rồi ở trong loạn chiến, bị võ đạo bản tôn trực tiếp gào vỡ nguyên thần. Cỗ này lang yêu trên người, trải rộng vết máu, nhưng ít ra thân thể bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Thiên Lang nhất tộc vốn là là trong Lang tộc vương giả, dạ. mà thôn Nguyệt Thiên Lang mạch này càng là Thiên Lang trong tộc cường đại nhất một mạch. Thiên Lang sắc thực động tâm rồi, bộ thân thể này nếu là đổi lại hắn bị võ đạo bản tôn cầm tù chấn áp trước đó, hắn tự nhiên là không để vào mắt. Nhưng bây giờ hắn nếu là tiến vào cái này đầu thôn Nguyệt Thiên Lang thức hải bên trong, liền có thể mượn sát hoàn hồn, đạt được chân chính trùng sinh. Lấy hắn thủ đoạn cải biến cái này đầu thôn Nguyệt Thiên Lang huyết mạch, để cho trở nên càng thêm cường đại, cũng không phải là việc khó. Thiên Lang vẫn không có lập tức đáp ứng, tại thời khắc này hắn lộ ra cực kỳ cẩn thận chủ nhân yêu cầu ta làm cái gì thiên lang khiêm tốn cẩn thận mà hỏi thiên lang không tin tưởng võ đạo bản tôn sẽ tốt vụng như vậy để hắn lấy loại phương thức này trùng sinh phải biết nếu là hắn lấy loại phương thức này trùng sinh đối võ đạo bản tôn mà nói sẽ mang theo cực lớn phong hiểm bởi vì hắn chiếm cứ thôn nguyệt thiên lang thân thể hắn liền có thể tu hành chỉ cần hắn tu luyện tốc độ nhanh hơn võ đạo bản tôn vượt qua võ đạo bản tôn một cái đại cảnh giới hắn liền có thể nếm thử đem võ đạo bản tôn ở hắn nguyên thần bên trên trồng xuống cấm chế xóa đi dạng này hắn liền khôi phục rồi chân chính tự do. Hắn kiếp trước là thất tình phân thân, từng là ma vực cường đại nhất ma vương một trong, một thế này, lại là đế binh khí linh, hiểu được đông đảo tu luyện công pháp. Ở tu hành kinh nghiệm bên trên, so với hắn võ đạo bản tôn phong phú hơn nhiều. Võ đạo bản tôn liền võ đạo bên dưới một bộ pháp môn, đều không có thôi diễn sáng tạo ra đến. Mà hắn trùng sinh trở về, mặc dù tu vi cảnh giới tương đối thấp, nhưng tuyệt đối có cơ hội ở tương lai vượt qua võ đạo bản tôn. Đương nhiên, tâm tư như vậy, hắn tuyệt đối không thể lấy hiện lộ ra đến. Ta yêu cầu ngươi làm mấy món chuyện. Võ đạo bản tôn đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đệ nhất, người sau khi trùng sinh, đem ngươi kết trước, một thế này hiểu được tất cả công pháp bí thuật, toàn bộ đều cho ta lạng yên viết ra đến. Bao quát ma chấp thiên, tam thi đại pháp, hiểu được ma chấp thiên, tự nhiên là có thể thông qua trong đó lực lượng, đến nếm thử thao túng ma la mặt nạ. Võ đạo bản tôn cùng thanh liên chân thân, còn có một cái điểm khác biệt lớn nhất. Thanh liên chân thân trong túi chữ vật, có rất nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng võ đạo bản tôn trong tay, chỉ có một cái phế đi hơn phân nửa ma la mặt nạ. Đây là tự nhiên. Thiên lang không chút do dự đáp ứng xuống tới coi như đem những công pháp này bí thuật toàn đều giao cho võ đạo bản tôn cũng không quan hệ thiên lang biết rõ võ đạo bản tôn không có khả năng trực tiếp tu luyện hắn là muốn thông qua những công pháp này bí thuật đến thôi diễn võ đạo bước kế tiếp pháp môn nhưng thôi diễn võ đạo nào có dễ dàng như vậy thiên lang trong lòng cười lạnh hắn thậm chí hoài nghi võ đạo bản tôn thành tựu vô cùng có khả năng dừng bước tại này võ đạo bản tôn nói thứ hai người sau khi trùng sinh phải nhanh một chút tu hành tăng lên chiến lược đem cái này phụ cận thật to nho nhỏ huyền cấp thế lực chỉnh hợp bắt đầu xây dựng một cái thế lực mới ở trước kỳ ta lại trợ giúp ngươi để hoàn thành chuyện này về sau cái thế lực này liền giao cho ngươi đến khống chế thiên lang hai mắt tỏa sáng coi như không có võ đạo bản tôn phân phó hắn cũng sẽ điên cuồng tu luyện tăng cao tu vi những năm gần đây mảnh này cương vực phụ cận tông môn thế lực đều nghe qua võ đạo bản tôn danh hảo một trận chiến này xích minh cốc hủy diệt nếu là có võ đạo bản tôn ra mặt đem những này huyền cấp thế lực toàn bộ chỉnh hợp bắt đầu tuyệt đối là dễ như trở bàn tay hắn từng là ma vương đối với như thế nào khống chế thống lĩnh một phương thế lực sớm có tâm được càng làm cho thiên lang động tâm là võ đạo bản tôn phải đem cái thế lực này giao cho hắn đến khống chế chờ hắn chiến lực tăng lên hoàn toàn có thể bốn phía chinh chiến quyết trường cấp tốc cuộc khởi hắn thậm chí có cơ hội tái hiện kiếp trước bảy tỉnh mà vương vinh quang võ đạo bản tôn tựa hồ nhìn ra thiên lang suy nghĩ trong lòng nói ngươi có thể bốn phía chinh chiến khai cương thác thổ ở trong đó phân tức ngươi chính mình trưởng khống nếu là dẫn ra cái gì cương địch ngươi thân tử đạo tiêu ta cũng không thể nào cứu được ngươi trong lúc này ngươi chỉ có thể là thu thập công pháp bí thuật ngươi có thể tùy tiện tu luyện nhưng nhất định phải bên trên giao cho ta một phần chương hai nghìn một trăm sáu mươi sáu thiên hoàng tông cái thế lực này gọi cái gì thiên lang hỏi nói thiên hoàng tông võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút nói ra một cái tên chủ nhân thiên hoàng tông giao cho ta ngươi yên tâm bế quan là được cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho nó trở thành ma vực bên trong đáng sợ nhất cường đại nhất tông môn thiên lang cực kỳ tự tin hắn nói lời này cũng không phải là ăn nói bịa chuyện hắn có cái này tư cách cũng có cái này sức lực năm đó hắn chính là xương bám một phương thất tình ma vương đối với như thế nào khai cương thác thổ từng bước xâm chiếm chiếm đoạt liên hợp tung hành, hắn rõ ràng nhất bất quá. Hắn từng leo lên qua đỉnh phong, bây giờ, bất quá là lại đi một lần. Cương vực càng lớn, tu hành tài nguyên thì càng nhiều, đạt được công pháp bí thuật mới dẫn, cũng liền càng lớn. Không chỉ là võ đạo bản tôn, Thiên Lang cùng Yến Bất Thần, cũng cần đại lượng nguyên linh thạch dạng này tu hành tài nguyên, đến tăng cao tu vi. Võ đạo bản tôn đem Thiên Hoang Tông hơn phân nửa quyền hạ, giao cho Thiên Lang, để nó đi khai cương thác thổ, trừ rồi tu hành tài nguyên, còn có một cái khác mục đích, chính là vì rồi Thiên Hoang phi thăng cố nhân. Võ đạo bản tôn không rõ ràng, những cái kia thiên hoang cố nhân, trừ rồi yến bắc thần bên ngoài, còn có ai phi thăng tới thiên giới ma vực? Nhưng hắn thống ngự cương thổ càng lớn, cùng những này cố nhân trùng phùng mấy dẫn lại càng lớn. Cái thế lực này, sở dĩ gọi là thiên hoang tông, cũng là có ý định hấp dẫn thiên hoang cố nhân. Nếu là có thiên hoang cố nhân nghe được cái này tông môn tên, có lẽ liền sẽ chạy tới. Đương nhiên, thượng giới quá lớn rồi, cũng có khả năng trừ rồi yến bắc thần, không có những người khác phi thăng tới nơi này. Còn có một việc, võ đạo bản tôn lại nói, ở thiên hoang tông bên trong, bất luận là thượng giới sinh linh, vẫn là hạ giới phi thăng sinh linh đều không thể khác biệt đối đãi cái này thiên lang có chút chân trở trong mắt hắn đừng nói là hạ giới sinh linh liền xem như thượng giới sinh linh cũng đều là sâu kiến võ đạo bản tôn không nhìn thiên lang mâu thuẫn nói tiếp nói giống như là đào móc nguyên linh mỏ trồng trọt linh điền những việc này an bài trở thành tông môn nhiệm vụ hạ giới phi thăng sinh linh tại hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng sẽ đạt được đầy đủ khen thưởng thiên lang gặp võ đạo bản tôn thái độ kiên quyết chỉ có thể đáp ứng một điểm này mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng không phải không cách nào chấp hành người đi đi Võ đạo bản tôn thần thức khẽ động, ma la mặt nạ bên trong bay ra một đoàn ánh sáng rực rỡ. Cái này đoàn ánh sáng rực rỡ vạch phá hư không, chui vào thôn Nguyệt Thiên Lang Mi Tâm. Sau nửa ngày, mắt sói mãnh liệt mà mở ra, đôi này trong đôi mắt phun trào lấy vui sướng, hưng phấn, kích động. Thiên Lang vận chuyển Ma Kinh, trung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng lấy hắn thân thể phun trào, chữa trị thương thế trên người hắn. Cũng không lâu lắm, Thiên Lang liền đã có thể đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét giải, phát tiết lấy tâm tình trong lòng. tiến Bắc Thần, Thiên Lang tiếp tục chữa thương tu luyện cái này một người một sói trên người khí cơ giao cảm vậy mà đều đạt tới đột phá biên giới bất cứ lúc nào đều có thể tiến thêm một bước võ đạo bản tôn ở một bên tĩnh lập không nói kỳ thật thiên lang tâm tư căn bản không thể gạt được hắn chỉ bất quá trước mắt mà nói thiên lang còn tránh thoát không xong hắn trói buộc hắn cũng đúng lúc có thể lợi dụng thiên lang đang phát triển lớn mạnh thế lực mà lại chỉ cần hắn tu vi cảnh giới thủy trung cao hơn thiên lang người sau liền tuyệt đối không cách nào chạy ra hắn không chế tiến bắc thần cùng thiên lang sau khi đột phá hai người có thể cộng đồng chấp trưởng thiên hoàng tông thiên lang làm tông chủ Tiên bắc thần làm phó tông chủ đến lúc đó hắn liền có thể ẩn nút bắt đầu an tâm nội đạo đối với võ đạo bản tôn mà nói trọng yếu nhất chính là thôi diễn dưới một cái pháp môn mệnh luân cảnh tầng 9, buộc phát ra huyết mạch dị tượng thiên địa dung lô quả thật có thể đem quy nhất kỳ chân ma dung luyện diệt sát nhưng chân nhất cảnh có tầm 4, quy nhất thiên nhân không minh động hư nếu là gặp được thiên nhân không minh chân ma võ đạo bản tôn cũng đánh không lại chỉ có bước vào dưới một cái cảnh giới nhục thân huyết mạch lực lượng mới có thể tăng lên thiên địa dung lô uy lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt đạt tới vô thượng thần thông uy lực chân chính thậm chí đem nó siêu việt thần tiêu tiên vực càn khôn thư viện ngoại môn ngọn núi tháp nước hồ nước sân nhỏ khoảng cách tô tử mặc bế quan đã gần ngàn năm những năm gần đây tô tử mặc từ đầu đến cuối không có lộ mặt cũng không có tham gia qua tông môn bất kỳ hoạt động gì không có đi làm cái gì tông môn nhiệm vụ ngay cả thư viện một năm trước cử hành ngoại môn thi đấu hắn đều không có tham gia hắn trong túi chữ vật có sung túc nguyên linh thạch đầy đủ hắn tu luyện hai ba ngàn năm thời gian trong thời gian này xích hồng quận chúa tới nơi này tìm kiếm qua tô tử mặc vài chục lần đều không có thể gặp mặt một lần gần ngàn năm tuyến nguyệt chỗ này trạch viện tựa hồ không có cái gì biến hóa chỉ là chẳng biết tại sao trạch viện chung quanh có mộc linh dược mọc vô cùng tốt liền thư viện ngoại môn nuôi dưỡng rất nhiều linh thú đều có không ít chạy đến bên này một ngày này trong trạch viện phòng luyện công từ từ mở ra một đạo bóng dáng dạo bước mà ra tuổi con trẻ áo xanh lối lạc mặt mày thanh tú toàn thân tràn ngập lấy thư quyển khí tức thần sắc bình tĩnh tô tử mặc xuất quan nguyên bản hắn coi là gần thời gian ngàn năm hắn có thể từ cấp 6 địa tiên, đột phá đến cấp 7 địa tiên đỉnh phong, đã coi như là cực hạn. Nhưng truyền thừa Thái Thượng Huyền Linh bắt đầu chân kinh lúc, thể nội tích lũy ngôi sao nguyên khí, thực sự quá khổng lồ. Mà Càn Khôn thư viện tu hành hoàn cảnh, cũng so Tô Tử Mặc trong tưởng tượng còn tốt hơn. Thanh Liên chân thân ở chỗ này tu hành, có cấm kỵ bí điện tương trợ, quả thực là làm ít công to. Gần thời gian ngàn năm, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, đã đạt tới cấp 8 địa tiên đỉnh phong. Chỉ kém một cái thời cơ, liền có thể đột phá đến cấp 9 địa tiên. Lần này Tô Tử Mặc xuất quan, đến một lần nghĩ muốn tìm kiếm cái này thời cơ thứ hai vạn năm đại hội kỳ hạn tới gần hắn không muốn bỏ qua trận này địa bảng tranh đoạt đại chiến với hắn mà nói địa bảng khả năng chính là một cái hoàn mỹ thời cơ thứ ba võ đạo bản tôn đã phi thăng ma vực tô tử mặc xuất quan thời gian thứ nhất chính là cùng võ đạo bản tôn câu thông thành lập được liên hệ võ đạo bản tôn muốn suy diễn võ đạo tô tử mặc đem thanh liên chân thân những năm gần đây tu luyện thu tập được rất nhiều công pháp bí thuật một mạch toàn bộ chuyển cho võ đạo bản tôn ngay cả trấn ngục đỉnh bên trong ghi lại cấm kỵ bí điện bản nhược nhất bản kinh hắn đều không có giữ lại công pháp càng là cường đại càng là hy hi hữu bên trong áo nghĩa huyền liền rượu, liền càng lộ chân quý đối với đạo bản tôn trợ giúp cũng liền càng lớn bế quan gần ngàn năm đến tô tử mặc chẳng những cấp tốc tăng cao tu vi đối với khống chế rất nhiều bí pháp cũng có rồi càng sâu tầng thứ lý giải tô tử mặc nhìn qua chung quanh điên dài cỏ cây khe nhũ mày tâm niệm nhất động bóc động kiếm chỉ tiện tay một chém chung quanh đây cỏ cây thảm thực vật đều bị đồng loạt chặn ngang chặn đứt cỏ cây quá mức phong phú dễ dàng gây nên chú ý tô đạo hữu người rốt cục xuất quan một đạo đỏ thâm ánh sáng bay nhanh mà đến ngừng lại ở giữa không trùng nhìn qua cách đó không xa tô tử mặc vui tư tư la lên một tiếng xích hồng quận chúa đổi tới quận chúa tốt tô tử mặc hơi hơi gật đầu ôm quyền cười một tiếng gần thời gian ngàn năm xích hồng quận chúa tu vi cảnh giới ngược lại là biến hóa không lớn vẫn là cấp chín địa tiên a à, ngươi đã tu luyện tới cấp tám địa tiên rồi xích hồng quận chúa phát giác được tô tử mặc cảnh giới Nhìn không được chừng lớn hai mắt lên tiếng kinh hô chương hai nghìn một trăm sáu mươi bảy bấy dập thời gian ngàn năm từ cấp sáu địa tiên tu luyện tới cấp tám địa tiên dạng này tu luyện tốc độ có thể xương khủng bố cho dù là xích hồng quận chúa loại này gần như có được vô hạn tài nguyên tu luyện người cũng hoàn toàn làm không được một điểm này mười vạn năm qua thần tiêu tiên vực bên trong có thể có khủng bố như thế tu luyện tốc độ chỉ có vân đình một người xích hồng quận chúa sau khi khiếp sợ rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đi thôi đi trước nguyên linh các đem ngươi những năm gần đây nguyên linh thạch lấy ra xích hồng quận chúa trao hỏi thư viện ngoại môn đệ tử cho dù không có hoàn thành cái gì nhiệm vụ hàng năm cũng đều sẽ theo thường lệ cấp cho một ngàn khỏa nguyên linh thạch tiếp tục thời gian ngàn năm nếu là trong ngàn năm có thể bước vào thiên nguyên cảnh trở thành bái vào nội môn, tự nhiên là đi nhận lấy nội môn đệ tử ban thưởng. Nếu là thời gian ngàn năm, vẫn không có pháp đột phá, nghị muốn ở thư viện thu được nguyên linh thạch, liền cần hoàn thành một chút thư viện an bài nhiệm vụ. Ngàn năm qua, Tô Tử Mặc Thủy Trung đang bế quan, hắn mỗi một năm nguyên linh thạch đều gửi ở nguyên linh các. Tính toán, cũng có 100 vạn thối, một cái con số không nhỏ. Tô Tử Mặc cùng Sích Hồng quận chúa hai người ngự không mà đi, hướng lấy nguyên linh các bước đi. Trên đường, Sích Hồng quận chúa cười nói, ngươi đã tu luyện tới cấp 8 địa tiên, không, có tham gia ngoại môn thi đấu, cũng là không quan trọng. Nói thế nào? tô tử mặc hỏi nói Sích hồng quận chúa nói cái này ngoại môn thi đấu cũng không có ý gì đơn giản chính là ngoại môn đệ tử ở giữa chiến đấu tranh đấu vì sắp cử hành vạn năm đại hội làm chuẩn bị mỗi một lần ngoại môn thi đấu đều sẽ tuyển ra 20 tên ngoại môn đệ tử tiến đến tham gia vạn năm đại hội đến tranh đoạt trên địa bảng thứ tự ngươi mặc dù không có tham gia ngoại môn thi đấu không ở cái này 20 cái thứ tự bên trong nhưng lấy ngươi thủ đoạn chắc hẳn thư viện khẳng định sẽ để cho ngươi đi theo ngàn năm trước bàn long dãy núi tiên tông đại tuyển chỉ là cấp sáu địa tiên tô tử mặc lấy sức một mình để đại tấn tiên quốc hơn một trăm vị hình lục vệ toàn quân bị diệt trở thành tiên tông đại tuyển đệ nhất trận đại chiến kia bên trong tô tử mặc hiện lộ ra đến lực lượng kinh khủng đáng sợ thủ đoạn xích hồng quận chúa đến nay vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ cấp sáu điệu tiên còn như vậy cấp tám điệu tiên tô tử mặc thư viện ngoại môn bên trong ai có thể chống lại chuyện phiếm ở giữa hai người đã đến nguyên linh các ở nguyên linh các cửa ra vào ngoại môn trần chấp sự ngay tại phụ cận gió xét vừa vặn trông thấy tô tử mặc hai vẻ mặt trầm xuống trong đôi mắt lướt qua một vòng u ám dừng lại trần chấp sự tiến lên đem tô tử mặc ngăn cản xuống tới đối với vị này họ trần chấp sự tô tử mặc có một chút ấn tượng lúc trước bọn họ vừa mới bái vào ngoại môn đến nơi này thời điểm chính là vị này trần chấp sự tiếp đãi người này là cái tay nghiệt tranh chúa hạng người dựa theo xích hồng quận chúa châu nói cái này trần chấp sự năm đó bất quá cũng liền là cái ngoại môn đệ tử mắt thấy bái vào nội môn vô vọng mới ngược lại trở thành ngoại môn chấp sự lên làm cái này môn việc phải làm còn có thể nhận lấy một phần nguyên linh thạch ban thưởng trần chấp sự có gì chỉ giáo tô tử mặc nhàn nhạt hỏi nói trần chấp sự mắt liếc thấy tô tử mặc nói ngươi đi nguyên linh các làm cái gì lấy những năm gần đây ta ở nguyên linh các gửi lại nguyên linh thạch tô tử mặc cũng không có che giấu ý đồ đến gọn gàng dứt khoát nói rằng cầm đi đi trần chấp sự cầm ra một cái túi chữ vật tiện tay ném cho tô tử mặc tô tử mặc mở ra túi chữ vật nhìn rồi thoáng qua mặt không thay đổi nói rằng số lượng không đúng cái này trong túi chữ vật chỉ có hai mươi vạn nguyên linh thạch không đến ta ứng được một trăm vạn quả một trăm vạn quả trần chấp sự cười lạnh một tiếng nói người bái vào thư viện đến nay liền mặt đều không lộ ra chớ nói chi là hoàn thành cái gì thư viện nhiệm vụ, ngươi bằng cái gì cầm 100 vạn khỏa nguyên linh thạch. Ta cho ngươi biết, cho ngươi cái này 20 vạn, đã là lớn lao ban ân. Nói bậy nói bạn. Sinh Hồng quận chúa nghe không vô, nhịn không được nói giảng, trong tông môn có quy định, bái vào thư viện trong ngàn năm nguyên linh thạch cung ứng, không cần hoàn thành cái gì nhiệm vụ. Quận chúa, cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi vẫn là đừng trộn lẫn cùng tốt. Trần chấp sự tựa hồ đối Sinh Hồng quận chúa rất có cố kỵ, nói một câu. Tô Tử Mặc có chút không hiểu. Hắn cùng cái này Trần chấp sự chưa bao giờ tiếp xúc qua, không oán không kỷ, người này làm sao lại đột nhiên nhằm vào hắn nếu như nói sách này trong viện thật có cái gì đối thủ cũng chỉ có thể là nguyệt hoa kiếm tiên nhưng nguyệt hoa kiếm tiên không có khả năng biết rõ năm đó long nguyên sao bên trên đầu kia thần long là hắn hai người gặp lại nguyệt hoa kiếm tiên đều chưa hẳn còn nhớ cho hắn ta còn lại phía dưới cái kia tám mươi vạn khỏa nguyên linh thạch bị Nguyên nuốt giếng a tô tử mặc nhìn chằm chằm trần chấp sự đột nhiên mở miệng ngươi nói cái gì trần chấp sự giống như là xù lông lên đồng dạng âm điệu đột nhiên tăng lên quay người trừng mắt tô tử mặc sắc mặt không thiện bên này xung đột cũng dần dần dẫn tới trung quanh không ít tu sĩ đệ tử vây xem, đám người càng tụ càng nhiều. Trần Chấp sự sắc mặt bỏ lên, chỉ vào Tô Tử Mặc cái mũi, cắn răng nói, "Ta cho ngươi biết, bằng ngươi vừa rồi mở miệng nói xấu, ta liền có thể để ngươi từ ngoại môn lăn ra ngoài, làm thư viện tập dịch." Tô Tử Mặc, thân là ngoại môn đệ tử, cũng dám chỉ nói bậy lung tung, nói xấu ngoại môn chấp sự, phải bị tội gì? Liền tại lúc này, trong đám người, một đạo bóng dáng đứng dậy, lớn tiếng quá lớn, quang minh lẫm liệt. "Lục Văn bân Tô Tử Mặc hơi híp mắt lại. Ngàn năm trước, ở Tiên Tông đại tuyển bên trong, hắn gặp qua người này còn từng giao thủ qua lúc đó lục văn bân liên tục ra tay nghĩ muốn ngăn cản tô tử mặc tiến lên bái kiến bốn tiên tông lớn lại liên tiếp thất bại gây rồi mặt mũi chẳng lẽ là bởi vì chuyện này cái này lục văn bân ghi hận trong lòng đột nhiên tô tử mặc trong đầu góc linh quang loay lên nghĩ đến một cái khả năng lục văn bân tại ngoại môn thi đấu bên trong xếp tại bao nhiêu tên tô tử mặc thần thức truyền âm hỏi nói hai mươi tên thế nào sinh hồng quận chúa đã nói nghe được đáp án này tô tử mặc trong lòng cười lạnh cái này lục văn bân nhất định là lo lắng hắn lần này sau khi xuất quan sẽ chiếm lấy hắn tham gia vạn năm đại hội danh lệch mới cùng trần chấp sự liên thủ trình diễn hôm nay một màn trần chấp sự tại ngoại môn bên trong ngươi không có chấp pháp tư cách tô tử mặc hướng lấy trần chấp sự chậm rãi đi đi ánh mắt lạnh thấu xương toàn thân tản ra một luồng khiếp người khí thức làm người ta không thở nổi đem ta nguyên linh thạch lấy ra tô tử mặc tiến lên một bước xòe bàn tay ra như kim cương chừng mắt đồng dạng nhìn chằm chằm trần chấp sự hét lớn một tiếng tiếng như chuông lớn thấy như vậy một màn lục văn bân đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia sáng lên hắn cái này ăn bài nhìn như là trăm ngàn chỗ hở nhưng hắn ở tiên tông đại tuyển bên trong được chứng kiến tô tử mặc tính tình cùng thủ đoạn ở hắn xem ra tô tử mặc căn bản thụ không được dạng này bị khuất lấy tô tử mặc sát phạt quyết đoán tính tình gặp được rõ ràng như thế làm khó dễ chắc chắn đánh lớn ra tay phải biết ở càn khôn thư viện bên trong không cho phép len lút bên dưới tranh đấu nghĩ muốn tư giết bất luận là ai đều muốn đi thư viện đài luận kiếm nếu có len lút bên dưới tranh đấu người kẻ nhẹ đệ tử đẳng cấp hạ xuống kẻ nặng thậm chí có khả năng đuổi ra thư viện chỉ cần tô tử mặc vừa đậu thủ hắn liền thắng. Mắt thấy Tô Tử Mặc tức giận, chính từng bước một đi vào bẫy dập của hắn, Lục Văn Bân trong lòng một mảnh lửa nóng, không đè nén được hưng phấn. Chương 2168, một trưởng quốc choáng. Tô đạo hữu, đừng xúc động. Sinh Hồng quận chúa vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ, nguyên linh các trước tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nếu là Tô Tử Mặc động thủ đả thương người, coi như hắn lúc ban đầu chiếm để ý, cũng đem chịu đến sự phạt. Tô Tử Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, đi tới Trần Chấp Sự trước người, ánh mắt đại thịnh bắn ra một luồng lạnh leo rét thấu xương sắc cơ làm bộ muốn động phảng phất sau một khắc liền muốn ra tay hắn cảnh giới tu luyện tới cấp tám địa tiên nguyên thần cảnh giới đã đạt tới cấp một thiên tiên đây là trên tinh thần toàn diện nghiên ép trần chấp sự ở tô tử mặc trước mặt cảm nhận được một luồng như thái sơn ép đỉnh vậy áp lực ở ngực ngạt thở căn bản không thở nổi ở như thế khổng lồ áp lực phía dưới trần chấp sự nội tâm kinh hoàng sợ hãi trong lòng đại loạn hắn gặp tô tử mặc ánh mắt sáng rõ thân hình nghiêng về phía trước tựa hồ sau một khắc liền muốn nhào rét đi lên không khỏi nghĩ lên một chút liên quan tới tô tử mặc tin tức cái này tô tử mặc sát phạt quyết đoán ở tiên tông đại tuyển bên trong ở nguyên ta quận vương nhìn chăm chú phía dưới dám đem hơn một trăm vị hình lục vệ chém giết người này không cố kỵ gì không chỗ sợ hãi hoàn toàn liền là thằng điên không tốt trần chấp sự trong lòng lộ bộ một chút nói người này muốn giết ta hắn nghĩ muốn quay người chạy trốn lại phát hiện mình tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình cầm cố lại hành động khó khăn a à. trần chấp sự gầm nhẹ một tiếng toàn lực bộc phát khí huyết hai tay bóp động phát quyết bộc phát ra một đạo đại thần thông bay thẳng đến lấy tô tử mặc trên người đánh rồi đi qua cái này hoàn toàn chính là một loại theo bản năng phản ứng trần chấp sự gặp tô tử mặc ra tay về sau hắn tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết chỉ có thể động thủ phản kháng ở hắn xem ra chỉ cần ngăn cản được tô tử mặc một chiều cái khác tu sĩ liền có thể kịp phản ứng đem tô tử mặc chấn áp truy nã nhưng ngay tại hắn buộc phát đại thần thông nháy mắt hắn nhìn thấy tô tử mặc trong đôi mắt lướt qua một tia giọng niềm ai tô tử mặc vẫn đứng ở nguyên nơi không nhúc ních căn bản cũng không có đối với hắn ra tay trần chấp sự lục văn Bân những ngày thủ đoạn nhỏ chỗ nào giấu giếm được tô tử mặc hắn ở thiên hoang đại lục bên trên cái gì không có trải qua hai người kém hắn xa bị lừa rồi trần chấp sự trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ muốn thu tay lại đã không kịp hai người khoảng cách quá gần cái này đạo đại thần thông vừa mới bạo phát đi ra liền đã đập vào ở tô tử mặc trên lồng ngực phát ra một tiếng văng trầm thấy như vậy một màn lục văn bân nhíu chặt lông mày nguyên bản hết thể đều dựa theo dự đoán của hắn tại tiến hành nhưng cuối cùng bước ngoặt cái này trần chấp sự lại trời xuôi đất khiến vậy trước đối tô tử mặc độc thủ kể từ đó tô tử mặc hoàn toàn có lý do phản đánh Trần chấp sự, ngươi thật to gan, cũng dám một mình đối đồng môn ra tay. Xích Hồng quận chúa thời gian thứ nhất đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Trần chấp sự vừa ra tay, liền biết rõ chuyện xấu. Ta, ta. Trần chấp sự nhìn qua chung quanh đông đảo tu sĩ, nghĩ muốn giải thích. Liên tại lúc này, Tô Tử mặc mỉm cười, nói, Trần chấp sự, ngươi đánh ta một đạo đại thần thông, ta về ngươi một trưởng, cũng coi như công bằng. Vừa mới nói xong, Tô Tử mặc đột nhiên ra tay. Trần chấp sự vừa nhìn thấy Tô Tử mặc đưa tay, vẫn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, một luồng lực lượng khổng lồ liền quất vào trên gương mặt của mình hắn trong đầu góc ông một tiếng thật giống như đầu của mình bị một cái nặng nghề to lớn thạch trùy va chạm hai một bên chuyển đến một hồi tiếng xương nứt vang gương mặt kịch liệt đau nhức sau một khắc hắn liền không còn tri giác ở bên người nhìn chăm chú dưới tô tử mặc đưa tay nhìn như hời hợt vậy cho trần chấp sự một vả trần chấp sự bóng dáng liền như là rượu bị đứt dây nhẹ nhàng bay ra vài chục trượng rơi xuống ở trong bụi cỏ không nhúc ních không rõ sống chết lực lượng thật mạnh các ngươi phát hiện không trần chấp sự đại thần thông đánh ở tô tử mặc trên người hắn giống như không có việc gì đồng dạng sắc mặt như thường thân thể máu thịt chống được một đạo đại thần thông cái này sao có thể không ít tu sĩ khe khe nói nhỏ chuyện gì xảy ra cách đó không xa một vị vẻ mặt uy nghiêm lão giả ngự không mà đến toàn thân tản ra khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống đi tới nguyên linh các trước cửa nhìn quanh bốn phía bái kiến đằng trưởng lão đông đảo tu sĩ nhìn thấy vị lão giả này nhao nhao chắp tay hành lễ vị này là ngoại môn chấp pháp trưởng lão chính là cấp một thiên tiên địa vị cần phải so trần chấp sự cao hơn nhiều có chân chính quyền chấp pháp xích hồng quận chúa tiến lên chỉ vào cách đó không xa trần chấp sự nói đảng trưởng lão minh giám cái này trần chấp sự nuốt riêng ngoại môn đệ tử gửi ở nguyên linh các nguyên linh thạch không nói còn tại trong thư viện một mình đậu thủ kết quả hắn học nghệ không tinh bị người ngoài cho giáo hấn một phen đảng trưởng lao khe nhũ mày huy động ống tay áo vận chuyển nguyên khí trực tiếp đem hôn mê trần chấp sự kéo đến phụ cận mọi người thấy máu me đầy mặt trần chấp sự còn có cái kia sụp đổ nửa bên gò má đều là âm thầm lưỡi nhìn lấy tô tử mặc ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ vị này ra tay quá đắc một vả liền cho phiến thành cái dạng này đang trường lão vận chuyển thần thông đem trần chấp sự trên gương mặt thương thế chữa trị hơn phân nửa lại đem tỉnh lại mới tiện tay ném ở trước người là nguyên nuốt riêng ngoại môn đệ tử nguyên linh thạch còn tại thư viện từ đấu đang trường lao ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm trần chấp sự trầm giọng hỏi nói ta ta trần chấp sự tỉnh lại nhìn thấy kinh động chấp pháp trưởng lão trong lòng liền lạnh một nửa vội vàng giải thích nói đang trưởng lão chuyện này không trách ta là lục văn bân để ta làm có hắn Ừm. đang trưởng lao ánh mắt quét ngang rơi trong đám người lục văn bân trên người ngươi đừng chỉ nói bậy lung tung chuyện này cùng ta có cái gì liên quan lục văn bân sắc mặt tâm trầm không thể không đứng đi ra giải thích trần chấp sự cũng không thèm đếm xỉa rồi cắn răng nói lục văn bân ngươi đừng giả bộ vô tội ngươi dám lập xuống đạo thể nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi sao ngươi lục văn bân nghe lời sắc mặt trướng đến đỏ bừng tô tử mặc ở một bên nhìn lấy hai người chó căn chó đều không thèm để ý chuyện này chỉ cần đằng trưởng lao chấp pháp công chính hai người này khẳng định chạy không khỏi trừng phạt căn bản không cần hắn ra mặt Đang trưởng lao thấy như vậy một màn liền đã trong lòng hiểu rõ trần sinh lục văn bân hai người các ngươi phạm xuống thư viện môn quy phạt hai người các ngươi giáng cấp đi tạp dịch khu ngốc tới mấy năm a à. đăng trưởng Lão phất phất tay ở đăng trưởng lão sau lưng lập tức có cái khác ngoại môn chấp sự đứng dậy liền muốn mang theo trần chấp sự cùng lục văn bân rời đi đăng trưởng lão chuyện này thật không trách ta hoàn toàn là lục văn bân sai sự trần chấp sự có chút gấp lớn tiếng giải thích nói ta tư đấu cũng là bởi vì bị cái này tô tử mặt lửa ta cho là hắn động thủ trước cho nên mới ra tay phản kháng Ừm. Đang trưởng lão vẻ mặt khẽ động nhìn về phía cách đó không xa tô tử mặc Đang trường lao ánh mắt ở tô tử mặc bên hông tông môn lệnh bài vòng vo một chút thấy do phía trên tên mới thu hồi ánh mắt ngươi Đang trường lão chỉ vào tô tử mặc nhàn nhạt, nhạt nói rằng ngươi tự tiện ở thư viện cùng người tranh đấu cũng đi làm mấy năm tập dịch tô tử mặc hơi hít mắt lại vẻ mặt trầm xuống cái này đàng trường lão nguyên bản không có ý định làm ra quyết định này ở biết do hắn thân phận về sau rõ ràng lâm thời cải biến chú ý chương hai nghìn một trăm sáu mươi chín tình thế thăng cấp tô tử mặc không nghĩ tới bái vào càn không thư viện về sau hắn ẩn nút bắt đầu bế quan ngàn năm nhưng vẫn là bị người để mắt tới rồi chỉ là hắn còn muốn không biết trắng loại này địch ý đến từ nơi nào bằng cái gì a à? sinh hồng quận chúa vì tô tử mặc bất bình nói chuyện này vốn là là trần chấp sự cùng lục văn bân trái với thư viện quy củ trước đây tô tử mặc hắn có lỗi gì thư viện môn quy không cho phép đệ tử len lút bên dưới tranh đấu chỉ là một điểm này liền có thể đem để đi làm mấy năm tập dịch cho hắn một bài học đang trường lao phất phất tay lạnh lùng nói rằng đem cái này tô tử mặc cùng trần sinh lục văn bân cùng một chỗ dẫn đi đi tạm dịch khu đúc luyện mấy năm trở lại Sích hồng quận chúa đang muốn nói chuyện đàng trưởng lão nhìn chằm chằm sích hồng quận chúa nói quận chúa mặc dù địa vị tôn quý nhưng ngươi đừng quên nơi này là cản khôn thư viện không phải là các ngươi viêm dương tiến quốc ngươi nếu là dám cản trở thư viện chấp pháp ngươi cũng giống vậy phải gặp đến trừng phạt Sích hồng quận chúa lông mày đứng đấy trong lòng giận dữ mày lấy một đôi tiểu hổ răng giữ dằn trừng mắt đàng trưởng lão vạn chúng nhìn trừng, trừng phía dưới bị như vậy quát lớn nàng là cao quý quận chúa chưa từng nhận qua dạng này bị khuất nhưng nàng trong lòng biết được trong thư viện người xác thực không quan tâm nàng quận chúa thân phận nàng như lại kiên trì đàng trưởng lão khẳng định sẽ đem nàng đuổi ra ngoại môn đi làm tạp dịch chuyện này nếu là truyền về viêm dương tiên quốc nàng sẽ thành viêm dương tiên quốc hoàng thất trò cười sinh hồng quận chúa trên mặt xanh một hồi trắng một hồi nàng hữu tâm giúp tô tử mặc nói chuyện nhưng lại có chỗ cố kỵ liền tại lúc này bên cạnh một bên một đạo giọng ôn hòa vang lên đa tạ quận chúa bên vực lẽ phải chuyện này ta đến xử lý a à. sinh hồng quận chúa liếc mắt nhìn lại vừa hay nhìn thấy tô tử mặc bình tĩnh nhu hòa ánh mắt cũng không biết sao mà lòng của nàng thần cũng dần dần bình phục lại tô tử mặc nói như vậy cũng làm cho nàng nội tâm dễ chịu một chút không còn lên tiếng hé miệng gật đầu một cái tô tử mặc quay đầu nhìn về phía đằng trưởng lão chậm chậm nói rằng đằng trưởng lão ở trong thư viện nếu là ta hiện tại đối ngươi ra tay ngươi nếu là có bất kỳ phản đánh cử động có phải hay không coi như từ đấu coi như trái với thư viện môn quý rồi chung quanh tu sĩ nghe được câu này đều là nhao nhao lắc đầu đây là đang chính diện khiêu chiến chấp pháp trưởng lao huy nghiêm mặc dù đám người đều rõ ràng chuyện này tô tử mặc hoàn toàn vô tội nhưng tô tử mặc dù sao vừa mới bái vào tông môn không bao lâu lại là ngoại môn đệ tử càng húng chi không ít tu sĩ đều nghe nói tô tử mặc đến từ hạ giới thân phận như vậy dám khiêu chiến chấp pháp trưởng lão quả thực chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ ha ha đàng trưởng lão đột nhiên cười rồi nhìn lấy tô tử mặc ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng niềm ai ngạo nghệ nói tô tử mặc ngươi biết rõ cái gì là chấp pháp trưởng lão sao ngươi nếu dám động thủ với ta chẳng khác nào tại khiêu chiến thư viện pháp luật quy cũ ta hoàn toàn có lý do đem ngươi coi trận nghiên cứu giết ngươi liền làm một cái tạp dịch cơ hội đều không có thật sao tô tử mặc cũng cười cười sâu kín nói rằng ta như đối ngươi ra tay ngươi liền hoàn thủ cơ hội đều không có t đám người chung quanh chuyển đến một hồi sao động cái này người không khỏi quá phách lối rồi a à. ta nhìn không phải phách lối là đầu có vấn đề hắn xuống giới phi thăng ngoại môn đệ tử nào có tư cách khiêu chiến chấp pháp trưởng lão càng húng chi đang trưởng lão là thiên tiên hắn một cái địa tiên còn dám cản rỡ như vậy thật sự là không biết sống chết không ít tu sĩ nhìn lấy tô tử mặc ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết ngoại môn bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ là nghe nói qua tô tử mặc tên liền mặt đều là lần đầu tiên gặp cùng hắn căn bản không có giao tình gì mặc dù biết rõ tô tử mặc bị làm khó dễ nhầm vào bên trong lòng của mọi người cũng sẽ không có cái gì đồng tình thương hại ha 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 đàng trường lão giận quá mà cười đàng đằng sát khí nói rằng cho ta đem hắn bắt lại đuổi ra thư viện giết ngươi đều ngại bẩn ta tay một cái hạ nhân ngươi đắc tội đại tấn tiên quốc căn bản không cần ta đến xuất thủ cái này tô tử mặc nếu là dám can đảm phản kháng tại chỗ nghiên cứu giết Tô Tử Mặc vẻ mặt tự nhiên, lạnh nhạt nói: đàng trưởng lão, đem ta đuổi ra sư môn, chỉ sợ ngươi còn không làm được cái này chủ." Tô Tử Mặc chấn định như thế, tự nhiên có tính toán của hắn. Vạn năm đại hội sắp mở ra, càng không thư viện đối địa bảng thứ tự coi trọng như thế, trừ phi hắn phạm xuống cái gì tội lớn ngập trời, nếu không tuyệt sẽ không ở thời gian này, đem hắn đuổi ra thư viện. Tô Tử Mặc không lo lắng việc này làm lớn chuyện, hắn thậm chí hy vọng chuyện này làm lớn chuyện, tốt nhất chuyển đến trong nội môn đi. Chuyện này nguyên bản chính là Trần chấp sự, Lục Văn Bân làm khó dễ trước đây, Đảng trưởng lao chấp pháp bất công làm lớn chuyện về sau hắn mới có thể tìm ra loại này địch lý đầu nguồn mới có thể hóa giải việc này. Đang trưởng lão gặp tô tử mặc chấn định như thế, không khỏi cười lạnh nói: trách không được ngươi lần này người không có sợ hãi, nguyên lai là có người làm cho người chủ. Ta cho ngươi biết, hôm nay coi như dương nhược hư tới đây cũng bảo hộ không được ngươi. Động thủ. Đang trưởng lão quát lớn một tiếng. Ở phía sau hắn mấy vị chấp sự nhao nhao xông lại, cùng nhau tiến lên. mắt thấy đại chiến trạm một cái liền bùng nổ, giữa không trung đột nhiên giáng lâm xuống tới một đạo khổng lồ thần thức áp, đem cái này mấy vị chấp sự toàn đều định ở nguyên nơi đang trưởng lão, chuyện gì nổi giận lớn như vậy?" Một thanh âm chậm chậm vang lên. Sau một khắc, Dương Nhược Hư đạp không mà đến, dáng lâm ở nguyên linh cắt trước cửa. Bái Kiến Dương sư Minh. Đông Đảo ngoại môn đệ tử, chấp sự trưởng lão nhao nhao hành lễ. Ngay cả đảng trưởng lão trong đôi mắt, cũng lướt qua một vẻ bối rối, cười lớn một tiếng. Hắn mặc dù là chấp pháp trưởng lão, nhưng cũng chỉ là ngoại môn chấp pháp trưởng lão, căn bản không quản được Dương Nhược Hư. Những năm gần đây, Dương Nhược Hư tu luyện thần tốc, tại nội môn địa vị, cũng là nhanh chóng tăng lên. Nhiều lần tiên tông đại tuyển, tông môn thậm chí điều động dương nhược hư tiến đến mời chào các nơi thiên kiêu đệ tử có thể thấy được đối với hắn coi trọng đương nhiên dương nhược hư tại nội môn bên trong chiến lực, tính không đến đính tiêm chỉ có thể đứng hàng mười vị trí đầu bình thường tới nói trụ trì tiên tông đại tuyển đại sự như vậy còn chưa tới phiên hắn không ít tu sĩ cũng không rõ ràng vì sao dương nhược hư lại nhận dạng này coi trọng thằng đến ngàn năm trước lần kia tiên tông đại tuyển mà khuynh tiên tử ra mặt đem dương nhược hư bảo hộ xuống đến thậm chí suýt nữa cùng cầm tiên mộng giao buộc phát đại chiến mới khiến cho một số người kịp phản ứng lần kia tiên tông đại tuyển về sau lưu truyền ra không ít liên quan tới mặc huynh tiên tử cùng dương nhược hư truyền môn, khó phân thật giả nhưng nếu dương nhược hư sau lưng thật sự là có họa tiên mặc huynh duy trì hạ tại nội môn bên trong có thể đạt được dạng này coi trọng ngược lại là có thể nói thông mặc huynh tiên tử cùng dương nhược hư sự tình không chỉ là ở thần tiêu tiên vực toàn bộ Cửu tiêu đều gây nên cực lớn chấn động càng truyền càng khen trương cho dù là ở trong thư viện đông đảo giữa các tu sĩ không dám bên ngoài thảo luận ngầm bên dưới cũng có rất nhiều suy đoán lúc trước tiên tông đại tuyển cầm tiên mộng giao mặc dù không công mà lui không thể mang đi tô tử mặc nhưng cái này lời đồn xác thực đã ở thiên giới lưu truyền ra đến ba người thành hổ miệng nhiều người sói chạy mục đích của nàng đã đạt tới chương hai nghìn một trăm bảy mươi trên đài luật kiếm dương nhược hư vẫn là ăn mặc một bộ áo bào trắng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng da thịt hơi đen ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm đằng trường lão mặt lộ vẻ uy nghiêm nhìn thấy dương nhược hư xuất hiện tô tử mặc trong lòng một rộng hắn đối vị này nội môn sư huynh ấn tượng vô cùng tốt dương nhược hư cũng là xuất thân cùng hạ giới hắn ở ở sâu trong nội tâm tự nhiên sẽ sinh ra một chút thân cận cảm giác càng húng chi ban đầu ở tiên tông đại tuyển bên trong chính là dương nhược hư chính trực cùng kiên trì mới khiến cho hắn có thể thoát khỏi nguyên tá quận vương truy giết bái vào thư viện lấy vị này dương sư huynh bản tính nếu là biết rõ chuyện này chân tướng tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát lần này không chờ tô tử mặc cùng đằng trưởng lão nói chuyện xích hồng quận chúa trước hết một bước đứng đi ra vài ba câu ở giữa đem việc này giảng thuật một lần việc này đúng sai cũng không phức tạp đằng trưởng lão người thân là ngoại môn chấp pháp trưởng lão vừa rồi quyết định không ổn dương nhược hư nói ở ta càn khôn thư viện bên trong nếu là chấp pháp bất công như thế nào phục chúng như thế nào để thư viện đệ tử an tâm đang trường lão cười ngượng ngùng một tiếng còn muốn muốn tranh luận nhưng hắn cùng dương nhược hư ánh mắt đụng một cái khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống tới túi đầu xuống tránh đi ánh mắt dương nhược hư tu luyện chính là hạo nhiên chính khí kinh trong ánh mắt đều ẩn chứa hạo nhiên chính khí một thân bất khuất thậm chí dám cùng cầm tiên mộng dao rằng co đang trường lão tu vi cảnh giới liền so dương nhược hư kém một đoạn lại thêm lên hắn trong lòng cho dạ bị dương nhược hư vừa nhìn liền không dám lên tiếng nữa lần này ta niệm tình ngươi có thể là nhất thời hồ đồ không tính toán với ngươi Dương Nhược Hư ánh mắt sáng ngời, nhìn thật sâu đẳng trưởng lão liếc mắt, tựa hồ có thể đem trên người hắn tất cả bí mật khám phá, nói, nếu không, lấy ngươi lần này phạm sai lầm, đủ để gọt đi ngươi chấp pháp trưởng lão chức vị. Vâng vâng vâng. Đang trưởng lão đầu đầy mồ hôi, vừa rồi khí thế không còn sót lại chút gì, thành thành thật thật cúi đầu nói, đa tạ Dương sư huynh tha thứ, bên ta mới quả thật có chút bất tỉnh đầu. Dương Nhược Hư, ngươi thật lớn uy phong a. Liên tại lúc này, cách đó không xa giữa không trung, truyền đến một đạo trêu tức cấm thanh. Theo sát phía sau, một đạo bóng dáng dáng lâm xuống tới đông đảo tu sĩ nhìn thấy người tới đều là vẻ mặt chấn động nhao nhao không mình hành lễ hô to nói bái kiến bảng sư huynh người tới ăn mặc trường sam gánh vác trường kiếm tóc đen đơn giản buộc ở sau lưng song mi như kiếm trên người người này bắt mắt nhất chính là cặp kia bàn tay lớn mười ngón thon dài trắng nón trời sinh chính là một đôi cầm kiếm tay tô tử mặc bái vào càn khôn thư viện về sau liền bế quan ngàn năm cùng trong thư viện người đều không có cái gì lui tới tự nhiên không nhận biết người này sinh hồng quận chúa thần thức truyền âm nói vị này là nội môn đệ tử bàng vũ lai lịch không nhỏ kiếm tu nghe nói chiến lực nhưng đứng vào nội môn năm vị trí đầu khả năng so dương nhược hư sư huynh còn cường đại hơn tô tử mặc gật đầu một cái bàng vũ đến về sau vừa rồi vị kia túi đầu không người đằng trưởng lão quét qua khúng đúng thái độ ngang đầu đỡ ngực tinh thần đại trấn nhìn qua vị này đằng trưởng lão chỗ dựa có thể là vị này nội môn đệ tử bàng vũ nhưng tô tử mặc không biết trắng hắn cùng vị này bàng vũ vốn không quen biết như thế nào lại kết toán cái này bàng vũ lại tại sao lại nhằm vào hắn bàng sư huynh dương nhược hư nhìn thấy bàng vũ mặt không biểu tình chắp tay hành lễ tại tu chân giới bên trong phần lớn lấy tu vi cảnh giới cao thấp đến xưng hồ sư huynh hoặc là sư đệ nếu là hai người tu vi cảnh giới giống nhau mới có thể lấy bái vào tông môn thời gian dài ngắn để cân nhắc hai người đều là cấp chín thiên tiên nhưng bảng vũ so dương nhược hư vào môn thời gian muốn giải dương sư đệ ngươi cũng bất quá là nội môn đệ tử thư viện chấp pháp trưởng lao chức vị há lại ngươi có thể tùy ý sửa đổi bảng vũ nhìn chằm chằm dương nhược hư lạnh lùng nói rằng ta xác thực không cách nào sửa đổi dương nhược hư vẻ mặt không thay đổi nói bất quá nếu là có người chấp pháp bất công báo cáo thư viện chắc hẳn vị này đẳng trưởng lao chức vị cũng không giữ được à? giữ được không gánh nổi ngươi nói rồi không tính bàng vũ cười lạnh nói dương sư đệ đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi là tâm tư gì ngươi đến từ hạ giới cái kia tô tử mặc cũng tới từ hạ giới cho nên ngươi mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế che chở hắn nơi này là thư viện ngươi dương nhược hư còn không phải nội môn đệ nhất nghị muốn ở thư viện hô phong hoán vũ còn chưa tới phiên ngươi người sạch tự sạch bàng sư huynh nói nặng rồi dương nhược hư không mặn không nhạt trả lời một câu nói đã vậy chuyện có dạng này lớn tranh luận không bằng liền lên báo thư viện thư mời viện trưởng lão định đoạt. Nghe được câu này, Đàng trưởng lão trong lòng hoảng hốt. Đối với việc này, hắn rõ ràng nhất bất quá. Chuyện này, cái kia Tô Tử mặc hoàn toàn vô tội. Nếu là báo cáo thư viện, lọt vào xử phạt sẽ chỉ là hắn, đến lúc đó, thực biết giống Dương Nhược Hư Châu nói, hắn cái này chấp pháp trưởng lao chức vị, khả năng đều không gánh nổi. Bàng Vũ vẻ mặt trầm xuống. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, chuyện này nếu là báo cáo thư viện, sẽ chỉ tự tổn mặt mũi. Liên tại lúc này, Đàng trưởng lão con mắt chuyển động một vòng, đột nhiên nói rằng, hai vị sư minh, tuyệt đối không nên đả thương hòa khí ngoại môn sự tình, đều là chút việc nhỏ, không có gì to tát. Theo ta thấy, chuyện này coi như xong đi." Đang trưởng lao ý cười đầy mặt nói rằng. Tạm dừng một chút, hắn chuyện một chuyện, nhìn cách đó không xa Tô Tử Mặc, nói, "Bất quá, ta cùng cái này Tô Tử Mặc có chút toán riêng. Người này vừa rồi từng rong rạc mà nói, nếu là hắn cùng ta tranh đấu, ta liền hoàn thủ cơ hội đều không có." Câu nói này, ở đây tu sĩ, nhưng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được rồi. Trong đám người, lập tức có một ít tu sĩ lớn tiếng ồn ào. Đang trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: ngươi cho rằng ta chấp pháp bất công không tôn trọng ta chấp pháp trưởng lao thân phận có thể nhưng ta tu hành nhiều năm quyết không cho phép ngươi như vậy khiêu khích khinh thường tô tử mặc chân mày hơi hơi kích động nhìn lấy đảng trưởng lão nói cho nên đảng trưởng lão muốn thế nào đây là ngươi ta ở giữa ân đoán cá nhân không quan hệ thư viện một quy ta cũng không cần chấp pháp trưởng lao thân phận tới dọa ngươi đảng trưởng lão quang minh lẫm liệt nói rằng nhưng ngươi nói năng lô mãng ngươi ta liền lên đài luật kiếm phân cái cao thấp không biết xấu hổ nghe đến đó xích hồng quận chúa trong lòng thầm mắng một tiếng trung quanh cũng không ít tu sĩ lộ ra xem thường. Đang trưởng lão lời mặc dù nói được xinh đẹp, nhưng hắn tu vi cảnh giới là cấp 1 thiên tiên, Tô Tử Mặc chỉ là cấp 8 địa tiên, hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới. Rõ ràng như thế lấy lớn lớn nhỏ, lại bị hắn nói được đường hoàng. Dương Nhược hư khẽ như mày, nói, "Đang trưởng lão, hai người các ngươi tu vi chênh lệch quá lớn, cuộc tỷ thí này cũng không cần phải a." À? "Không thể so với cũng được." Đang trưởng lão cười lấy nói rằng, "Cái này Tô Tử Mặc thành thành thật thật tới đây, cho ta hành lễ nói xin lỗi, ta có thể tha thứ hắn. Nếu là hắn không xin lỗi, Liên được vì chính mình nói mỗi một câu nói phụ trách đang trưởng lao ánh mắt cay độc đã sớm nhìn ra lấy tô tử mặc tính tình cùng phong cách hành sự tuyệt không có khả năng trước mặt mọi người xin lỗi ngươi khẩu suất của nôn liền được tiếp nhận trừng phạt đang trưởng lão nhìn qua tô tử mặc hơi hơi cười lạnh nói nơi này là thư viện đài luận kiếm bên trên không cho phép sinh tử tranh chấp ngươi yên tâm ta sẽ lưu ngươi một mạng nhưng lại sẽ cho ngươi một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn chương hai nghìn một trăm bảy mươi biểu sát biện pháp này không sai bàng vũ trên mặt ý cười hơi hơi gật đầu nói cũng không phải không cho ngươi lựa chọn, ngươi hoặc là xin lỗi, hoặc là liền lên đài luật kiếm, tiếp nhận giáo huấn. Đang trường lao kê sách này, có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Coi như cái này Tô Tử Mặc trước mặt mọi người xin lỗi, hắn cũng có thể nói, Tô Tử Mặc không có thành ý, lặp đi lặp lại làm khó dễ, để hắn mất hết mặt mũi. Tô Đạo Hữu, cùng hắn nói lời xin lỗi cũng không quan trọng, ngươi cũng không tổn thất cái gì. Sinh Hồng quận chúa gặp Tô Tử Mặc tính lập không nói, cho là hắn trong lòng có chút xoắn không hạ nổi quyết tâm, liền thần thức truyền âm nói. Lúc này, động tĩnh của nơi này, cơ hồ đem thư viện hơn phân nửa ngoại môn đệ tử đều hấp dẫn tới ở mọi người nhìn lại trước mặt mọi người xin lỗi mặc dù có chút khó coi hao tổn mặt mũi nhưng dù sao cũng so ở đài luận kiếm bên trên bị thiên tiên ngược đánh còn mạnh hơn nhiều ngay tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tô tử mặc đột nhiên cười rồi Tốt, bên trên đài luận kiếm tô tử mặc cười lấy nói rằng chung quanh đầu tiên là yên tĩnh một chút chợt buộc phát ra từng đợt tiếng gầm cái này tô tử mặc điên rồi sao người này không coi ai ra gì vô cùng cuồng vọng ban đầu ở tiên tông đại tuyển thời điểm liền có thể nhìn ra ta đoán chừng hắn chính là không có bị khổ đầu ha ha thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ hắn không xin lỗi coi là có thể cứu danh dự nhưng hắn không rõ ràng nếu là bị đảng trưởng lão dừng lại đánh tơi bời sẽ càng mất mặt đông đảo ngoại môn đệ tử nhao nhao lắc đầu những này ngoại môn đệ tử cũng chỉ là từ tiên tông đại tuyển một chút thông tin bên trong nghe nói qua tô tử mặc danh hảo đối với hắn cũng không có bao sâu hiểu rõ thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng tiên tông đại tuyển truyền môn hơn phân nửa có chút khoa trương dương nhược hư cũng khen nhữ mày cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy tô tử mặc trầm giọng hỏi nói ngươi khẳng định muốn bên trên đài luận kiếm thư viện môn quy đồng môn đệ tử len lút bên dưới tranh đấu chỉ có thể ở đài luận kiếm tiến hành người ngoài không được can thiệp đài luận kiếm bên trên thần thông bí pháp có thể tùy tiện phong thích nhưng cấm chỉ sinh tử tranh chấp không cho phép vận dụng nguyên thần bí thuật nguyên thần tranh phong quá mức hung hiểm coi như người thắng nguyên thần cũng dễ dàng bị trọng thương đối thư viện mà nói không muốn có bất kỳ đệ tử thụ thương nhưng dù vậy đàng trưởng lão nếu là một lòng nghĩ muôn giáo hấn tô tử mặc hoàn toàn có thể bên dưới nặng tay đem nó nhục thân đánh được rời ra vỡ vụn Địa tiên có thể gây chi trùng sinh, nhưng vẫn không cách nào đạt tới nhỏ máu trọng sinh tầng thứ. Nếu là nhục thân vỡ vụn, đạt tới khó mà chữa trị cấp độ, chẳng khác nào mất đi nguyên bản thân thể, chỉ có thể thay hắn thân. Đây cũng không phải là hao tổn mặt mũi vấn đề. Thử một chút chứ sao. Tô Tử mặc hơi hơi nhún vai, nhìn qua vẻ mặt nhẹ nhõm, không thèm để ý chút nào. Phản ứng như vậy, tự nhiên lại lần nữa dẫn tới đám người ngoại môn đệ tử bĩu môi khinh thường. Dương Nhược Hư nhưng không có bộc lộ ra cái gì khinh thường, vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa nhắc nhỏ nói, "Đường tưởng rằng các ngươi chỉ là trên lệch hai cái cảnh giới." ngươi muốn rõ ràng một điểm giữa các ngươi là điệu tiên cùng thiên tiên tranh lệch thiên tiên cường giả có thể đi dương nhược hư lời còn chưa dứt liền bị một mặt không nhịn được bảng vũ cắt ngang dương sư đệ cũng không phải ngươi bên trên đài luận kiếm ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì bàng vũ cười lạnh nói hoặc là liền thành thành thật thật xin lỗi hoặc là liền lên đài luận kiếm đánh một trận đừng lệ mề chậm chạp dương nhược hư mặc dù không có nói xong nhưng tô tử mặc biết rõ hắn là muốn nhắc nhở chính mình thiên tiên cường giả có thể phóng thích tuyệt thế thần thông cái này cũng là thiên tiên cường giả lớn nhất thủ đoạn cùng ý vào chỉ bất quá tô tử mặc cảnh giới mặc dù là cấp tám địa tiên nhưng hắn nguyên thần cảnh giới cũng đã đạt tới cấp một thiên tiên tầng thứ đồng dạng có thể phóng thích tuyệt thế thần thông dương nhược hư bị bảng vũ cắt ngang không có tiếp tục nói chuyện nhưng vẫn là nhìn lấy tô tử mặc tô tử mặc hơi hơi gật đầu cho dương nhược hư một cái yên tâm ánh mắt dương nhược hư trong lòng chật nhẹ hắn từng ở tiên tông đại tuyển bên trong tận mắt chứng kiến qua tô tử mặc cường đại cùng tiềm lực ở ban long trong sơ cốc lúc đó liền không có người xem trọng cái này thư sinh giống như người trẻ tuổi ngay cả bốn người bọn họ đều không cho rằng cái này áo xanh thư sinh có thể từ hơn 100 cái hung thần ác sát vậy hình lục vệ đao bên dưới, giữ được tính mạng. Nhưng cuối cùng chứng minh, bọn họ tất cả mọi người đều sai rồi. Cho nên, Dương Nhược Hư tin tưởng Tô Tử Mặc. Nhưng hắn vẫn không rõ ràng, Tô Tử Mặc chỉ là địa tiên, muốn thế nào đến ứng đối thiên tiên lực lượng, còn muốn thiên tiên tuyệt thế thần thông. Đi thôi. Tô Tử Mặc vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn như tự nói nói rằng, ghi lòng tạc dạ giáo hấn, ta thật sự là có chút mong đợi. Ha 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 ha. Đang trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, nói, yên tâm, một hồi ngươi giống như nguyện. Bất luận là tại ngoại môn, nội môn bên trong đều có bao nhiêu chỗ đài luận kiếm cái gọi là luận kiếm tự nhiên không phải đơn thuần so kiếm chỉ là đồng môn giữa tranh đấu luận bản chi ý rất nhanh đám người liền đã đi tới khoảng cách ngoại môn nguyên linh các gần nhất một chỗ đài luận kiếm bên trên động tính của nơi này thậm chí đem một chút đi ngang qua nội môn đệ tử hấp dẫn tới đây đám người chung quanh càng lúc càng lớn ở trong thư viện mỗi lần đài luận kiếm luận bàn đều sẽ gây nên đám người chú ý lần này nhất là đặc biệt bởi vì bên trên đài luận kiếm hai người tu vi tranh lệch cách xa một cái là địa tiên một cái là thiên tiên một cái là ngoại môn đệ tử một cái là ngoại môn chấp pháp trưởng lão đài luận kiếm từ một cả khối đá lớn mài giũa mà thành không gian cũng đủ lớn hoàn toàn có thể cho luận bàn bên trong hai người tùy ý thi triển thần thông bí pháp chư vị nói một chút đàng trưởng lao mấy cái hiệp có thể thắng cái này chưa hẳn rồi chủ yếu là nhìn đàng trưởng lao muốn mấy cái hiệp thắng đàng trưởng lao nếu là nghĩ muốn nhanh chút thắng thứ một cái hiệp phóng thích ra tuyệt thế thần thông cái kia tô tử mặc liền thua nghèo vân chuột cũng sẽ không trực tiếp cắn chết ta đoán chừng a đàng trưởng lão muốn cùng người này ở đài luận kiếm bên trên chơi nhiều một hồi Trung quanh tu sĩ nghị luận ở mỹ tô tử mặc cùng đảng trưởng lão hai người cũng đã leo lên đài luật kiếm đối lập đứng vững tiểu tử đảng trưởng lão nhìn qua tô tử mặc đệ nén không được hưng phấn trong lòng cười lấy nói rằng kỳ thật ta là vì tốt cho ngươi ở trong thư viện ta dạy cho ngươi một bài học ngươi chí ít có thể bảo trụ một mạng nếu là đến rồi thư viện bên ngoài giống ngươi cuồng vọng như vậy phách lối ngươi đã sớm chết rồi tô tử mặc không để ý đến đảng trưởng lão mà là nhìn về phía bên cạnh một bên dương được hư bàng vũ phương hướng cất giọng hỏi nói luận kiếm có thể bắt đầu chưa chỉ cần leo lên đài luật kiếm bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu đang trưởng lão cười lớn một tiếng tiếng cười của hắn chưa rơi trong tầm mắt tô tử mặc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cẩn thận sau một khắc bàng vũ cảnh báo âm thanh đột nhiên ở hắn thai một bên nổ vang trong nháy mắt này hắn trái tim phảng phất đều ngưng đập đang trưởng lão không kịp đi nghĩ kế sách tô tử mặc vì sao đột nhiên biến mất hắn toàn lực thôi động nguyên thần hai tay bóp ra phát quyết nghĩ muốn buộc phát ra tuyệt thế thần thông nguyên bản hắn còn muốn có chỗ giữ lại nhưng tại thời khắc này hắn chỉ muốn bảo mệnh chỉ là cho dù có bảng vũ nhắc nhở, hắn cũng mất đi tiên cơ. Tô Tử Mặc vận dụng chân long cựu thiểm, trực tiếp đột phá mười trượng khoảng cách, giống như là thuấn di đồng dạng, giáng lâm ở hắn bên thân, một trưởng vô rơi vào hắn giữa lưng bên trên. Ẩm máu thịt nổ tung, khắp trời sưng máu. Chương hai nghìn một trăm bảy mươi hai, đánh tới ngươi tuyệt vọng. Đang trưởng lão mặc dù là cấp một tiên thiên, nhưng hắn núc thân, chỗ nào so qua được thanh liên chân thân? Thập phẩm tạo hóa thanh liên lại có sấm xét rèn xương cho dù không sử dụng mảy may huyết mạch chi lực, cũng có thể đối cứng bất kỳ địa giai tiên thiên pháp bảo đảng trưởng lão thân thể máu thịt căn bản gánh không được bị tô tử mặc cận thân về sau một trưởng chấn được chia năm xẻ bảy huyết nhục văng tung tóe tô tử mặc nguyên thần đương nhiên cũng có thể phóng thích tuyệt thế thần thông nhưng không cần thiết hắn sẽ lấy đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất giải quyết hết đảng trưởng lão sẽ không theo hắn quần nhau kéo dài chính như hắn lúc ban đầu châu nói hắn nếu là ra tay đảng trưởng lão liền hoàn thủ cơ hội đều không có tô tử mặc ra tay quá mức đột nhiên ở đây trừ rồi dương được hư bàng vũ dạng này đỉnh tiêm thiên tiên kịp phản ứng những người còn lại đều là một mặt kinh ngạc Thằng đến đằng trưởng lão nhục thân bị hủy trong đám người mới vang lên một tràng thốt lên âm thanh chơi ạ à, đằng trưởng lão lại bị một trưởng cho làm vỡ nát tốc độ quá nhanh rồi thuấn di sao không thể nào là thuấn di đài luận kiếm bên trên không có thần thông khí tức bộc lộ lại nói tô tử mặc chỉ là địa tiên phóng thích không ra thuấn gian di động Đang trưởng lão chủ quan rồi thậm chí ngay cả thuấn di đều không phóng thích đi ra liền bị đánh nát nhục thân đài luận kiếm trung quanh tiếng gầm cuộn cuộn ồn ào náo động một mảnh dương nhược hư hơi hơi lên mắt hơi hơi cười lạnh nói bảng sư huynh đài luận kiếm đấu pháp không cho phép người ngoài nhúng tay ngươi vừa mới mở miệng nhắc nhở đã tính vi quy hừ bàng vũ tự biết đối lý hừ lạnh một tiếng không có phản bác hắn không nghĩ tới tô tử mặc ra tay như thế mãnh liệt giống như sấm xét một đánh căn bản không cho đối thủ cơ hội phản kháng cho dù hắn lên tiếng nhắc nhở đàng trưởng lão đều không kịp thoát thân dương nhược hư trầm giọng nói ta nhìn trận này đấu pháp không cần lại làm hạ thấp đi rồi thắng bại đã phân vậy cũng chưa chắc ca bàng vũ nói đàng trưởng lão bất quá là có chút coi thường mất tiên cơ thiên tiên thủ đoạn há lại hắn một cái nho nhỏ địa tiên có khả năng địch nổi. Thiên tiên có thể vận chuyển nhỏ máu trọng sinh, chỉ cần nguyên thần bất diệt, coi như nhục thân hủy hoại, trong nháy mắt cũng có thể tái tạo nhục thân, khôi phục chiến lực. Dương Nhược Hư nói, nếu không có đại luận kiếm bên trên không phân sinh tử, Tô Tử mặc cái này một trường, liền trực tiếp đập vào đằng trưởng lão trên đỉnh đầu rồi. Lúc này đằng trưởng lão cũng không phải là thân thể nổ tung, mà là nguyên thần tự diệt. Kỳ thật, cũng đúng như Dương Nhược Hư cho nói, đại luận kiếm một trận chiến này, thắng bại đã phân. Chỉ là, Bàng Vũ không có cam lòng, không có để cho ngừng mà luận kiếm trên đài đằng trưởng lão càng là trong lòng tức giận nghĩ muốn nhỏ máu trọng sinh toàn lực ra tay chấn áp tô tử mặc tìm về mặt mũi tô tử mặc một trưởng đem đằng trưởng lão nhục thân chấn vỡ liền ngừng tay đến không có tiếp tục đuổi giết nhưng hắn ánh mắt chuyển động gặp bàng vũ căn bản không có kêu dừng ý tứ mà đổi thành một bên đằng trưởng lão nguyên thần chạy trốn tới đài luận kiếm nơi hẻo lánh chính tại vận chuyển nhỏ máu trọng sinh khôi phục nhục thân hắn liền hiểu được đối phương căn bản cũng không có từ bỏ tô tử mặc khỏe miệng hơi vện trên mặt hiện lên ra một vòng nụ cười gằn nhỏ máu trọng sinh tốc độ cực nhanh bất quá trong trước mắt đàng trưởng lao thân thể liền đã tái tạo hoàn thành đàng trưởng lao đang muốn thôi động nguyên thần đột nhiên trong lúc đó hắn chỉ cảm thấy được trước mắt hoa một cái tựa hồ có cái gì đổ vật hiện lên sau một khắc hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ xuống làm hắn dùng mình không rét mà run không tốt đàng trưởng lao trong lòng hô, hô to một tiếng ngay sau đó hắn sau lưng lại lần nữa truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức lồng ngực nổ tung toàn bộ thân hình lại lần nữa bị một luồng khủng bố lực lượng chấn được rời ra vỡ vụn ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới Đảng trưởng lão vừa mới tái tạo nhục thân lại lần nữa bị tô tử mặc một trường vốn nát thanh liên chân thân phối hợp đại hôn nguyên trưởng lực lượng đang trưởng lão căn bản không chịu nổi trong đám người một mảnh xôn xao Đang trưởng lão thân là ngoại môn chấp pháp trưởng lão chí ít tại ngoại môn bên trong địa vị tốt quý vẫn là cấp một thiên tiên không nghĩ tới ở đài luận kiếm bên trên lại bị một cái địa tiên liên tục chấn vỡ hai lần nhục thân liền hoàn thủ cơ hội đều không có thật sự là quá thảm rồi Đang trưởng lão mất đi tiên cơ mỗi một bước đều bị áp chế không biết rõ còn có thể có phải có cơ hội chuyển bại thành thắng cái này tô tử mặc thật sự là thông minh hắn biết rõ địa tiên cùng thiên tiên trinh lệnh biết rõ chính mình ngăn cản không nổi tuyệt thế thần thông cho nên mới liên tục ra tay hủy đi đẳng trưởng lão nhục thân để thiên tiên ưu thế khó mà phát huy một chút tu sĩ cao đẳng khoát luận nghiêm túc phân tích nguyên thần tu luyện tới thiên tiên liền có thể phóng thích tuyệt thế thần thông nhưng nhất định phải có nhục thân tồn tại nếu không chỉ là nguyên thần căn bản là không có cách tiếp nhận tuyệt thế thần thông lực lượng cho nên đẳng trưởng lão không có nhục thân liền thủy chung không cách nào vận dụng tuyệt thế thần thông một cái khác một bên bàng vũ sắc mặt tâm trầm nhịn không được mắng một tiếng, thật sự là ngu xuẩn. Người tái tạo nhục thân về sau, có lẽ thời gian thứ nhất phóng thích tuấn di rời đi, làm tiếp phản đánh. Bàng vũ nhìn như đang mắng, nhưng thật ra là đang nhắc nhở đằng trưởng lão nên như thế nào ứng đúng. Đằng trưởng lão lần thứ hai nhục thân vỡ vụn về sau, nguyên thần lại lần nữa chạy trốn tới trong góc, một lần nữa nhỏ máu trọng sinh, nương tụ thân thể máu thịt. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, nương tụ ra nhục thân về sau, hắn thôi động nguyên thần, căn bản không có ở nguyên nơi dừng lại chốc lát, trực tiếp tuấn di rời đi. Chỉ cần cùng tô tử mặc kéo ra đầy đủ khoảng cách để hắn có dù là một cái hô hấp phản ứng thời gian cũng đủ để ngưng tụ ra tuyệt thế thần thông đến đem tô tử mặc nhất cử trấn áp nhưng hắn thuấn di về sau thân hình vừa mới hiện lên còn không có chờ thở một hơi loại kia quen thuộc cảm giác nguy cơ lại lần nữa giáng lâm xuống tới mà mẹ nó đang trưởng lao trong lòng nổi giận thất thố phía dưới sổ một câu nói tục sau một khắc hắn nụ thân lại lần nữa bị tô tử mặc một trường chân vỡ hắn có thuấn di tô tử mặc cũng có chân long cửu thiểm nhỏ máu trọng sinh cũng không phải không có hạn chế mỗi một lần thân thể vỡ vụn đang trưởng lão đều sẽ tổn thất rất nhiều máu mạch tinh nguyên liên tục ba lần nhục thân vỡ vụn hắn khí huyết hao tổn nghiêm trọng Hắn tuổi tác không nhỏ khí huyết nguyên bản đã đi bên dưới đỉnh phong bây giờ lại kinh lịch như vậy trọng thương phản phất tại trong nháy mắt giản mua rất nhiều đang trưởng lão nguyên thần chạy ra ngoài lại lần nữa thuấn di thoát đi ngưng tụ nhục thân ầm theo sát phía sau tô tử mặc tùy theo dáng lâm một trưởng đem hắn nhục thân đập nát lúc ban đầu đang trưởng lão trong lòng còn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng nhưng hắn nhục thân liên tục vỡ vụn sáu lần về sau hắn trong lòng cũng chỉ còn lại tuyệt vọng dạng này tiếp tục nữa khi hắn khí huyết khô kiệt hắn liền lại không có năng lực nhỏ máu trọng sinh đang trường lão nguyên thần nhìn về phía một cái khác một bên bàng vũ hắn trên mặt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi luôn cuốn cùng, cùng xin giúp đỡ đang trường lão tin tưởng chỉ cần bàng vũ nói câu nào hắn liền có thể không cần lại tiếp nhận loại này tra tấn nhưng bàng vũ vẻ mặt băng lãnh thủy trung không chịu nói không chịu tỏ thái độ dương nhược hư mặt lộ vẻ không đành lòng nói thắng bại đã phân ta nhìn đàng trưởng lão có thể xuống không được bàng vũ quả quyết bác bỏ lạnh lùng nói rằng cái này là chính hắn lựa chọn đường hắn liền phải đi xong hắn là thiên tiên sao có thể tùy tiện nhận vua sao có thể tùy tiện bại bởi một cái địa tiên thiên tiên tôn nghiêm cho dù chết đều không cho phép một cái địa tiên đến trả đạp dương nhược hư khẽ nhữ mày hắn mơ hồ nghe ra bàng vũ lời nói này tựa hồ có ám chỉ gì khác chương hai nghìn một trăm bảy mươi ba vật hy sinh đài luận kiếm bên trên nghe được bàng vũ lời nói này đàng trưởng lao chính tại chạy trốn nguyên thần đột nhiên tạm dừng một chút hắn trong mắt đầu tiên là dâng lên một hồi mê mang sau đó tựa hồ minh bạch cái gì khuôn mặt đột nhiên biến được dữ tợn khủng bố vẻ mặt điên cuồng thiên tiên tôn nghiêm không cho khi nụ. đàng trưởng lão đột nhiên hét lên một tiếng nghiêm nghị nói tô tử mặc ta liều mạng với ngươi tiếng nói vừa dứt đài luận kiếm bên trên đột nhiên bắn ra một luồng kịch liệt thần thức ba động nguyên thần bí thuật bầy tu chấn động phát ra một tràng thốt lên ngươi dám dương nhược hư vẻ mặt đại biến rốt cục hiểu được bàng vũ vừa rồi chỗ nói để làm gì ý hắn chính là đang nhắc nhở đàng trưởng lão muốn lấy mệnh tương bác thiên tiên cường giả thủ đoạn mạnh nhất trừ rồi tuyệt thế thần thông còn có nguyên thần bí thuật dương nhược hương nghĩ muốn thời gian thứ nhất ra tay cứu xuống tô tử mặc chỉ là hắn tu vi cảnh giới tuy cao chiến lược tuy mạnh nhưng ý thức được thời điểm liền đã mượn rồi nguyên thần bí thuật ngưng tụ cùng phong thích tốc độ quá nhanh người đứng xem căn bản không kịp nhúng tay đừng bảo là là người đứng xem ở đông đảo tu sĩ nhìn chăm chú giới liền xem như ở đài luận kiếm bên trên tô tử mặc tựa hồ đều chưa kịp phản ứng đứng ở giữa không trùng không núp ních cứ thế ở nguyên nơi đang trưởng lão nguyên thần bí thuật hóa thành một đạo lưu quang trước mắt đã áp sát chui vào tô tử mặc trong mi tâm xong rồi xích hồng quận chúa thân hình hơi rung nhẹ mặt lộ vẻ không đành lòng nàng tu hành đến nay gặp được vô số thiên kiêu yêu nghiệt nhưng tô tử mặc cho cảm giác của nàng nhất đặc biệt đây là một cái để cho nàng trong lòng bội phục lại hiếu kỳ nam tử chỉ tiếc dạng này một cái vạn năm khó gặp thiên kiêu dám cùng nguyên ta quận vương đại tấn tiên quốc cầm tiên mộng giao đối kháng yêu nghiệt cứ như vậy chết ở càn khôn thư viện đài luận kiếm bên trên càn khôn thư viện bên trong đồng môn tranh chấp không phân sinh tử nhưng tô tử mặc lại bị thiên tiên vận dụng nguyên thần bí thuật đánh giết tiểu chết này đối với một cái thiên kiêu mà nói thực sự quá nhẹ quang cũng thực sự quá không công bằng thật giống như một khỏa sao băng như vậy trói lóa mắt ở trong trời đêm lưu lại một nói sáng trói dấu vết lại thoáng qua vẫn lạc ai trong đám người vang lên từng mảnh từng mảnh tiếng thở dài vừa rồi tô tử mặc liên tục đánh bạo đằng trưởng lão nhục thân một màn đối với đông đảo ngoại môn đệ tử mà nói thực sự quá rung động nhiệt huyết sôi trào thật không nghĩ đến trong ngay mắt tô tử mặc lại rơi được một kết cục như vậy đáng tiếc lấy hắn thiên phú tiềm lực cùng thủ đoạn thành tựu tương lai không thể đo lường nhưng cái này cũng không có cái gì từ xưa đến nay thiên tiêu yêu nghiệt vô số hơn phân nửa đều sớm chết yểu hắn cũng bất quá là bên trong một cái mà thôi có người tức hận có mỗi người qua có người lạnh lùng có người vui vẻ tình người ấm lạnh đều ở trong đó bàng vũ dương nhược hư trong lòng giận dữ không có xương hô sư minh trực tiếp hét lớn một tiếng ngươi không khỏi quá được gắt hắn bất quá vừa mới bái vào thư viện thời gian ngàn năm không có phạm xuống bất kỳ sai lầm ngươi vậy mà sai sử thiên tiên ở đài luận kiếm bên trên vận dụng nguyên thần bí thuật đem hắn hại chết ngươi còn tính là người sao dương nhược hư màu da, cùng loại với màu đồng cổ lần này giận dữ phía dưới khí huyết dâng lên lộ ra cả khuôn mặt đều âm trầm xuống giống như trận trừng mắt kim cương cực kỳ do người giết chết tô tử mặc mặc dù là đằng trưởng lão nhưng dương nhược hư rõ ràng chuyện này căn nguyên chính là bằng vũ đằng trưởng lão mặc dù vẫn còn sống nhưng đã là kẻ chắc chắn phải chết thư viện môn quy ở đài luận kiếm bên trên vận dụng nguyên thần bí thuật chính là trọng tội càng húng chi đằng trưởng lão còn giết rồi đồng môn dương nhược hư trong lòng rõ ràng tô tử mặc vẫn lạc sau lưng đầy tay hoàn toàn chính là nhìn như trí thân sự ngoại bằng vũ ha ha Bàng Vũ trong lòng đắc ý, khẽ cười một tiếng. Dương Nhược Hư càng là tức giận, hắn liền càng vui vẻ. Bàng Vũ hơi hơi nhún vai, một mặt vô tội nói rằng, "Dương sư đệ, có mấy lời, ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta chưa từng sai xử qua đằng trưởng lão, làm sao từng nói qua, để đằng trưởng lão vận dụng cái gì nguyên thần bí thuật đánh giết Tô Tử Mặc?" Dương Nhược Hư song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng, không nói lời nào, chỉ là trừng mắt Bàng Vũ. Bàng Vũ vẻ mặt bằng thẳng, khoan thai nói, "Hôm nay đại luận kiếm đấu pháp, tất cả mọi người đều thấy rõ, ở đây tu sĩ cũng có thể làm chứng cho ta." Dương Nhược Hư trong lòng kìm nén một luồng lửa, thậm chí nghĩ muốn lập tức đối bảng Vũ ra tay. Nhưng hắn lại rõ ràng, hắn như ra tay, hoàn toàn không có lý do gì. Bảng Vũ quá thông minh. Bảng Vũ mới vừa nói ra cái kia lời nói bên trong, căn bản không có rõ ràng sai sự đảng trưởng lão vận dụng nguyên thần bí thuật, cũng không có sai sự đảng trưởng lão đánh giết Tô Tử Mặc. Hắn không có cho mình lưu lại bất kỳ nhược điểm, liền mượn nhờ đảng trưởng lão chi thủ giết chết Tô Tử Mặc. Bảng Vũ. Dương Nhược Hư hơi hơi cắn răng, lạnh lùng nói, "Ta biết rõ, tại nội môn bên trong, các ngươi một số người thủy chung xem thường ta." trăm phương ngàn kế nghị muốn chèn ép ta chuyện này cũng không phải là bí mật gì không riêng gì tại nội môn ngay cả ngoại môn đệ tử đều có thể nhìn ra một chút mánh khỏe dương nhược hư xuất thân hạ giới ở trong thư viện nguyên bản liền chịu đến một chút xa lánh lại thêm lên hắn là người chính trực không hiểu được hòa hợp biển báo tự nhiên dần dần bị đông đảo nội môn đệ tử cô lập chỉ là dương nhược hư nương tựa theo chính mình cố gắng ở nghịch cảnh trung thành dài tu luyện hạo nhiên chính khí ngược dòng tiến lên dần dần bước lên nội môn đệ tử mười vị trí đầu bên trong về sau dương nhược hư còn đại biểu thư viện tiến đến bàn long dãy núi chủ trì tiên tông đại tuyển mời chào đệ tử chuyện này mặc dù để hắn ở thần tiêu tiên vực có chút thanh danh nhưng ở trong thư viện hắn lại dẫn tới càng nhiều ý bình thường tới nói đại biểu thư viện nội môn đệ tử làm sao đều không tới phiên dương nhược hư trong thư viện chỉ ít có năm người bất luận ở chiến lực, địa vị xuất thân đều muốn so dương nhược hư muốn cao năm người này bên trong liền bao quát bảng vũ ở bên trong dương nhược hư tại nội môn bên trong bị chịu đến xa lánh được ý có thể tưởng tượng được song phương mặc dù có chút xung đột lẫn nhau không vừa mắt nhưng dù sao cũng là ở cản khôn thư viện chí ít bên ngoài còn duy trì bình tĩnh rất ít đánh lớn ra tay còn nể mặt nhau thằng đến ngàn năm trước tiên tông đại tuyển bên trên liên quan tới mạc huynh tiên tử cùng dương nhược hư một chút lời đồn đại truyền về mới đánh vỡ loại an tính này những ngày truyền ôn đem dương nhược hư trực tiếp đẩy lên rồi nơi đầu sóng ngọn gió ngàn năm qua dương nhược hư cùng trong nội môn đệ tử ở đài luận kiếm bên trên phát sinh qua rất nhiều lần tranh đấu luận bàn mà tô tử mặc là ngàn năm trước tiên tông đại tuyển bên trong một cái người rất trọng yếu cùng dương nhược hư đồng dạng đến từ hạ giới lại là dương nhược hư dốc hết sức bảo hộ cho người cho nên bàng vũ bọn người mới sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến tô tử mặc trên người bàng vũ từng cùng đằng trưởng lão bắt chuyện qua để hắn tìm cơ hội giao hấn một chút tô tử mặc tốt nhất có thể đem đổi ra thư viện có thể nói tô tử mặc là ở hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống cuốn vào trận này nội môn đệ tử chi tranh hắn chỉ là trận này nội môn chi tranh vật hy sinh các ngươi khinh thường định ý ta đều có thể tiếp nhận nhưng cái này tô tử mặc cùng ta không thân chẳng quen năm đó hắn chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ cùng hắn bái vào thư viện đệ tử cũng không phân biệt các ngươi vì sao muốn nhằm vào hắn dương nhược hư nhìn chằm chằm bàn vũ lớn tiếng nói rằng hắn cùng ân đoán giữa chúng ta hoàn toàn không có liên quan hắn là vô tội có cái gì thủ đoạn các ngươi cũng có thể hướng về phía ta đến chương 2174, đi ngươi sao không phân sinh tử các ngươi đều là hạ nhân sao có thể tính không thân chẳng quân đâu bàng vũ vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói hắn chết không oan ai bảo hắn là ngươi dương nhược hư ra sức bảo vệ người hai người lời nói này đã coi như là triệt để xé rách mặt chuyện hôm nay chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu bàng vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên nói đừng nhìn năm gần đây ngươi ở thần tiêu đại lục bên trên thanh danh dần thịnh nhưng ta cho ngươi biết ở trong thư viện môn ngươi chẳng phải là cái gì ở trong thư viện liền một cái hạ nhân ngươi đều bảo hộ không được đại luận kiếm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí ngột ngạt tất cả tu sĩ nghe được bàng vũ nói đều cảm giác được một từng cơn lớn lạnh bàng vũ lời nói này không chỉ là nói cho dương nhược Hư nghe cũng là nói cho ở đây tất cả thư viện đệ tử nghe hắn đang cảnh cáo ở đây tu sĩ ai cùng dương nhược hư nhắc lên cái gì liên quan ở trong thư viện, tình cảnh đều sẽ biến được cực kỳ gian nan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi Tô Tử Mặc chính là kết quả của bọn hắn. Nguyên lai là dạng này. Liên tại lúc này, đài luận kiếm bên trên đột nhiên vang lên một đạo mang theo niệm mai âm thanh. Đài luận kiếm bên trên chỉ có hai người. Một cái là đẳng trưởng lão Nguyên Thần, bởi vì nhục thân liên tục vỡ vụn, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, gần như khô cạn, trước mắt còn tại chậm rãi tụ tập khí huyết, chuẩn bị tái tạo nhục thân. Cái thanh âm này không phải đẳng trưởng lão, mà một người khác. Khó nói Xích Hồng quận chúa tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, trong mắt sáng rõ. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ ánh mắt toàn đều rơi vào đài luận kiếm bên trên cái vị kia áo xanh tu sĩ trên người. T. Đám người hít vào một ngụm hơi lạnh. Tô Tử Mặc không chết. Cái kia bị Thiên Tiên Nguyên Thần bí thuật đánh trúng ngoại môn đệ tử, lại còn còn sống. Mà lại thể nội sinh cơ tràn đầy, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, không nhìn thấy nữa điểm thụ thương dấu hiệu. Cái này, Đông đảo tu sĩ chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là cảm thấy lẫn lộn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Đảng trưởng lão Nguyên Thần bí thuật chui vào Tô Tử Mặc thức Hải bên trong, đừng nói là điệu Tiên Nguyên Thần, chính là Thiên Tiên Nguyên Thần, bị Nguyên Thần bí thuật đánh trúng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc đó biến cố, chuyện đột nhiên xảy ra. Tô Tử Mặc nhìn qua cứ thế ở nguyên nơi, không nhúc ních, bị Đảng trưởng lão Nguyên Thần bí thuật đánh trúng. Trên thực tế, Đảng trưởng lão sinh lòng sát cơ trong đáy mắt, Tô Tử Mặc liền đã cảm giác được. Hắn không có sử dụng Nguyên Thần bí thuật cùng Đảng trưởng lao đối cứng, chỉ là bởi vì không cần thiết. Đảng trưởng lão Nguyên Thần bí thuật tiến vào hắn thức Hải, liền trực tiếp bị thanh liên tử ngưng tụ ra thanh liên kiếm đánh nát có tạo hóa đài sen bảo hộ một chút còn sót lại lực lượng thần thức cũng không thể làm bị thương sen xanh nguyên thần mảy may về sau tất cả mọi người đều coi là tô tử mặc đã bỏ mình sau đó chú ý của mọi người đều bị dương nhược hư cùng bàng vũ ở giữa cái lộn rằng có hấp dẫn tự nhiên là không ai lại đi lưu ý hắn tô tử mặc cũng muốn phải biết đàng trưởng lão nhằm vào hắn sau lưng nguyên nhân cũng không có lên tiếng thằng đến lúc này hắn nghe rõ ràng chuyện này chân tướng mới mở miệng nói một câu nói ngươi vậy mà không chết bàng vũ nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa vẻ mặt băng lãnh nhìn chằm chằm tô tử mặc Dương Nhược Hương ngược lại cười lớn một tiếng, tán thưởng nói, "Tô sư đệ, tốt thủ đoạn. Tô Tử Mặc không chết, hắn cũng không cần ấy nấy, tâm tình thật tốt. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể không chết?" Đang trưởng lão nguyên thần có chút thất kinh. Hắn căn bản không ngờ tới, trước mắt cái này ngoại môn đệ tử, vậy mà khởi tử hoàn sinh. "Ta không chết." Tô Tử Mặc nhìn lấy Đường trưởng lão, nhàn nhạt nói rằng, "Ngươi liền muốn chết rồi." "Ngươi?" Đang trưởng lão sắc mặt đại biến, nghĩ muốn quay người chạy trốn. Nhưng Tô Tử Mặc tốc độ càng nhanh, ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, đã ra tay, cất bước tiến lên, bàn tay lớn mở ra trực tiếp đem đảng trưởng lão nguyên thần giam cầm ở trong lòng bàn tay bàng sư huynh cứu ta đảng trưởng lão cơ hồ dọa được hồn phi phách tán hét lên một tiếng tô tử mặc dừng tay bàng vũ trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn quang không có lập tức ra tay mà là quát trói thai nói thư viện môn quy đại luận kiếm bên trên không phân sinh tử ha ha tô tử mặc nhịn cười không được ở trước đây bàng vũ âm thầm giật dây đảng trưởng lão vận dụng nguyên thần bí thuật đến đánh giết hắn mà giờ khắc này cái này bàng vũ lại nghĩa chính ngôn từ đem thư viện môn quy rời đi ra Tô Tử Mặc vốn là thư sinh, đọc thuộc lòng thánh hiển, cho dù bước vào tu hành, giết người vô số, lại cũng cực ít mắng chửi người. Nhưng giờ phút này, hắn trong lòng đối bảng Vũ chán ghét đến cực điểm, nhìn rồi đối phương liếc mắt, nhàn nhạt nói, "Cút mẹ mày đi không phân sinh tử." Nói xong, Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức, một tay lấy đẳng trưởng lão nguyên thần bất bạo. Vị này thư viện ngoại môn chấp pháp trưởng lão, ở đài luận kiếm bên trên, hình thần đều diện. Trung quanh tu sĩ, toàn đều trợn mắt hốt mổng, khó có thể tin nhìn qua Tô Tử Mặc. Ngay cả bảng Vũ đều sửng sốt một chút. Kỳ thật, hắn đã liệu định, Tô Tử Mặc sẽ động thủ đánh giết Đằng trưởng lão. Cứ như vậy, hắn liền có đầy đủ lý do tự mình hạ tràng, ra tay trấn áp Tô Tử Mặc. Nhưng hắn không ngờ tới, Tô Tử Mặc cũng dám mắng hắn. Câu này đi ngươi sao, cho Bàng Vũ mắng ngậu. Thiện nhân, ngươi dám mắng ta. Bàng Vũ kịp phản ứng, giận tím mặt, trong đôi mắt sát ý lạnh tấu xương, thôi động nguyên thần, trực tiếp phóng thích ra thuần di, biến mất ở nguyên nơi. Làm Bàng Vũ ở xuất hiện thời điểm, đã đi tới đài luận kiếm bên trên, Tô Tử Mặc bên thân. Chết. Bàng Vũ thả ra tay, một trường bổ bên dưới, uy lực khủng bố. Cấp 9 tiên tiên lực lượng, Tô Tử Mặc căn bản ngăn cản không nổi, liền xem như thập phẩm thanh liên chân thân cũng sẽ bị đánh được rời ra vỡ vụn. Bàng Vũ phóng thích Tuấn di nháy mắt, Tô Tử Mặc liền đã cảm giác được, hắn không chút do dự, trực tiếp phóng thích ra chân long cửu thiểm. Cơ hồ là bàng Vũ xuất hiện nháy mắt, Tô Tử Mặc liền đã biến mất ở nguyên nơi. Bàng Vũ cái này một trường thất bại, trong đám người lại lần nữa vang lên một hồi tiếng thán phục. Bàng Vũ thân là nội môn đệ tử, mà lại là bài danh năm vị trí đầu nội môn đệ tử cấp chín thiên tiên, bây giờ tự mình hạ trạng, ra tay đối phó một cái ngoại môn đệ tử, vốn là sẽ dẫn tới một mảnh xôn xao nhưng càng làm cho đám người khiếp sợ là, bàng vũ lần thứ nhất ra tay, vậy mà thất bại, không thể giết chết tô tử mặc. Bàng vũ phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, thân hình khẽ động, tốc độ nhanh đến kinh người, tựa như có thể đánh giá ra tô tử mặc đặt chân chút đồng dạng trực tiếp vọt tới. cùng lúc đó, hắn thả ra cấp chín thiên tiên thần thức uy áp từ trên trời ra xuống, bao phủ xuống. tô tử mặc thân hình vừa mới hiện hóa ra ngoài, liền xa vào đến như thế khổng lồ mênh ngông thần thức uy áp bên trong. tại dạng này thần thức uy áp bên dưới, hắn phảng phất hám sâu vũng bùn, hành động khó khăn, không cách nào phóng thích chân long cựu tránh cũng không thể tránh. Cái này là đỉnh cấp thiên tiên thủ đoạn. Chỉ gặp Bàng Vũ hai ngón khép lại, bóp ra kiếm quyết, hướng lấy Tô Tử Mặc mi tâm đâm đi xuống. Trong chốc lát, phản phất có một thanh mũi nhọn lăng lệ trường kiếm ngưng tụ mà thành, còn chưa giáng lâm, Tô Tử Mặc mi tâm liền đã chảy ra máu. Một đánh không trúng, đã để Bàng Vũ cảm giác trên mặt không nhịn được. Hắn một chỉ này, nhất định phải đem Tô Tử Mặc tại chỗ đánh giết. Chương 2175, Bàng Vũ bỏ mình. Tô Tử Mặc mắt thấy chôn tránh không ra, trong đôi mắt cũng phun trào lấy hung quang. Hắn chuẩn bị binh đi nước cờ hiểm. Bàng Vũ một chỉ này, quá mức xuất sắc nghĩ muốn toàn thân trở ra căn bản cũng không khả năng đến mà không trả lễ thì không hay tô tử mặc điên cùng thôi động nguyên thần hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm đối diện bằng vũ chỗ mi tâm trong huyết quang mơ hồ hiện lên ra một tôn thanh đồng phương đỉnh hắn nghĩ muốn lấy Trấn ngục đỉnh để ngăn cản bảng vũ kiếm chỉ phong mang đợt thứ nhất công kích Trấn ngục đỉnh cứng rắn vô cùng nhưng cũng rất khó hoàn toàn hóa giải mất cấp chín thiên tiên lực lượng sen xanh nguyên thần bên trên còn nắm một cái khác kiện trí bảo tam bảo ngọc như ý món trí bảo này những năm gần đây không ngừng hấp thu nhật nguyện tinh thần tinh hoa cứng rắn vô cùng còn có thể ngăn cản lần thứ hai công kích nếu là vẫn không cách nào hoàn toàn hóa giải phong mang hắn còn có cựu thiên tức ngưỡng cho dù là trọng thương tô tử mặc cũng phải liều rơi bằng vũ hắn nguyên thần khi tu luyện tới thiên tiên về sau đã có thể phong thích tuyệt thế thần thông mà hắn lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông bên trong có một đạo tuyệt thế thần thông có thể không nhìn thiên tiên tu vi cảnh giới đem cấp chín thiên tiên diệt sát cái này cử động cực kỳ mạo hiểm tô tử mặc không rõ ràng trấn ngục đỉnh, tam bảo ngọc như ý cựu thiên tức ngưỡng có thể hay không chống chọi được bảng vũ thế công nhưng hắn rõ ràng một điểm hắn nhất định phải để bàng vũ trả giá đắt cảm giác được tô tử mặc trong mắt điên cuồng cùng sắc cơ bàng vũ trong mắt lướt qua một tia trào phúng hơi hơi cười lạnh nghĩ muốn phản kháng sao bàng vũ nhẹ giọng nói người lực lượng trong mắt ta liền như là sâu kiến đồng dạng không biết tự lượng sức mình bệnh kiếm chỉ giáng lâm thẳng đến tô tử mặc mi tâm đâm tới phong mang lăng lệ đột nhiên tô tử mặc trước người hiện lên ra một bóng người cao lớn trên người chính khí quần quận khí thế quần quận mất trời không kém chút nào cấp chín thiên tiên bàng vũ dương nhược hư thuấn di đổi tới bàng vũ thuấn di rời đi lần thứ nhất ra tay hắn lúc đó không thể kịp đổi tới mà lần này dương nhược hư đúng lúc đến chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng trong lồng ngực chính khí quanh quẩn giơ tay lên cánh tay nằm chắc thành quyền hướng lấy bảng vũ đã đâm đến kiếm chỉ đánh rồi đi qua ngay tại dương nhược hư hiện thân hét lớn một tiếng đồng thời tô tử mặc cũng gầm nhẹ một tiếng nháy mắt phương hoa một đạo tuyệt thế thần thông lực lượng bắn ra trong nháy mắt giáng lâm bao phủ ở bảng vũ trên người dương nhược hư hiện thân về sau bảng vũ chú ý căn bản không có ở tô tử mặc trên người hắn mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm dương nhược hư cười lạnh nói dương sư đệ ngươi nằm đấm còn kém chút ngăn không được ta kiếm chỉ ẩm bàng vũ kiếm chỉ cùng dương nhược hư nắm đấm đụng vào nhau khí kình bắn ra khuấy động ra một đoàn khí lãng quét sạch cả tòa đài luận kiếm Trung quanh xem cuộc chiến tu sĩ đều bị cố này khí kình thổi được nhau nhau lui lại thân hình lay động dương nhược hư cũng rõ ràng trước mắt hắn chiến lực còn không phải bàng vũ đối thủ nhưng tô tử mặc ngay tại sau lưng hắn tuyệt không thể để tô tử mặc tụ thương hắn không thể lui lại quên chỉ rằng co thân hình của hai người đối lập mà đứng không nhúc nhích. bàng vũ khe nhíu mày hắn cảm giác có chút không đúng hắn cái này một kiếm lực lượng có lẽ có thể xuyên thủng dương nhược hư nằm đấm như thế nào xuất hiện bây giờ cân sức ngang tài một màn dương nhược hư cũng có chút mê hoặc chẳng lẽ nói bàng vũ lưu thủ rồi nhưng liền tại lúc này hai người vẻ mặt cũng thay đổi bàng vũ trong đôi mắt đầu tiên là lướt qua một tia kinh ngạc chật là mê mang hoảng sợ cuối cùng là ngạc nhiên mà dương nhược hư nhìn qua trước người bàng vũ cũng là sắc mặt đại biến hiện lên ra khó có thể tin ở dương nhược hư trong ánh mắt bàng vũ dung mạo vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giả mua lấy tóc đen đầy đầu, bất quá trong chớp mắt đã biến được tái nhợt như tuyết, hơi hơi phiêu độc lấy. Bàng Vũ trên mặt nếp nhăn xếp, giống như là một vị bất cứ lúc nào cũng sẽ gần đất xa trời già trên tám mươi tuổi lão nhân, trong suốt lệnh thấu xương đôi mắt đều biến được đục ngầu khô héo. Thời gian dần trôi qua, Trung Quanh tu sĩ cũng phát hiện rồi Bàng Vũ dị thường, mau nhìn Bàng sư huynh thế nào? Trời ạ, à, làm sao trong nháy mắt Bàng sư huynh biến thành bộ dáng này? Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Bàng Vũ cái kia nguyên bản thẳng tắp như kiếm thân thể đều biến được còng lưng, toàn bộ người thu nhỏ rồi một vòng trong đám người tiếng gầm càng lúc càng lớn tất cả mọi người nhìn lấy bảng vũ ánh mắt đều là không khỏi kinh hãi ta 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 thế nào bảng vũ âm thanh run nhẹ nhẹ lấy hắn cái này mới mở miệng mới phát hiện hắn thanh âm của mình biến được dán mua vô cùng bảng vũ căn bản không tin tưởng loại thanh âm này là từ trong miệng của hắn phát ra tới bảng sư minh ngươi thọ nguyên làm sao dương nhược hư cũng chừng lớn hai mắt không biết rõ trước mắt một màn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bảng vũ thể nội thọ nguyên đã còn thừa không có mấy Thiên Tiên Thọ Nguyên có 30 vạn năm lâu, Bàng Vũ nguyên bản mới hơn mấy trăm ngàn tuổi, chính ở vào đỉnh phong. Nhưng bây giờ, Bàng Vũ tuổi thọ đã còn thừa không có mấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Mà hết thảy này, liền phát sinh ở trong chốc lát. "Ta, ta, ta Thọ Nguyên." Bàng Vũ tràn đầy nếp nhăn, khô quắt bờ môi giật giật. Hắn cũng ý thức được, trên người mình phát sinh rồi cái gì. Thọ Nguyên hao hết, hắn sắp vỡ lạc. Cái này so cái gì thân chịu trọng thương, nguyên thần bị hao tổn đều muốn đáng sợ. Cho dù là nguyên thần bị hao tổn, cũng có một tia hy vọng trị liệu nhưng thọ nguyên hao hết là chân chính thân tử đạo tiêu người bàng vũ cuối cùng chừng mắt đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm dương ngược hư ngụ lớn thở hồn hện trong đôi mắt tràn đầy oán hận nhưng hắn nhìn thấy một mặt mê mang dương ngược hư hắn sửng sốt một chút vừa rồi dương Nhược hư chỉ là ra tay cùng hắn đối cứng một cái căn bản không có khả năng buộc phát ra loại lực lượng này hơn nữa nhìn dương ngược hư vẻ mặt tựa hồ cũng không rõ ràng phát sinh rồi cái gì nhưng nếu không phải dương ngược hư là ai ai trong bóng tối đối với hắn ra tay bàng vũ trước khi chết trong đầu góc hiện lên một đạo linh quang hắn ánh mắt chuyển động rơi vào dương nhược hư sau lưng cái kia đạo áo xanh tu sĩ trên người cái kia hắn cơ hồ đã sơ sót sâu kiến lúc này cái kia áo xanh tu sĩ thần sắc bình tĩnh chính lạnh lùng nhìn hắn đối với một màn này không ngạc nhiên chút nào bàng vũ đông nhiên hồi tưởng lại vừa rồi chiến trường bên trong tựa hồ có người nói một câu nháy mắt phương hoa đúng đúng là ngươi bàng vũ chật vật giơ tay lên cánh tay xa xa chỉ vào tô tử mặc tô tử mặc vị trí chính là dương nhược hư vị trí ở trong mắt mọi người bàng vũ chỉ người tự nhiên là là dương nhược hư vừa rồi đại chiến kịch liệt dương nhược hư hét lớn một tiếng tô tử mặc gầm nhẹ cơ hồ bị cái này hét lớn một tiếng che giấu đi qua không có người phát giác được ai sẽ nghĩ đến một cái cấp tám địa tiên có thể phóng thích ra tuyệt thế thần thông ai có thể nghĩ đến một cái địa tiên tuyệt thế thần thông có thể đem nội môn năm vị trí đầu cấp chín tiên tiên tại chỗ diệt sát bàng vũ khỏe miệng giật giật tựa hồ còn muốn muốn nói những cái gì nhưng cái này một hồi thời gian hắn tuổi thọ hoàn toàn hao hết bình bàng vũ giơ lên cánh tay ngửa mặt ngã xuống chừng lớn lấy đục ngầu con mắt nhìn qua xanh lam bầu trời chết không nhắm mắt Chương 2176, Phương Thanh Vân. Bàng sư huynh cứ như vậy chết rồi. Không nghĩ tới, Dương sư huynh chiến lực vậy mà đã đáng sợ như thế, chỉ là một chiêu, liền đem bảng sư huynh giết đi. Ta đoán chừng, Dương sư huynh bây giờ chiến lực có thể cùng Phương sư huynh sánh vai. Có vừa mới bái vào thư viện đệ tử nhịn không được hỏi nói, vị nào Phương sư huynh? Đương nhiên là bây giờ nội môn đệ nhất, Phương Thanh Vân. Không biết rõ vừa rồi Dương sư huynh vận dụng tuyệt thế thần thông gọi cái gì, vậy mà có thể đem bảng sư huynh hơn mấy trăm ngàn năm tuổi thọ hao hết, thật sự là đáng sợ. Không có nghe rõ tựa hồ gọi cái gì nháy mắt Đài luận kiếm chung quanh tiếng người huyên náo sớm có tu sĩ chạy đến nội môn thông chi cái này việc lớn Đài luận kiếm bên trên không phân sinh tử nhưng hôm nay lại liên tiếp vẫn là hai người một cái là chấp pháp trưởng lão một cái là nội môn năm vị trí đầu cấp chín thiên tiên cái này tuyệt đối sẽ gây nên thư viện chấn động tô tử mặc vẻ mặt chấn định chuyện này vốn là là đảng trưởng lão cùng bảng vũ vô lý trước đây hắn chỉ là bị ép ra tay phản đánh chỉ cần thư viện công chính liền sẽ không giáng tội với hắn nháy mắt phương hoa là thông qua hoang vu tuế nguyệt như đao hai loại thần thông lực lượng lĩnh ngộ được cực hạn diễn biến mà thành tuế nguyệt trôi qua ở cái này đạo thần thông ra chỉ phía dưới trong chốc lát hoàn thành phương hoa tan biến bất luận bảng vũ có bao nhiêu thọ nguyên coi như hắn có ba mươi vạn năm thọ nguyên bị nháy mắt phương hoa đánh trúng đều rất khó may mắn thoát khỏi tại khó đương nhiên nháy mắt phương hoa nếu là chém ở chân tiên trên người liền sẽ không có bất kỳ hiệu quả chân tiên ngưng tụ đạo quả một thân chân nguyên hộ thể nháy mắt phương hoa lực lượng căn bản là không có cách đánh xuyên nếu là bảng vũ có chỗ chuẩn bị lấy khắc một đạo tuyệt thế thần thông cùng nháy mắt phương hoa đối kháng hắn cũng sẽ không bỏ mình chỉ tiếc bàng vũ căn bản là không có đem tô tử mặc để ở trong mắt hắn căn bản không nghĩ tới tô tử mặc có thể buộc phát ra uy hiếp được hắn lực lượng hắn tất cả chú ý đều đặt ở dương nhược hư trên người hắn phong mang hắn lực lượng toàn đều ngưng tụ ở kiếm chỉ của chính mình bên trên cùng dương nhược hư buộc phát ra một lần kinh thiên động địa đối kháng ngay trong nháy mắt này nháy mắt phương hoa giáng lâm đương nhiên tô tử mặc rõ ràng một sự kiện bàng vũ mặc dù là vẫn lạc tại nháy mắt phương hoa phía dưới lại cũng không có nghĩa là hắn có thể chính diện đánh giết cấp 9 thiên tiên. Song phương lực lượng trên lệch quá lớn. Đừng bảo là là cấp 9 thiên tiên, liền xem như cấp 3 thiên tiên, cấp 4 thiên tiên lực lượng, hắn đều rất khó ngăn cản. Hắn có cái này tự mình hiểu lấy. Nếu không có Dương Nhược Hư cuối cùng hiện thân, hấp dẫn Bàng Vũ tất cả chú ý cùng lực lượng, hắn đều chưa hẳn có thể đã thủ. Bàng Vũ bỏ mình, có thể nói là chết ở Tô Tử Mặc trong tay. Nhưng trong lúc này, cũng là có rất nhiều trùng hợp, trời xui đất khiến. Ngay tại Tô Tử Mặc trầm tư thời điểm, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trước người Dương Nhược Hư, đã xoay người lại chính thâm ý sâu sắc nhìn lấy hắn trong đôi mắt bộc lộ ra một loại phức tạp ánh mắt có chân kinh có bừng tỉnh có cảm khái tất cả mọi người đều coi là bàng vũ là vẫn lạc tại dương nhược hư trí thủ nhưng dương nhược hư chính mình rõ ràng hắn vừa rồi một quyển kia lực lượng căn bản giết không chết bàng vũ cũng không đạt được khủng bố như vậy hiệu quả nếu không phải hắn ra tay thì là ai đài luận kiếm bên trên chỉ có ba người bàng vũ đã chết nếu không phải hắn ra tay vậy cũng chỉ có thể là người thứ ba chuyện này có thể giấu giếm được tất cả mọi người lại khẳng định không thể gạt được Dương Nhược Hư là ta, Tô Tử Mặc vừa mới mở miệng nói ra hai chữ, Dương Nhược Hư đột nhiên khẽ nhíu mày, khoát tay áo, cắt ngang Tô Tử Mặc muốn nói, chuyện này ngươi không cần thừa nhận. Dương Nhược Hư vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, Tô Tử Mặc đang muốn hỏi thăm, nơi xa chuyển đến một hồi quắc nhẹ, xảy ra chuyện gì? Nội môn phương hướng có mấy bóng người chính phá không mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận, chậm chậm dáng lâm, người cầm đầu một bộ trường bào màu xanh đậm, phía trên văn vẽ từng mảnh từng mảnh tường vân, tóc đen buộc lên khí Vũ Yên Ngang, vẻ mặt trầm ổn, bên hông treo một thanh trường kiếm. Bái Kiến Vương sư huynh. Trung quanh tu sĩ nhao nhao chắp tay hành lễ. Phương Thanh Vân, nội môn đệ nhất. Ở Phương Thanh Vân sau lưng, còn đi theo bốn vị tu sĩ, một nam một nữ, đều là thành giật thoát trần, khí chất xuất chúng, trên người khí tức cường đại, cùng dương nhược hư không phân cao thấp. Một nam một nữ này tên là Đường Bằng cùng Nôn Bang Oánh, tại nội môn bên trong, cũng vô cùng có tiết khí, chiến lực nhưng đứng vào mười vị trí đầu. Trong đó, Nôn Bang Oánh càng có nội môn đệ nhất tiên tử mỹ danh, cùng Phương Thanh Vân có qua không ít nghe đồn chỉ là song phương đều không có công khai tuyên cáo mà thôi gặp qua đường sư huynh nôn sư tỷ đông đảo tu sĩ lại lần nữa hành lễ phương thanh vân ánh mắt sắp bén thời gian thứ nhất nhìn thấy vẫn lạc tại đài luận kiếm bên trên bảng vũ nhưng hắn vẻ mặt không thay đổi hơi hít mắt lại nhìn về phía cách đó không xa dương ngực hư trên mặt không lộ hỉ nộ bàng sư huynh đường băng nhìn thấy bảng vũ thi thể mở chừng hai mắt kinh hô một tiếng trực tiếp xông lên đài luận kiếm nôn băng ánh cũng dội ra bàn tay trắng nón che lại môi anh đào kinh hô một tiếng là ngươi làm đường băng mãnh liệt ngẩng lên đầu hung tận nhìn chằm chằm đối diện dương nhược hư mặt lộ vẻ hung quang lạnh giọng nói rằng là ta dương nhược hư không chần chờ một thanh niên xuống đến vậy ngươi liền cho ta nạp mạng đi đường băng đằng đằng sát khí quát chói hai một tiếng bàn tay đập vào trên túi chữ vật từ bên trong lấy ra một đôi ánh vàng lấp lóe bao tay mang nơi tay trên lòng bàn tay đôi này bao tay đem đường bằng bàn tay toàn đều bao vây lại mà lại mười ngón móng tay sắc bén như lao đụng vào nhau một chút phát ra bong bong vang động tia lửa tung tóe giống như là một đôi bén nhọn đứng chảo Bệnh. đường bằng thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất ở nguyên nơi. Thuấn Di, Dương Nhược Hư khẽ nhíu mày. Nếu là bình thường đối địch, hắn lúc này cũng cần phải Thuấn Di rời đi. Nhưng Tô Tử Mặc liền ở phía sau hắn, hắn nếu như mở, Tô Tử Mặc rất có thể sẽ bị lâm vào điên cuồng đường bằng giận chó đánh mèo, bỏ mình tại chỗ. Nghĩ lại đến tận đây, Dương Nhược Hư lù lù không động, bàn tay ở trên túi chứa vật một vòng, bàn tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, hướng lấy nghiêng phía sau hư không đâm ra một kiếm. Nơi đó vốn là không có vật gì, nhưng ngay tại Dương Nhược Hư cái này một kiếm đâm ra về sau, đường bằng thân hình đột nhiên xuất hiện, thò ra màu vàng sắc bén móng vuốt, bọc đầu vừa xuống. Mà Dương Nhược Hư cái này một kiếm, vừa vặn nên đón tiếp lấy. Cong, kiếm chảo giao đánh, chói hai lưới mát thanh âm vang lên. Đường Bằng hơi chấn động một chút, thân hình khẽ động, lại lần nữa rời đi. Hắn tốc độ cực nhanh, ở đài luận kiếm bên trên, chỉ còn lại có một đạo lưu quang, ngoại môn đệ tử ánh mắt, căn bản đuổi không kịp hắn thân pháp. Lấy Tô Tử Mặc thị lực, đều không thể đem nó khóa chặt, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo một tàn ảnh chỗ này. Tô Tử Mặc chỉ nhìn một hồi, liền cảm giác được đầu váng mắt hoa. Hắn âm thầm kinh hãi, Thư viện những này nội môn đệ tử quá mức cường đại. Bàng vũ nếu không có bị dương nhược hư hấp dẫn tất cả chú ý, không có phòng bị nháy mắt phương hoa, cũng tuyệt không có khả năng bị hắn một kích thành công. Phải biết cái này đường bằng ở con nhỏ, từng từng chiếm được một phần cơ duyên lớn, có thể phạt tùy thay máu, thể nội chạy xuôi theo đại bằng nhất tộc huyết mạch, trời sinh tốc độ kinh người. Nội môn bên trong đường bằng thân pháp đệ nhất. Chương 2177 công bằng cơ hội. Đường bằng liền vây quanh ở dương nhược hư bên thân không ngừng đi lại, từ đầu đến cuối không có ra tay, nhưng cũng mang ý nghĩa, hắn bất cứ lúc nào đều có thể ra tay một khi phán đoán sai lầm chắc chắn bị trọng thương dương nhược hư dài dài phun ra một ngụm khí đột nhiên hai mắt nhắm lại một tay mang theo trường kiếm tựa hồ đã bỏ đi tô tử mặc lúc này cũng đặt mình vào trên chiến trường không cách nào thoát thân đột nhiên tô tử mặc trong lòng báo động chặt tránh bên trái hắn trong đầu góc vừa mới hiện lên cái này đạo ý nghĩ chỉ gặp dương nhược hư đã ra tay một kiếm đâm về chéo phía bên trái hướng cùng một thời gian một đạo ánh vàng thoát hiện chụp vào trên mũi kiếm tia lửa tung tóe đường băng một đánh công chúng thân hình không chút nào tạm dừng tiếp tục chạy vội cũng không lâu lắm tô tử mặc trong lòng báo động lại lần nữa hiện lên cùng ừ. lúc đó dương nhược hư lại lần nữa ra kiếm cong kiếm trào rằng co đường bằng thân hình lóe lên liền biến mất lại biến mất ở dương nhược hư trong tầm mắt từ đầu đến cuối dương nhược hư đều không có mở hai mắt ra tô tử mặc trong lòng tán thưởng một tiếng hắn linh giác truyền thừa từ điệp nguyệt mới có thể đánh giá ra nguy cơ đầu nguồn mà dương nhược hư thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh hắn bên thân thủy trung còn cuốn hạo nhiên chính khí hình thành một loại vô hình khí tràng chỉ cần đường bằng ra tay tất nhiên sẽ phá hư loại này khí chẳng cân bằng cho nên hắn sẽ thời gian thứ nhất có cảm ứng mà đường bằng thân pháp lại nhanh cũng không nhanh bằng dương nhược hư kiếm trong tay cho nên ở đông đảo tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới đài luận kiếm bên trên một trận chiến này biến được có chút quỷ dị một đạo thấy không rõ bóng dáng đang không ngừng di động tốc độ cực nhanh đem chung quanh hư không đều quấy được có chút vặn mèo mà dương nhược hư một tay cầm kiếm một tay thả lỏng phía sau ngạo nghẽ mà đứng khi thì đâm ra một kiếm mỗi một kiếm đâm ra đài luận kiếm bên trên chắc chắn sẽ vang lên một đạo lưỡi mát và chạm thanh âm chén trà nhỏ thời gian đường bằng đã ra tay hơn trăm lần mà dương nhược hư bước chân chưa từng di động nửa phần đường sư huynh ta biết do ngươi cùng bảng sư huynh giao tình rất sâu nhưng việc này cũng nên hỏi rõ ràng trận tướng động thủ lần nữa luận kiếm cũng không mượn liền tại lúc này dương nhược hư nhắm hai mắt đột nhiên mở miệng dẫn tới một mảnh sợ hai thán phục tất cả mọi người đều rõ ràng ở loại này kịch liệt tư giết bên trong không chứa được có nữa điểm phân tâm phân thần có chút sai lầm liền có khả năng lạc bại thân vong mà dương nhược hư ở kịch liệt như thế trong chém giết lại còn có thừa lực mở miệng nói chuyện cái này chí ít nói rõ dương nhược hư thành thạo còn có dư lực đường sư minh ngươi đừng lên làm hắn là nghĩ muốn dẫn dụ ngươi phân tâm nói chuyện Nôn băng oánh đứng dậy cười lạnh một tiếng nói giết người thì để mạng thiên kinh địa nghĩa cùng ngươi một cái hạ nhân có cái gì tốt nói thằng đến lúc này tô tử mặc mới ý thức tới vì sao dương nhược hư để hắn không cần thừa nhận bàng vũ là hắn chỗ giết bởi vì dương nhược hư biết rõ bàng vũ bỏ mình phương thanh vân đường bằng nôn băng oánh những này người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ những này người lấy phương thanh vân dẫn đầu tại nội môn bên trong nguyên bản liền cùng dương nhược hư có qua rất nhiều hiểm khích lẫn nhau bề ngoài không vừa mắt mâu thuẫn dần dần sâu bàng vũ bỏ mình làm cho song phương mâu thuẫn triệt để kích hóa hoàn toàn bộc phát dương nhược hư đối với những người này hiểu rất rõ những này người nhìn thấy bàng vũ bỏ mình hơn phân nửa sẽ không hỏi thăm về nhân duyên tử thời gian thứ nhất liền sẽ đánh lớn ra tay mà tô tử mặc chỉ là ngoại môn đệ tử lại là hạ giới phi thăng đi lên người căn bản ngăn cản không nổi chuyện này căn nguyên vốn cũng là bởi vì hắn cùng phương thanh vân những này nội môn đệ tử chi tranh đem tô tử mặc liên lụy vào hắn đương nhiên sẽ không đem tô tử mặc đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng lại đi tiếp nhận phương thanh vân đám người lửa giận tô tử mặc cũng không chịu nổi đương 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 đại luận kiếm bên trên kiếm chảo va chạm thanh âm càng lộ gấp rút song phương tranh đấu cũng tiếp cận sự nóng sáng hóa đường bằng thế công càng lộ hung mãnh đã vận dụng toàn lực hắn đối dương nhược hư nhiều lần công không xuống trong lòng tự nhiên càng lộ nôn nóng mà dương nhược hư thủy trung nhắm hai mắt khí định thần nhàn phương thanh vân đột nhiên lắc lắc đầu nhẹ giọng nói đường bằng gấp rồi muốn bại lời còn chưa dứt đài luận kiếm bên trên dương nhược hư đột nhiên mở mắt khẽ quát một tiếng chúng thử một đạo ánh kiếm lướt qua như vạch phá bầu trời đêm tiềm điện kinh diễm vô cùng mang theo một dải đỏ tươi trướng mắt huyết trâu sau một khắc dương nhược hư thu kiếm đường bằng thân hình hiện lên đi ra tay phải bưng bít lấy lồng ngực khe hở bên trong dỉ ra từng đạo một máu tươi tràn đầy oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm dương nhược hư dương nhược hư cái này một kiếm đâm rách hắn trái tim thiên tiên mặc dù có thể nhỏ máu trọng sinh nhưng kiếm khí nhập thể lại là trái tim vỡ vụn nghị muốn chữa trị cũng phải tiêu hao mười mấy cái hơi thở thời gian thắng bại đã phân dương nhược hư ngươi chớ đáp ý hơi chờ một lát ngươi ta lại đến qua đường bằng cắn răng nói rằng dương nhược hư khe nhữ mày lạnh lùng nói ta cái này một kiếm đã lưu thủ ngươi ta thắng bại đã phân ngươi như dây dưa nữa không khỏi làm mất thân phận ai cùng ngươi phân thắng bại ta muốn cùng ngươi phân sinh tử đường bằng sát khí không giảm đài luận kiếm bên trên không phân sinh tử dương nhược hư trầm giọng nói đường bằng ngươi lùi ra đi đường bằng đang muốn nói chuyện phương thanh vân đột nhiên mở miệng nhẹ lát nhẹ tay, ra hiệu Đường Bằng rời đi. Đường Bằng mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng lại không dám chống lại Phương Thanh Vân ý tứ, hít sâu một hơi, quay người rời đi. Phương Thanh Vân thân hình khẽ động, chậm chậm bay xuống xuống tới, đứng ở đài luận kiếm bên trên. Phương Thanh Vân trên người không có bộc lộ ra cái gì phong mang cùng khí thế kinh khủng, nhưng đứng ở đối diện Tô Tử Mặc, lại sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Cho dù có Dương Nhược hư ngăn tại trước người hắn, loại cảm giác đáng sợ này cũng vùng đi không được. Cái này người rất mạnh, không hổ là nội môn đệ nhất. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Dương Nhược Hư vẻ mặt cũng thay đổi được cực kỳ ngưng trọng, toàn bộ người tinh thần đều căng cứng, bàn tay nắm chặt trường kiếm, bởi vì quá mức dùng sức, đến mức đốt ngón tay có vẻ hơi tái nhợt. Phương sư huynh cũng phải ra tay sao? Dương Nhược Hư mắt không chấp nhìn chằm chằm Phương Thanh Vân, không dám có chút phân tâm. Chớ khẩn trương. Phương Thanh Vân khoát tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt, nói, đại luận kiếm bên trên, xác thực không phân sinh tử, nhưng ngươi đã giết rồi bằng ngũ, phá môn quy, sẽ vì bảng sư đệ đền mạng. Việc này cũng không phải là. Dương Nhược Hư mở miệng giải thích, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Phương Thanh Vân phất tay cắt ngang, nói ta không muốn nghe bất kỳ nguyên nhân gây ra nguyên lý do ta chỗ đã thấy chính là đài luận kiếm bên trên ngươi cùng bảng sư đệ đã phân ra sinh tử phá hư môn quy cho dù là thư viện môn quy ngươi cũng nên chết ta dương nhược hư vừa mới mở miệng phương thanh vân lại lần nữa đem nó cắt ngang nói dương sư đệ ta bây giờ cho ngươi một cơ hội có thể cùng ta công bằng một trận chiến ngươi như thắng rồi ta sau này cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức cho dù ta không ra tay có thư viện môn quy ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết đã đều là chết chí ít ở thư viện đệ tử trước mặt ta cho ngươi một cái có tôn nghiêm tiểu chết cái kia chính là chết trận ha ha tô tử mặc đột nhiên cười rồi một tiếng nói vị này phương sư huynh ngươi lời tuy nói được xinh đẹp cái gì công bằng cơ hội nhưng dương sư huynh mới vừa cùng bảng vũ đối kháng một trận lại cùng đường bằng đại chiến một trận tiêu hao rất nhiều chỗ nào công bằng chương hai nghìn một trăm bảy mươi tám trưởng lão hiện thân một cái ngoại môn đệ tử nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện lan đi xuống tô tử mặc nói xong câu đó phương thanh vân mặt không biểu tình còn không có trả lời đường bằng không nhìn được trước đứng đi ra quát lớn một tiếng ha ha tô tử mặc cười lớn một tiếng lại hỏi nói làm sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại sự tình này phương sư huynh làm được người ngoài liền nói không được ở trong thư viện cho dù là nội môn đệ tử cũng không ai dám ở phương thanh vân trước mặt nói ra những lời này bầy tu phải sợ hãi xôn xao biến sắc phương thanh vân hiện thân về sau thủy trung đều là vẻ mặt trầm ổn kỷ nộ vô hình nhưng giờ khắc này hắn sắc mặt biến hóa dần dần meo mắt lại ánh mắt chuyển động rơi vào tô tử mặc trên người tô tử mặc chú ý tới phương thanh vân ánh mắt trong lòng càng thêm chắc chắn Phương Thanh Vân vừa rồi mở miệng cử động bên trong, lộ ra một loại cường thế bá đạo, hắn lại là nội môn đệ nhất, tất nhiên cực kỳ tự chịu, coi trọng danh dự. Bây giờ, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, coi như hắn nghĩ muốn mau chóng vì bảng vũ báo thủ, cũng không thể không thỏa hiệp được bộ. Nếu không, coi như hắn thắng rồi, cũng là thắng mà không võ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại nội môn, ở thư viện, hắn danh dự danh vọng đều sẽ chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Quả nhiên, Phương Thanh Vân hít sâu một hơi, chậm chậm mở miệng, nói: "Dương sư đệ, ta cho ngươi tu dưỡng điều tức thời gian, ta liền ở chỗ này chờ." Chờ ngươi khôi phục trạng thái, người ta tái chiến. Một trận chiến này đã không thể tránh né. Dương Nhược Hư cũng không lại giải thích, chỉ là hơi hơi chắp tay, ngồi xếp bằng. Đối với Tô Tử mặc mà nói, mục đích của hắn đã đạt tới. Hắn đứng đi ra nói ra cái kia lời nói, chính là vì rồi tranh thủ thời gian. Một cái là Dương Nhược Hư nghỉ ngơi lấy sức thời gian, một cái khác chính là càn Khôn thư viện thời gian phản ứng. Thời gian đầy đủ dài, chuyện này không ngừng lên men, tất nhiên sẽ truyền đến nội môn, thậm chí là chân truyền đệ tử bên kia, dẫn ra thư viện địa vị cao hơn chấp pháp giả, đến đây chủ trì công chính. Phương Thanh Vân chỉ là nội môn đệ nhất, Tô Tử Mặc không tin tưởng, chỉ là một cái Phương Thanh Vân, liền có thể ở trong thư viện một tay che trời. Ngươi gọi cái gì? Ngay tại Tô Tử Mặc trầm ngâm thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được hai đạo lăng lệ ánh mắt chiếu xạ qua đến, Phương Thanh Vân âm thanh ung dung vang lên. Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói rằng: "Ồ." Phương Thanh Vân hơi nhíu mày, nói: "Nguyên lai là ngươi." Đường bằng cùng Nôn Băng Oánh lúc này cũng dáng lâm ở đài luận kiếm bên trên, đứng ở Phương Thanh Vân sau lưng nôn băng ánh lạnh lùng nhìn rồi tô tử mặc liếc mắt không che giấu chút nào trong đôi mắt ghét bỏ nói nguyên lai ngươi chính là cái kia hạ nhân chắc không được như vậy không hiểu quy củ liền tại lúc này nội môn phương hướng có mấy bóng người bay nhanh mà đến người cầm đầu lên chút tuổi tác mặc dù bên hông lệnh bài cũng là nội môn lệnh bài nhưng người này khí tức cường đại còn muốn vượt qua phương thanh vân bọn người không có gì bất ngờ xảy ra lão giả dẫn đầu có lẽ là chân tiên ngoại môn chấp pháp trưởng lão phần lớn là cấp một thiên tiên nhị giai thiên tiên dạng này mới có đầy đủ lực lượng cùng thủ đoạn tại ngoại môn bên trong chấp pháp tô tử mặc thầm nghĩ nói nếu là dạng này đến tôi toán trước mắt vị này chân tiên cấp bậc lão giả có thể là nội môn chấp pháp trưởng lão giản trưởng lão liền tại lúc này dương nhược hư mở hai mắt ra nhìn người tới về sau vẻ mặt hơi chậm lẩm bẩm một tiếng đường bằng nôn băng ánh nhìn thấy giản trưởng lão đều là khẽ như mày phương thanh vân vẫn là mặt không biểu tình chỉ là lại nhìn thật sâu tô tử mặc liếp mắt hắn đã dần dần kịp phản ứng tô tử mặc vừa rồi mở miệng kích hắn hơn phân nửa chính là vì rồi kéo dài thời gian chờ thư viện những người khác đến chuyện gì xảy ra giảng trường lao đến về sau nhìn quanh bốn phía cuối cùng nhìn về phía đài luận kiếm bên trên đám người trầm giọng hỏi nói bàng sư đệ bị dương nhược hư ở đài luận kiếm giết rồi giảng trường lão ngươi đến nói một chút hắn là có nên hay không đền mạng đường bằng trước một bước đứng dậy lớn tiếng nói rằng Ừm. giảng trường lão nhìn rồi thoáng qua bàng vũ thi thể đồng tử hơi hơi co vào lẩm bẩm nói thuế nguyệt lực lượng bàng vũ cũng không phải bình thường đệ tử đây là nội môn năm vị trí đầu thiên tiêu mà lại bàng vũ xuất thân có chút tốt quý nó sau lưng gia tộc thế lực ở thần tiêu đại lục bên trên cũng là vô cùng có tiên khí, thực lực cường đại. Bang Vũ vẫn lạc tại Càn Khôn thư viện, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dương Nhược Hư, ngươi có gì có thể nói? Giản trưởng lão trầm giọng chất vấn. Những năm gần đây, chẳng biết tại sao thư viện cao tầng có chút coi trọng nội môn vị này Dương Nhược Hư. Bình thường tới nói, dựa theo xuất thân, chiến lực, thiên phú, bất kỳ phương diện đến sắp xếp, Dương Nhược Hư tại nội môn bên trong đều sắp xếp không đến đệ nhất. Mặc dù trong thư viện chỉ có Dương Nhược Hư lựa chọn tu luyện độ khó cực lớn Hạo Nhiên chính khí kinh, nhưng bộ này công pháp tai hại rất lớn cũng không phải là thư viện cấp cao nhất công pháp. chỉ là bởi vì một điểm này, liên đối với hắn coi trọng như thế, cũng rất khó nói thông. giản trưởng lao chỉ rõ ràng một sự kiện, tu luyện hạo nhiên chính khí kinh, tu chính là đầy ngập nhiệt huyết, luyện chính là một thân chính khí, đi sự tình đều muốn không thẹn lương tâm. nếu không, bộ này công pháp uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. trong thư viện đệ tử đông đảo, lại không người sẽ lựa chọn bộ này công pháp. ai có thể cam đoan cả đời làm việc không thẹn lương tâm? ai có thể cam đoan cả đời tu hành chưa từng giết một cái người vô tội? không có hơn phân nửa chút từ tâm tham nghiệm cho nên làm đường bằng nói ra cái kia lời nói thời điểm giảng trưởng lão liền rõ ràng ở trong đó khẳng định là có ẩn tính khác dương nhược hư trầm giọng nói việc này nguyên nhân gây ra vốn là một vị ngoại môn chấp sự nuốt riêng ngoại môn đệ tử nguyên linh thạch mà lên đàng trưởng lão cùng tô sư đệ bên trên đài luận kiếm luật bàn, đàng trưởng lão không địch lại lại có bảng sư minh giật dây liền vận dụng nguyên thần bí thuật ở đây đại đa số người đều rõ ràng chuyện này chân tướng phương thanh vân đường bằng luôn băng gánh bọn người cũng là lần đầu tiên biết rõ cặn kẽ như vậy đường bằng cùng nôn băng bánh sắc mặt đều có chút khó coi nếu là dựa theo dương nhược hư cho nói bất luận là đảng trưởng lão vẫn là Bàng vũ đều là trước tiên ở đài luận kiếm vận dụng sát chiêu trái với môn quy đối lý trước đây ở dưới loại tình huống này dương nhược hư cùng tô tử mặc đều chỉ có thể xem như bị ép phản đánh nói cách khác nghiêm ngặt dựa theo thư viện môn quy để tính đảng trưởng lão cùng Bàng vũ là chết chưa hết tội đường bằng hư lạnh một tiếng nói ngươi tự nhiên sẽ lựa chọn đối với mình có lợi nói không đủ làm tin kỳ thật đường bằng lời nói này nói ra hắn chính mình đều không cái gì sức lực mọi người đều biết dương nhược hư tu luyện hạo nhiên chính khí kinh nếu là chỉ nói bậy lung tung hắn tu luyện chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề lớn dương nhược hư trầm giọng nói ta nhưng lập xuống đạo thể nếu có nửa chữ nói ngoa có chỗ khuyết đại át gặp trời phạt đường bằng đĩu môi không còn lên tiếng phương thanh vân từ đầu đến cuối đều không có tỏ thái độ hắn trong lòng rõ ràng nội môn chấp pháp trưởng lao đến hắn nói chuyện liền không có lớn như vậy phân lượng nghĩ muốn xoay chuyển thế cục được có càng nặng phân lượng người ra mặt mới được giản trưởng lao bốn phía nhìn rồi thoáng qua đã trong lòng hiểu rõ chuyện này phát sinh ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nếu là dương nhược hư có nửa chữ nói ngoa sớm đã có người đứng đi ra phản bác trước mắt một màn này cũng có thể chứng thực dương nhược hư nói không sai giảng trường lao ho nhẹ một tiếng đang muốn cất giọng tuyên bố chuyện này xử trí quyết định đám người trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một thanh âm ngoại môn bên trong chuyện gì náo nhiệt như vậy chương hai nghìn một trăm bảy mươi chín gặp lại nguyễn hoa phía dưới tu sĩ trong lòng giật mình theo bản năng ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy mọi người trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một mảnh tường vân phía trên đứng đấy bảy tám đạo bằng dáng có nam có nữ bên hông treo lấy chất ngọc tông môn lệnh bài hơi hơi phiêu động bầy tu nhao nhao biến sắc phía dưới đám người vậy mà không người phát giác trên đỉnh đầu mảnh này tường vân là lúc nào thổi qua đến tường vân bên trên tu sĩ bên hông chất ngọc lệnh bài có lẽ là chân truyền đệ tử tông môn lệnh bài thư viện chân truyền đệ tử hiện thân bình thường tới nói thư viện ngoại môn đệ tử căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến chân truyền đệ tử chớ nói chi là tại khoảng cách gần như vậy phía dưới ngưỡng vọng thấy phong thái chỉ gặp cái kia tường vân bên trên có một vị nam tử ăn mặc màu ánh trang áo bào trắng chắp tay mà đứng tóc đen bồng bềnh vẻ mặt đạm mạc, à, thanh giật thoát trần, di thế độc lập. Cái khác tu sĩ đứng ở sau lưng hắn, giống như là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng. Vị này áo bào trắng nam tử thân thể thẳng tắp, chỉ là tùy y đứng ở tường vân phía trên, liền giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phảng phất có thể đem trời xanh chém thành hai đoạn. Đông đảo tu sĩ trong đôi mắt, lộ ra phức tạp khác biệt ánh mắt, có kính ngưỡng, có hâm mộ, có sợ hãi, có kích động. Không có người chú ý tới, đài luận kiếm bên trên Tô Tử Mặc, nhìn thấy người này về sau, lại theo bản năng tránh đi ánh mắt, hơi hơi cúi đầu. Rất nhiều ngoại môn đệ tử, căn bản không nhận ra tường vân bên trên những cái kia chân truyền đệ tử là ai nhưng tô tử mặc lại nhận ra cầm đầu cái kia áo bảo trắng nam tử nguyệt hoa kiếm tiên năm đó long nguyên sao bên trên có thuần dương linh bảo xuất thế dẫn tới tam đại chân tiên tề tụ trong đó một vị chính là tường vân bên trên nguyệt hoa kiếm tiên ngay lúc đó tô tử mặc chỉ là một cái nho nhỏ huyền tiên nguyệt hoa kiếm tiên chưa chắc sẽ nhớ cho hắn nhưng hắn lại nhớ được nguyệt hoa kiếm tiên tô tử mặc lúc ban đầu không muốn bái vào càn khôn thư viện cũng là bởi vì có cái này cố kỵ lo lắng hai người sinh ra gặp nhau gây nên biến cố gì Hắn không nghĩ tới, bái vào thư viện bất quá thời gian ngàn năm, liền lần nữa lại đụng phải Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Dương Nhược Hư nhìn thấy cầm đầu Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, trong đôi mắt lại lướt qua một vòng thần sắc lo lắng. Một cái khác một bên, Phương Thanh Vân khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tường Vân bên trên, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên từ đầu đến cuối đều không có hướng bên này nhìn lên một cái. Hắn đứng ở đám mây, nhìn phương xa, tựa hồ ngoại môn bên trong phát sinh lớn hơn nữa náo nhiệt, cũng không cách nào gây nên hứng thú của hắn. Tường Vân phía trên, đi xuống một vị nam tử. Giản trưởng lão vội vàng nên đón tiếp lấy, chắp tay hành lễ nói, "Bái kiến tiếu sư huynh." hắn mặc dù là chân tiên nhưng chỉ là quy nhất kỳ chân tiên tu vi cảnh giới so bất quá trước mắt vị này thiếu ly mà lại nội môn chấp pháp trưởng lão mặc dù quyền hạn cực lớn lại không quản được chân truyền đệ tử cho nên ở trong thư viện cơ hồ tất cả chân truyền đệ tử địa vị cũng cao hơn qua nội môn chấp pháp trưởng lão đây là có chuyện gì a à, tụ tập nhiều người như vậy thiếu ly hỏi nói giảng trưởng lão vừa muốn mở miệng nói chuyện bên cạnh phương thanh vân đường bằng nôn băng ánh toàn đều tiến lên đón không mình hành lễ nói bái kiến tiếu sư huynh thanh vân là các ngươi đây này Tiếu Ly đối phương Thanh Vân bọn người tựa hồ rất tin tưởng, hơi hơi gật đầu, cười lấy nói rằng, các ngươi cần phải hảo hảo tu hành, sớm ngày ngưng tụ đạo quả, thành tựu chân tiên, chúng ta ở trong thư viện chờ ngươi đấy. Tô Tử Mặc từng nghe xích Hồng quận chúa nói qua, càn khôn thư viện bên trong, bất luận là ngoại môn, vẫn là nội môn, cũng không tính là là chân chính thư viện. Chân chính thư viện là chân truyền đệ tử tu hành chi sở, đây mới thực sự là động thiên phúc địa. Tô Tử Mặc nhìn thấy Phương Thanh Vân ba người cùng Tiếu Ly quen thuộc như thế, thầm nói không ổn. Nghe được Tiếu Ly lời nói này, Phương Thanh Vân cũng cười lấy gật gật đầu, nói: Tiếu sư huynh yên tâm chờ thần tiêu tiên hội ta vì thư viện giành được thiên bảng đệ nhất về sau chắc chắn sẽ ngưng tụ đạo quả đập vào chân tiên đến lúc đó liền muốn thường xuyên mời dạy tiểu sư huynh rồi ta tu vi không được tiểu ly lắc lắc đầu nhìn về phía tường vân phương hướng cười nói các ngươi như thành rồi chân truyền đệ tử tự có nguyệt hoa sư huynh cho các ngươi truyền đạo giải hoặc phương thanh vân đường bằng nôn băng bánh bọn người đều là vẻ mặt mừng rỡ liền tại lúc này phương thanh vân than nhẹ một tiếng lắc đầu nói chỉ tiếc bàng sư đệ không thể cùng chúng ta cùng nhau bàng sư đệ thiếu ly khẽ nhíu mày chính là bảng Vũ sư đệ. Đường Bằng cắn răng, Trứng Dương Nhược Hư liếc mắt, giọng căm hận nói, bảng sư đệ ở đài luận kiếm bên trên, bị Dương Nhược Hư cái kia hạ nhân giết đi." Dương Nhược Hư, nghe được cái tên này, Tiếu Ly vẻ mặt khẽ động, trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tường Vân bên trên Nguyệt Hoa kiếm tiên. Nguyệt Hoa kiếm tiên vẫn không có quay đầu nhìn qua, nhưng trên người phong mang, tựa hồ càng tăng lên một phần, càng lộ lạnh tấu xương. Tiếu Ly trong lòng hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Hư, lạnh lùng nói rằng, "Đã là ở đài luận kiếm bên trên giết người, tự nhiên muốn đền mạng." Vừa mới nói xong, Dương Nhược Hư liền cảm nhận được một luồng băng lánh hơi lạnh tấu xương, ba phủ xuống. Phản phất sau một khắc, hắn liền muốn đại nạn ập lên đầu. Hắn đã bị chân tiên cường giả sát cơ khóa chặt. Khu khụ. Giản trường lao nuốt rồi xuống nước miếng, tăng hắn một cái, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói rằng, "Tiểu sư huynh, chuyện này kỳ thật có ẩn tình khác, nguyên nhân gây ra." "Ta mặc kệ cái gì ẩn tình." Tiểu Ly phất tay, trầm giọng nói, "Ta chỉ biết rõ, đại luận kiếm bên trên, Bàng Vũ sư đệ ở đài luận kiếm bên trên bị người này chô giết, liền được cho bảng sư đệ một cái bàn dao." Tiểu Ly nói xong câu đó, trong ánh mắt sắc ý đã tích xúc đến đỉnh chút bất cứ lúc nào đều có thể buộc phát ra tay tô tử mặc vẻ mặt nghiêm túc song quyền nắm chặt bà ngũ là bị hắn nháy mắt phương hoa chỗ giết chuyện này là dương nhược hư thay hắn tiếp tục chống đỡ dương nhược hư ở trong thư viện tu hành nhiều năm nhất định biết được sách này trong viện rất nhiều tình thế nghĩ đến khả năng phát sinh một màn mới khiến cho hắn không cần thừa nhận nhưng bây giờ mắt thấy dương nhược hư liền muốn bỏ mình tại tiếu ly chi thủ tô tử mặc rốt cuộc nhẫn mại không được hắn không thể để cho dương nhược hư thay hắn đi chết tô tử mặc cất bước tiến lên trầm giọng nói rằng bàng vũ im lặng tô tử mặc mới vừa vặn nói ra hai chữ hắn thức hải bên trong liền vang lên dương nhược hư âm thanh to lớn cương chính chấn cho hắn đầu ông một tiếng câu nói kế tiếp cũng không có có thể nói ra dương nhược hư hơi hơi lướt ngang đem tô tử mặc ngăn ở sau lưng nhìn qua giữa không chúng tiếu ly vẻ mặt không sợ lớn tiếng nói tiếu sư minh bàng sư đệ xác thực chết ở đài luận kiếm bên trên nhưng là hắn đối đồng môn hạ sát thủ trước đây ngươi không hỏi thị phi không hỏi đúng sai không nhìn thư viện một quy trực tiếp liền muốn động thủ giết ta liền không sợ thư viện dáng tội sao miệng lưỡi dẻo quẹo Tiếu Ly vẻ mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, ngươi một cái nội môn đệ tử, một cái ti tiện hạ nhân, còn dám đến uy hiếp ta? Hôm nay ta liền đem ngươi đập chết, ta ngược lại muốn xem xem, thư viện ai có thể trị ta tội. Nói xong, Tiếu Ly bắn ra khổng lồ thần thức uy áp, giáng lâm xuống tới, đem Dương Nhược Hư thân hình khóa chặt lại, không cho hắn tuấn di rời đi. Cùng lúc đó, Tiếu Ly thò ra bàn tay, chân nguyên ngưng tụ. Một cái to lớn chân nguyên bàn tay, ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập lấy khủng bố khổng lồ lực lượng, hướng lấy Dương Nhược Hư phương hướng đập xuống đi xuống, không lưu tình chút nào. Chương 2180, hiện thân cái này chân nguyên bàn tay lớn sắp sửa giáng lâm ở dương nhược hư cùng tô tử mặc trên đỉnh đầu lúc đột nhiên bịt kín một tầng xương lạnh trong giây lát ngưng kết thành băng tạm dừng ở giữa không trung thiếu ly sắc mặt đại biến chỉ gặp cái này đạo lạnh khí lại thuận hắn chân nguyên cấp tốc lan tràn đến hắn trên cánh tay hắn toàn bộ cánh tay đều ngưng kết ra một tầng băng lánh rét thấu xương hàn băng kết tinh cánh tay bên trong huyết mạch trong nháy mắt bị bị đông đáng sợ hơn chính là cỗ này lạnh khí vẫn không có đỉnh chỉ xu thế thuận hắn cánh tay nghĩ muốn đem hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ đi vào a à. Tiếu Ly gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, sau đầu nở rộ ra một đoàn ánh sáng rực rỡ, thôi động đạo quả, thể nội toàn bộ chân nguyên hướng lấy bị đông cứng kết cánh tay phun trào mà đi. Với vâng. anh, Tiếu Ly trên cánh tay hàn băng vỡ vụn, thoát khỏi nguy cơ. Nhưng Tiếu Ly sát mặt biến được cực kỳ khó coi, vô cùng tái nhợt, toàn thân run nhẹ nhẹ lấy, miệng mũi hít thở ở giữa đều đang phun ra nuốt vào lấy từng trận lệ khí, rõ ràng thụ thương. Liên tại lúc này, mọi người mới phát hiện, không biết từ nơi nào bay ra ngoài một cái tuyết bướm bướm, chính tại đài luận kiếm bên trên vây quanh Dương Nhược Hư cùng Tô Tử mặc nhẹ nhàng vũ động tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều không rõ ràng cái này bơm bướm lai lịch, nhưng thiếu ly đám đệ tử chân truyền lại níu chặt lông mày, ừm, ngay cả đứng ở trên đám mây, có vẻ như thủy trung trí thân sự ngoại nguyệt hoa kiếm tiên đều là vẻ mặt khẽ động, hơi hơi liếc mắt, hướng lấy đài luận kiếm phương hướng nhìn lại, tiểu điệp, ngươi chạy đi nơi đâu rồi? liền tại lúc này, nơi xa truyền đến một vị nữ tử âm thanh dịu dàng động lòng người, mang theo từng tia cháy gấp cùng lo lắng. nghe được cái thanh âm này, nguyệt hoa kiếm tiên trên người phong mang đột nhiên thu liễm rất nhiều, trong đôi mắt cũng nhiều ra một vòng nhu sắc. rất nhanh một vị dáng người hiểu điệu ăn mặc váy dài người khoác lụa mỏng nữ tử dạo bước mà đến mái tóc đen nhánh kéo rủ xuống búi tóc tuy là đồ trang sức trang nhã làm môi nhưng này song đôi mắt đẹp cực kỳ động lòng người nhìn quanh ở giữa đợt ánh sáng sóng gợn vị nữ tử này vừa mới hiện thân ngoại môn nguyên bản ồn ào náo động tràn diện trong nháy mắt an tính lại cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị vị nữ tử này hấp dẫn nàng chỉ là đứng ở giữa không trung liền tựa như cùng chúng quanh sơn thủy cỏ cây hòa làm một thể hình thành một bức ý cảnh xa xăm cổ vận màu sắc cổ xưa tranh thủy mặc tự nhiên mà thành đông đảo tu sĩ quên đi rồi hít thở không dám nói lời nào tựa hồ ai phát ra một điểm âm thanh đều sẽ đánh vỡ trước mắt ý cảnh như thế này phá hư này tấm bức tranh tuyệt mỹ làm họa tiên mạc huynh tô tử mặc từng ở tiên tông đại tuyển bên trong gặp qua mạc huynh tiên tử một mặt nhưng bây giờ hắn lần thứ hai nhìn thấy mạc huynh tiên tử trong lòng vẫn là dâng lên một hồi kinh diễm cảm giác chỉ riêng dung mạo tới nói mạc huynh tiên tử có lẽ không tính là hắn gặp được đẹp nhất nữ tử chí ít không kịp ngọc phi nhưng mạc huynh tiên tử trên người có loại đặc biệt khí chất khiến làm người đau tim nàng tồn tại bản thân chính là một bức hoàn mỹ bức họa của tròn kỳ thật khi thấy cái kia tuyết trắng bươm bướm xuất hiện thời điểm tô tử mặc liền đã đoán được mà khuynh tiên tử có lẽ ngay tại lân cận ở trong mắt mọi người cái này băng điệp nhìn như là quay chung quanh dương nhược hư ở vũ động nhưng trên thực tế dương nhược hư cùng tô tử mặc đứng chung một chỗ tô tử mặc trong lòng luôn có một loại cảm giác cái này băng điệp xuất hiện tựa hồ là bởi vì hắn sư muội sao ngươi lại tới đây nguyễn hoa kiếm tiên thân hình khẽ động tiến lên đón mỉm cười lấy hỏi nói nguyễn hoa sư huynh mà khuynh tiên tử hơi hơi gật đầu nói không biết sao mà tiểu điệp đột nhiên đi ra ngoài ta lo lắng nó gặp rắc rối liền đuổi đi theo thiếu sư đệ ngươi cánh tay không có sao chứ mà khuynh tiên tử nhìn qua cách đó không xa thiếu ly nhẹ giọng hỏi nói không không có việc gì thiếu ly nhìn rồi thoáng qua nguyệt hoa kiếm tiên cười khan một tiếng mà khuynh tiên tử ánh mắt rơi vào đài luận kiếm bên trên cái kia băng điệp trên người hơi hơi như mày quát khẽ một tiếng tiểu điệp ngươi lại lung tung đả thương người vẫn chưa trở lại thư viện chân truyền đệ tử đều rõ ràng cái này băng điệp xem như mà huynh tiên tử tiên sủng ngay bình thường cùng mà huynh tiên tử một tấc cũng không rời cũng chỉ nghe nàng có chút kỳ quái là hôm nay nghe được mạc huynh tiên tử triệu hoán cái này băng điệp nhưng lại chưa lập tức trở về đi vẫn là vòng quanh dương nhược hư cùng tô tử mặc hai người bay múa thấy như vậy một màn Nguyệt hoa kiếm tiên đôi mắt chỗ sâu ưu ám lóe lên liền biến mất lúc này mạc huynh tiên tử cũng chú ý tới dương nhược hư tô tử mặc hai người phát hiện nơi này dị thường nơi này đã xảy ra chuyện gì mạc huynh tiên tử hỏi nói giảng trường lao ho nhẹ một tiếng đang muốn nói chuyện hắn đột nhiên cảm nhận được một hồi lạnh lẽo thấu xương như là lợi kiếm treo cái cổ không khỏi giật cả mình hắn ánh mắt chuyển động nhìn về phía giữa không trung nguyệt hoa kiếm tiên nguyệt hoa kiếm tiên mặt không biểu tình không nói lời nào chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái nhưng chính là cái nhìn này giản trưởng lão liền biết rõ nguyệt hoa kiếm tiên là đang cảnh cáo hắn hắn mặc dù là nội môn chấp pháp trưởng lão nhưng bất luận là tu vi vẫn là địa vị đều kém sang nguyệt hoa kiếm tiên nguyệt hoa kiếm tiên ở thư viện chân truyền trong các đệ tử là ba vị trí đầu cường giả giản trưởng lão trong lòng thở dài ngậm miệng không nói bên cạnh tiếu ly nhìn thấy nguyệt hoa kiếm tiên sắc mặt trong lòng hiểu ý cười lấy nói rằng mà huynh sư tỷ cái này không có việc gì chính là ngoại môn đệ tử giữa xung đột nhỏ giao cho bọn hắn xử lý là được a à, mạc khuynh tiên tử gật đầu một cái tô tử mặc nhìn về phía trước người dương nhược hư lúc này dương nhược hư thấp mi của mắt ngậm miệng không nói thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn mạc khuynh tiên tử liếc mắt tựa hồ cũng không muốn vì chính mình tranh luận tô tử mặc trong lòng mê hoặc mạc khuynh tiên tử xuất hiện là dương nhược hư cơ hội duy nhất hắn vì sao không vì mình tranh luận rất nhanh tô tử mặc nghĩ đến một sự kiện trong lòng bừng tỉnh dương nhược hư cùng mạc khuynh tiên tử ở giữa đã có qua rất nhiều chuyện ôn lúc này dương nhược hư như đứng đi ra vì chính mình tranh luận hướng mặc huynh tiên tử xin giúp đỡ giữa hai người chỉ sợ cũng rất khó nói rõ lời đồn sẽ càng truyền càng thịnh dương nhược hư ngậm miệng không nói nhưng thật ra là đang lo lắng mặc huynh tiên tử danh dự chuyện này ai cũng có thể đứng đi ra nói duy chỉ có dương nhược hư không được nghĩ tới đây tô tử mặc đứng dậy những người khác bị nguyệt hoa kiếm tiền đám người uy nghiêm trấn nhiếp không dám phát ra tiếng lo lắng đắc tội những này chân truyền đệ tử nhưng tô tử mặc không sợ dương nhược hư giúp hắn chống được chuyện này hắn tuyệt sẽ không để dương nhược hư một thân một mình tiếp nhận nguyệt hoa kiếm tiên đám người áp lực càng húng chi hắn cùng nguyệt hoa kiếm tiên ở giữa sớm đã có qua xung đột bái kiến mặc huynh sư tỷ tô tử mặc chắp tay hành lễ cất giọng nói việc này nguyên nhân gây ra ở ta trên người vốn là ở nguyệt hoa kiếm tiên tiếu ly một đám giết người ánh mắt phía dưới tô tử mặc vẻ mặt không sợ đem chọn sự kiện đầu đôi giảng thuật một lần tiếu ly bọn người càng nghe sắc mặt thì càng khó coi mấy người hận không được lập tức ra tay đem tô tử mặc phế bỏ nhưng mặc huynh tiên tử ở đây ai cũng không tốt ra tay ngay cả nguyệt hoa kiếm tiên cũng bắt đầu thu liễm tài năng tựa hồ không muốn gây nên giai nhân không vui Mạc khuynh tiên tử nhìn lấy đài luận kiếm bên trên tô tử mặc dần dần hồi tưởng lại vị này áo xanh thư sinh là ngàn năm trước nàng từ tiên tông đại tuyển bên trong cứu được tu sĩ người này là gan thật to lớn ở nguyệt hoa sư huynh đám người áp lực bên dưới còn dám đứng đi ra nói ra tình hình thực tế Mạc khuynh tiên tử vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng chương 2181, lòng đấu kỵ sắc cơ nguyệt hoa kiếm tiên nhìn qua đài luận kiếm bên trên cái kia ung dung không đội không chỗ sợ hãi ngoại môn đệ tử khe nhữ mày hắn luôn cảm giác cái này áo xanh tu sĩ có chút quen mắt tựa hồ đã gặp ở nơi nào nhưng trong lúc nhất thời hắn lại lại nghĩ không ra Mạc huynh sư tỷ tô tử mặc kể xong về sau lại lần nữa không mình hành lễ trầm giọng nói chuyện này chân tướng mọi người tại đây đều thấy rõ cũng có thể làm chứng cho ta thị phi đúng sai ta tin tưởng thư viện cũng tự có công luận ta khẩn cầu Mạc huynh sư tỷ đem việc này báo cáo thư viện chủ trì công đạo tô tử mặc điều thỉnh cầu này cũng có chút xảo diệu không để cho mặc huynh tiên tử trực tiếp hỗ trợ cùng nguyễn hoa kiếm tiên bọn người xung đột chính diện mà là để cho nàng hỗ trợ báo cáo thư viện. Mạc huynh tiên tử hơi hơi gật đầu, nói, "Tốt, chuyện này ta hiện tại liền chuyển đến trong thư viện." Thiếu Ly bọn người nhìn về phía Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, lộ ra hỏi thăm. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hơi hơi lắc đầu. Làm Mạc huynh tiên tử hiện thân thời điểm, hắn liền đã ý thức được, chuyện này hơn phân nửa muốn không giải quyết được gì. "Việc này ta đã biết hiểu." Liền tại lúc này, ngoại môn trên không, đột nhiên nhớ tới một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm. "Tam trưởng lão." Nghe được cái thanh âm này, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, Mạc huynh tiên tử bọn người vẻ mặt khẽ động, hướng lấy thư viện phương hướng. Hơi hơi không mình hành lễ. Thư viện Tam trưởng lão, chấp trưởng thư viện tất cả hình phạt, là thư viện chân chính chấp pháp trưởng lão. Trong thư viện chân truyền đệ tử, nếu là phạm xuống môn quy, cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Chân Sinh, Lục Văn Bân, xuống làm thư viện tập dịch, cả đời không được bái vào ngoại môn. Tam trưởng lão không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố chuyện này xử phạt kết quả. Đây đối với Chân Sinh, Lục Văn Bân hai người, xem như cực lớn trừng phạt. Mặc dù không có đem hai người đuổi ra sư môn, nhưng hai người cả đời đều chỉ có thể là càn khôn thư viện tạp dịch, ở trong thư viện tận dưới đáy tầng tu hành. Chân Sinh lục văn bân hai người mà xám như cho lục văn bân nguyên bản vẫn là ngoại môn thi đấu hai mươi vị trí đầu nhưng trong nháy mắt liền ngã vào đáy cốc biến thành tập dịch hai người căn bản không nghĩ tới chuyện này cuối cùng cánh diễn biến thành dạng này liền chân truyền đệ tử thư viện hình phạt trưởng lão đều kinh động đang vận cùng tô tử mặc ở đài luận kiếm chi tranh vốn là bình thường luật bản nhưng đằng vận bị người giật dây vận dụng nguyên thần bí thuật trước ra sát chiêu bị người phản giết chết chưa hết tội bàng vũ giật dây đằng vận trước đây sau không nhìn một quy ở đài luận kiếm lại đối tô tử mặc ra tay bị dương nhược hư chỗ giết cũng là hắn gieo gió gặt bão nghe được hai câu này đông đảo tu sĩ trong lòng rõ ràng chuyện hôm nay đã có phán đoán suy luận đảng trưởng lão cùng bằng vũ đều xem như chết vô ích rồi đường bằng cùng nôn băng bánh sắc mặt đều có chút khó coi phương thanh vân ngược lại là vẻ mặt như thường thì nộ vô hình tô tử mặc thở nhẹ một hơi mặc dù chuyện này dẫn ra phương thanh vân tiếu ly nguyên hoa kiếm tiên bọn người nhưng thư viện công chính chí ít không có thiên vị chi ý không có lấy thế đẻ người dương được hư tô tử mặc hai người vô tội không cần bị phạt chư vị tán đi a tam trưởng lão cuối cùng nói ra một câu xem như vì chuyện này nắp hỏng kết luận tiểu điệp vẫn chưa trở lại Mạc huynh tiên tử khẽ nhữ mày nhìn qua đài luận kiếm bên trên băng điệp khẽ quát một tiếng lần này băng điệp trần chờ một chút lại tại tô tử mặc bên thân vòng võ chuyển mới phe phẩy cánh hướng lấy mạc huynh tiên tử bày đi mạc huynh tiên tử không có nhiều dừng lại chốc lát cũng không có lại nhìn dương nhược hư tô tử mặc mang theo băng điệp quay người rời đi sư minh thiếu ly bọn người nhìn về phía nguyệt hoa kiếm tiên khẽ gọi một tiếng chúng ta cũng đi thôi nguyệt hoa kiếm tiên vẻ mặt khẽ động dưới chân tường vân hướng lấy thư viện ngoại môn lướt tới trong nháy mắt liền biến mất ở đông đảo tu sĩ trong tầm mắt rời đi thư viện về sau tiếu ly mới hừ lạnh một tiếng mặt lộ vẻ bất mãn oán trách nói đều do tam trưởng lão ngoại môn những chuyện nhỏ nhặt này chỗ nào đến phiên hắn ra mặt Nguyệt hoa kiếm tiên không nói lời nào chỉ là sắc mặt có chút âm trầm sư huynh mà huynh sư tỷ lần này hiện thân có lẽ là trùng hợp a tiếu ly thử thăm dò hỏi nói một người khác lắc đầu nói một lần là trùng hợp hai lần vẫn là trùng hợp nghe đến đó nguyễn hoa kiếm tiên thân hình có chút dừng lại hai mắt híp lại bộc lộ ra trận trận phong mang sắc ý ngưng tụ nguyên bản nguyễn hoa kiếm tiên nghe được mạc huynh tiên tử cùng dương nhược hư truyền ôn, hắn trong lòng mặc dù không thích lại căn bản không có coi là chuyện to tát trong mắt hắn dương nhược hư chỉ là người hạ giới một cái nội môn đệ tử tu vi cũng bất quá là cấp chín tiên tiên hòa tiên mạc huynh cùng dương nhược hư chi ở giữa trinh lệnh thực sự quá lớn rồi quả thực chính là khác nhau một trời một vực mạc huynh sư mội làm sao lại xem ra dương nhược hư nguyệt hoa kiếm tiên căn bản là không có đem dương nhược hư coi là đối thủ căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt nhưng lần này Nguyệt Hoa kiếm tiên không thể không hoài nghi. Càn Khôn thư viện bên trong, hắn truy cầu Mạc huynh tiên tử, cũng không phải là bí mật gì. Chỉ ít đông đảo chân truyền đệ tử đều biết rõ việc này. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, Mạc Khuynh tiên tử từ đầu đến cuối không có đáp ứng, có lẽ là say mê tại Hoa đạo, hay là có cái gì những nguyên nhân khác. Mà Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng không hề từ bỏ. Mặc dù trong thư viện, rất nhiều người hâm mộ tại Mạc huynh tiên tử, nhưng lại không có cái gì người dám quang minh chính đại truy cầu Mạc huynh tiên tử. Không người nào dám đắc tội Nguyệt Hoa kiếm tiên, không người nào dám tùy tiện thi hắn Nguyệt Hoa kiếm nay nhật, nguyệt hoa kiếm tiên cảm giác mình đã bị rồi uy hiếp. cái kia trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới nội môn đệ tử, tựa hồ thật cùng Mạc huynh sư muội có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mạc huynh tính tình điềm tĩnh, không tiếc ồn ào náo động tranh đấu, say mê tại hòa đạo, bình thường tới nói, tuyệt sẽ không xuất hiện ở tiên tông đại tuyển loại kia trường hợp bên trên. nhưng ngàn năm trước, Mạc huynh lại phát hiện thân bản long dây núi, đem dương nhược hư cứu được. hôm nay lại là như thế, còn có một cái khác chứng cứ, cái kia băng điệp chỉ nghe từ mặc huynh mệnh lệnh, nguyệt hoa kiếm tiên chưa bao giờ nhìn thấy. Cái kia băng điệp cùng cái gì người như thế thân cận qua. Nhưng hôm nay, cái kia băng điệp lại thủy chung vòng quanh dương nhược hư xoay quanh bay múa. Khó nói hai người đã phát triển đến nước này, cái kia băng điệp đều công nhận dương nhược hư. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nghĩ tới đây, trong lòng lòng đấu kỵ hưng hực, hóa thành vô tận hận ý. Ha ha, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đột nhiên cười cười, nói, rất tốt. Trước đó nghe được những cái kia truyền ôn, ta còn không có để ý, nhưng lần này ta đến làm cho ngươi rõ ràng một sự kiện. Ta Nguyệt Hoa xem ra người ai cũng đừng nghĩ nhúng chẳng sư Vinh, ngươi nói nên làm như thế nào? Tiếu Ly khoa tay rồi một cái chém đầu thủ thế, trầm giọng hỏi nói, muốn hay không, trực tiếp đem hắn làm thịt. Không, không, không. Nguyệt Hoa kiếm tiên lung lay đầu, lộ ra một vòng nụ cười gằn, nói, trực tiếp giết rồi, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn để hắn trở thành một cái phế nhân, một cái triệt triệt để để phế vật. Không có vấn đề. Tiếu Ly gật đầu một cái. Nguyệt Hoa kiếm tiên cười lạnh, lẩm bẩm nói, sư muội, ta thật không biết rõ, ngươi đến tụt cùng xem ra hắn cái nào một điểm. Lần này, ta ngược lại muốn xem xem, dạng này một cái phế vật, ngươi còn có thích hay không? À, à, à. chầm chậm trong gió mát chuyến đến một hồi âm trầm băng lánh tiếng cười giống như địa ngục các ma tiếu ly chờ thư viện đệ tử cũng không khỏi dùng mình một cái chương hai nghìn một trăm tám mươi hai bàng thị nhất tộc càn khôn thư viện việc nơi này rồi đông đảo tu sĩ dần dần tán đi nhưng việc này đưa tới chấn động cùng ảnh hưởng sẽ còn ở trong thư viện tiếp tục thật lâu tô tử mặc bái vào ngoại môn về sau liền bế quan tu hành cơ hội chưa từng hiện thân mà lần này cơ hội tất cả ngoại môn đệ tử đều rõ ràng trong bọn họ có một cái loại người hung ác ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới xử lý một vị chấp pháp trưởng lão liên tiếp kinh động nội môn đệ tử chân truyền đệ tử cuối cùng lại toàn thân trở ra mặc dù chỉ là cùng đằng trưởng lão giao thủ một lần liền đã ở trong thư viện một trận chiến dương danh đài luận kiếm bên trên tô tử mặc hướng lấy dương nhược hư thật sâu cúi đầu chân thành nói rằng đa tạ dương sư huynh xuất thủ tương trợ kỳ thật đài luận kiếm bên trên đằng trưởng lão bàng vũ hai người đều là tô tử mặc chỗ giết nếu không có dương nhược hư thay hắn chống được tất cả áp lực không có trở về sau chân truyền đệ tử hiện thân hắn hơn phân nửa liền bị đường bằng bọn người giết chết ngươi không cần tạ ta dương nhược hư hơi hơi lắc đầu nói kỳ thật ngươi có lần này kiếp nạn vốn là cùng ta có quan vị kia đảng trưởng lão cùng phương thanh vân bọn người giao hảo hắn nhưng thật ra là nghĩ muốn nhằm vào ta chỉ bất quá ngươi chịu đến rồi liên lụy tô tử mặc nhữ mày hỏi nói ta nhìn phương thanh vân đám người cùng dương sư huynh hiểm khích rất sâu khó nói chỉ là bởi vì dương sư huynh đến từ hạ giới chỉ là trong đó một phương diện dương nhược hư trầm ngâm một chút nói ở trong thư viện ngoại môn còn tốt đồng môn đệ tử giữa tranh đấu không tính rõ ràng nhưng ở nội môn cùng thư viện chân truyền đệ tử ở giữa tràn đầy minh tranh ám đấu những năm gần đây ta từ thiên phú xuất thân về mặt chiến lược cũng không sánh bằng phương thanh vân bọn người nhưng lại đại biểu thư viện chủ cầm tiền tông đại tuyển tự nhiên gây nên đám người bất mãn còn có một nguyên nhân nói đến đây dương nhược hư đột nhiên dừng lại lắc lắc đầu không có tiếp tục nói hết tô tử mặc hơi nghĩ kê sách một chút trong lòng hiểu rõ nguyên nhân này chỉ sợ là bởi vì hỏa tiền mặc huynh ngàn năm trước lời đồn đem dương nhược hư cùng mặc huynh tiên tử đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên trong thư viện đệ tử tự nhiên là không dám đối mà Huynh tiên tử có cái gì chỉ trích nhưng đối dương nhược hư địch ý lại dần dần làm sâu sắc càng húng chi Nguyệt hoa kiếm tiên truy cầu mặc khuynh tiên tử coi như Nguyệt hoa kiếm tiên không có chủ động ra hiệu chỉ sợ cũng phải có người vì rồi định đoạn Nguyệt hoa kiếm tiên mà nhằm vào dương nhược hư hoặc là nói trong thư viện căn bản không có người dám cùng dương nhược hư đứng chung một chỗ cùng dương nhược hư cùng đường liền mang ý nghĩa cùng Nguyệt hoa kiếm tiên là địch sau ngày hôm nay loại tình thế này sẽ càng rõ ràng ở trong thư viện dương nhược hư sẽ bị triệt để cô lập sau này người ở trong thư viện Tận lực không cần cùng ta có cái gì lui tới. Dương Nhược Hư đột nhiên nói rằng, hắn mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại bộc lộ ra một tia buồn vô cớ cô đơn. Dương Sư Minh, Tô Tử Mặc khẽ gọi một tiếng, đang muốn ăn ủi Dương Nhược Hư đột nhiên vô vô bờ vai của hắn, cười lấy nói rằng, ngươi rất tốt, thủ đoạn không sai, cái kia một đạo tuổi Nguyệt Thần Thông, thật sự là kinh diễm. Chỉ là sau này ở bên mặt người trước, tận lực không cần phóng thích đi ra, chí ít ở ngươi không có tu luyện tới Thiên Tiên trước đó, không cần hiện lộ cái này đạo Thần Thông. Tô Tử Mặc có chút không hiểu, hỏi nói chuyện hôm nay thư viện trưởng lao đã nắp hỏng kết luận khó đạo thư trong viện còn có người dám len lút bên dưới trả thù trong thư viện tự nhiên là không ai dám len lút bên dưới trả thù dương nhược hư nói nhưng này bàng vũ xuất thân có chút tôn quý bàng thị nhất tộc ở thần tiêu tiên vực bên trong xem như tiên đạo đại tộc chuyển thừa xa xưa mặc dù không sánh bằng ba tiên quốc lớn cùng bốn tiên tông lớn nhưng bàng thị nhất tộc nội tình thực lực cũng không thể khinh thường trong gia tộc tiên tiêu đông đảo càng có tiên vương trấn thủ không dễ trêu chọc cái này bàng vũ là bàng thị nhất tộc dòng chính thiên tiêu lần này vẫn lạc Bảng Thị Nhất Tộc tuyệt sẽ không bỏ qua. Tô Tử Mặc nghe đến đó mới hiểu được. Trước đó Dương Nhược Hư để hắn không cần thừa nhận, không chỉ là lo lắng đến từ thư viện áp lực, còn có đến từ thư viện bên ngoài, Bảng Thị Nhất Tộc uy hiếp. Nguyên bản những này uy hiếp đều sẽ rơi trên đầu hắn, mà bây giờ lại bị Dương Nhược Hư một người tiếp tục chống đỡ. Dương Nhược Hư nhìn lấy Tô Tử Mặc lo lắng ánh mắt, đột nhiên cười cười nói: Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Bảng Thị Nhất Tộc mặc dù thế lớn, bọn họ cũng không dám ở thư viện tìm ta phiền phức, chờ ta đột phá, nương tụ đạo quả, thành tựu chân tiên trở thành thư viện chân truyền đệ tử lúc, coi như ở thư viện bên ngoài, bọn họ cũng chưa chắc dám động ta. Chân tiên cấp bậc đệ tử, bất luận là ở đâu một phương thế lực, đều là hạch tâm nhất tồn tại, có tiên vương che chở. Dương sư huynh, ngươi thật lợi hại. Liên tại lúc này, xích Hồng quận chúa bay nhanh mà đến, rơi vào đài luận kiếm bên trên, hướng về phía Dương Nhược Hư bái một cái, tán thưởng một tiếng. Nhìn thấy người ngoài, Dương Nhược Hư liền không lại đàm luận việc này, nhìn qua Tô Tử Mặc nói rằng, vạn năm đại hội sắp mở ra, ngươi tu vi cảnh giới chưa đạt tới cấp 9 đỉnh phong, địa bảng chi tranh, sợ là phải có một phen khổ chiến đừng tưởng rằng tiên tông đại tuyển ngươi lấy lực lượng một người chém giết một hơn trăm vị hình lục địa vệ liền có thể tùy tiện giành được địa bảng chi đầu Vạn năm đại hội bên trong sẽ có rất nhiều thiên tiêu yêu nghiệt hiện thân đi chiến đấu địa bảng đệ nhất những người này thủ đoạn chưa chắc sẽ thua ngươi ngươi không được chủ quan tô tử mặc gật gật đầu trong đầu góc đột nhiên hiện lên một đạo bóng dáng hỏi nói vân đình sẽ đi sao từ hiên tiên quốc vân đình của vương dương nhược hư đối với danh tự này cũng không lạ lẫm lắc đầu nói hắn sẽ không đi theo ta được đến tin tức hắn đã tu luyện thành thiên tiên rồi thật nhanh tô tử mặc trong mắt giống như là hiện lên một tia chấn kinh sau đó liền còn lại một vòng tiếp hận ừ. Ừm. dương nhược hư chú ý tới tô tử mặc ánh mắt nhịn không được hỏi nói nghe được vân đình quận vương không có tham gia địa bảng chi tranh ngươi thế mà cảm giác có chút tiết lối người ở đem vân đình quận vương coi là đối thủ Ừm. tô tử mặc gật gật đầu nói ta cùng hắn ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến hắn thân phụ thiên sát địa sát kiếm quyết vân đình có được nhân sát kiếm quyết hai người đều nghĩ muốn cướp đi kiếm của đối phương quyết đem tam đại kiếm quyết dung hợp dám đem vân đình coi là đối thủ lợi hại dương nhược hư hơi hơi gật đầu lần này địa bảng chi tranh là ai dẫn đầu chúng ta tiến về viêm dương tiến quốc tô tử mặc đột nhiên hỏi nói hắn cùng phương thanh vân đám người đã kết xuống thù hận nếu là phương thanh vân dẫn đội rất khó cam đoan ở giữa sẽ không ra cái gì sai lầm một điểm này ngươi không cần phải lo lắng dương nhược hư nói lần này là nội môn mấy vị trưởng lão mang các ngươi tiền đến việc ngươi cần chính là dốc hết toàn lực chiếm lấy địa bảng đệ nhất tạm dừng một chút dương nhược hư lại nói đúng rồi địa bảng đệ nhất ở trong thư viện còn có một cái ngoài định mức ban thưởng trong thư viện bí trong các lấy rất nhiều công pháp bí thuật thần thông tiên pháp nhưng muốn đi vào bí các xem cho mượn tới tu luyện liền cần tông môn công hiến chút nhưng ngươi nếu là có thể giành được địa bảng đệ nhất liền có thể tiến vào địa cấp bí các tùy tiện xem tu luyện các ngươi công pháp bí thuật không bị hạn chế nghe đến đó tô tử mặc hai mắt tỏa sáng chương hai nghìn vương thành ngẫu nhiên gặp đối với người ngoài tới nói không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực tới tu luyện xem quá nhiều công pháp thần thông cái này địa bảng đứng đầu ban thưởng nếu là bị cái khác tu sĩ đạt được cũng liền là ở địa cấp bí trong các chọn lựa một chút thượng thừa nhất công pháp bí thuật, tiến hành tu luyện. Nhưng đối Tô Tử Mặc mà nói, liền không giống nhau rồi. Võ đạo bản tôn chính tại thôi diễn bước kế tiếp tu hành pháp môn, đối tất cả công pháp bí thuật đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn không cần tu luyện, chỉ là lợi dụng võ đạo lò lửa, đem những công pháp này bí thuật toàn bộ dung luyện bắt đầu, từ trong đó tìm kiếm mình cần thiết, tìm kiếm linh cảm. Mặc kệ như thế nào, lần này địa bảng chi đầu, Tô Tử Mặc đều thế ở nhất định phải. Ở trong thư viện, lại tu hành một đoạn thời gian, tới gần vạn năm đại hội thời điểm, thư viện khởi động truyền tống trận từ thư viện ba vị thiên tiên cấp bậc trưởng lão mang theo tô tử mặc xích hồng quận chúa chờ hơn mười người thông qua trước truyền thống trận hướng viêm dương tiên quốc nếu là bình thường phi hành hai mà ở giữa khoảng cách xa xôi cho dù là cấp chín thiên tiên nghị muốn đến viêm dương tiên quốc vương thành cũng cần thời gian mấy năm nhưng lợi dụng truyền thống trận bất quá mấy chục cái hít thở tô tử mặc bọn người cảm giác được trước mắt trở nên hoảng hốt phản phất có vô số quang ảnh lướt qua chuyển đến từng đợt mất trọng lượng cảm giác toàn bộ người tựa hồ đều đang bị không ngừng lôi kéo vặn vẹo lên sau đó đám người chân đạp thực mà lại lần nữa khôi phục bình thường đám người vừa mới đến viêm dương tiên quốc vương thành liền có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này cùng thư viện khác biệt nhiệt độ của nơi này chỉnh thể so thư viện cao hơn nhiều có chút khó chịu lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh lửa đỏ tất cả kiến trúc đều là từ cục gạch kiến tạo mà thành có chút kiến trúc còn thiêu đốt lấy tỉ mỉ ngọn lửa trải qua không thôi viêm dương tiên quốc bốn phía đều là ngọn lửa lại trở về rồi sinh hồng quận chúa về tới đây sâu hít sâu một hơi vẻ mặt thỏa mãn nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại vương thành bên trong đối với hoàn cảnh nơi này sớm thành thói quen gặp qua mấy vị đạo hữu thư viện đám người hiện thân về sau liền có truyền thống trận phụ cận thủ vệ bước nhanh đi tới hơi hơi chắp tay những thủ vệ này trên người đều hất lên lửa đỏ áo giáp giống như là đốt tấu miếng sắt tản ra cực nóng nhiệt độ những thủ vệ này ánh mắt ở tô tử mặc đám người bên hông đánh rồi cái chuyển liền nhận ra đám người lai lịch càn khôn thư viện mấy vị đạo hữu có lẽ là tới tham gia vạn năm đại hội à tạ linh quận vương đã phân phó xuống tới ta mang các vị đạo hữu tiến đến hành cung nghỉ ngơi một vị thủ vệ trầm giọng nói rằng không cần xích hồng quận chúa khoát tay nói ta mang theo bọn họ là có thể trung trưởng lão hạ trưởng lão trong thư viện rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến ta mang mọi người ở vương thành bên trong chuyển chuyển a về phần nghỉ ngơi hành cung ta biết rõ vị trí đến lúc đó ta mang mọi người đi qua là được cũng tốt trung trưởng lão cười lấy gật gật đầu sinh hồng quận chúa vô nhẹ nhẹ bên dưới tô tử mặc đầu vai treo ghẹo nói rằng đi thôi ở đây ta rảnh tỉ tỉ mang ngươi ở vương thành bên trong bốn phía chuyển chuyển trong thư viện cái khác tu sĩ cũng đều là trong lòng hiếu kỳ nhao nhao đáp ứng tô tử mặc cười lấy gật gật đầu đi ra truyền thống trận khu vực đi tới vương thành trên đường cái liền có thể cảm nhận được tòa này vương thành ồn ào náo động cùng náo nhiệt bởi vì vạn năm đại hội nguyên nhân làm cho tòa này vương thành tụ tập đến từ thần tiêu tiên vực trời nam đất bắc tu sĩ tuyệt đại đa số đều là địa tiên dù vậy viêm dương tiên quốc rộng lớn đường phố cũng không lộ ra chen trúc hai bên đường có đến từ không đồng tông môn thế lực tu sĩ chi lên từng cái quầy hàng chỗ bán chi vật cũng là chủng loại phong phú lần này vạn năm đại hội là thần tiêu tiên vực bên trên vạn năm một lần tu tiên tịnh hội địa bảng chi tranh chỉ là sau cùng trọng đầu hí tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản không có tư cách tham gia địa bảng chi tranh đối bọn hắn mà nói và năm đại hội quan trọng hơn chính là một trận giữa các tu sĩ giao lưu giao dịch thịnh hội sinh hồng quận chúa mang theo tô tử mặc bọn người dọc theo vương thành đường lớn một đường tiến lên một bên cho đám người giảng giải vương thành bên trong một chút chơi vui thú vị địa phương vị này thượng tiên trôi này kiếm sắt rõ ràng là chúng ta trước nhìn chúng mà lại chúng ta đã giao qua nguyên linh thạch ngươi sao có thể trắng trận cướp được đâu liền tại lúc này phía trước cách đó không xa đường phố nói hơi nghiêng chuyển đến một hồi ồn ào náo động cãi lộn thả của ngươi giam chó công tử chúng ta lúc nào đoạt ngươi đồ vật có người chửi ầm lên sau đó ba một tiếng tựa hồ có người bị quạt một bạt hai người kia tiếp tục mắng nói công tử chúng ta cho ngươi gấp đôi nguyên linh thạch ngươi còn không thỏa mãn cái này một vả chính là dạy cho ngươi một bài học tô tử mặc hướng kia một bên nhìn rồi thoáng qua đột nhiên nhịu nhữ mày thân hình dừng lại loại sự tình này mỗi ngày ở các nơi đều sẽ phát sinh hắn nguyên bản không có ý định để ý tới nhưng hắn xuyên thấu qua đám người lại nhìn thấy một vị người quen xích hồng quận chúa gặp tô tử mặc hướng kia vừa nhìn đi liền nói đánh người chính là tiết thị nhất tộc ở thần tiêu tiên vực xem như tiên đạo tộc lớn mỗi một giới địa bảng tiết thị nhất tộc đều sẽ có người lên bảng Xích hồng quận chúa lời còn chưa dứt tô tử mặc đã hướng kia vừa đi rồi đi qua thư viện đám người nhìn nhau đối mặt đều có chút không hiểu cũng đều nhao nhao theo sau giữa đám người tiết thị nhất tộc có mấy chục người bao vây lấy một vị tuổi trẻ tuấn tú nam tử người này hơi hơi túi đầu cẩn thận chu đáo trong tay một thanh dị xét kiếm sắt ở trước người hắn còn có một vị nô buộc giống như tu sĩ thân hình thấp nhỏ lại một bộ vênh váo hung hăng tư thái nhìn qua đối diện hai người chính khoa tay mua chân trong miệng hùng hùng hồ hồ đối diện hai người là một vị trung niên nam tử cùng một vị thanh niên ăn mặc bình thường đạo bảo trung niên nam tử là cấp bốn địa tiên thanh niên chỉ là cấp chín huyền tiên thanh niên nửa gương mặt đều sưng phồng lên phía trên một đạo đỏ rừng rực giấu bàn tay dỉ ra tơ máu chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm tiết ra đám người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đem thanh niên ngăn ở sau lưng sợ hắn xúc động đúc thành sai lầm lớn nhanh nhặt lên nguyên linh thạch đi thôi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện hai người các ngươi chỉ là thủy vân kiếm phái bình thường tu sĩ một cái không có danh tiếng gì huyền cấp tông môn chỗ nào so ra mà vượt tiết ra muốn chết sao người ta tiết công tử chịu cho các ngươi nguyên linh thạch thế là tốt rồi rồi vậy mà còn không biết dừng đám người chung quanh truyền đến một hồi tiếng nghị luận có người có ý tốt có người châm trọc khiêu khích trung niên nam tử thở dài một tiếng chậm chậm ngồi xổm người xuống đưa tay đi nhặt trên đất mấy khối nguyên linh thạch tiết ra mặc dù đem nguyên linh thạch cho bọn họ nhưng lại tùy ý ném ở trên mặt đất trung niên nam tử coi như bất mãn trong lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy hắn bàn tay vừa mới chạm đến một khoả nguyên linh thạch một chân trưởng đột nhiên đạp xuống tới tốc độ cực nhanh lực lượng cực lớn Giang giác, hắn né tránh không kịp bàn tay bị trực tiếp đặt gãy ừng trung niên nam tử kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt trên trán liền hiện lên ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi hắn cắn chặt hàm răng toàn thân run nhẹ nhẹ lấy lại là vị kia tiết ra nô bục tiến lên một cước giấm tại trung niên nam tử trên bàn tay mặc dù chỉ là tiết ra nô bục tu vi cảnh giới cũng có địa nguyên cảnh tầng sáu vượt qua trung niên nam tử hai cái cảnh giới nhỏ cha thanh niên kinh hô một tiếng tiến lên mấy bước Trương mắt đối diện Tiết Gia nô bộc, gầm nhẹ một tiếng, "Ngươi chó đồ vật, vung cha ta ra." "Tiểu thiên, ngươi im miệng." Trung niên nam tử quát lớn một tiếng, sau đó chậm chậm ngẩng đầu, nhìn qua Tiết Gia nô Bục, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, "Hài tử nhà ta tuổi tác quá nhỏ, ra đời không sâu, không hiểu quy củ, xin thượng tiên tha cho hắn một lần." Chương 2184, thư viện tên. Nguyên bản, "Ta là không có ý định cùng các ngươi chấp nhận, các ngươi hai cái chỉ cần ngoan ngoãn quay lại đây, cho công tử nhà ta nói lời xin lỗi là được." Tiết Gia nô buộc một cước giẫm lên trung niên nam tử bàn tay hai mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa thanh niên lạnh giọng nói nhưng là ngươi thẳng ngãi con này miệng không sạch sẽ còn dám mắng ta thượng tiên bất giận trung niên nam tử chịu đựng bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức cười lớn nói những này nguyên linh thạch chúng ta cha con từ bỏ trôi này kiếm sắt liền xem như là chúng ta bồi tội hiến cho tiết công tử lễ vật còn mời thượng tiên dơ cao đánh khẽ ha ha tiết gia nô buộc đắc ý cười cười nhìn chằm chằm cách đó không xa thanh niên mắng nói hoa con còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tự mình vào miệng thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mặt xương trên má ư máu đã biến được có chút xanh tím hoa con ngươi còn không chịu phục tiết gia nô buộc vừa mắng dưới chân một bên dùng sức dẫm lên trung niên nam tử tay gãy trung niên nam tử đau nhức được toàn thân run dậy nhưng thủy trung không rên một tiếng thấy như vậy một màn thanh niên mắt hổ rưng rưng cũng nhịn không được nữa mắt nhắm lại hai đầu gối vốn lượn hướng lấy trên mặt đất quỳ xuống đột nhiên thanh niên hai đầu gối chưa tiếp xúc đến mặt đất cũng cảm giác được một luồng to lớn lực cản càng đem hắn thân thể chậm chậm nâng lên thanh niên khẽ giật mình theo bản năng mở mắt nhìn lại không biết khi nào hắn bên thân thêm một người chính là người này huy động ống tay áo ra tay đem hắn dịu dắt đứng lên người này mặt mày thanh tú một bộ áo xanh mặc dù thời gian qua đi mấy ngàn năm nhưng thanh niên vẫn là liếc mắt nhận ra được kinh hô nói tô đại ca là ngươi tô tử mặc gật đầu một cái hai người mấy ngàn năm không thấy tô tử mặc dung mạo không có quá lớn biến hóa mà từ tiểu thiên lại đã lớn lên cái này hai vị chính là đã từng long nguyên thành thành chủ từ thạch cùng hắn hải tử từ, từ tiểu thiên lúc đó tô tử mặc rời đi long nguyên sao tiến về thanh vân quận chính là từ thạch vì hắn chỉ điểm phương hướng tô minh từ Thạch quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc, mặt tái nhợt bên trên cũng hiện ra một hồi mừng rỡ, vừa mới mở miệng nói ra hai chữ, sau đó liền ý thức được cái gì, vội vàng đổi giọng nói, "Tô thượng tiên, đã lâu không gặp rồi." Đem chân lấy ra. Tô Tử Mặc nhìn qua Tiết Gia Nô Bộc, lạnh lùng nói rằng, "Thế nào, cho là mình tu vi cảnh giới cao hơn ta hai tầng, liền muốn muốn uy hiếp ta?" Tiết Gia Nô Bộc điều tra đến Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới là cấp 8 địa tiên, cũng không có nữa điểm sợ hãi, cười lạnh nói, "Ngươi cũng không mở mắt nhìn xem, ở nói chuyện với người nào, Tiết Gia người, ngươi gây." Đột nhiên, một đạo bóng dáng vượt ngang mười trượng trong chớp mắt đi tới tiết ra nô bộ trước người tiết ra nô bộ câm thanh im bặt mà dừng ngay sau đó cái này tiết ra nô bộ bóng dáng bay rớt ra ngoài còn ở giữa không chung thời điểm trái tim nổ tung lồng ngực phun ra một đạo tên máu thể nội truyền đến một hồi dậy đặc tiếng xương nứt vang làm tiết ra nô bộ ngã rơi trên mặt đất thời điểm toàn bộ thân hình đã mềm nát như bùn bị chấn được gân cốt đều nát tạng phủ nát thành một đoàn máu loãng cả cỗ nhục thân bị này trọng thương đã triệt để phế đi thẳng đến lúc này đám người chung quanh mới phản ứng được phát ra từng đợt sợ hai thản phục tiết ra rất nhiều tu sĩ tinh thần chấn động bàn tay nhao nhao rơi vào trên túi chữ vật bất cứ lúc nào đều có thể tế ra pháp bảo sắc mặt không thiện nhìn chằm chằm tô tử mặc bị tiết ra đám người bảo vệ tiết công tử cũng khe nhũ mày ngẩng đầu lên hướng lấy tô tử mặc nhìn lại tiết công tử ánh mắt rơi vào tô tử mặc bên hông tông môn trên lệnh bài có chút dừng lại tô tử mặc đem từ thạch nâng đỡ từ thạch bị thương cũng không nặng lấy hắn địa tiên tu vi tu dưỡng điều tức một hồi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng này cái tiết ra nô bộc lại khác biệt rồi lục thân bị tô tử mặc phế bỏ chỉ còn lại có một cái sợ hai thất thố nguyên thần chạy đến tiết công tử trước người khóc lớn tiếng tố thượng tiên cẩn thận tiết ra thế lớn đừng bởi vì chúng ta cha con liên lụy ngươi từ thạch thấp giọng nói giảng vẻ mặt lo lắng hắn biết rõ đừng nói tô tử mặc là cấp tám địa tiên coi như hắn tông môn thủy vân kiếm phái tất cả mọi người đến đây cũng không dám đắc tội trước mắt vị này tiết công tử tiết công tử một câu toàn bộ thủy vân kiếm phái đều có thể bị san thành đất bằng công tử a ngươi phải làm chủ cho ta tiết ra nô bột nguyên thần tia sáng ảm đạm chạy tới cất tiếng đau buồn nói ta mặc dù chỉ là tiết ra một con chó nhưng coi như đánh chó cũng phải xem nhìn chủ nhân người này hoàn toàn không nhìn ngài mặt mũi trực tiếp động thủ với ta quả thực chính là không đem tiết ra để ở trong mắt. mắt、Phúc. người này lời còn chưa dứt chỉ gặp tiết công tử đột nhiên huy động trong tay trôi này kiếm sát đem người này nguyên thần chém thành hai nửa nguyên thần tiết diệt cái này nô buộc tại chỗ bỏ mình người này cho dù chết cũng không nghĩ đến chính mình lại sẽ vẫn lạc tại hắn chủ nhân thủ hạ tại hạ tiết nguyên gặp qua đạo hữu ta nô buộc này không có mắt mạo phạm đạo hữu ta thay ngươi đem hắn chém rồi đạo hữu không cần chấp nhận với hắn vị này tiết công tử hướng lấy tô tử mặc hơi hơi chắc tay lên tiếng chào hỏi cười lấy nói rằng còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào tiết nguyên thái độ để từ thạch cha con rất là kinh ngạc phải biết tiết nguyên bản thân chính là cấp chín địa tiên hắn bên thân quay chúng quanh tiết gia tu sĩ phần lớn cũng đều là cấp tám địa tiên cấp chín địa tiên thực lực cường đại theo lý mà nói tiết nguyên tuyệt không nên nên yếu thế vây xem không ít tu sĩ cũng là một mặt mệ hoặc khe khẽ bàn luận bắt đầu vị này là cái gì lai lịch vậy mà có thể làm cho công tử nhà họ tiết ngược bộ người này bên hông tông môn lệnh bài nhìn lấy có chút quen mắt, tựa hồ là càn khôn thư viện có người kinh hô một tiếng bốn chữ này vang lên như một đá kích thích ngàn cơn sóng trong nháy mắt trong đám người gây nên to lớn phản ứng bốn tiên tông lớn càn khôn thư viện thư viện đệ tử hiện thân rồi từ thạch cùng từ tiểu thiên cha con vẻ mặt rung động bọn họ mặc dù nghe nói qua bốn tiên tông lớn nhưng loại này tông môn cách bọn họ quá xa vời sợ không thể thành bọn họ thân ở thủy vân kiếm phái cùng càn khôn thư viện so sánh tựa như là một cái hơi không đủ nói con kiến lúc trước ở long nguyên thành bên trong từ Thạch nhìn ra Tô Tử Mặc tiềm lực rất lớn, nhưng hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng, chỉ là số ngàn năm trôi qua, cái này thư sinh vậy nam tử, vậy mà đã bái vào Bốn Tiên Tông lớn một trong cản Khôn Thư Viện. Năm đó ở Long Nguyên Thành, Từ Thạch tu vi cảnh giới, còn muốn so Tô Tử Mặc cao một chút, mà bây giờ, hai người cũng đã ngày đêm khác biệt. Trách không được Tiết Nguyên biết cái này vậy thái độ. Tiết ra mặc dù là tiên đạo tộc lớn, thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, nhưng so với cản Khôn Thư Viện, còn muốn kém một chút. Trôi kiếm này, trả lại bọn hắn. Tô Tử Mặc không có trả lời Tiết Nguyên vấn đề mà là duỗi ra ngón tay, chỉ chỉ Tiết Nguyên trong tay cầm chuôi này kiếm sát. Tiết Nguyên khẽ như mày, vẻ mặt có chút chần chờ, mới cười lấy nói rằng, "Đạo hữu, chuôi kiếm này là ta tốn hao nguyên linh thạch mua lại, coi như ngươi là thư viện đệ tử, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt ta." Hắn lần này đến đây, tự nhiên là vì rồi tham gia vạn nam đại hội, tranh đoạt địa bảng bài danh. Lấy hắn thủ đoạn cùng chiến lực, có lẽ có thể xếp tại địa bảng khoảng 50 tên. Cho nên, hắn nhìn thấy Tô Tử Mặc chỉ là cấp 8 địa tiên, căn bản cũng không sợ hãi. Quan trọng hơn chính là, tiết ra một thế này, còn ra rồi một cái lợi hại hơn tiên tiêu, liền cùng ở phía sau hắn. Vị này thiên kiêu chiến lực, tuyệt đối có thể xếp vào địa bảng 20 vị trí đầu. Hai vị địa bảng cao thủ, cái này là tiết nguyên sức lực. Chương 2185, Lôi đình thủ đoạn. Trừ rồi hai đại chuẩn địa bảng cao thủ bên ngoài, Tiết Nguyên sở dĩ dám cùng thư viện đệ tử khiêu chiến, còn bởi vì nơi này là Viêm Dương Tiên Quốc Vương thành. Nếu là buộc phát quá mức nghiêm trọng xung đột, chắc chắn có vương thành thủ vệ đến đây giữ gìn trật tự. Trôi này kiếm sắt có chút cổ quái, hắn như là đã đắc thủ, liền không có chắp tay tương nhượng đạo lý. Không trả sao? Tô Tử mặc lẩm bẩm một tiếng, Ngư khí bình tĩnh tiết nguyên mỉm cười đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục cuốn đi vòng mèo đột nhiên cảm giác được trước mắt đoán một cái một đạo bóng dáng phá không mà đến bắn ra làm người ta hít thở không thông khí thế tô tử mặc đã đi tới phụ cận khoảng cách bất quá găng tấc quá nhanh rồi vừa rồi vẫn là một cái hào hoa phong nhã tao nhã nho nhã thư sinh trong nháy mắt lại phản phất hóa thân thành thôn thiên phệ địa viễn cổ cự thú hung thần chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất mạnh liệt mà đến Tiết nguyên tâm thần run rẩy sắc mặt đại biến hắn trong lòng sợ hãi khí thế trong nháy mắt bị áp chế lại không tốt Tiết Nguyên trong lòng lộ bộ một tiếng. Trong chốc ngắn này, hắn liền ý thức được, chính mình mất đi tiên cơ, tuyệt đối ngăn không được Tô Tử Mặc tiếp xuống thế công. Rút lui. Tiết Nguyên thân hình nhanh lùi lại, không kịp tế ra pháp bảo, hai tay liên tiếp biến hóa pháp quyết, thôi động thần thức, nương tụ thần thông. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, đột nhiên lóe ra một đạo thân ảnh quỷ mị, thể nội khí huyết bắn ra, truyền ra từng đợt thủy triều thanh âm, đưa tay một quyền, hướng lấy tiếp cận Tô Tử Mặc đánh rồi đi qua. Cái này người chính là chuẩn địa bảng bên trên có thể đứng vào 20 vị trí đầu đầu viên. Đầu viên nguyên bản xuất thân thường thường, chỉ vì thiên phú xuất chúng bị tiết ra nhìn chúng trọng điểm bồi dưỡng ở thần tiêu tiên vực dần dần giết ra huy danh lần này địa bảng chi tranh về sau tiết ra chuẩn bị đem tiết họ ban cho hắn cũng ngay tô tử mặc khét quát một tiếng nhìn cũng chưa từng nhìn đầu huyên liếc mắt tiện tay một quyền hướng lấy đầu huyên năm đấm đánh rồi đi qua ẩm từng quyền chạm vào nhau chung quanh hư không đều đi theo chấn động một chút xương cốt va chạm ma sát âm thanh vang lên cực kỳ làm người ta sợ hãi tô tử mặc thân hình có chút dừng lại chân đạp đạp xuống ở trên mặt đất dẫn được phố dài chấn động thân hình tốc độ càng lại độ kéo lên hướng lấy Tiết Nguyên đuổi theo. Đậu Uyên ngạc nhiên biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống, đều trùng điệp đạp ở trên đường dài, phát ra tiếng bước chân nặng nề. Có thể tiếp ta một quyền, cũng coi như ngươi bản sự. Tô Tử Mặc cùng đậu Uyên sượt qua người, nhàn nhạt, nói một câu. Đậu Uyên vốn là dự định một quyền này đem Tô Tử Mặc đẩy lui, lại căn bản không nghĩ tới, một quyền này của hắn, chỉ là để Tô Tử Mặc có chút dừng lại, mà hắn kém chút bị đánh bay ra ngoài, thể nội như thủy triều vậy khí huyết, lại bị Tô Tử Mặc một quyền xáo trộn. Hắn sở dĩ bị người đứng vào địa bảng 20 vị trí đầu, cũng là bởi vì nhục thân cường đại, thể phách kinh người, khí huyết bành trướng, cận chiến chi lực khủng bố. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay hắn lại bị một cái nhìn qua yếu mà ra gió thư sinh, một quyền bước lui. Mắt thấy Tô Tử Mặc hướng lấy Tiết Nguyên đuổi theo, đầu Uyên còn muốn muốn lên trước cứu. Nhưng hắn bước chân khẽ động, cũng cảm giác lồng ngực một hồi cuộn cuộn. Hắn vội vàng nâng lên ống tay áo, che lại khuôn mặt, sau đó há miệng ra, phun ra một đạo tên máu, chiếu xuống ống tay áo phía trên. Lúc này, chú ý của mọi người đều bị Tô Tử Mặc hấp dẫn, ngược lại là không có cái gì người thấy như vậy một màn. Đậu Uyên trong lòng ngạc nhiên chỉ là một quyền hắn liền thụ thương rồi cái này thư viện đệ tử đến tột cùng là ai một cái khác một bên tô tử mặc tốc độ kinh người trong chớp mắt đuổi kịp lui lại tiết nguyên mắt sáng như đuốc xoe bàn tay ra ngưng tụ đại hôn nguyên trưởng bọc đầu chấn áp xuống dưới giết tiết nguyên hét lớn một tiếng buộc phát ra đại thần thông á tu la đạo cùng lúc đó ở hắn chung quanh tiết ra hộ vệ cũng nhao nhao ra tay có tế gia pháp bảo có phóng thích tiên thuật có ngưng tụ thần thông phá tô tử mặc mặt đối chung quanh pháp bảo tiên thuật thần thông không tránh không né trực tiếp há miệng hét lớn một tiếng cái này đã âm thanh, mặc dù không có rồng gầm bí thuật như vậy khủng bố, trong đó cũng ẩn chứa lôi âm sắt chờ âm vực bí thuật phát lực phát môn. Trung quanh tiết ra hộ vệ sắc mặt đại biến. Vừa mới ngưng tụ ra thần thông, tiên thuật, nhao nhao tán loạn. Thế ra đến pháp bảo cũng từ giữa không trung rơi xuống. Những này hộ vệ vẻ mặt thống khổ, hai tay ôm đầu, chỉ cảm thấy được hai lỗ thai nhòi nhói, trong đầu góc ông ông tắc hưởng, một mảnh chỗ trống. Những này người tự vệ cũng khó khăn, chớ nói chi là bảo hộ thiên nguyên. Tô Tử mặc không có trực tiếp thôi động rồng gầm bí thuật, một phương diện đây là hắn át chủ bài, sẽ không dễ dàng vận dụng một phương diện khác dòng gầm bí thuật bộc phát những này tiết ra hộ vệ chắc chắn sẽ bị trực tiếp đánh chết tô tử mặc chỉ là muốn giáo hấn tiết nguyên một cái người đoạt lại kiếm sát không muốn đại khai sát giới song phương cũng không có thâm cựu đại hận gì một cái khác một bên đậu uyên khí huyết nguyên bản đã bình phục lại vừa mới khởi hành tiến lên còn không có chờ ra tay liền nghe đến cái này âm thanh hét lớn hắn thể nội khí huyết quay cuồng kìm nén không được vội vàng che khuất bờ môi lại phun ra một ngụm máu tươi khoảng cách gần nhất tiết nguyên cũng là toàn thân chấn động mạnh nhưng hắn nhục thân không tầm thường cắn chặt hàm răng vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ đại thần thông mặc dù có tán loạn xu thế nhưng còn chưa chưa tiếng mất liên tại lúc này đại hôn nguyên trưởng giáng lâm Và anh cho dù là ngưng thực a tu la đạo đều chưa hẳn có thể ngăn cản tô tử mặc đại hôn nguyên trưởng húng chi là cơ hồ tan giã đại thần thông a tu la đạo bị một trưởng kích bại bàn tay khổng lồ bao phủ xuống tiết nguyên tránh cũng không thể tránh nắm chặt trong tay kiếm sát trở tay dùng sức một đâm đại hôn nguyên trưởng giáng lâm xuống tới cơ hồ cùng kiếm sát sắp sửa đụng vào thời khắc tất cả lực lượng đột nhiên tiêu tán loại kia cương mãnh nghiên ép lực lượng Đột nhiên chuyển biến thành âm nu liên tục chi lực, loại này cương nu ở giữa chuyển biến, không có chút nào vướng víu cảm giác, làm người ta sợ hai thảm phục. Tô Tử mặc bàn tay khoác lên kiếm sắt bên trên, một quyển chấn động, tay không liền đem kiếm sắt đoạt lấy. Đồng thời, hắn lại lần nữa tiến lên một bước, bàn tay tìm vỏi hướng lấy Tiết Nguyên lồng ngực đè xuống. Ngươi! Tiết Nguyên trong lòng giật mình, phản ứng cũng là cực nhanh, toàn bộ lồng ngực thu liễm, phản phất sụp đổ xuống một khối lớn, đồng thời rút về cánh tay, ngăn tại trước người. Hừ. Tô Tử mặc hơi hơi cười lạnh, bàn tay ở Tiết Nguyên trên cánh tay nhẹ nhẹ, nhẹ nhấn một cái liền lóe lên trở ra giang giác thiết nguyên cánh tay đứt gãy tạch 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 ngay sau đó thiết nguyên lồng ngực chuyển đến một hồi lốp bốt văn động giống như là ở xào lăn hạt đậu toàn bộ người mềm lún ngồi liệt ở trên mặt đất phun ra một ngụm lớn máu tươi thiết nguyên lồng ngực xuất hiện một cái cự đại thanh tích thủ trưởng ấn t vây xem đám người hít vào một ngụm hơi lạnh vừa rồi tô tử mặc cái kia một trường nhìn qua nhẹ nhàng đục không dùng sức không nghĩ tới lại có như vậy uy lực khủng bố chẳng những bẻ gây tiết nguyên cánh tay còn đem tiết nguyên xương ngực chấn trái tim đều bị đánh phát nổ song phương giao thủ cực nhanh từ tô tử mặc ra tay đến cuối cùng kết thúc tính toán đâu ra đấy cũng bất quá bốn năm cái thời gian hô hấp tô tử mặc vẫn là đứng tại nguyên bản vị trí bên trên không sai chút nào tựa hồ chưa bao giờ gì đã qua thân xác hắn lạnh nhạt hô hấp đều đạn trên người áo xanh đều là không nhiễm trần thế không có nữa điểm nếp vốn chỉ là hắn trong tay nhiều một thanh kiếm sắt mà đối diện tiết ra lại là một mảnh hỗn độn hoa rơi nước chảy đậu bên sắc mặt khó coi tiết ra đông đảo hộ vệ mờ mịt luôn cuống tiết nguyên trọng thương ngã đất trên mặt mặt không có chút máu dạng này lôi đỉnh thủ đoạn ở chung quanh gây nên chấn động to lớn chương hai nghìn một trăm tám mươi sáu kinh ngạc người kia là ai thủ đoạn đáng sợ như thế liên chuẩn địa bảng bên trên hai đại cao thủ đều bị hắn chấn áp xuống tới không rõ ràng thư viện ngoại môn thi đấu thứ tự đã sớm chuyển tới rồi tựa hồ không có thư sinh khí chất vậy địa tiên nơi này tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều có tu sĩ có thể nhận ra thư viện cái khác đệ tử lại không gặp qua tô tử mặc tô tử mặc bái vào thư viện về sau vẫn tại bế quan không giống như là thư viện cái khác tu sĩ bái vào thư viện thời điểm cũng đã là cấp 8, cấp 9 địa tiên, không cần bế quan tu hành. Những này ngoại môn đệ tử phần lớn sẽ tiếp nhận thư viện phái phát rất nhiều nhiệm vụ, ở thần tiêu tiên vực bên trong lịch luyện, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, cũng dần dần xông ra một chút thanh danh. Có người đột nhiên nói rằng, các ngươi đừng quên, 1000 năm trước tiên tông đại tuyển, trong thư viện còn thu một cái loại người hung ác. Ngươi là nói cái kia tô cái gì, đem đại tấn tiên quốc hơn 100 vị hình lục vệ toàn bộ chém giết người. Đúng, chính là hắn, gọi Tô Tử Mặc. Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, náo động khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? mấy bóng người gạt mở đám người xông vào nhìn thấy thụ thương tiết nguyên bọn người đều là vẻ mặt biến đổi thúc ngươi đã đến tiết nguyên vẻ mặt thống khổ lao đi môi một bên máu tươi cái này mấy vị tiết gia tu sĩ tu vi đều là thiên nguyên cảnh ba cái cấp tám thiên tiên một vị cấp chín thiên tiên tiết nguyên thúc phụ tiết Tiệm chính là cấp chín thiên tiên ở thần tiêu tiên vực bên trên cũng không nhỏ tiếng tăm ai làm tiết tiềm quát chói thai một tiếng thuận tiết nguyên ánh mắt mãnh liệt xoay người trực tiếp khóa chặt ở tô tử mặc trên người mặt lộ sắc cơ nhưng rất nhanh thần sắc hắn khẽ động trong mắt sát ý thu liễm không ít hắn nhìn thấy rồi tô tử mặc bên hông tông môn lệnh bài đó là càn khôn thư viện lệnh bài thư viện đệ tử tiết tiềm sắc mặt có chút khó coi cảm nhận được tiết tiềm trước sau biến hóa tô tử mặc trong lòng sinh ra một tia cảm khái hắn bái vào thư viện về sau liền bế quan tu hành sau khi xuất quan cũng chỉ là tại ngoại môn bên trong cùng hai người giao thủ phát sinh qua một lần xung đột cũng không rời đi thư viện tại ngoại môn du lịch Thẳng đến lúc này hắn mới cảm nhận được càn khôn thư viện cường đại vị này đến từ tiên đạo tộc lớn cấp chín tiên tiên trên người nguyên bản sắc ý đã ngưng tụ đến cực hạn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đả thương người nhưng người này nhìn thấy bên hông hắn thư viện lệnh bài vẻ mặt rõ ràng có rồi biến hóa lộ ra kiên kỵ từ tô tử mặc ra mặt xử lý chuyện này thư viện những người khác đều không có nhúng tay nhưng dù cho như thế đối diện tiết tiềm đám người vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ tiết nguyên đậu huyên ra tay đây coi như là cung cấp tu sĩ luận bàn tỷ thí không có gì to tát nhưng tiết tiềm nếu là đối tô tử mặc động thủ cái này là lấy lớn lớn nhỏ càng khôn thư viện tuyển sẽ không dễ dàng tha thứ thư viện đáng sợ còn thể hiện tại trung quanh tu sĩ trên người tô tử mặc rõ ràng có thể cảm nhận được mọi người chung quanh nhìn trong ánh mắt của hắn đều mang một tia kính sợ vẻ khâm phục thậm chí là sùng bái đây là hắn phi thăng về sau mấy ngàn năm đảo vong kinh lịch bên trong chưa bao giờ có thể nghiệm hắn đến từ hạ giới phi thăng về sau ở rất nhiều tu sĩ trong mắt đều là thân phận hèn mọn nhưng tại thời khắc này trên đầu của hắn phảng phất mang theo một đạo còn sáng thư viện đệ tử thần tiêu tiên vực không người nào dám khinh thường thư viện đệ tử thư viện đệ tử thật sự là uy phong a địa bảng chi tranh còn chưa bắt đầu liền có thể tùy tiện ra tay đả thương người tiết tiềm nhìn qua tô tử mặc lời nói mang theo sự trâm trọng không dám tô tử mặc nhàn nhạt nói thư viện so không được tiết ra xem ra người ta đồ vật liền động thủ trắng trận cướp đoạt thật sự là bá đạo tiết tiềm khe như mày túi đầu nhìn về phía ngồi ở trên mặt đất tiết nguyên tiết nguyên chột dạ không dám cùng tiết tiềm đối mặt chuyện này đám người đều thấy rõ hắn cũng không dám nói dối tiết tiềm trong lòng thầm mắng một tiếng tự biết đối lý chuyện hôm nay hơn phân nửa muốn không giải quyết được gì nhiều người như vậy tụ ở chỗ này làm cái gì Liên tại lúc này, xa xa trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Tiết tiềm hai mắt tỏa sáng. Viêm Dương Tiên Quốc Vương thành bên trong, trừ Phi là Vương thành thủ vệ, hoặc là chân tiên cường giả, còn lại tu sĩ không thể ở Vương thành bên trong ngự không mà đi. Bên này động tĩnh náo được lớn như vậy, nhất định là Vương thành thủ vệ đến. Hắn kiêng kỵ thư viện, mà Viêm Dương Tiên Quốc lại sẽ không. Viêm Dương Tiên Quốc là cùng Càn Khôn thư viện sánh vai quái vật khổng lồ, càng húng chi, nơi này vẫn là Viêm Dương Tiên Quốc Vương thành. Thư viện đệ tử mạnh hơn, cũng phải tuân thủ Viêm Dương Tiên Quốc quy củ. Hắn không tốt ra tay, lại có thể mượn nhờ viêm dương tiên quốc lực lượng cho cái này thư viện đệ tử một bài học nghĩ lại đến tận đây tiết tiềm xoay người lại nhìn qua giữa không trung bay nhanh mà đến một đội vương thành thủ vệ chắp tay nói rằng gặp qua vị này thống lĩnh tại hạ tiết gia tiết tiềm tiết đạo hữu kính đã lâu đại danh vị này vương thành thống lĩnh nhìn thấy là tiết gia tiết tiềm vẻ mặt hơi chậm hơi hơi gật đầu chắp tay đáp lễ tiết tiềm chỉ vào tô tử mặc trầm giọng nói rằng bên này có người ý là thư viện đệ tử thân phận ngay tại vương thành bên trong đánh lớn ra tay liên tục thương ta tiết ra nhiều vị tộc nhân Ta bận tâm nơi này là Tiên Quốc Vương Thành, không muốn lại sinh tranh chấp, dẫn được Vương Thành hỗn loạn, mới không có đối với người này động thủ, còn mời vị này thống lĩnh vì Tiết gia chủ trì công đạo. Vị này Vương Thành thống lĩnh khẽ như mày, quay đầu nhìn về phía tô Tử Mặc, vẻ mặt khó xử. Nếu là bình thường tu sĩ, hắn bắt cũng liền bắt rồi, cùng lắm thì cầm tù mấy ngày, cho cái giáo hấn. Nhưng là càn khôn thư viện đệ tử, tân thống lĩnh, liền ở hai bên người hắn khó xử thời khắc, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo nữ tử âm thanh, hắn theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy đám người bên trong một vị ăn mặc xích hồng áo giáp nữ tử đi tới tô tử mặc bên cạnh cười lấy nói rằng tân thống lĩnh đã lâu không gặp rồi gặp qua xích hồng quận chúa tân thống lĩnh vẻ mặt khẽ giật mình liền vội vàng không người hành lễ phía sau hắn rất nhiều vương thành thủ vệ cũng nhao nhao hành lễ tiết tiềm sửng sốt sinh lòng không ổn xích hồng quận chúa khoát tay nói nơi này không có việc lớn hơn gì chính là tiết ra công tử đoạt người khác đồ vật sư đệ của ta nhìn không được liền cùng vị kia tiết công tử hữu hảo luật bàn một chút không có trở ngại đây là hữu hảo luật bàn tân thống lĩnh lường ngồi liệt ở trên mặt đất tiết nguyên liếc mắt trong lòng thầm nhủ một tiếng vị này tiết công tử thụ này trọng thương địa bảng chi tranh hơn phân nửa đều không cơ hội tham gia hắn đã sớm nghe nói sinh hồng quận chúa bái vào càn khôn thư viện bây giờ sinh hồng quận chúa ra mặt hắn vội vàng thuận bậc thang lui xuống nguyên lai like là dạng này tân thống linh hơi hơi gật đầu nói vương thành bên trong xác thực cũng sẽ thường thường phát sinh một chút xung đột nhỏ chỉ cần không có gì to tát cũng là không có gì đúng vậy nha sinh hồng quận chúa cười lấy nói rằng tân thống lĩnh ngươi đi nơi khác dò xét ta à nơi này không có cái gì rất nhanh liền tán rồi thuộc hạ cáo lui tân thống lĩnh lại lần nữa chắp tay mang theo sau lưng vương thành thủ vệ rời đi nơi này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tiết tiềm lại ăn cái xẹp khi được kém chút thổ huyết cáo tử tiết tiềm sắc mặt xanh một hồi tím một hồi cuối cùng biệt xuất hai chữ này đỡ lấy tiết nguyên mang theo tiết ra đám người quay người rời đi biến mất trong đám người chương hai nghìn một trăm tám mươi bảy tạ khuynh thành xích hồng liền tại lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng nam tử kêu gọi có chút thân mật giàu có tư tính chỉ nghe nó âm thanh liền có thể cảm nhận được một loại ấm áp lực lượng tô tử mặc liếc mắt nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa trên đường dài chính có một vị áo trắng nam tử chậm chậm đi tới nhìn người nọ tô tử mặc có chút khẽ giật mình Trung quanh đông đảo tu sĩ cũng đều phát ra một hồi sợ hãi thán phục vị này nam tử thực sự quá xinh đẹp ngũ quan tuấn mỹ không có một điểm tí vết giống như là người ngọc quả thực sinh được so đông đảo tiên tử mỹ nữ đều tốt hơn nhìn nếu không có vào trước là chủ nghe được người này là thanh âm nam tử đột nhiên gặp nhau tô tử mặc tuyệt sẽ không tin tưởng trước mắt vị này lại là thân nam nhi Sinh Hồng quận chúa đã coi như là khó có được mỹ nữ, nhưng ở vị này trước mặt đều hơi có vẻ kém. Vị này người áo trắng hiện thân, thật sự là quá mức lóa mắt, sặc sỡ lóa mắt. Trong nháy mắt này, trên đường dài tất cả tu sĩ, bất luận nam nữ, toàn đều ảm đạm phai mở. Đây là nam tử. Tô Tử Mặc nhìn qua người tới, có chút mê hoặc. Khuynh Thành ca ca. Sinh Hồng quận chúa nhìn người tới, hai mắt tỏa sáng, trên mặt tràn đầy nụ cười, chạy gấp tới, nào vào người này trong ngực. Nghe được một tiếng này Khuynh Thành ca ca, Tô Tử Mặc trong lòng mới thật sự xác định xuống tới. Hắn bốn phía nhìn rồi thoáng qua, phố dài hai bên vẫn có không ít tu sĩ nhìn chăm chú lên vị này áo trắng nam tử kinh ngạc xuất thần phảng phất ném đi ba hồn bảy vía ở trong đó cũng không chỉ là nữ tu ngay cả nam tu cũng không thể may mắn thoát khỏi khuynh thành tô tử mặc trong lòng thầm nghĩ vị này tên ngược lại là chuẩn xác như vậy dung mạo sắp thực xứng đáng khuynh quốc khuynh thành khuynh thành ca ca làm sao ngươi tới à nha sinh hồng quận chúa ngẩng lên đầu giọng dịu dàng hỏi nói áo trắng nam tử vẻ mặt cương triều cười khẽ nói ngươi một thân một mình đi ra ngoài tu hành lâu như vậy cũng không về nhà đến xem nhớ ngươi chứ sao ta đây không phải trở về rồi nha sinh hồng quận chúa vểnh lên miệng nói rằng sinh hồng quận chúa tại vị này áo trắng nam tử trước mặt không có nữa điểm quận chúa giá đỡ trong giọng nói ngược lại mang theo một tia nũng nịu có thể thấy được quan hệ giữa hai người có chút thân mật áo trắng nam tử cùng xích hồng quận chúa cười nói ở giữa còn ngẩng đầu lên nhìn về phía cản khôn thư viện đám người hơi hơi gật đầu trên mặt ý cười áo trắng nam tử ánh mắt tựa hồ tại thư viện đám người trên người khẽ quét mà qua nhưng thật giống như không có coi nhẹ bất luận kẻ nào cùng mỗi người đều hơi tiếp xúc một chút cho người ta một loại như một xuân gió cảm giác xích hồng quận chúa cùng áo trắng nam tử lại hàn huyên vài câu mới vẻ mặt bừng tỉnh lôi kéo áo trắng nam tử đi tới thư viện đám người trước mặt nói khuynh thành các ca mấy vị này là chúng ta thư viện trưởng lão đây đều là ta đồng môn thư viện ngoại môn thi đấu hai mươi vị trí đầu địa tiên tiên tiêu tạm dừng một chút xích hồng quận chúa lại chỉ vào áo trắng nam tử cùng thư viện đám người nói rằng vị này là ta ca tại hạ tạ khuynh thành gặp qua mấy vị trưởng lão các vị đạo hữu áo trắng nam tử mặt đối thư viện đám người hơi hơi chắc tay mặt mỉm cười nguyên lai là khuynh thành quận vương kính đã lâu đại danh thư viện mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau vội vàng đáp lễ vị này tạ khuynh thành tu vi cảnh giới đại khái ở cấp bốn cấp năm thiên tiên trái phải không sánh bằng mấy vị thư viện trưởng lão nhưng dù sao cũng là viêm dương tiên quốc quận vương thư viện trưởng lão cũng không dám thất lễ ta quận vương chỉ là cái danh phận tạ khuynh thành khẽ cười nói ta cùng xích hồng đồng bối xem như mấy vị trưởng lão hậu bối mấy vị trưởng lão gọi ta đạo hữu liền tốt không dám không dám thư viện mấy vị trưởng lão vội vàng nhún nhường phi thăng về sau tô tử mặc cũng đã gặp một chút quận vương con chúa duy chỉ có tạ khuynh thành trên người không có nữa điểm quận vương giá đỡ bình dị gần gũi xuất thân ở hoàng thất quý tộc thể nội chạy xuôi theo vương tộc huyết mạch có thể có phần khí độ này cùng tâm tính xác thực khó có được khuynh thành ca ca hắn chính là tô tử mặc Liên tại lúc này xích hồng quận chúa chỉ vào thư viện trong mọi người giữa tô tử mặc lại nói một câu gặp qua tô đạo hữu tạ khuynh thành lại lần nữa hướng về phía tô tử mặc hơi hơi chắc tay cười nói những năm gần đây xích hồng chưa từng về nhà nhưng trong thư của nàng ngược lại là thường thường nhắc lên ngươi ca vẫn là ngươi tốt với ta tự mình đến tiếp gặp tạ khuynh thành nói tới chuyện này Sĩ hồng quận chúa gương mặt từng đỏ vội vàng chuyển hướng chủ đề nói nhị ca ở truyền thống trận bên kia liền phái cái thủ vệ kêu gọi chúng ta nhị ca muốn chủ bị chủ trì vạn năm đại hội tự nhiên là sự vụ phức tạp thoát thân không ra tạ khuynh thành nói ta cái này thanh nhàn quận vương không có việc gì liền đến tiếp ngươi rồi đi thôi ta lành nghề cũng đã chuẩn bị kỹ càng dạ yến cho các ngươi bày tiệc mời khách Tốt. Sĩ hồng quận chúa nói trung trưởng lão hạ trưởng lão tô tử mặc chúng ta cùng nhau đi thôi thư viện đáng người cũng không có chối từ chuẩn bị cùng tạ khuynh thành rời đi trong đám người từ thạch nhìn qua thư viện trong mọi người tô tử mặc trong đôi mắt vừa là hâm mộ lại là kính nể, lại là cảm khái chỉ là phân biệt mấy ngàn năm năm đó ở long nguyên sao bên trên cái kia thư sinh bây giờ đã trưởng thành đến nước này lấy sức một mình liền đem tiên đạo tộc lớn tiết ra áp chế được không dám hoàn thủ còn có thể đứng ở chỗ này cùng viêm dương tiên quốc quận vương quận chúa chuyện trò vui vẻ từ tiểu thiên trong mắt chỉ có hướng tới cùng khát vọng sinh mà là người liền nên dạng này từ tiểu thiên lẩm bẩm một tiếng được rồi chúng ta cha con lại thế nào tranh cũng không tranh nổi vận mệnh từ thạch than nhẹ nói chúng ta có thể ở thủy vân kiếm trong phái xông ra một mảnh thiên địa cũng coi như không hưởng công đời này rồi thủy vân kiếm phái chỉ là huyền cấp tông môn tài nguyên tu luyện có hạn từ thạch rõ ràng trên lệnh của song phương sẽ chỉ là càng lúc càng lớn kém chút quên chuôi kiếm này không có trả lại cho ngươi ngay tại từ thạch từ tiểu thiên hai người trăm mối cảm xúc nổn ngang thời điểm một thanh âm đột nhiên vang lên không biết khi nào tô tử mặc đi tới trước người hai người đem chuôi này gì xét kiếm sắt đưa cho hai người không 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 tư thạch vội vàng chối tử nói tô thượng tiên ngươi vừa mới ra tay trợ giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này trôi này sắt kiếm lý ứng về ngươi thu lại a à. tô tử mặc cười cười đem kiếm sắt nhét vào từ tiểu thiên trong tay trôi này kiếm sắt quả thật có chút cổ quái nhưng hắn không biết làm loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuyện tô lại ca từ tiểu thiên vừa rồi thủy trung trầm mặc lúc này rốt cục nổi lên dũng khí nắm xong quyền âm thanh hơi run rẩy nói một tiếng nhưng hắn đột nhiên cảm giác được xưng hô này không ổn vội vàng đổi giọng nói tô tiên sinh ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao tô tử mặc trầm mặc song phương có thể gặp lại ở nơi này cũng coi như có duyên nhưng còn không đạt được có thể làm cho hắn động tâm thu đồ đệ cấp độ càng húng chi hắn ở thượng giới cựu địch đông đảo trở thành hắn đệ tử chưa chắc là chuyện gì tốt không làm đồ đệ để ta làm chút việc vặt vanh cũng tốt có thể đi theo tiên sinh bên thân là được từ tiểu thiên vội vàng lại nói vẻ mặt khẩn trương đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua tô tử mặc cái này chỉ sợ không được tô tử mặc hơi hơi lắc đầu từ tiểu thiên vẻ mặt tảm đạm bên cạnh xích hồng quận chúa giải thích nói chúng ta ở cản khôn thư viện cũng chỉ là ngoại môn đệ tử không có tư cách mang nô bộc của chính mình tiến vào thư viện ngươi cũng đừng nản trí tô tử mặc gặp từ tiểu thiên có chút nội trí an ủi nói cũng không cần làm cái gì tập dịch nếu là tu vi đầy đủ ngươi có thể tham gia cách mỗi trăm năm một lần tiên tông đại tuyển thì có cơ hội trở thành chân chính thư viện đệ tử chương hai chuyển thế tiên nhân tiên tông đại tuyển đối với thần tiêu đại lục tu sĩ mà nói cơ hội là công bình nhất cơ hội có thể cho chính mình cá vọt hóa long bất luận trước ngươi xuất thân ở nơi nào chỉ cần có thể thông qua tiên tông đại tuyển, bái vào bốn tiên tông lớn bên trong, sau này thân phận cũng chỉ có một tiên tông đệ tử. Cho dù là bốn tiên tông lớn ngoại môn đệ tử đi đến thần tiêu đại lục các nơi ở cung cấp bên trong đều muốn so cái khác tu sĩ cao hơn một trở. Chỉ là nghĩ muốn thông qua tiên tông đại tuyển khó khăn cỡ nào, trăm năm một lần tiên tông đại tuyển chỉ tuyển ra một trăm người. ý vị này thần tiêu đại lục bên trên tất cả địa tiên hàng năm chỉ có một người có tư cách bái vào bốn tiên tông lớn. Từ thạch tuổi tác dần dần dài, duệ khí không ở, sau này thành tựu có hạn ở từ tiểu thiên trong mắt tô tử mặc có thể nhìn thấy một loại hương khí một loại khát vọng đối với lực lượng tựa như năm đó bình dương chân chính mình nhưng thủy vân kiếm phái chỉ là huyền cấp tông môn tài nguyên tu luyện có hạn coi như từ tiểu thiên có phần này tâm tính coi như hắn có cái thiên phú này ở tài nguyên thiếu thốn hoàn cảnh phía dưới chỉ sợ cũng rất khó ra mặt tô tử mặc trong lòng thở dài hắn còn có một cái khác tầng lo lắng lần này từ thạch từ tiểu thiên hai người cùng tiên đạo tộc lớn tiết ra phát sinh xung đột bởi vì hắn ra tay mới cứu xuống hai người nhưng song Vương đã kết toán tiết ra dù lớn đến mức nào gan cũng không dám tùy tiện tìm hắn gây phiền phức nhưng tiết ra lại vô cùng có khả năng trả thù từ tiểu thiên hai người chuyện này đối với bọn hắn cha con có thể là một cái thai hỏa ngập đầu thủy vân kiếm phái tuyệt đối bảo hộ không được hai người tô tử mặc trầm ngâm không nói lâm vào trầm tư nếu là hai vị không chê ngược lại là có thể đi theo ta bên thân từ một cái bình thường thị vệ làm lên không biết khi nào tạ khuynh thành đi tới tô tử mặc bên thân nhìn qua từ thạch từ tiểu thiên hai người mỉm cười nói nói cho dù là mặt đối từ thạch từ tiểu thiên hai người tạ khuynh thành trong mắt cũng không có nữa điểm tiêu căng kinh thường vẻ mặt ôn hòa khuynh thành quận vương ngươi tô tử mặc tâm thần chấn động tạ khuynh thành hướng về phía tô tử mặc mỉm cười gật đầu một cái tô tử mặc cũng không nói qua cái gì vị này quận vương tựa hồ liền đã nhìn ra hắn khó xử quyết định này cũng là đang giúp hắn giải quyết việc này tạ khuynh thành nói ta bên thân bình thường thị vệ ở tu hành tài nguyên bên trên đương nhiên muốn so huyền cấp tông môn tốt hơn nhiều chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ tương lai cũng có cơ hội trở thành ta thân vệ tư thạch từ tiểu thiên hai người cứ thế ngay tại chỗ trong lúc nhất thời còn có chút trầm thân thở trước mắt vị này đẹp mắt xinh đẹp của vương đối hai người mà nói thật sự là xa không thể chạm giữa song phương thân phận địa vị tranh lệch quá lớn hơn rồi nghe được cái này mời hai người đều có chút không dám tin tưởng hai người theo bản năng nhìn về phía tô tử mặc tô tử mặc gật gật, gật đầu có thể đi theo tạ khuynh thành bên thân đương nhiên là trô đi tốt nhất tu hành tài nguyên chỉ là trong đó một phương diện quan trọng hơn chính là ở tạ khuynh thành bên thân từ thạch từ tiểu thiên hai người an toàn không lo chí ít không cần đang e sợ tiết ra đa tạ điện hạ từ thạch vội vàng lôi kéo từ tiểu thiên hướng lấy Tạ Khuynh Thành quỳ xuống. Không cần. Không có chờ hai người quỳ xuống, Tạ Khuynh Thành liền huy động ống tay áo, tràn ngập ra một cỗ vô hình lực lượng, đem hai người nâng lên, nói, "Sau đó ta sẽ phái người cho Thủy Vân kiếm phái một phong thư, bẩm rõ ràng việc này, phương diện này, các ngươi không cần lo lắng." Tư Thạch, Từ Tiểu Thiên chắc con, đều có chút thụ sủng nhược kinh. Hai người lại hướng về phía Tô Tử Mặc vái rồi một cái, vẻ mặt cảm kích. Hai người cũng nhìn ra được, nếu không có bởi vì Tô Tử Mặc, Tạ Khuynh Thành tuyệt sẽ không thu lưu hai người. Điện hạ, đa tạ. Tô Tử Mặc nhìn qua Tạ Khuynh Thành, cũng chắp tay nói lời cảm tạ tạ khuynh thành lắc đầu cười một tiếng nói tiện tay mà thôi không cần để ý ta chỉ là cái thanh nhàn quần vương không có cái gì quyền thế nếu là bọn họ tương lai có tốt hơn chỗ đi bất cứ lúc nào đều có thể rời đi tô tử mặc sinh lòng cảm khái thượng giới cũng có người tốt tạ khuynh thành giúp hắn chuyện này nhưng lại không có thi ân cầu báo thậm chí không có cho từ thạch từ tiểu thiên hai người bất kỳ áp lực dẫn bọn hắn trở về an bài một chút tạ khuynh thành đối sau lưng hai cái thị vệ căn dặn vài câu hai vị đạo hữu bên này hai vị thị vệ mang theo từ thạch từ tiểu thiên hai người rời đi Liên tại lúc này Từ thạch từ tiểu thiên hai người trong đầu góc đột nhiên thêm ra một phần phức tạp tối nghĩa công pháp bí văn ngay sau đó tô tử mạc công thanh ở hai người trong đầu góc vang lên thần tượng thôn tức công là ta chém giết một vị thiên kiêu chỗ được bộ này công pháp cực kỳ bá đạo lực lượng cưng mãnh tu luyện tới cực hạn không kém gì thượng giới rất nhiều đỉnh cấp công pháp về phần các ngươi có thể đem bộ này công pháp tu luyện tới trình độ nào liền nhìn riêng phần mình tạo hóa cùng thiên phú mặt khác bộ này công pháp các ngươi tu luyện về sau không thể truyền ra ngoài Từ thạch từ tiểu thiên hai người toàn thân chấn động theo bản năng nhìn về phía tô tử mặc lúc này tô tử mặc đã đi theo thư viện đám người cùng tạ khuynh thành cùng nhau rời đi chỉ còn lại có một đạo bóng lưng từ thạch hai cha con liếc nhau sinh lòng cảm kích một cái khác một bên ở tô tử mặc xem ra có thể cùng từ thạch cha con ở nơi này trùng phùng cũng coi như có chút duyên phận hắn không cách nào thu từ tiểu thiên làm đồ đệ cũng không thể đem hai người mang ở bên thân cùng vào thư viện hắn liền đem thần tượng thôn tức công truyền thụ cho hai người cũng coi là một cái đền bù tổn thất công pháp hắn tu luyện phức tạp nhưng có rất nhiều không tiện truyền ra ngoài cũng chưa chắc thích hợp hai người tu luyện chỉ có bộ này thần tượng thôn tức công thích hợp nhất hai người trở thành khuynh thành quận vương thị vệ nếu là có thể đem bộ này công pháp tu luyện tới đại thành cũng có thể để cho hai người ở đông đảo thị vệ bên trong chỗ hết tài năng tô tử mặc đến nay còn nhớ được tu luyện bộ này thần tượng thôn tức công yêu nghiệt phương huyền ngày đó ở đế mộ bên trong nương tựa theo bộ này công pháp phương huyền thậm chí ở vân đình nhân sắt kiếm khí bên dưới chạy ra tìm đường sống cuối cùng cũng là bởi vì tô tử mặc vân đình còn có phong tử y tam đại thiên tiêu hợp lực ra tay mới bỏ mình tại chỗ nếu không có như thế cho dù là tô tử mặc ra tay đem nó chấn áp cũng phải hao phí một chút thời gian ca lần này địa bảng bài danh 10 vị trí đầu bên trong có mấy cái trong thư viện người ta diệp phi sư huynh tô tử mặc xếp tại thứ mấy trên đường xích hồng quận chúa hỏi nói diệp phi chính là càn khôn thư viện lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất địa bảng chi tranh cũng không bắt đầu liền đã có người đem lần này địa bảng đại khái thứ tự sắp xếp đi ra cung cấp rất nhiều tu sĩ truyền đọc lần này địa bảng chi tranh quá mức kịch liệt càn khôn thư viện lần này cũng không chiếm ưu thế gì tạ khuynh thành hơi hơi lắc đầu nói mười vị trí đầu bên trong không có thư viện đệ tử cái gì điều đó không có khả năng xích hồng quận chúa mặt mũi tràn đầy hoài nghi phàn nàn nói cái gì người loạn biên bài danh trong thư viện không người đứng vào mười vị trí đầu thư viện trung trưởng lão ngược lại là cực kỳ tỉnh táo nói theo ta được đến tin tức lần này tranh đoạt địa bảng địa tiên xác thực có một ít yêu nghiệt diệp phi chưa hẳn có thể chen vào mười vị trí đầu trong thư viện cũng sớm có đoán trước các ngươi không cần có cái gì áp lực bình thường tỉ thí là được ta không tin sinh hồng quận chúa bĩu môi hỏi nói lần này đầu tiên là ai tạ khuynh thành nói lần này địa bảng trước hai tên cơ hồ đã xác định chỉ là ai là đệ nhất ai là thứ hai vấn đề vân đình lại không tham gia được cái gì người lợi hại như vậy sinh hồng quận chúa không phục hỏi nói tạ khuynh thành cười nói liền xem như vân đình đến đây cũng chưa chắc có thể cầm tới đệ nhất bởi vì cái này hai vị đều là chuyển thế tiên nhân chương hai nghìn một trăm tám mươi chín địa bảng bài danh chuyển thế tiên nhân chỉ là bốn chữ thì có một loại khiếp người ma lực xích hồng quận chúa không còn lên tiếng đi theo đám người cũng đột nhiên an tĩnh một chút từ võ đạo bản tôn nơi đó tô tử mặc biết được nghĩ muốn chuyển thế trùng sinh cảnh giới thấp nhất cũng phải đạt tới chân nhất cảnh không minh kỳ nếu không thân tử đạo tiêu hồn phi phát tán tiến vào luân hồi không biết rõ tương lai sẽ trở thành cái gì sinh linh hay là sinh ra ở cái nào một giới thậm chí có khả năng luân hồi đến hàng ngàn tiểu thế giới bên trong biến thành xuất sinh coi như vận khí rất tốt có thể có cái không sai xuất thân cái này cũng mang ý nghĩa lúc trước mình đã biến mất nhưng tu luyện thành không minh kỳ chân tiên chuyển thế chúng sinh lại có thể mang theo kiếp trước dấu ấn có cực lớn khái dẫn chúng sinh ở kiếp trước giới diện bên trên nếu là có kiếp trước cao nhân tiếp dẫn liền có thể một lần nữa bái vào tông môn trở lại một lần tu luyện tới chân nhất cảnh lúc liền có thể khôi phục kiếp trước trí nhớ tạ khuynh thành nói tiếp nói phi tiên môn chuyển thế tiên nhân đạo hào thái hoa mấy chục vạn năm trước nguyên bản chính là phi tiên môn chân truyền đệ tử một thế này bị phi tiên môn môn chủ tiếp dẫn chuyển thế trở về lại lần nữa bái vào phi tiên môn bên trong đạo hào không thay đổi một cái khác chuyển thế tiên nhân, đạo hào phong ẩn đến từ ngự phong quan. nghe nói năm đó ở cựu tiêu trên đại hội, từng tiến vào chân tiên bảng mười vị trí đầu. lần này chuyển thế trở về, cũng là bị ngự phong quan trưởng láo tiếp dẫn, một lần nữa đưa về tông môn. cái này đệ nhất đệ nhị không có gì tốt tranh, mười vị trí đầu còn có tám cái ghế đâu, khó nói đều mạnh như vậy. sinh hồng quận chúa sát có việc nói rằng, khuynh thành các ca, ta nói cho ngươi à, những năm gần đây ở trong thư viện tu hành, ta cảnh giới mặc dù không có biến hóa, nhưng chiến lược thế nhưng là tăng lên không ít. đây là trong cung dự đoán lần này địa bảng bài danh. Các ngươi có thể nhìn xem." Tạ Khuynh thành bàn tay trắng đoán lật qua lật lại, đưa qua một phần thẻ tre. "Xích Hồng sư muội, cho ta cùng sao chép một phần." Diệp Phi trong lòng hiếu kỳ, cũng mở miệng đòi hỏi. Xích Hồng quận chúa nói, "Đừng gấp, ta cho mọi người đều ấn một phần, chúng ta tất cả xem một chút, cũng có thể sớm có cái chuẩn bị." Một bên nói xong, Xích Hồng quận chúa đem thẻ tre đặt ở mi tâm, lấy thần thức ấn, rất nhanh liền ấn ra mấy chục phần, phân phát đến thư viện đám người trong tay. "Tô huynh, ngươi không ngại cũng nhìn một chút." Tạ Khuynh thành nói phần này thẻ tre là từ trong cung chuyên môn tu sĩ biên soạn bên trong tụ tập lấy lần này địa bảng rất nhiều thiên tiêu còn có rất nhiều tin tức trọng yếu đối với các ngươi sẽ có một chút tác dụng tô tử mặc nói một tiếng tạ đem thẻ tre nhận lấy phần này trên thẻ trúc từ một trăm cái nhỏ dài bảng trúc sâu chuỗi mà thành cầm đầu một mảnh bảng trúc bên trên chỉ viết rồi một cái đạo hảo phong ẩn tô tử mặc thần thức rót vào mảnh này bảng trúc phía trên trong đầu góc đột nhiên hiện lên làm ra một bộ càng lớn hình ảnh phía trên ghi chép mấy dòng chữ tên họ phong ẩn cảnh giới cấp chín địa tiên chiến tích đánh giá thân phận ngự phong quan chuyển thế tiên nhân phía trên này trừ rồi tên họ cùng thân phận bên ngoài còn lại tiêu đề đằng sau đều vì không không có bất kỳ cái gì tin tức Liên tại lúc này tạ khuynh thành âm thanh truyền đến thái hoa cùng phong ngẩn hai người chuyển thế trở về về sau cơ hồ chưa từng ở thần tiêu đại lục bên trên hiện thân thủy trung đều đang bế quan tu hành lần này là hai người lần thứ nhất ở lớn như thế thịnh hội bên trên lộ mặt cho nên có quan hệ hai người này tin tức cũng không nhiều tô tử mặt thân thức tiến vào cái thứ hai bảng trúc về sau bên trong tin tức quả nhiên cùng phong ẩn tương tự trừ rồi tên họ cùng thân phận về sau còn lại đều là không cái này trên thẻ trúc bảng trúc sắp xếp từ trái đến phải đúng lúc là dựa theo từ một đến trăm sắp xếp phong ẩn cùng thái hoa hai người cơ hồ không có ghi vào cái gì tin tức hữu dụng chỉ là hai cái chuyển thế tiên nhân thân phận cũng đủ để trở thành địa bảng trước hai tên chuyển thế tiên nhân đáng sợ ngay tại ở kiếp trước của bọn hắn chi nhớ mặc dù hai người cảnh giới không đủ không có khôi phục tất cả kiếp trước chi nhớ nhưng chỉ là khôi phục một bộ phận cũng đã đầy đủ đáng sợ theo bọn họ không ngừng tu luyện ngược dòng tìm hiểu kiếp trước dấu vết giác tỉnh trí nhớ liền sẽ càng ngày càng nhiều hai người mặc dù đều là cấp chín địa tiên nhưng hai người có thật sự tiên ký ức chân tiên kinh nghiệm chiến đấu những cái này mới là kinh khủng nhất tô tử mặc tiếp tục xem mảnh thứ ba bảng trúc bên trên địa tiên tên là nhạc phong đến từ sơn hải tiên tông cấp chín địa tiên chiến tích một cột bên trên lưu loát viết mấy trăm chữ đánh giá cũng là cực cao dựa theo vị này biên soạn người châu nói nếu không có có thái hoa phong ẩn hai vị chuyển thế tiên nhân vị này nhạc phong đại khái dẫn là lần này địa bảng chi đầu sau đó thứ tư đến hàng mười phân biệt đến từ đại tấn tiên quốc phi tiên môn sơn hải tiên tông viêm dương tiên quốc ngự phong quan tử hiên tiên quốc còn có một vị đến từ tiên đạo tộc lớn bảng thị thiên tiêu tên thứ mười một mới là càn Khôn thư viện diệp phi lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất cái kia vân lôi ở tiên tông đại tuyển bên trên thứ tự rõ ràng còn chưa kịp ta hắn sao có thể đứng vào mười vị trí đầu Xích hồng quận chúa nhữ mày hỏi nói vân lôi quận vương mặc dù xuất thân từ tử hiên tiên quốc nhưng lần này là đại biểu sơn hải tiên tông xuất chiến ở chương này trên bảng danh sách đứng hàng cân chìm thứ sáu tạ khuynh thành nói ngươi thân pháp tốc độ vượt qua hắn ở cựu trọng thiên bài danh bên trên sẽ chiếm một chút ưu thế nhưng ở sau cùng bài danh chiến bên trong ngươi chưa chắc là hắn đối thủ tô tử mặc ánh mắt quét qua ở thứ mười tám phiến bảng trúc bên trên nhìn thấy rồi xích hồng quận chúa tên tên họ xích hồng cảnh giới cấp chín địa tiên chiến tích cấp tám địa tiên lúc từng vượt qua cảnh giới nhỏ chém giết cấp chín địa tiên cấp chín địa tiên lúc ở viêm dương tiên quốc vương thất hậu bồi chiến đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người chỉ là cuối cùng thua với tạ vân quận vương ngàn năm trước tiên tông đại tuyển bên trong bài danh thứ hai đánh giá thân pháp tốc độ tại địa tiên bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu cựu trọng thiên bên trong nhưng tiến 10 vị trí đầu nhưng đối kháng chính diện tuyệt đối chiến lược bên trên phải kém hơn một chút thân phận càng khôn thư viện ngoại môn đệ tử viêm dương tiên quốc của chúa cái này thẻ che đánh giá cùng tạ khuynh thành nói tới không kém nhiều xem ra đối địa bảng bên trên đông đảo thiên tiêu hao tốn lượng lớn tâm tư đến thu thập tin tức chỉ là không biết do tạ khuynh thành trong miệng cùng địa bảng nâng lên đến cựu trọng tiên lại là cái gì tô tử mặc trong lòng có chút hiếu kỳ không biết rõ cái này địa bảng phải chăng đem hắn xếp vào trong đó lại xếp tại rồi tên thứ mấy hắn ánh mắt do xét tạm dừng ở thẻ che vị trí giữa bên trên mảnh thứ bốn mươi chín bảng trúc tên họ tô tử mặc cảnh giới cấp tám địa tiên chiến tích ngàn năm trước tiên tông đại tuyển bên trong vừa lộ ra cao chót vót chém giết một hơn trăm vị đại tấn tiên quốc hình lục địa vệ cùng nguyên ta quận vương trở mặt cuối cùng thậm chí kinh động tứ đại tiên tử thứ hai cầm tiên họa tiên suýt nữa làm to chuyện cuối cùng giành được đại tuyển đệ nhất đánh giá sở trường một loại nào đó đáng sợ ngọn lửa tiên pháp còn khống chế một loại sắp xỉ thuấn di thân pháp, nhục thân cường đại, huyết mạch bình thường, nhưng vượt cấp chém giết cường địch, tu luyện có thiên sát kiếm quyết, thái thượng huyền linh bắt đầu chấn kinh. Kẻ này trước đó chiến tích tin tức không nhiều, chỉ là một trận tiên tông đại tuyển rất khó phán đoán, mà hắn cảnh giới quá thấp, là địa bảng bên trong duy nhất cấp 8 địa tiên, cái này ở địa bảng chiến đấu bên trong, có lẽ sẽ trở thành hắn nút điểm, tạm thời đem đứng vào 50 vị trí đầu. Thân phận, Càn Khôn thư viện ngoại môn đệ tử, đến từ hạ giới. Nhìn đến đây, Tô Tử mặc cười cười. Không nghĩ tới, vị này biên soạn người thật đúng là góp nhặt không ít liên quan tới hắn tin tức chỉ là năm đó hắn ở đại tấn tiên quốc một đường đào vòng cơ hồ không có người chú ý hắn tự nhiên cũng không biết do hắn đã từng chiến tích chương hai nghìn vân đình hiện thân tô tử mặc trước đó đại náo thanh vân quận dẫn tới cực lớn chấn động thậm chí bị đại tấn cử quốc chi lực truy giết truy nã nhưng cũng chỉ giới hạn trong đại tấn tiên quốc đối với thần tiêu đại lục bên trên tuyệt đại đa số thế lực cùng tu sĩ đều chưa nghe nói qua hắn càng không có người chú ý tới hắn tiên tông đại tuyển một trận chiến xem như hắn lần thứ nhất tiến vào thần tiêu đại lục thượng tầng ánh mắt kỳ thật thiên tông đại tuyển trăm năm một lần liền xem như đại tuyển đệ nhất cũng chưa chắc sẽ có nhiều làm người khác chú ý nhưng ngàn năm trước lần kia tiên tông đại tuyển phát sinh biến cố thực sự quá nhiều náo ra không nhỏ động tĩnh thậm chí kinh động hai vị tiên tử cũng làm cho tô tử mặc bộc lộ tài năng đương nhiên đối với thần tiêu đại lục tuyệt đại tu sĩ mà nói mọi người càng chú ý chính là cầm tiên họa tiên hiện thân càng chú ý chính là liên quan tới họa tiên bắt quái truyền thuyết đối với tô tử mặc cái này tiên tông đại tuyển đệ nhất chém giết một hơn trăm vị hình lục địa vệ chiến tích đám người nghe được cũng chỉ là thán phục một tiếng rất nhanh liền quên đi rồi ngàn năm trôi qua một trận chiến này ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Cái này địa bảng bài danh, đem Tô Tử Mặc đứng vào 50 vị trí đầu, đều có không ít tranh luận cùng nghi vấn. Sinh Hồng quận chúa cũng chú ý tới cái bài danh này, bĩu môi cười nói, còn lại tu sĩ thứ tự tạm thời không nói, Tô sư đệ cái bài danh này khẳng định không chính xác. Xác định như vậy, Tạ Khuynh Thành cười lấy hỏi nói, Sinh Hồng quận chúa chỉ vào trên thẻ trúc hai cái tên, nói, cái này sắp xếp thứ 23 đầu uyên, vừa rồi bị Tô sư đệ một quyền đẩy lui, cái kia sắp xếp 57 tên nguyên, cũng bị Tô sư đệ một trưởng đánh phế đi. Ta đoán chừng à, chờ điệu bảng tranh đoạt lúc mới bắt đầu cái này tiết nguyên đều chưa hẳn có thể khôi phục như lúc ban đầu ồ tạ khuynh thành hơi có kinh ngạc nói nguyên lai like tiết nguyên là bị tô huynh gây thương tích hắn đến được chậm một chút chỉ thấy tiết ra đám người che chở thụ thương tiết nguyên rời đi lại không biết nói mới là tô tử mặc ra tay bố trí như thế nói đến tô huynh bài danh xác thực còn phải cao hơn một chút tạ khuynh thành gật đầu một cái xích hồng quận chúa nói muốn ta nhìn tô sư đệ chiến lực chí ít ở trên ta tuyệt đối có thể xếp vào mười vị trí đầu thậm chí có thể là năm vị trí đầu Tạ Khuynh Thành cười mà không nói. Hắn trong lòng mặc dù không quá tán thành, nhưng lại chưa phản bác. Xích Hồng quận chúa chỉ vào mảnh thứ 4 bảng trúc, nói, cái này sắp xếp thứ tư thiết hàn, nhìn nó thân phận, cũng chỉ là hình lục địa vệ thống lĩnh. Tô sư đệ năm đó đem hình lục địa vệ giết được quang mũ cởi giáp, ta nhìn à, hắn cái này lại thống lĩnh, cũng chẳng có gì ghê gớm. Tô Tử Mặc cũng chú ý tới người này. Tên họ, Thiết Hàn. Cảnh giới, cấp 9 địa tiên. Chiến tích, từ cấp 7 địa tiên bắt đầu, chính là kỳ trước địa vệ bài danh chi đầu, năm vạn năm chưa tăng dịch vị. Đánh giá, người này nhục thân huyết mạch đều là đỉnh cấp tương truyền nói nhục thân có thể so với hoàn mỹ phẩm giai pháp bảo tiên thiếu lộ mặt ra tay số lần không nhiều chính là hình lục địa vệ bên trong sắc bén nhất cây lao kia năm năm địa vệ đệ nhất đủ để chứng minh người này đáng sợ thân phận đại tấn tiên quốc hình lục địa vệ đại thống lĩnh dựa theo trên thẻ trúc châu nói cái này người ngược lại là có chút bản lãnh người này chiến tích cũng không tính kỹ càng nhưng càng là như vậy liền càng chứng minh người này đáng sợ ai cũng không biết do hắn sau lưng còn ẩn giấu đi cái gì thủ đoạn sinh hồng quận chúa nói xong tạ khuynh thành nhìn về phía tô tử mặc trầm ngâm một chút vẫn là căn dặn nói tô huynh không thể chủ quan tô tử mặc gật gật đầu coi như tạ khuynh thành không nhắc nhở hắn cũng sẽ lưu ý người này hắn từng chém giết qua hơn một trăm vị hình lục địa vệ nhưng đây cũng không có nghĩa là hình lục địa vệ bên trong không có tuyệt đỉnh cao thủ nguyên ta quận vương đã thất thế hắn mặc dù có thể điều động hình lục địa vệ nhưng lấy hắn thân phận cùng quyền thế bên thân hình lục địa vệ khẳng định không phải cao cấp nhất phần này trên thẻ trúc mặc dù chỉ có một trăm cái danh lệch nhưng đến từ đại tấn tiên quốc địa tiên liền chiếm mười cái vị trí đều là hình lục địa vệ diệp phi sau khi xem xong lộ ra một nụ cười khổ lắc đầu nói lần này địa bảng chi tranh quả thật có chút kịch liệt so ta trong tưởng tượng còn muốn gian nan rất nhiều địa bảng mười vị trí đầu khó a à? cũng là không cần phải tạ khuynh thành nói trên thẻ trúc địa bảng mười vị trí đầu mặc dù không có thư viện đệ tử nhưng địa bảng một trăm tên bên trong thư viện đệ tử lại chiếm mười bảy vị số lượng rất lớn trung trưởng lão hạ trưởng lão xem hết thẻ tre cũng chú ý tới một điểm này khôn ngoan cảm giác vui mừng chí ít ở trình thể bên trên càng khôn thư viện cũng không rơi vào hạ phong tạ khuynh thành lại nói lại giả thuyết cái này trên thẻ trúc bài danh cũng chỉ là dự đoán cuối cùng còn phải xem ba ngày sau địa bảng chiến đấu cái này một hồi mọi người đã đến hành cùng, ra yến về sau liền ai đi đường đấy nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ba ngày sau địa bảng chi tranh kỳ thật vạn năm đại hội sớm cũng đã bắt đầu vương thành bên trong náo nhiệt phi phạm ba ngày qua các phương thế lực lớn cũng nhao nhao đến viêm dương tiên quốc vương thành lần lượt hiện thân ở trong đó làm người ta chú ý nhất chính là tử hiền tiên quốc đội ngũ lần này dẫn đội người lại là danh xưng mười vạn năm qua đệ nhất yêu nghiệt vân đỉnh quân vương từ khi hơn một ngàn năm trước vân đình quận vương hoành quét các thế lực lớn địa tiên cường giả liền cơ hồ không có làm sao lộ mặt thủy trung đang bế quan tu hành lần này xuất quan vân đình cảnh giới đã là thiên nguyên cảnh tầng hai lấy vân đình thiên phú cùng tu luyện tốc độ đột phá đến thiên nguyên cảnh về sau tốc độ cũng chậm lại thời gian ngàn năm chỉ để thăng tầng một cảnh giới đương nhiên cái này đối người ngoài tới nói đã là khó có thể tưởng tượng tu luyện tốc độ đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói ở thiên nguyên cảnh tu hành nghĩ muốn đột phá cảnh giới hao tổn lúc trên vạn năm đều không thể tầm thường hơn Vân Đình quận vương đã là nhị giai thiên tiên, đến vạn năm đại hội làm cái gì? Không rõ ràng, kẻ này tính tình khoe khoang, phách lối tự chịu, làm không tốt có cái gì hành động kinh người. Các ngươi còn không biết rõ a? À? Càn Khôn thư viện có cái gọi Tô Tử Mặc Địa Tiên, tu luyện thiên sát kiếm quyết, ta đoán chừng, Vân Đình quận vương khẳng định là bởi vì người này mới tới đây. Có tu sĩ tỉnh táo phân tích nói, Vân Đình quận vương muốn làm gì à? Hắn còn muốn muốn trước mặt mọi người trắng trận cướp đoạt kiếm quyết. Càn Khôn thư viện cũng có thiên tiên trưởng suốt ngày leo đeo theo, như thế nào để hắn hồi náo? Vân đỉnh quận vương hành chuyện xưa nay không chỗ cấm kỵ, liền xem như trước mặt mọi người đối cái kia tô tử mặc ra tay, cướp đoạt kiếm quyết, ta đều không ngạc nhiên chút nào. Nói lên càn khôn thư viện tô tử mặc, ta cũng muốn lên một sự kiện. Đại tấn tiên quốc lần này là nguyên tá quận vương dẫn đội tới đây, ta nghe nói nguyên tá quận vương cùng cái này tô tử mặc có cực sâu thù hận. Nghe nói ngàn năm trước người này còn đắc tội cầm tiên nữa nha. Các ngươi nói cầm tiên lần này có thể hay không hiện thân? Muốn được mỹ a à, tứ đại tiên tử là nhân vật bậc nào, từng cái phong hoa tuyệt đại lại đều là chân tiên, như thế nào đến quan sát địa bảng chi tranh? Ta nghe nói, Thần Tiêu Tiên hội bên trên, tứ đại tiên tử có khả năng thể tụ, đó mới là Thần Tiêu Tiên vực đỉnh cấp tiên đạo thị hội. Theo Thần Tiêu Tiên vực ba tiên quốc lớn, bốn tiên tông lớn, từng cái tiên đạo tộc lớn, các tông môn lớn thế lực nhau nhau thể tụ, và năm đại hội trọng đầu hí cũng dần dần kéo ra. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Địa bảng chiến đấu, hôm nay chính thức bắt đầu. Chương 2191, chúng ta lại gặp mặt. Viêm Dương tiên quốc. Mặt trời mới mọc, hoàng cung trước quảng trường khổng lồ bên trên, đến từ Thần Tiêu đại lục các phe tu sĩ đã lục tục ngo ngoe đến, tụ tập ở này, liếc nhìn lại lít nha lít nhít người đông nghìn nghịt trong sân rộng giữa trống đi một đầu rộng rãi đường lớn lan tràn mà lên nối thẳng đại điện ở đầu này đại đạo hai bên chính là các tông môn lớn thế lực các phương tu sĩ tụ tập khu vực trước đại điện chính là lần này đội chủ nhà viêm dương tiên quốc vị trí ở tại hai bên trái phải theo thứ tự là hai tiên quốc lớn hai tiên quốc lớn phía dưới là bốn tiên tông lớn càn khôn thư viện cùng sơn hải tiên tông sát bên cách lấy đường lớn đối diện chính là ngự phong quan cùng phi tiên môn cái này hai tiên quốc lớn bốn tiên tông lớn phía dưới mới là tiên đạo các đại thế gia tộc lớn các đại chuẩn thiên cấp tiên tông môn phái theo thứ tự sắp xếp đi xuống một đường lan tràn phía trước nhất một phiến đều là thiên cấp chuẩn thiên cấp tông môn ở những này tiên tông đằng sau mới là địa cấp cùng chuẩn địa cấp tông môn lại về sau chính là huyền cấp tông môn phía sau cùng chính là đến từ thần tiêu tiên vực các nơi tán tu không thiết lập ghế cũng không có tiên đảo linh quả trà thơm điểm tâm cung cấp đãi ngộ tự nhiên kém rất nhiều lúc này đông đảo huyền cấp địa cấp chuẩn thiên cấp tông môn tu sĩ đồng đều đã đến đủ chỉ còn lại có ba tiên quốc lớn bốn tiên tông lớn người không có đến mau nhìn bên kia ba tiên quốc lớn người đồng thời xuất hiện rồi trong đám người có người la lên một tiếng dẫn được đông đảo tu sĩ nhao nhao lên mắt chỉ gặp giữa không trung ba đội tu sĩ từ ngoài sân rộng mặt chậm chậm dáng lâm xuống tới ở giữa chính là tòa này hoàng cung chủ nhân viêm dương tiên quốc đội ngũ có chút khổng lồ người cầm đầu chính là viêm dương tiên quốc nhị hoàng tử tạ linh quận vương chân tiên cường giả cũng là lần này vạn năm đại hội người chủ sự ở phía sau hắn đi theo một chút vương tộc con cháu dự đoán địa bảng bên trên thứ bảy tạ vân quận vương năm đó vương tộc đấu pháp bên trong Tạ Vân còn từng vượt qua xích hồng của chúa. Vân Đình quận vương đến rồi. Vị nào? Phong mang thịnh nhất cái kia. Trong đám người vang lên một hồi ồn ào náo động. Tạ Linh mặc dù là chân tiên, lại là lần này vạn năm đại hội người chủ sự, nhưng không có gây nên quá nhiều người chú mục. Ba tiên quốc lớn đồng thời ra trận, đại đa số tu sĩ đều bị Tử Hiên tiên quốc cầm đầu cái kia cái người trẻ tuổi hấp dẫn, phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Trên thân người này quá mức xuất sắc rồi. Có người chỉ là theo dõi hắn hơi nhìn được lâu dài chút, cũng cảm giác hai mắt có chút nói nói. Ba tiên quốc lớn trận doanh bên trong, không thiếu có rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, giống như là đại tấn tiên quốc cầm đầu nguyên tá quân vương, dự đoán địa bảng bài danh thứ tư hình lục địa vệ đại thống linh thiết hẳn, dự đoán địa bảng thứ sáu vân lôi quân vương. Những này người tùy tiện một cái đứng đi ra, đều sẽ làm người khác chú ý. Nhưng bọn hắn cùng vân đình đồng hành, tất cả mọi người đều không thể che lại vân đình trên người phong mang. Bất luận ở nơi nào, chỉ cần vân đình hiện thân, trên người hắn lăng lệ phong mang, liền sẽ để người không tự chủ chú ý tới, không ai có thể coi nhẹ. Nghe nói vân đình đạo hữu lần này đến đây, là vì rồi cản khôn thư viện tô tử mặc. Liên tại lúc này, nguyên ta quận vương xoay đầu lại có chút thăm dò mà hỏi không biết rõ vân đình đạo hữu lúc này người nhưng có quan hệ gì đánh qua một khung vân đình nhìn không chớp mắt nhìn cũng chưa từng nhìn nguyên ta quận vương liếc mắt nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu nguyên ta quận vương mặc dù là cấp chín thiên tiên tu vi cảnh giới hơn xa với hắn nhưng lại không vào hắn mắt nhìn thấy vân đình như vậy ngạo mạn vô lễ nguyên ta quận vương trong mắt đầu tiên là dâng lên vẻ tức giận chợt nhanh chóng biến mất hắn trong lòng bắt đầu âm thầm mừng thầm tô tử mặc không nghĩ tới ngươi lần này người còn đắc tội rồi vân đình dạng này càng tốt hơn thật sự là trời muốn diệt ngươi nguyên ta quận vương trong lòng cười lạnh thầm nghĩ nói ngàn năm trước ngươi để ta mất hết mặt mũi lần này ta muốn để ngươi ở nhiều người hơn nhìn chăm chú phía dưới chết không toàn thây nguyên bản nguyên ta quận vương còn không xác định vân đình đến đây phải trang bởi vì tô tử mặc nhưng vừa rồi nhìn vân đình thái độ hắn mới yên tâm lại cái này một hồi ba tiên quốc lớn tu sĩ đã theo thứ tự ngồi xuống mau nhìn tứ đại tiên quốc người cũng đều trình diện rồi lại là một tiếng kinh hô chỉ gặp nơi xa có bốn đội tu sĩ song song từ giữa không trùng dáng lâm xuống tới cái nào là chuyển thế tiên nhân thái hoa cùng phong ẩn là vị nào viêm dương tiên quốc dự đoán địa bảng đã sớm ở đông đảo giữa các tu sĩ lưu truyền ra đám người tò mò nhất chính là cái này hai vị chuyển thế tiên nhân thấy không phi tiên môn bên trong cùng bạch hải thiên tiên sóng vai mà đi cái kia chính là thái hoa tiên nhân ngự phong quan bên kia đứng ở thủ vị cùng thanh phong thiên tiên sóng vai chính là phong ẩn tiên nhân thái hoa tiên nhân người mặc đạo bảo lưng đeo trường kiếm tay áo bồng bền vẻ mặt lạnh nhạt khí độ bất phàm cùng cấp chín thiên tiên bạch hải sóng vai mà nói khí thế bên trên cũng không hề yếu Phong ẩn vẻ mặt lạnh lùng người mặc màu đen trường bảo chắp hai tay sau lưng toàn bộ người tản ra một loại băng lãnh khí tức câm sâm làm người ta không rét mà run cái này hai vị chỉ là cấp chín địa tiên lại có thể cùng hai đại đỉnh cấp thiên tiên sóng vai mà đi có thể thấy được hai người trong tông môn địa vị sơn hải tiên tông người cầm đầu tựa hồ là thượng giới thiên bảng đệ nhất quả nhiên là hắn thiên uyên ngàn năm trước tiên tông đại tuyển hắn chính là chủ sự một trong trừ bỏ hai vị chuyển thế tiên nhân thiên uyên hiện thân cũng hấp dẫn không ít ánh mắt so với phi tiên môn ngự phong quan sơn hải tiên tông ba tiên tông lớn càn khôn thư viện liền kém một chút càn khôn thư viện từ mấy vị trưởng lao dẫn đội sau lưng đi theo thư viện đệ tử cùng ba tiên tông lớn so sánh tựa hồ cũng bình thản không có gì lạ tô tử mặc áo xanh tóc đen mặt mày thanh tú ở thư viện trong đội ngũ không chút nào thu hút cũng không có người nào chú ý tới hắn hắn ánh mắt đảo qua ba tiên tông lớn phương hướng lần này ba tiên tông lớn dẫn đội người ngược lại đối lập quen thuộc đều gặp qua một lần tiên tông đại tuyển bên trên chính là bọn hắn ba người đại biểu riêng phần mình tông môn bốn tiên tông lớn đám người cũng giáng lâm xuống tới sắp ngồi xuống. Ngay tại chú ý của mọi người, đều bị hai vị chuyển thế tiên nhân, Thiên Nguyên đám người hấp dẫn thời điểm, từ Hiền Tiên quốc phương hướng, một đạo bóng dáng đột nhiên đứng dậy. Chen. Theo người này đứng dậy, giữa thiên địa lại vang lên một tiếng làm người sợ hãi kiếm reo thanh âm. Ngay sau đó, một đạo phong mang phóng lên tận trời, tựa hồ muốn xuyên thủng trời xanh, chém dụng ngôi sao, nhiệt độ xung quanh, tựa hồ đều hạ xuống rất nhiều, hàn ý từng trợ Ừm. Phong ẩn, Thái Hoa hai đại chuyển thế tiên nhân hơi biến sắc, nhao nhao lên mắt. Vân Đình quận Vương, cũng chỉ có Vân Đình quận Vương, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể bắn ra đáng sợ như thế phong mang vân đình đứng dậy trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt đông đảo tu sĩ đều có thể cảm nhận được vân đình trên người trừ rồi lăng lệ phong mang bên ngoài còn có cực kỳ mãnh liệt chiến ý vân đình quận vương muốn làm cái gì không ít tu sĩ thuận vân đình quận vương ánh mắt nhìn sang bên kia tựa hồ là càn khôn thư viện phương hướng tô tử mặc chúng ta lại gặp mặt Liên tại lúc này vân đình mắt sáng ngời Chậm chậm mở miệng mỗi một chữ đều giống như kim thạch dao đánh bang bang mạnh mẽ ba ba bá chỉ một thoáng trong thư viện cái kia như là thư sinh đồng dạng, không có chút nào tồn tại cảm giác áo xanh tu sĩ, dẫn tới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Chương 2192, liên thủ vây giết. Hắn là ai, như thế nào gây nên Vân Đình chú ý? Thư viện đệ tử, một cái cấp 8 địa tiên, vậy mà lại để Vân Đình chủ động đứng dậy chào hỏi. Đám người đã sớm nghe nói qua Vân Đình tính tình, kiêu ngạo tự chịu, coi trời bằng vung. Vừa rồi ra trận thời điểm, cho dù là chân tiên tạ linh quật vương, cũng coi như vẻ mặt thân mật, nhìn quanh bốn phía, hơi hơi gật đầu. Mà Vân Đình hiện thân, ánh mắt thủy chung nhìn qua phía trước, không có nhìn bất luận kẻ nào liếc mắt hắn cùng nguyên tá quận vương nói chuyện với nhau cũng là thái độ lãnh đạo bây giờ cái này thư viện đệ tử dẫn được vân đình quận vương chủ động đứng dậy coi trọng như vậy lập tức để đông đảo tu sĩ giật nảy cả mình người không có nghe nói sao cái kia người chính là tô tử mặc đến từ hạ giới trên người có thiên sát kiếm quyết vân đình quận vương lần này chính là hướng về phía người này thiên sát kiếm quyết mà đến không sai vân đình quận vương trong mắt chiến ý hoàn toàn không che giấu được ta thậm chí hoài nghi hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay đông đảo tu sĩ ở hậu phương nghị luận ở mỹ Khe khe nói nhỏ. Toàn bộ trên quảng trường thế cục, bởi vì Vân Đình một động tác, một câu, lại biến được dương cung bạc kiếm, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Vân Đình làm việc tùy tâm, từ trước đến nay không cố kỵ gì, có nhiều hành động kinh người, coi như hắn đột nhiên đối tô tử mặc ra tay, đám người cũng không ngạc nhiên chút nào. Tạ Linh Quận Vương khẽ như mày. Địa bảng chi tranh còn chưa bắt đầu, hắn đương nhiên không hy vọng xuất hiện biến cố gì nguyên ta quận vương ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc trong mắt lướt qua một vòng cười trên nôi đau của người khác ý cười nếu là cái này vân đình có thể ra tay đem tô tử mặc trấn giết ngược lại là giảm bớt hắn rất nhiều phiền phước thư viện mấy vị trưởng lão đều là như lâm đại địch